siêu cấp máy tính, Trần Húc. Tập 31 Trần Húc tự đã nghe được phanh một tiếng trầm đục, người đứng trước đó bị một cước này trực tiếp đá bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, một cước này chịu uy, Trần Húc đứng gần đây xem rõ ràng nhất, vậy mà trực tiếp đem người nọ ngực đá lõm xuống dưới, cũng không biết đã đoạn mấy cây xương sườn, thậm chí nói không chừng có xương sườn cắm vào nội tạng chính giữa, mắt thấy tựu sống không được rồi. Trần Húc trong nội tâm thất kinh, chính mình hay vẫn là vô lễ rồi, bất quá may mắn may mắn, hắn không có tự mình đi tiếp một chiêu này, bằng không thì đau khổ có thể to lắm. Lần này trong chàng mỗi người kinh hô, Lý Gia Gia chủ quát, Lý Tường. Lý Vĩ, Lý Tường tự là bị đá đi ra ngoài chính là cái kia, chỉ thấy hắn giấy dụa lấy muốn bỏ, dùng ngón tay lấy Lý Vĩ, nhưng là rốt cục hay vẫn là một hơi không có nâng lên đến, phun ra một búng máu trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất hắn lại bị vừa rồi một cước kia tươi sống đá tới chết. Lý Vĩ đứng ở giữa sân, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ vốn là muốn một cước đá chết lý mẫn lại không nghĩ rằng đá chết lý tường nhưng là mọi người thấy ánh mắt của hắn tuy nhiên cũng không giống với lúc trước một cước kia lực lượng trực tiếp đem một cái nhẹ cường tráng đại sống người sống đá chết cái này là kinh khủng cỡ nào cái này lý vĩ ngày thường cũng không quá đáng tựu là lý ra một cái tiểu tay chân mà thôi lúc nào có bổn sự này rồi hả ngược lại là trần húc vừa rồi cùng hai người bọn họ tốc độ ánh sáng giao lần tay đối với hai người cái này khác hẳn với thường nhân quái lực đã có hiểu rõ, tâm niệm vừa động, tự lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối thủ cũng nha, không nghĩ tới đám người kia thế lực vậy mà thẩm thấu tiến vào Nam Dương vùng, rất tốt, vậy rất tốt. Nếu như nói khởi điểm chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại, Trần Húc Tựu đã có đầy đủ hoàn toàn chính xác định. Chuyện này, nhất định là có người tại phía sau màn thao túng. Hơn nữa, hay là hắn đối thủ cũ, những cái kia máy móc cải tạo người, trong tràng một mảnh tịch mịch, cái kia Lý Vĩ trên mặt lúc xanh lúc đỏ về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, lại là một cước hung hăng đá đi qua, chỉ có điều, lúc này thời điểm mục tiêu của hắn nhưng lại trần húc. Mọi người kinh hãi, nhưng là Trần Húc nhưng lại sớm có phòng bị, không chút hoang mang sau này dẫm mạnh, khám khám tránh thoát một cước này về sau, Trần Húc thân thể hình như là lò xo so đồng dạng, mãnh liệt vượt mức quy định bắn ra, khuỷu tay hung hăng đâm vào Lý Vĩ phần bụng. Lập tức, Lý Vĩ tại đây va chạm phía dưới trùng trùng điệp điệp bay ngược đi ra ngoài. Trần Húc lập tức đuổi kịp, tay niết long chảo, giữ ở hắn đùi phải. Quả nhiên là như vậy, Trần Húc bắt lấy hắn đùi phải vừa sơ, lập tức cũng cảm giác được bên trong xương cốt độ cứng rõ ràng không bình thường, cùng chân trái phản ứng hoàn toàn trái lại. Trần Húc trong nội tâm cười lạnh, những cái thứ này cũng không phải chính quy cải tạo người, toàn thân chỉ cải tạo một chi tay hoặc là một chân, mà bọn hắn nhưng cũng là tự ủy lại cái kia một chi tay hoặc là một đầu chân cơ giới lực lượng, như vậy cao thủ, lại có sợ gì? trọng người tiếng kinh hô ở bên trong, chỉ thấy Trần Húc một trường cắt tại Lý Vĩ đùi phải gốc, thần kỳ, Lý Vĩ vậy mà không có phát ra kêu thảm thiết, mà là sắc mặt trắng bệch, trên mặt biểu lộ mang thêm vài phần không thể tin, lại mang thêm vài phần tuyệt vọng, mãnh liệt từ trong lòng móc ra một con dao găm, cứ như vậy ngồi dưới đất, hướng phía Trần Húc hung hăng đâm vào. Có thể một đao kia làm sao có thể chát ở Trần Húc. Nửa người trên của hắn lực lượng bất quá là người bình thường, bị Trần Húc một cái nhẹ nhàng linh hoạt bắt, mượn rơi xuống dao găm trần húc lớn tiếng nói các vị hôm nay cho mọi người xem vừa ra trò hay sau đó hắn cứ như vậy giơ dao găm hung hăng vào lý vĩ đùi phải đùi chính giữa trong đường một hồi kinh hô có mấy cái lý gia phu nhân nhìn thấy trần húc độc ác như vậy nhịn không được thét chói tai vang lên té xỉu nhưng là càng nhiều nữ người lại chứng kiến lý vĩ đùi phải miệng vết thương căn bản không có máu tươi phun ra trần húc hừ lạnh một tiếng một đao lấy xuống trực tiếp đưa hắn đùi phải liền ra thịt mang quần áo hoa thành hai nửa lớn tiếng nói, mọi người đến xem. Không nghĩ giống như trong máu tươi đầm đìa tràng cảnh, mấy cái lớn mật, dùng đồng lão ra tử cầm đầu đụng lên trước xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Nguyên lai, like, Lý Vĩ đùi chính giữa căn bản cũng không có huyết nhục. Một đao kia mở ra, thanh thanh sở sở, mọi người xem đến đó đùi chính giữa đồ vật. Không phải huyết nhục bạch cốt, mà là một cây hiện ra màu trắng bạc kim loại hào quang cái giá. Giống như, ma quỷ Terminator sung kết giả chính giữa robot đồng dạng. Đồng ra vệ đội, lập tức phong tỏa nhà thờ tổ, tất cả mọi người không được rời đi. Chờ bước tiếp theo mệnh lệnh, đồng lão ra tử dù sao cũng là sống địa vị cao, lập tức ra lệnh. Lập tức, thì có một đội người trẻ tuổi đứng dậy, mỗi người trên tay cầm lấy một bả mini đột kích, đem đồng ra nhà thờ tổ vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Trần Tiên Sinh, thỉnh trong phòng nói chuyện, Lý Lão gia, ngài cũng mời tiến đến, quản gia chất nữ cùng dơ cao giới, các người cũng tới, những người khác đến mấy cái đem hai người này mang tới nhà thờ tổ. Còn có coi chừng Lý Minh, ngàn vạn không thể để cho hắn đã chết. Lý Minh hiểm chết cái này tiếp cái khác, nhưng nghe được câu này về sau, lập tức sắc mặt như cho tàn, trùng trùng điệp điệp ngồi trên mặt đất, giữa đám người mấy người sắc mặt âm trầm, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không dám vọng động. Cái này mấy người trần húc đều nhìn ở trong mắt, lại không nói gì. Cái kia thần bí thế lực, không phải Taro, tự là ích, bọn họ là xa xa sẽ không cũng chỉ thu mua cái này mấy người đấy vừa rồi mấy cái sắc mặt không đúng đích ra hỏa có đồng ra cũng có lý ra xem thế cục bây giờ bọn họ là khẳng định không thể ra tay rồi trần húc cũng không muốn đem bọn họ lập tức bắt được đến buông dài tuyến mới có thể lưỡi câu cá lớn lý vĩ còn có lý tường thi thể được đưa vào nhà thờ tổ lý vĩ còn có khí bất quá lại cùng phải người đã chết không sai biệt lắm chỉ là ánh mắt oán độc chằm chằm vào trần húc nhà thờ tổ đại cửa đóng lại về sau đồng lão gia tử đối với một chỉ mặt âm trầm Lý Gia Gia chủ nói, Lý Huynh, chuyện này, Lý Huynh có ý kiến gì không? Lý Gia Gia chủ oán hận nhìn trên mặt đất hai người liếc. Chắp tay nói, toàn bộ bằng đồng lão gia xử lý rồi, ta, ta thật sự cái gì cũng không biết. Đồng lão gia tử gật gật đầu, nhìn về phía Trần Húc, Trần Tiên Sinh, hôm nay nhờ có có người tại, không biết người có phải hay không có thể nói cho lão đầu tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Húc khẽ khom người, nói, đồng bá phụ, Lý Lão Thái Gia, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng rồi, Lý Gia Tiểu Thư chết. Khẳng định có trọng đại ẩn tình, tuyệt đối không phải là Tiểu Lâm làm đấy. Về phần hung thủ là ai, trong nội tâm của ta có chừng ngọn nguồn rồi, bọn hắn mục đích cũng rất rõ ràng. Muốn đón lấy cơ hội này cho đồng gia gia chủ tương lai chế tạo đả kích cùng phiền toái. Giờ cao giới là hảo huynh đệ của ta, như vậy cũng chẳng khác nào cho ta ăn sạch đảo chế tạo phiền toái. Bất quá, nhìn xem lý gia chính giữa, có không ít người đều đã bị người thu mua sợ sợ âm mưu của bọn hắn còn không chỉ như thế nói không chừng sẽ nghĩ đến theo gốc đem lý gia rút lên vốn là lý gia tiếp theo tựu là đồng gia đồng lão gia tử cùng lý gia gia chủ biến sắc lý gia gia chủ hung hăng một cước đá vào lý vĩ trên người mắng người cái này chân ngoài dài hơn chân trong gia hỏa nói làm ai sai khiến người đấy lý vĩ thân thể lung lay thoáng một phát sợ hãi nhìn lý gia gia chủ liếc nhưng lại không nói chuyện trần húc tiếp lời nói phía sau màn làm chủ cũng không cần hỏi đương kim trên thế giới có được loại này kỹ thuật tính cả ăn sạch đảo ở bên trong cũng không quá đáng chỉ có tam gia thế lực có thể làm được đồng lão gia tử trong mắt tinh quang lóe lên châu utaro cùng bắc mỹ ích lão gia tử anh minh trần lúc nói ăn sạch đảo mặc dù có nắm giữ loại này kỹ thuật nhưng là tuyệt đối sẽ không đem hắn dùng cho nhân thể cải tạo mà loại địch nhân này trước khi ta cùng quản dịch cũng từng gặp được qua căn cứ tư liệu của chúng ta ít tổ chức đi nghiên cứu lộ tuyến là gen cải tạo, mà dùng cơ giới hóa cải tạo tứ chi, không phải phong cách của bọn hắn. Cái kia chính là Taro, có lẽ không sai, Trần Húc nói, Taro làm việc trước sau như một kiếm đi nhập đề, độc ác dị thường, làm ra loại chuyện này, không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Tự chỉ là đem người sống khỏe mạnh tứ chi dỡ xuống, thay đổi máy móc cánh tay, cái này vi phạm với nhân luân đạo đức, Trần Húc trong nội tâm bỏ thêm một câu, nếu không là bọn hắn như vậy đi ngược lại, cũng sẽ không khiến cho thiên đạo trừng phạt. Đồng lão gia tử mặt trầm như nước, quát cha. Giờ cao giới, chuyện này tiểu giao cho người đi giải quyết, ta ngược lại là muốn nhìn, ta đồng ra có nào đệ tử không biết tự ái, tốt người tốt không lo, đi làm loại này nửa người nửa máy móc quái vật. Lý gia gia chủ cũng vội vàng nói, chúng ta lý gia cũng muốn tra rõ, n, đồng lão thái gia, không riêng chúng ta lý gia, ta muốn toàn bộ Nam Dương dòng họ cũng là muốn tiến hành một lần đại quy mô tẩy trừ kiểm tra, xem Taro đích thủ đoạn cũng tuyệt không cam lòng tự là châm đối với hai chúng ta tông đồng lão gia tử chậm rãi gật đầu nói chuyện này ta sẽ an bài bất quá chúng ta đồng ra sự tình hôm nay muốn xử lý dơ cao giới tự giao cho ngươi rồi đồng dơ cao giới đại hỷ tiếp lệnh cảm kích nhìn trần húc liếc nếu như không phải mình cái này huynh đệ sự tình hôm nay hắn còn thật không biết như thế nào xong việc rồi trần húc hồi cho hắn một cái người một nhà đừng khách khí ánh mắt cười nói muốn cha hay vẫn là rất dễ dàng Loại này kiểu mới thay thế nhân thể khung xương hợp kim tuy nhiên không phải thiết, nhưng dù sao cũng là kim loại, ta cùng bọn họ đã giao thủ, cũng bắt được đã đến mấy cái tù binh, cho nên có tính nhắm vào cũng chế tạo ra giò xét loại hợp kim này dụng cụ giò xét. Chúng ta cũng không thể đem mỗi người thân thể đều mở ra xem đi. Bất quá đồng bá phụ, ta có một thỉnh cầu, hiện tại trước hoãn một chút, đối với tại nhà thờ tổ nhóm người này, dưới mắt không nóng này. Nói gì vậy, nhà mình ra như vậy nửa người nửa máy móc quái vật. Lý gia gia chủ trên mặt vô cùng nhất khó chịu nổi, hắn biết rõ sự tình phát triển đến nước này, giết nữ nhi của mình hung thủ cũng tìm không thấy đồng gia rồi, cơn tức này chỉ có thể nghẹn lấy, dưới mắt Lý gia còn không có ly khai đồng gia cái này đầu thuyền lớn, cho nên hắn rất là nóng lòng bề ngoài tên cõi lòng, không cha sao được. Hiện tại đã đánh rắn động cỏ rồi, nếu không cha, vậy bọn họ ra nhà thờ tổ, còn không lập tức bỏ chạy rồi hả? Trần Húc cười nhạt một tiếng, bọn hắn muốn chạy, tự lại để cho bọn hắn chạy chứ sao? dù sao chúng ta muốn, cũng không phải bọn hắn cái kia mấy cái mạng nhỏ, những người này chỉ có tại quý trong gia tộc ẩn núp lấy, mới có vài phần ý nghĩa, rời khỏi nhà tộc, bọn hắn nên cái gì cũng không phải. Gặp đồng lão gia tử chậm rãi gật đầu, Trần Húc nói, huống chi, chúng ta bây giờ kinh hãi không phải xa, là một đám người nhát gan con thỏ, mọi người ngẫm lại, bé thỏ con bị sợ hãi về sau, hội làm cái gì. Mấy người trong mắt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đồng dơ cao giới vỗ tay nói, vậy nhất định trở về tìm lão con thỏ cầu bảo vệ. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp liền đem phía sau màn làm chủ cho bắt lấy. Đồng lão ra tử chăm chăm vào Trần Húc, người thực có nắm chắc. Trần Húc cười nhạt một tiếng, vừa rồi ta động thủ thời điểm, cũng một mực tại quan sát người chung quanh biểu lộ, dưới mắt đã xác định 5 người là có rất lớn hiểm nghi, trên cơ bản sẽ không sai rồi, đợi tí nữa chỉ muốn đi theo đám bọn hắn, chờ tản ra chàng, chắc hẳn bọn hắn sẽ vội vã trở về báo tin rồi tại vài trăm người chính giữa còn có thể thông qua biểu lộ quan sát tập trung năm người tiểu gia hỏa này nhãn lực có thể thực không đơn giản đồng lão gia tử ha ha cười nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ăn sạch đảo chủ thật sự không giống bình thường à được rồi giờ cao giới hiện tại bắt đầu ngươi chợt nghe trần tiên sinh chỉ huy rồi phải tất yếu đem gia tộc phản đồ một mẻ hốt gọn trần tiên sinh lúc này đây đối với đồng gia đại ân lão đầu tử tự không lời nào cảm tạ hết được rồi trần húc nói liên tục không dám chỉ chưa thấy đến, bên cạnh Lý Gia Gia chủ trong mắt, hiện lên một tia vẻ lo lắng. Vào đêm, mấy chiếc xe đồng thời đứng tại một cái câu lạc bộ tư nhân cửa ra vào. Bên trong xe bước xuống mấy người, đều là Hoa Kiều, xem lén lén lút lút, cả đám đều ăn mặc áo khoác ngoài đeo kính dâm, sợ bị người nhận ra đồng dạng. Giống như vậy câu lạc bộ tư nhân tại Bangkok có rất nhiều, phải biết rằng, Thái Lan là cá tính sản nghiệp phi thường phát đạt địa phương, trên cơ bản hiện tại rất nhiều người nhắc tới Thái Lan, phản ứng đầu tiên thậm chí không phải Phật giáo chùa miều, mà là nhân yêu. Giống như vậy câu lạc bộ tư nhân chính giữa, trên cơ bản bên trong chiêu đãi là đầy đủ mọi thứ, chỉ là những này hội sở đều sẽ là viên chế, muốn tiến hành một chương thẻ hội viên, chẳng những cần một số tiền lớn tài, còn cần thân phận. Mà tới nơi này đùa khách nhân, trên cơ bản cũng phi phú tức quý, đều là người có thân phận. Trần Húc cùng đồng dơ cao giới dẫn người trốn ở phía xa, Trần Húc cười thầm nói, cái chỗ này cũng quả nhiên là che giấu rồi, Đại ẩn ẩn tại thành phố, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái gì trong nội viện vậy mà tàng long ngọa hổ. Lão Đồng sắc mặt ngược lại là rất nghiêm túc, cắn răng nói, mấy cái này phản đồ, ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt, cũng dám tính toán ta cùng Tiểu Lâm. Bất quá, chúng ta như thế nào đi vào? Như thế cái chỗ khó, như vậy câu lạc bộ tư nhân bảo an chế độ cũng thật là tốt. Huống chi, tại đây nếu là địch nhân ổ điểm, có trời mới biết bên trong có cái gì bảo an phương tiện, những thứ không nói khác nếu như lại có mấy cái như lần trước Seven như vậy hoàn mỹ cải tạo người, cho dù đến một ít chỉ quân đội cũng đánh không dưới tại đây. Người xem ta đấy, Trần Húc cười tâu tét miệng, cười vô cùng hèn mọn bị ổi. Đón lấy tự chứng kiến hắn xuất ra một người bình thường laptop, dùng vệ tinh điện thoại kết nối vào mạng lưới, rất nhanh, Trần Húc tự xâm lấn tiến vào cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức mạng lưới chính giữa. Hơn nữa dùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức danh nghĩa, cho băng cốc cục cảnh sát phát một phong cấp tốc vẽ truyền thần, Đại khái đợi 5 phút đồng hồ, Trần Húc lấy điện thoại cầm tay ra, bấm băng cốc cục cảnh sát điện thoại, nắm bắt cuống họng dùng anh ngữ nói, ta là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức Louis Cảnh Quan, vừa rồi tổ chức chia quý phương vẽ truyền thần nhận được sao. Tốt, đúng vậy, độc nhãn các cái này đại nhà buôn thuốc phiện ngay ở chỗ này, tam giác vàng Amen là tướng quân đại biểu cũng tới. Đúng, bọn hắn dẫn theo rất nhiều hàng, đủ đem bọn họ đóng lại vài trăm lao rồi. Người không tin ta sao? Ta tận mắt nhìn đến, Hắc, ta nói cho các ngươi, chúng ta có huynh đệ thật vất vả hỗn ở chỗ này làm nội ứng. Hắn đã phát ra tin tức, Song Phương đang tại kiểm hàng. Các người băng cốc cảnh sát là ngu mốc sao? Chúng ta nhân thủ không đủ, các ngươi lập tức phái người tới, tốc độ. Chúng ta cần gấp trợ giúp. Tốt huynh đệ, nhớ kỹ địa chỉ SS khu 20 phố SS số so, băng cốc phong tình hội sở. Ta muốn tiến vào, các ngươi tốc độ tới. đã đến liền trực tiếp đem bọn họ đại môn oanh mở. Chúng ta ở bên trong cho các ngươi làm nội ứng. Yên tâm, nếu như thành công rồi, ta sẽ cho các ngươi ghi báo cáo thành công đấy. Nhớ kỹ, phải nhanh, có thể mang bao nhiêu người mang bao nhiêu người, còn phải có trọng hỏa lực. Sau đó Trần hút cúp điện thoại, lão Đồng Minh bạch ý tứ của hắn, thằng này vậy mà dùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức danh nghĩa đến hoạt động động băng cốc cảnh sát, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, như vậy hữu dụng sao? Tại đây cũng không phải là Trung Quốc, không có lệnh kiểm soát, coi như là cảnh sát cũng không có khả năng cưỡng ép đi vào điều tra. Huống chi, Thái Lan cảnh sát trên căn bản là bài trí, tại đây dân phong biêu hán, có thật muốn tiêu diệt trùm buôn thuốc phiện, hay là muốn dựa vào quân đội. Trần Húc cười hắc hắc, cái này chỉ là vì cho bọn hắn chế tạo một điểm nhỏ phiền toái, cảnh sát có vào hay không đi, đợi tí nữa người coi được sẽ biết. Có cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chính thức vẽ truyền thần, bằng cốc bọn cảnh sát hành động thật nhanh, không đến 20 phút, chợt nghe đến xa 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 một hồi còi cảnh sát gào thét lên tới gần, Trần Húc cái này lúc sau đã vây quanh gian phòng này hội sở quanh thân dạo qua một vòng, phát hiện này hội sở bên ngoài là một tầng hai người cao tường cao, bên trong là sân nhỏ, mà trong sân cái kia mấy tòa nhà kiến trúc, tự là hội sở trung tâm chỗ rồi. Trần Húc lúc này đã đã tìm được một cái không có người tuần tra địa phương, mời đến mọi người tại ngoài tường chờ lệnh. Tiếng còi cảnh sát đã đến cửa ra vào, ngoài cửa một hồi chướng khí mù mịt, Trần Húc rất xa nghe, biết rõ cảnh sát đang tại cùng cổng bảo vệ tiến hành thương lược, mà cổng bảo vệ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí liền giữa sân tuần tra đều xuống nhau tới cửa ra vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội sở minh chạm canh gác chạm gác ngầm đều muốn chú ý lực đặt ở ngoài cửa, Trần Húc bọn hắn thừa cơ hội này, đáp bức tường người rất nhanh nhảy vào giữa sân. Cửa ra vào người càng ngày càng nhiều, cảnh sát còn không có tiến đến, bởi vì vì bọn họ đến quá vội vàng. Chỉ có băng cốc cục cảnh sát bình thường điều tra chứng nhận, thế nhưng mà cổng bảo vệ đối với cái này điều tra chứng nhận cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bọn hắn yêu cầu càng cao cấp bậc, đặc phê điều tra chứng nhận. Bởi vì nơi này là tư nhân lãnh địa, tại những quốc gia này, mặc kệ người có phải hay không cảnh sát, tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, dù là đem người tại chỗ đánh gục pháp luật đều không xen vào. Xem ra muốn thêm chút lửa à, Trần Húc lẩm bẩm nói, mặc kệ địa phương nào cảnh sát, đều cùng trên tivi đồng dạng ngu ngốc. Ngay tại Đồng Dơ cao giới còn đang suy nghĩ lấy ý tứ của những lời này thời điểm, Trần Húc đã theo bên hông sờ soạng khỏa Lựu Đạn, tiện tay quăng ra. Oanh, Lựu Đạn tại cửa ra vào dựa vào bên trái một điểm địa phương nổ tung. Tuy nhiên khoảng cách đám người xa hơn một chút một chút, không có tạo thành nhân mạng, nhưng là lần này, ngòi nổ nhưng lại đốt rồi. Bọn cảnh sát vốn tự nhận định tại đây chính là trùm buôn thuốc phiện lúc này thời điểm bị lựu đạn bạo tạc sốc vẻ mặt bùn, thậm chí trên người còn bị quẹt làm bị thương rất nhiều chỗ, tự nhiên vô ý thức móc ra vũ khí tự khai hỏa. Mà cái này hội sở bọn bảo tiêu cũng lập tức móc ra vũ khí hoàn thủ, cửa lớn lập tức cùng đốt pháo pháo giống như tiếng súng trận trận. Đã ghiền, Trần Húc hèn mọn bị ổi trà sát trà sát tay, hắn đã lại để cho tiểu mẫn điều tra phạm vi bao trùm toàn bộ hội sở, tự nhiên biết rõ hội sở trong rất nhiều người vọt ra. Nguyên một đám cầm thương tới cửa trợ giúp, mà trong phòng truyền đến nữ mọi người thét lên. Trang diện một mảnh hỗn loạn, này hội sở ở bên trong người, bản thân tựu là có thật giật mình, lần này cũng mặc kệ mọi việc, hai bên liều mạng nổ súng đi. Lần này, hội sở bên trong là một điểm phòng vệ lực lượng cũng bị mất. Lão đồng đối với Trần Húc là bội phục đầu dạp xuống đất, tuy nhiên sáng sớm đã biết rõ chính mình huynh đệ đủ hèn mọn bị ổi, thật không nghĩ đến hắn đã hèn mọn bị ổi đến một loại cực hạn rồi. Sớm tại buổi tối hôm nay thời điểm, Trần Húc cũng đã vụng trộm ở đồng ra mấy cái có hiểm nghi ra hỏa trên người an trí ăn sạch đảo mới nhất truy tung nghi, loại này truy tung nghi là lợi dụng cái kia khỏa đến từ tương lai vệ tinh với tư cách định vị. Hắn độ chính xác cùng ẩn nấp tính vượt xa GPS, về phần Trung Quốc bắt đầu, cái kia càng là không thể so. Cho nên dưới mắt mấy tên kia trốn ở địa phương nào, Trần Húc phi thường tinh tường. Kết hợp với tiểu mẫn tia hồng ngoại phân bố đồ, đã biết rõ bọn hắn bên người đến cùng có mấy người, có cái gì sức mạnh. Vì an toàn để đạt được mục đích, Trần Húc cũng cho lão Đồng một cái lần sóng âm vũ khí, năng lượng phòng ngự khí là không có nhiều, bất quá trạng thái dịch áo chống đạn lại là có thể được thông qua thoáng một phát. Nhìn xem trên bản đồ, mấy cái phản đồ đều tại tầng hầm ngầm một kiện trong phòng, phòng chính giữa trừ bọn họ ra năm cái bên ngoài. Tự chỉ có một người. Bất quá cửa phòng ngược lại là đứng hai tên ra hỏa, cùng ném lao tựa như theo bắt đầu đến bây giờ một mực không nhúc nhích qua. N, cái này hai cái tựu là hộ vệ, ba người, chút lòng thành, chân húc vẫy tay, một đoàn người lén lút dọc theo không có người đi ra hướng tầng hầm ngầm phương tiến về phía trước bây giờ có thể đánh chính là đều ở bên ngoài cùng cảnh sát đối nghịch, không thể đánh trốn trong phòng không dám ra đến, bọn hắn đoạn đường này thậm chí ngay cả một cái tuần tra đều không có gặp được nhìn xem tiểu mẫn cung cấp địa đồ, phía trước góc rẽ về sau tựu là tầng hầm ngầm cửa vào rồi, cái kia hai cái bảo tiêu ngay tại lối vào đứng hồi lâu. Bất quá đối với cái này tia hồng ngoại đồ, Trần Húc có chút bất đắc dĩ Taro khoa học kỹ thuật thật sự là không thể khinh thường, bọn hắn chỗ chế tạo loại này chi giả, dĩ nhiên là lấy người thể là giúp nhau liên động, nói cách khác, kể cả độ ấm truyền phương diện, đều cơ hồ cùng chính thức tứ chi giống như đúc. Cho nên, dùng tia hồng ngoại là nhìn không ra người này bị cải tạo tình huống, muốn muốn tiến hành phán đoán, chỉ có thể dùng ít quang. Chỉ là, Trần Húc cũng không phải là siêu nhân, Ít quang dù sao có tính phóng xạ, đối với thân thể có hại, cho nên hắn không có khả năng như siêu nhân như vậy dùng con mắt có thể thấu thị, bất quá, chỉ cần một phát tay, ngược lại là lập tức có thể đoán được đến. Xem Trần Húc tại trong túi quần sờ à sờ à sờ, vậy mà lấy ra một căn ống hàn hơi đến. Hình như là thổ dân người sử dụng cái chủng loại kia, bất quá không cần nhiều lời, ống hàn hơi bên trong đích châm nhất định là túy qua độc dược, hoặc là cường hiệu thuốc tê đấy. Ta chỉ có thể đối phó một cái, còn có một sao cho ai giải quyết. Trần Húc nhìn nhìn mọi người, lúc này thời điểm tốt nhất không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng là hắn chỉ có thể thổi ngược lại một cái, cái kia một cái khác bảo tiêu nếu như phản ứng nhanh, nói không chừng sẽ cho bọn hắn một đoàn người tạo thành thương vong. Ta đến đây đi, một thanh âm lạnh lùng nói, đúng là cái kia đồng gia đệ nhất cao thủ, Đồng Bão Tố. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngược lấy ra một con dao găm, nói người đối với dao phía trước cái này, ta đối phó đằng sau cái kia, đếm tới ba, chúng ta đồng loạt ra tay. Trần Húc gật gật đầu, cái này đồng bão tố trên tay nhất định là dính rất nhiều huyết, trên người hắn cái kia cổ hơi thở lại để cho chính thức bái kiến huyết Trần Húc đều có chút không thoải mái. Bất quá, lần này tập kích đang mang trọng đại, với tư cách đồng ra mạnh nhất tay chân, hắn là khẳng định phải đến đấy. Một, hai, ba, ba chữ vừa dứt Trần Húc tự đối với ống hàn hơi hung hăng thở hắt ra, loại này ống hàn hơi vũ khí cũng là rất nhiều bộ đội đặc trùng đều trang bị bởi vì loại vũ khí này động tĩnh nhỏ tỷ lệ chính xác cao rất thích hợp đánh lén phàm là có thể đánh lén vũ khí trần húc trên cơ bản tại giả thuyết ảo cảnh trong đều luyện qua ngay tại trần húc thổi ra phi châm lập tức đồng bão tố tay nhoáng một cái bên kia giao găm lại vẫn tại trần húc trước khi đã trúng mục tiêu dựa vào sau tên kia bảo tiêu cái chán trần húc công kích cái mục tiêu kia còn kinh ngạc nhìn đồng bạn của mình liếc lúc này mới uể oải xuống dưới Trần Húc Phi châm lên, lau một loại đến từ châu Phi thực vật tính độc tố, thậm chí có thể làm cho một đầu châu được lập tức ngất. Bất quá, cái kia đồng bão tố chính xác cũng quá lợi hại, hơn nữa, ra tay cũng quá độc ác. Trần Húc tự nhiên sẽ không là địch nhân đồng tình, chỉ lại yên lặng nhìn đồng bão tố liếc, chỉ thấy hắn hỗn như vô sự đi ra ngoài, nói, đi thôi, đi thu thập mấy cái phản đồ, dừng thoáng một phát, đồng bão tố lại nói, người nói trong phòng ngoại trừ cái kia năm tên phản đồ bên ngoài tự chỉ có một người xử trí như thế nào, nhàn nhạt sát ý, mỗi người đều cảm thấy. Trần Húc nói, có thể lưu thủ đã bắt người sống, không thể lưu thủ tựu không có biện pháp rồi, mọi người an toàn quan trọng hơn, nếu như ta không có đoán sai, bên trong tên kia nhất định không phải chuyện đùa. Về phần các người đổng ra mấy cái phản đồ, hay vẫn là chính các người quyết định đi. Trần Húc ý tứ rất rõ ràng, cái kia chắp đầu người là trọng yếu phi thường, về phần mặt khác, sinh tử tùy tiện. Đồng bão tố nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói một câu, một hồi đi vào, mấy người các ngươi trước tiên đem cái kia năm cái ra hỏa giải quyết, cuối cùng cái kia, giao cho ta. Thằng này thật sự là hung hăng càn quấy, Trần Húc trong nội tâm thoáng có chút không khoái, bất quá tại nơi này trong lúc mấu chốt hắn cũng không đáng làm cho chút ít sự tình sinh khí. Một đoàn người đến tới cửa, Trần Húc làm thủ thế, sau đó một cái tay chân mãnh liệt một cước tướng môn đá văng, tiện tay hướng bên trong ném đi một quả đạn tia chớp. Trong phòng lập tức một hồi thét lên, đón lấy đổng ra đám tay chân ngăn ở cửa ra vào, trong tay mini đột kích không chút khách khí nổ súng, trực tiếp đem cái kia năm tên phản đồ đánh thành cái sàng. Gian phòng này tầng hầm ngầm là một gian văn phòng bố trí, năm người kia ngồi ở quý vị khách quan trên ghế salon, lập tức liền người mang ghế sofa bị đánh đích ngàn vết lở loét trăm lỗ, mà ngồi tại chủ vị trước bàn làm việc trên mặt ghế chính là cái người kia, nhưng lại từ đầu tới đuôi động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Đó là một cái dáng người phi thường khôi ngô người da đen, ngăm đen tỏa sáng làn da, đầu chọc, cánh tay phi thường trắng kiện trên mặt còn đeo một bộ cực lớn kính dâm, mà kính dâm phía dưới, khóe miệng của hắn nhét lên lấy một tia cười lạnh. Hoan nghênh hoan nghênh, quay mắt về phía vài chục thanh mini đột kích, người này lại phảng phất không có trông thấy đồng dạng, hay vẫn là an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia, trước mặt hắn vật kia trần hút rất quen thuộc. Đúng là ba biệt tháp phiên dịch ra tùy thân bản, bên ngoài đột nhiên đã đến nhiều như vậy cảnh sát, ta biết ngay sự tình không đúng, quả nhiên, là cái này mấy cái ngu ngốc để lộ ra chân ngựa, đem các người dẫn đến nơi đây rồi đại hán người da đen nói rất đúng anh nữ bất quá bị ba biệt tháp phiên dịch ra rất hoàn mỹ phiên dịch tới tầm mắt của hắn dừng lại tại trần húc trên mặt trong lời nói mang theo kích động à trần tiên sinh ngài vậy mà tự mình đến rồi cái này có thể thật tốt quá bắt được ngươi ta tự lập công lớn rồi ta tại tổ chức chính giữa địa vị có thể càng tiến một bước rồi thằng này rất là yên tâm có chỗ dựa chắc à đối mặt nhiều như vậy đem mini đột kích một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có Bất quá Trần hút đồng dạng cũng lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cười nói, muốn bắt ta, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu như ngươi chỉ có Seven thực lực như vậy, kết quả của ngươi liền đem sẽ cùng hắn. Seven sao, đại hán người da đen rất khinh thường miệng liệt lia, người kia cải tạo kỹ thuật đã rất lại phía sau rồi, sớm nhất một đám cái gọi là thành công thí nghiệm người, hôm nay chỉ có thể quỳ xuống đến thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của chúng ta, được rồi, hoàng đế bệ hạ đã đợi ngài đã lâu rồi. Ta cũng thực thật không ngờ, gần kề chỉ là vì cho bên cạnh ngươi vị này đồng tiên sinh chế tạo một chút phiền toái lại không nghĩ rằng câu được một đầu càng lớn cá yên tâm ta sẽ không giết ngươi nhớ kỹ của ta xưng hô ta là tổ chức mới nhất một đời cải tạo người cũng là đông nam á khu người phụ trách tên của ta gọi kít trần húc nhướng mày thấp giọng nói nổ súng vài chục thanh mini đột kích đồng thời khung tại trước khi đến đồng lão gia tử đặc biệt đã thông báo hôm nay hết thảy hành động đều muốn nghe trần húc chỉ huy nghe trần húc như vậy thoáng một phát lệnh đồng ra các chiến sĩ không chút do dự bóp lấy cỏ súng vốn tại trong phòng là không thể như vậy tùy tiện nổ súng bởi vì thạch bích gian phòng rất dễ dàng tạo thành viên đạn bắn ngược chiết xạ hình thành không quy tắc quỹ tích lựu đạn loại này lựu đạn rất dễ dàng đem nổ súng người bắn ngược chết bất quá đồng ra các chiến sĩ toàn bộ đều mặc chất lỏng áo chống đạn kỳ sách lưới lúc tiến vào lại đeo chống đạn mũ bảo hiểm cho nên không sợ như vậy lựu đạn tại đây dạng dày đặc hỏa lực bắn phá phía dưới cho dù là Terminator sung kết giả, cũng muốn đã bị trọng thương, nhưng là một giây sau chung, tất cả mọi người không thể tin há hốc miệng ra. Liền gặp được cái kia người da đen khoát tay, đột nhiên ba 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 ba, đồng ra các chiến sĩ trong tay thương, lại bị hấp tới. Không riêng gì thương, liền rất nhiều chiến sĩ trên người mang dao găm cũng giống như bị thật lớn lôi kéo lực, vậy mà ngạnh xanh xanh theo đao trong túi bị hấp tới. Trong nháy mắt, đã cùng Trần Húc hợp làm một thể tiểu mẫn cảm thấy cực kỳ cường đại từ trường. Trần Húc hoảng sợ nói, cảm ứng điện từ. Kít nhách miệng cười cười, đúng vậy, lợi dụng lập tức hình thành cường đại điện từ năng lượng tràng, có thể dùng đến hấp dẫn đại bộ phận kim loại vật chất, trong tay các người những này rách dưới đồ chơi, không được, hắn khinh miệt khoát khoát tay chỉ. Vừa dứt lời, đột nhiên thằng này thân hình khẽ động, Trần Húc cùng đồng bão tố đồng thời kêu to, không tốt, né tránh. Thế nhưng mà đã đã chậm, mấy người đã cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó vài tên chiến sĩ kêu rên một tiếng té xuống thật xa, Trần Húc cảm giác sau lưng phong tiếng vang lên, vô ý thức muốn một cước hướng về sau đá vào, tuy nhiên lại nghe được đồng dơ cao giới một tiếng rên, ôm bụng co lại trên mặt đất, mà bên kia đồng báo tố hắc một tiếng hét to, một quyền hướng bên trái đánh tới, đón lấy cũng là một tiếng kêu đau đớn. Trần Húc ngạc nhiên ngẩng đầu, tự chứng kiến kiếp rồi lại hảo hảo ngồi ở trên ghế đầu. Nhưng là tại Trần Húc chung quanh, đồng báo tố thống khổ nắm bắt tay trái của mình, hiển nhiên bị thương không nhẹ thế, mà đi theo hắn đến hơn 10 người đồng ra chiến sĩ ngã trái ngã phải ngược lại đầy đất, đồng dơ cao giới gục tại bên cạnh của mình. Trần Húc trong nội tâm hoảng sợ, cái này còn là nhân loại có thể có được tốc độ sao? Hắn vội vàng nâng dậy lão đồng, vội la lên, người làm sao vậy? Lão đồng đau hừ một tiếng, ta không sao, khá tốt có chất lỏng áo chống đạn, không chết được. Ngồi ở trên vị trí kít hừ hừ hai tiếng, chất lỏng áo chống đạn vậy sao? khó trách ta một quyền lực lượng không có đem bọn hắn thân thể đánh xuyên qua, bất quá, dù cho áo chống đạn cũng có cực hạn. Chất lỏng áo chống đạn tuy nhiên có thể trình độ nhất định bên trên triệt tiêu lực lượng của ta, nhưng là nói cho người biết, vừa rồi ta đối với bọn họ mỗi người mới sử dụng không đến 10% độ mạnh yếu, nếu như ta lại thêm đại điểm lực lượng đâu này. Cho dù đánh không thùng tầng này áo chống đạn, nhưng là lực lượng cũng đủ để xuyên thấu qua phòng ngự, trực tiếp nổ nát bọn hắn cốt cách nội tạng rồi. Hắn nhìn nhìn đồng bão tố, nói, tên ngu xuẩn, người tại trong nhân loại coi như là một cao thủ rồi, lại có thể cảm giác được của ta ra quyền quý tích, đáng tiếc, người quá không biết tự lượng sức mình, vậy mà ngạnh cùng ta đúng rồi một quyền, tay trái của ngươi, hiện tại có lẽ đã không dùng được đi à nha. Đồng bão tố vậy mà có thể phán đoán kích hành động quý tích. Vừa rồi mọi người đã cảm thấy thấy hoa mắt, trước sau đại khái không có qua 5 giây, hết thảy mọi người tự đều ngã xuống. Đồng bão tố thối lui đến trần húc bên người, chán của hắn đổ mồ hôi, hiển nhiên bị thương không nhẹ nói ta ngăn chặn hắn người tốc độ mang thiếu ra đi đó là một quái vật không là chúng ta có thể chống lại đấy trần húc thấy hắn sắc mặt phi thường lúng túng biết rõ hắn cánh tay trái bị thương đã trọng thương bằng hắn như vậy thương thế thì như thế nào có thể kéo dài ở trước mắt cái này quái vật trần húc cưỡng ép sau khi ổn định tâm thần nói ngươi nếu như muốn tăng lớn độ mạnh yếu tốc độ của ngươi có thể hay không yếu bớt đáng chết làm sao có thể Ngươi như vậy quỷ mị đồng dạng tốc độ, cái kia lập tức sức bật có bao nhiêu? Nhân loại thân thể không có khả năng thừa nhận nhanh chóng như vậy độ chỗ mang đến áp lực, sớm nên nổ tung, ngươi, Taro là như thế nào làm được hay sao? Kít cười ha ha, Trần Tiên Sinh, đừng tưởng rằng chỉ có ăn sạch đảo khoa học kỹ thuật thật có thể đủ áp đảo trên thế giới. Chúng ta Tarou thành lập trên trăm năm, nội tình vô cùng cường đại. Tuy nhiên nhất thời bị ngươi chiếm được thượng phong, nhưng là Satan che chở chúng ta nhà khoa học liên tiếp công phá mấy cái làm phức tạp của bọn hắn mấy năm bình cảnh, hiện tại máy móc cải tạo người chiến sĩ là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Hắn chỉ chỉ chính mình huyệt thái dương, nói, người nói không sai. Nhân loại bình thường tuyệt đối không có khả năng thừa nhận như vậy tốc độ chỗ mang đến áp lực, nhưng là chúng ta sớm đã không phải là nhân loại bình thường. Toàn thân của chúng ta, theo cơ bắp, đến cốt cách, đến huyết dịch, cũng đã bị cải tạo qua đầu óc của chúng ta chính giữa cũng có đủ hòng duy trì cao như vậy nhanh chóng hành động chip. Trần Tiên Sinh, người cơ giáp vũ khí đích thật là khai sáng một cái thời đại, nhưng là tại trước mặt chúng ta, những cái kia cơ giáp bất quá tựu là một ít sát vụn mà thôi. Lúc này thời điểm Trần Húc đã được đến tiểu mẫn đối với vừa rồi cái kia cuộc chiến đấu phân tích cùng với báo động, lợi dụng điện từ trường gia tốc năng lực, gia tăng cải tạo người sức bật cùng tốc độ, có thể làm cho cải tạo người tại lập tức có được so sánh siêu nhân đồng dạng sức chiến đấu, Trần Húc lạnh lùng nói, nhân loại bình thường thì không pháp thừa nhận cao như vậy nhanh chóng chỗ mang đến trùng kích lực, nhưng là cải tạo người có thể, ta nói không sai sao. Kít sắc mặt đột nhiên kinh ngạc vô cùng, nói, Trần Tiên sinh quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, chỉ là mấy câu, cũng đã hiểu được chúng ta cải tạo người nguyên lý, xem ra người cùng SMMS cô bé kia nhi tồn tại quả nhiên là có thể uy hiếp được chúng ta. May mắn ngươi hôm nay đã không cách nào đã đi ra, bằng không thì nếu để cho ngươi trở về, đem tin tức này nói cho cái kia một thiên tài nữ hải nhi, nói không chừng nàng có thể làm ra châm đối với nghiên cứu của chúng ta. Xem ra chạm tinh trở thành SMMS sự tình, cũng đã thành công giấu giếm được Taro à, bất quá, cái này cũng càng là đem nàng đẩy vào nguy hiểm chính giữa. Cho nên lần này Thái Lan chi hành, Trần Húc đều không có mang nàng, tại ăn sạch ở trên đảo, nàng là an toàn nhất đấy. Trần Húc cười lạnh nói, đúng vậy, không cần chạm tinh, tự chỉ là ta, cũng đã có thể mơ hồ đoán được nhược điểm của các ngươi rồi lợi dụng điện từ lực gia tốc, không phải máy móc cải tạo người thân thể không thể thừa nhận, nhưng là, coi như là các người những này máy móc cải tạo người, tại loại trạng thái này hạ cũng không thể bảo trì quá lâu thời gian. Thứ nhất, tự là năng lượng của các người căn bản không đủ để ủng hộ lâu như vậy, như người vừa rồi tốc độ như vậy, còn có thể lại tiếp tục một lần, hay vẫn là hai lần. Nhìn xem kích sắc mặt càng ngày càng khó coi, Trần Húc trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra nếu như không phải tiểu mẫn đến từ tương lai, biết rõ những này cải tạo người nhược điểm, chính mình thật đúng là lừa dối không ngã hắn. Trần Húc tiếp tục nói, còn có, coi như là máy móc cải tạo người, tục tính toán các người toàn thân đều bị cải tạo qua, nhưng là tại loại này cường đại gia tốc hạ lại có thể ủng hộ bao lâu. Hừ, đừng cho là ta không biết, người vừa mới như vậy trạng thái, nếu như lại tiếp tục vài giây đồng hồ, chỉ sợ cũng không phải là thân thể của người có thể thừa nhận được ở được rồi. Máy móc cải tạo người, ta nhổ vào, các người bỏ qua tôn nghiêm của con người, cũng cũng không có được quá nhiều đồ vật, lại tiếp tục như vậy ra tóc vài giây đồng hồ, chỉ sợ thân thể của ngươi cũng sẽ biết không chịu nổi bạo tạc A. À. Coi như là hiện tại, chắc hẳn ngươi máy móc cốt cách, nhân tạo cơ bắp cũng đã tới nhất định được phụ tải rồi, bằng không thì ngươi như thế nào sẽ trả thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu mang về là được. Chấm. Kít hắc biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, đã qua thật lâu, hắn mới vỗ tay nói, không hỗ là Trần Tiên Sinh, đem làm thật lợi hại, gần kề chỉ là như vậy một lần giao thủ, tự nhìn ra nhiều như vậy. Chỉ sợ mà ngay cả cô bé kia, cũng chưa chắc có người như vậy nhãn lực. Muốn không là chúng ta đối với các hạ tài liệu giải quá nhiều, biết rõ các hạ tài đại nhất trên nửa học kỳ còn là một máy vi tính thái điểu, ta thật muốn cho rằng, người mới thật sự là SMMS rồi. Người như vậy ánh mắt, có thể nói độc ác, bất quá, hắn thần sắc biến đổi, hung dữ mà nói, hiện tại người mang người toàn bộ đều ngã xuống, ta biết rõ người tinh thông Trung Quốc công phu, nhưng là, Ngươi cho là mình có thể theo lòng bàn tay của ta ở bên trong chạy thoát sao? Cho dù ta không cần siêu năng lực, Tự là cái này bức thân thể cơ bắp lực lượng, đối phó ngươi cũng vậy là đủ rồi. Quả nhiên bị tự ngươi nói đúng rồi à. Trần Húc trong nội tâm thoáng buông lỏng điểm, quả nhiên, lịch sử bởi vì chính mình nghịch thiên hành vi, sinh ra biến động thật lớn, thiên đạo đối với chính mình trừng phạt, cũng thật sự biến thành đối với địch nhân ban thưởng, loại này gần như tại hoàn mỹ máy móc cải tạo người, trên căn bản là trên đời kỳ đại âm mưu bảy kế trung hậu kỳ mới xuất hiện, mà bây giờ, cửa ải khó khăn này tại thiên đạo tả hữu hạ bị sớm công phá gần 30 năm, bất quá khá tốt. Còn tại chính mình nắm giữ chính giữa, vậy ngươi động thủ đi, n, bất quá tại động thủ trước khi, ta còn có một vấn đề. Ngươi cùng cô bé kia là chúng ta địch nhân lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là chúng ta tôn kính nhất địch nhân, tốt, ngươi hỏi. Kít đứng, một chi tay niết lên trước mặt cổng cành bàn công tác, nhẹ nhàng nhếch lên, sẽ đem sau một cái trên dưới 100 cân cái bản giống như bọt biển làm đồng dạng tựu nhấc lên bay đến một bên. Nói, à, ta biết rõ người muốn hỏi điều gì rồi, là có quan hệ lý ra cái kia đần chuyện của nữ nhân A. N, thằng này phản ứng rất nhanh à. Trần húc ý niệm trong đầu khẽ động, cũng khó trách, thằng này dưới mắt là taro tại Đông Nam Á khu người phụ trách, chỉ là dựa vào lực lượng là không được. Hư, đúng vậy, cái này nữ nhân ngốc là ta giết, cái kia theo đại lục đến nữ hài tử cũng là bị ta biến thành ngu ngốc đấy vậy thì thật là cái nhu nhược nữ nhân à, gần kề chỉ là cho nàng một điểm tâm lý ám chỉ, tự biến thành cái kia phó không chết không sống bộ dạng, bất quá ta còn muốn giữ lại mạng của nàng làm người chịu tội thay, cho nên mới không có giết nàng, cũng không có quá phận lợi dụng năng lượng đi đối phó nàng. Dùng các ngươi ăn sạch đảo chữa bệnh kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có thể đem nàng chữa cho tốt, bất quá cái kia đã không sao cả rồi. N. Trần Húc gật đầu nói, Tiểu Lâm bất quá là cái bình thường nữ hài tử, thậm chí so về người bình thường còn nhu nhược điểm, nếu như lực lượng của ngươi ở dưới mãnh liệt, nói không chừng nàng liền trực tiếp não tử vong rồi. Về phần cửa ra vào tay chân không có phát hiện trong phòng có người, vậy cũng quá bình thường, dùng ngươi như vậy tốc độ đáng sợ cùng thân thủ, muốn đã lừa gạt những người bình thường kia thật sự rất đơn giản. Cái này giá hỏa quả nhiên là xinh đẹp, bất quá kỳ quái chính là, dùng thân thủ của ngươi, vì cái gì không có đem lý ra tiểu thư một đao chí mạng. Còn muốn về sau đi bệnh viện lại động cái tay chân. Nói đến đây sự tình, kít hừ một tiếng, nói ngươi cho rằng ta không muốn sao ta vốn đã đánh ngất xỉu này cái họ lý nữ nhân thôi miên cái kia tiểu lâm ta cầm lấy tay của nàng làm cho nàng cầm dao găm hướng họ lý nữ nhân kia ngực đâm vào thật không nghĩ đến ngay tại đao đâm thủng nàng ngực trong nháy mắt đó cái kia tiểu lâm vậy mà quẩy người một cái cho nên mới không có một đao đem nàng chọc chết bất quá đây chỉ là việc nhỏ mà thôi ta tự nhiên có biện pháp kết thúc công việc ta đều đã minh bạch trần húc nghĩ thầm xem ra tiểu lâm bản tính thiện lương tuy nhiên đã đã mất đi ý thức, nhưng là tại bị mượn đao giết người lập tức, tiềm thức quẩy người một cái. Hư, kiếp tuy nhiên ngoài miệng nói là chuyện nhỏ, nhưng là bị một người bình thường nữ hài tử chế tạo ra ngoài ý muốn, cái này xác thực lại để cho hắn rất là khó chịu, không muốn nói sau vấn đề này, nói, người còn có vấn đề sao? Không có có, tự ngoan ngoãn đi thôi. Cuối cùng một cái, Trần Húc giảo hoạt cật cười cười, người bây giờ thân thể toàn bộ đều đổi đi rồi, như vậy, ta muốn biết chính là, Người phía dưới cái kia đồ chơi còn có thể sử dụng sao? Cái gì? Nam nhân đời này truy cầu không ai qua được ba cái, tiến, quyền, tiếp theo tựu là nữ nhân, Trần hút thở dài, trước cả hai tạm không nói đến, chỉ là điều thứ ba phương diện. Đừng quên, ta đã từng bắt được qua cái kia Seven, đối với hắn giải phẫu nghiên cứu kết quả cho thấy, hắn phía dưới cái kia căn lạp xưởng bị đổi thành một cái ống dẫn cao su tử, phóng nước coi như cũng được, bất quá chơi nữ nhân xác thực hữu tâm vô lực rồi, không biết các người hiện tại kỹ thuật tiến bộ phương diện này tiến bộ chưa? Ngươi muốn chết, kít quát lên một tiếng lớn, một quyền hướng phía Trần Húc đánh tới, bất quá lại không có vừa rồi cái kia tốc độ đáng sợ rồi. Chỉ là máy móc cải tạo người lực lượng cơ thể, Trần Húc mục đích đúng là vì chọc giận hắn, lúc này cười lạnh một tiếng, triển khai bát quái trưởng nghênh đón tiếp lấy. Hoàn toàn chính xác, Trần Húc vừa rồi thật sự quá không hiền hậu, cái kia quả thực là trần trụi mà làm mất mặt cùng vạch trần người vết sẹo à. Chẳng những vạch trần người vết sẹo, nhưng lại ở phía trên đổ đem muối m đạo chỗ là nam nhân thông có nhược điểm là nhân thể nhất nhu nhược địa phương còn đối với cải tạo người đến nói ngàn vạn không thể có yếu như vậy điểm hơn nữa mặt khác khoa học kỹ thuật phương diện nguyên nhân cho nên những nảy máy móc cải tạo mọi người bị đã tiến hành thiến đem dương vật cùng hòn rái đều bỏ đi chỉ là đổi lại một bộ nhựa plastic chế phẩm tiếp tại ống dẫn niệu bên trên ống dẫn tinh đã triệt để vô dụng người kia tạo đồ chơi tác dụng tự là sự trao đổi chất cung cấp sắp xếp nước tiểu dùng cho dù muốn làm chuyện này, cái này nhựa plastic đồ chơi lại không thể sung huyết, chỉ có thể cả đời mềm vĩnh viễn lưu truyền rồi. Cho nên, đối với từng bị máy móc cải tạo nam nhân mà nói, loại chuyện này đều là vô cùng nhục nhã, ngày bình thường đề cũng không thể đề, mà bọn hắn ngày thường cũng muốn tiếp nhận tiêm vào hùng kích thích tố sinh dục bởi vì hòn giái không có nha, thân thể của bọn hắn mặc dù lớn bộ phận đều thay đổi, còn bảo lưu lại bộ phận nhân thể công năng. Trần Húc nói như vậy, chẳng trách lại để cho hắn kích động nhảy loạn rồi tự lần trước cùng Seven đã giao thủ về sau, Trần Húc sau này trở về tựu đặc biệt bốn phía bôn tẩu, thỉnh giáo mấy vị bát quái trưởng, thái cực quyền đại sư, lại đang giả thuyết ảo cảnh trong khắc cốt luyện qua. Bởi vì bát quái trưởng chạy, thái cực quyền lấy nhu thắng cương, đều là đối với giao loại này lực lượng cơ thể vô cùng cường hãn ra hỏa tuyệt chiêu. Nếu như dùng vịnh xuân quyền, vậy thì hoàn toàn tìm chết rồi. Bởi vì vịnh xuân quyền đều là thiếp thân đoàn đả, lập tức phát lực, như vậy quyền pháp đối phó như vậy cải tạo quái vật, không là muốn chết là cái gì chịu lên một quyền trên cơ bản sức chiến đấu sẽ không có liên tiếp mấy lần tiến công liền trần Húc mau đều không có sở đến một căn kít cũng không hấp tấp cười lạnh nói người tựu là dùng loại thủ đoạn này đánh bại seven a trung quốc công phu quả nhiên lợi hại bất quá nhìn ngươi thể lực còn có bao nhiêu năng lượng của ta rất dồi dào chỉ cần không cần siêu năng lực ta có thể đủ tiếp tục như vậy cuồng phong mưa rào công kích mấy cái giờ đồng hồ mệt mỏi cũng mệt mỏi ngươi chết bầm Trần Húc hờ hứng, tiếp tục đạp trên bước chân, kít nói không sai, chiến đấu rất khó lâu dài, nhất là hắn như vậy liên tục đạp trên bát quái bộ pháp, đã hao tổn thể lực cũng hao tổn tâm lực, quân không thấy tay quyền anh ở đây lên, thường thường đánh lên một đôi lời về sau tựu mệt mỏi hồn hển thở rồi. Bất quá Trần Húc lại là căn bản không muốn lấy cùng hắn chiến đấu, liều mạng là liều bất quá loại này quái vật, Trần Húc lúc này thời điểm mỗi đánh ra đi một trường, mà kể có hay không đánh tới, đều là đưa ra một đạo lần sóng âm đi ra ngoài. Đối với cái này ra hỏa, Trần Húc hiện tại thế nhưng mà rất hiếu kỳ, với tư cách taro máy móc cải tạo người hoàn toàn thể đối thủ thứ nhất, Trần Húc nghĩ cách đương nhiên là đem người sống lưu lại, mang về chậm rãi nghiên cứu, hắn có thể không nỡ trực tiếp liền đem lần sóng âm tăng lên tối đa tần suất, trực tiếp thoáng một phát đem người này cho đập chết rồi. Kít ngoài miệng tuy nói không nóng này, nhưng là nhưng trong lòng thì càng ngày càng gấp, quyền ra như gió, trong nội tâm cũng không tự giác càng ngày càng bực bội hắn không biết, đây thật ra là Trần Húc lần sóng âm công kích làm ra hiệu quả, tuy nhiên một lần một lần tổn thương rất yếu, nhưng là góp gió thành bão, thân thể của hắn đã có chút không nghe sai xử rồi. Kỳ thật, ta cảm thấy được các ngươi thật đáng thương đấy. Trần Húc tránh thoát một quyền, đột nhiên mở miệng, kít vô ý thức hỏi một câu, đáng thương cái gì? Trần Húc đạp trên bộ pháp, trên mặt treo thương cảm, ta đáng thương các ngươi, tuy nhiên trong thời gian ngắn đã lấy được lực lượng cường đại nhưng là ngươi nhìn ngươi toàn thân, cái đó một điểm còn có thể xưng là người. Các ngươi nội tạng bị thay thế, chắc hẳn liền dạ dày cũng cho đổi đi đi à nha, đổi thành thuần túy năng lượng tiêu hóa chuyển đổi hệ thống. Cái kia đầu lưỡi đâu này, cũng là bài trí A, à, các ngươi không cần ăn cái gì, cho nên vĩnh viễn cũng không cách nào hưởng thụ đến mỹ thực hương vị. Các ngươi tuy nhiên còn bảo lưu lại bộ phận bài tiết hệ thống, nhưng là gần kề chỉ là bởi vì thân thể của các ngươi còn một điều nhân loại khí tức mà thôi, các ngươi mỗi ngày tiểu chỉ cần bổ sung năng lượng, tiêm vào hóc môn kích thích, tiêm vào dược vật đến bảo trụ hiện tại cái này cỗ thân thể cân đối. đáng tiếc, các ngươi rốt cuộc nếm không đến mỹ vị đồ ăn, cảm nhận được rượu ngon hương vị. các ngươi không cần nghỉ ngơi, nếm không đến nằm mơ khoái hoạt. không có sinh sản hệ thống, hưởng chịu không được nam nữ chi ái khoái cảm. nhân loại nhất nguyên thủy hưởng thụ cảm giác toàn bộ bị tước đoạt rồi, ngươi nói, các ngươi sống trên thế giới này còn có ý gì? Trần hút một bước quấn tại kít sau lưng, hung hăng một trưởng vỗ vào cái hông của hắn thương cảm mà nói, kỳ thật, các người cái dạng này cũng không tính còn sống. Theo một trường này, kít trong cơ thể bị Trần Húc ám toán thương thế toàn bộ phát tác, thân thể mềm té, trên mặt vẫn còn treo móc không thể tin biểu lộ, sao, làm sao có thể. Người chỉ là người, người sao có thể thắng được rồi ta. À, Trần Húc khinh thường thu tay lại, vậy còn ngươi, N, đúng vậy, theo thuộc về mà nói, người đã không thể xem như người rồi. Nhìn xem kít ngã trên mặt đất, Trần Húc thở dài, khoa học kỹ thuật phát triển, vĩnh viễn là vì nhân loại mà phục vụ, lại không phải lại để cho các người lợi dụng khoa học kỹ thuật đem nhân loại cải tạo thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Taro, các ngươi sai rồi, thật sự sai rồi à? Chấm. Nam Dương thế ra lúc này đây cha rõ, kết quả của nó thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Loại này máy móc cải tạo người, tại lúc bình thường cùng người bình thường đồng dạng, bởi vì Taro công nghệ cao tiêu chuẩn, bọn hắn bị thay thế tay chân giả sức nặng cơ hồ cùng bình thường tứ chi đồng dạng. Chỉ là, tại ích quang kiểm tra xuống, hết thảy đều lộ rõ. Đương nhiên, bị cải tạo, trên cơ bản đều là trong lòng mình có quỷ, thế nhưng mà tại quay mắt về phía hơn 10 đem mini đột kích thời điểm, những cái kia biết rõ chính mình giấu giếm không được người chỉ có thể có hai cái lựa chọn. Một là phản kháng bị đánh thành cái sàng bởi vì Taro mới sẽ không tại những người này trên người hạ quá nhiều công phu, thường thường đều là thay đổi một đầu cánh tay hoặc là một chân, bọn hắn cũng không có điện từ lực càng không có đau thương bất nhập bổn sự còn có một loại tự là thành thành thật thật thẳng thắn toàn bộ nam dương thế gia mấy chục vạn tộc nhân bị cải tạo người nhiều đến gần ngàn trong đó đa số hay vẫn là trong gia tộc thất bại không được thế ngày bình thường chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa những người này cũng là dễ dàng nhất bị khống chế cùng lợi dụng đấy mà càng làm cho một ít dòng họ tộc trưởng đau lòng chính là gia tộc bọn họ một ít có được kế thừa tư cách dòng chính huyết thống cũng gia nhập cái này quần thể chính giữa. Những người này đương nhiên đều là cơ vốn đã vô vọng tộc trưởng vị. Muốn mượn lấy Taro thế lực đến xoay người đấy, nhưng là, dù sao những người này dòng chính à. Theo bọn hắn trong miệng biết được, bọn hắn rất nhiều người cũng không biết mình chủ tử là ai, nhưng trên cơ bản, bọn họ đều là bị đưa cho nhất định được hy vọng, những người kia hứa hẹn, có thể lợi dụng một ít thủ đoạn lại để cho đem làm đại gia chủ, thuận vị người thừa kế thứ nhất không hiểu thấu tử vong, hơn nữa hứa hẹn cho bọn hắn lực lượng, lại để cho bọn hắn triệt để khống chế gia tộc. Kết quả như vậy, như thế nào không cho tất cả đại gia chủ cùng lão nhân nhóm, đám bọn họ đau lòng. Trên người chảy đồng dạng máu tươi, lại nghĩ đến muốn tánh mạng của mình, những này ngỗ nghịch tộc nhân, tại thân phận bạo lộ về sau nguyên một đám vì tự thanh, dốc sức liều mạng đem bộ ỉa tử hướng đối phương trên người khấu trừ, phản ứng như vậy cũng quả thực làm cho lòng người mát đồng thời lắc đầu thở dài. Những người này tuy tốt khống chế, thế nhưng mà một điểm khí khái đều không có, Taro tuyển những người này, cũng chẳng trách không thành được đại sự. bất quá ai cũng biết chính thức phá hủy taro kế hoạch người đúng là lúc này đây trùng hợp đã đến trần húc. trong lúc nhất thời một mặt là bởi vì cảm kích đồng thời thống hận taro đối với nam dương thế gia thẩm thấu một phương diện xử tử những gia tộc này phản đồ cũng đã tuyên bố mình cùng taro quyết liệt cho nên lúc này đây trần húc cùng nam dương thế gia đám bọn chúng đàm phán phi thường thuận lợi. nam dương người hoa tập đoàn có được vô cùng hùng hậu tài chính mà những này tài chính đã thẩm thấu tại Nam Dương khu các mặt, bọn hắn chỗ khiếm khuyết, là một cái có thể bảo hộ bọn hắn không bị địa phương thổ dân, cùng với địa phương chấp chính giả hãm hại chỗ dựa. Trước thế kỷ 60 niên đại, trước thế kỷ thập niên 90 mặt, cái kia loang lổ máu tươi đã sớm đem cái này mảnh thổ địa nhuộm đỏ, như vậy huyết giáo huấn, chẳng trách khi biết, Nam Dương người Hoa đệ tử có thể thông qua khảo hạch, thành tích người ưu tú đem gia nhập ăn sạch đảo phòng vệ quân thời điểm, những gia tộc này tộc trưởng là kích động như vậy. Ai cũng biết, dưới mắt ăn sạch đảo địa vị phi thường đặc thù, nói thẳng thắn điểm, chỗ đó tự là Trần Húc tiểu vương quốc, hết thảy hạng mục công việc đều là Trần Húc xử lý, hắn thậm chí đã thành lập nổi lên thuộc về mình đóng quân, có thể chính mình chiêu mộ binh lính quân nhân, thành lập quân đội. Đã có gia tộc của chính mình đệ tử tiến nhập ăn sạch đảo đóng quân, như vậy ăn sạch đảo khoảng cách Nam Dương bất quá mấy cái giờ đồng hồ lộ trình. Một khi Nam Dương phát sinh lần nữa thổ dân bạo động, uy hiếp được người hoa tánh mạng của mình, như vậy ăn sạch đảo cũng đã hứa hẹn, sẽ tại trước tiên chạy đến Hồ Kiều. Dù là, cùng địa phương chính phủ tiến vào chiến tranh trạng thái. Ai cũng biết Trần Húc Tựu là cái hỗn thế ma vương, hắn dám nói lời này Tựu nhất định có thể làm được, cũng nhất định dám đi làm. Mà dưới mắt đã như mặt trời ban chưa ăn sạch đảo, cũng sớm đã không phải là Nam Dương địa phương chính phủ có can đảm chống lại sức mạnh. Đừng nói bọn hắn, lần trước quân Mỹ ăn hết một cái thiệt thòi lớn về sau, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng sinh sự đành phải mượn nhờ Rockefeller lực lượng của gia tộc cùng ăn sạch đảo đã đạt thành hợp tác quan hệ. Những người khác, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Taro cùng ích, chỉ sợ cũng không có ai còn dám hướng ăn sạch đảo khiêu khích. Với tư cách báo đáp, Nam Dương thế gia nhóm, đám bọn họ ngoại trừ tại ăn sạch đảo đầu tư sinh ý kỳ thật cái này một đầu xem như ai chiếm tiện nghi còn thật không biết. Dưới mắt hướng ăn sạch đảo đầu tư thế nhưng mà bánh trái thơm ngon, chỉ cần không phải ngu ngốc, ai cũng nhìn ra ăn sạch đảo tiềm lực. Nam Dương thế gia chủ công tài chính nghiệp, nếu như có thể lại để cho bọn hắn tại ăn sạch ở trên đảo mở ngân hàng, cái này cái đãi ngộ, đã không thể so với đồng dạng bị mở cửa sau trong nước mấy đại quốc có ngân hàng, còn có mấy đại thế giới nhãn hiệu ngân hàng kém, đủ để cho việc buôn bán của bọn hắn càng tiến một bước. Đương nhiên, Nam Dương các gia tộc cũng lấy ra thành ý, đệ nhất bút 5 tỷ đô la với tư cách tài trợ, trực tiếp đưa đến Trần Húc trong tay, dùng cho ăn sạch đảo kiến thiết cùng với đóng quân mở rộng. Ai nói Trần Húc không thiếu tiến, dưới mắt tuy nhiên hắn sinh ý trải rộng toàn cầu, nhưng là phải kiến thiết ăn sạch đảo còn có dưỡng lấy thủ hạ quân đội ở đâu không cần tiền đương nhiên xem tại lão đồng trên mặt mũi trần húc đối với nam dương thế ra đưa ra điều kiện cũng rất là hậu đãi rồi nói tóm lại đây nhất định là cái song doanh cả hai cùng có lợi cục diện bất quá đầu to khẳng định hay vẫn là trần húc cùng đồng ra chiếm được những người khác cho dù biết rõ thực sự không có biện pháp dưới mắt có thể uống đến ăn sạch đảo súp đã là đi cửa sau kết quả mà chuyện này về sau lão đồng ở gia tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, mấy có lẽ đã là thiểu gia chủ thân phận, đồng lão gia tử cũng đã tuyên bố chính thức xác thực lập hắn làm gia tộc đời sau chủ nhân, lúc này đây, không có người có dị nghị, hoặc là, dám đưa ra dị nghị. Cứ như vậy, người hoa tứ đại gia tộc chính giữa, đã có một nửa đã một mực cột vào trần húc chiến thuyền lên, về phần mặt khác hai nhà, dư gia chủ công nguồn năng lượng đối với trần húc mà nói một chút cũng không có thèm. Dưới mắt tuy nhiên toàn bộ thế giới đều tại đoạt dầu mỏ, Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Trần Húc đối với dầu mỏ cũng không phải rất cảm mạo. Ngoại trừ dưới mắt kiến thiết ăn sạch đảo thiết bị máy móc cần ăn sống vật có thể bên ngoài. Ăn sạch đảo tương lai nguồn năng lượng, hắn cũng sớm đã có kế hoạch. Tương lai Hải Dương thành thị, sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy hộ gia đình, lớn nhất một điểm cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi đây thật tốt, cho nên Hải Dương thành thị sử dụng nguồn năng lượng, trên cơ bản đều là không ô nhiễm màu xanh lá nguồn năng lượng dưới mắt Trần Húc còn không có có cái kia năng lực đăng nhập mặt trăng đi khai phát khí ba tài nguyên hơn nữa hắn cũng không dám làm như thế, vật kia là cấm kỵ, đừng nhìn trước đó lần thứ nhất quân Mỹ bị hắn chiếm được tiện nghi, thế nhưng mà quan hệ đến loại này đủ để cải biến thế giới diện mạo nguồn năng lượng thuộc sở hữu lúc, nói không chừng sẽ bộc phát toàn diện chiến tranh. Trần Húc kế hoạch chính là lợi dụng triều tịch có thể cùng năng lượng mặt trời loại này màu xanh lá nguồn năng lượng. Hải Dương thành thị ánh mặt trời sung túc, theo mặt trăng cùng địa cầu vận chuyển, triều tịch cũng cố định, thích hợp nhất sử dụng loại này nguồn năng lượng. Dưới mắt ăn sạch đảo đã bắt đầu kiến thiết vài tòa cỡ lớn chiều tịch có thể nhà máy điện, cường đại hải lưu tăng thêm hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật đủ để cam đoan cả tòa thành thị nguồn năng lượng cung ứng thậm chí còn có thể vận chuyển đến vùng duyên hải một đời thành thị. Mà năng lượng mặt trời thì là dùng cho càng nhiều nữa phương diện. Năng lượng mặt trời nhưng thật ra là hết thảy nguồn năng lượng đích căn nguyên, cái gọi là vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, những lời này cũng không phải là nói nói mà thôi. Ở thời đại này, năng lượng mặt trời kỳ thật cũng đã dùng cho các mặt, nhưng là lớn nhất nan đề nhưng lại, tại dưới mắt năng lượng dự trữ lên, lại tồn tại rất nhiều nan đề nếu như gặp được mưa dầm thời tiết, tại mặt đất không cách nào tiếp thụ lấy ánh mặt trời dưới tình huống, lợi dụng năng lượng mặt trời công tác thiết bị, tiếp theo hội lâm vào tê liệt. Tục ngữ nói thiên không hề chắc phong vân, cái này cũng liền trở thành dưới mắt năng lượng mặt trời không thể phổ biến sử dụng nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, ngẫm lại tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính bình ắc quy thông qua năng lượng ánh sáng nạp điện, nạp điện hoàn tất về sau đủ có thể đủ sử dụng một tháng thời gian. Tương lai thế giới tại năng lượng chứa đựng nghiên cứu lên, đã lấy được đột phá tính tiến triển. Một đài kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô động cơ, tại kiểu mới thân xe kết cấu xuống, có thể thông qua hấp thu năng lượng mặt trời chuyển hóa thành động năng, đồng thời cũng có thể đem dư thừa động năng chứa đựng loại này động cơ có chút cùng loại với hiện tại tiểu nhân xe gắn máy bên trên sử dụng bình điện, tại năng lượng sung túc dưới tình huống, cho dù không có ánh mặt trời, cũng có thể chạy 300 km đã ngoài nếu có ánh mặt trời chiếu, trên lý luận là có thể vô hạn chạy đấy. Hơn nữa, mưa rầm thiên tựu thật không có ánh mặt trời sao? Đó là không có khả năng, duy nhất không có ánh mặt trời tình huống, tự là tại ban đêm hoặc là nhật thực dưới tình huống, đêm là mặt trời hoàn toàn bị tinh thể chỗ ngăn trở, mới không có ánh mặt trời. Cho nên, coi như là mưa rầm thiên, cường đại ánh mặt trời vẫn có thể đủ chiếu phá tầng mây chỉ là, tại tầng mây vật che chắn xuống, ánh mặt trời sẽ có vẻ rất yếu mà thôi. Dưới mắt vô cùng nhiều năng lượng mặt trời thiết bị, tại lấy ánh sáng hấp thu năng lượng bên trên làm đều phi thường chưa đủ. Mà kiểu mới năng lượng mặt trời trên thiết bị chỗ chọn dùng ánh mặt trời tiếp thu hệ thống, có thể càng phạm vi lớn bắt đến ánh mặt trời năng lượng, cho dù là tại mưa dầm thời tiết, năng lượng mặt trời động cơ đồng dạng là có thể sử dụng, thậm chí, tại bình thường điều khiển tốc độ hạ đối với nguồn năng lượng tiêu hao, cũng gần kề chỉ là so đạt được năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành động năng sau muốn phải nhiều hơn một điểm mà thôi. Mặt khác, coi như là triệt để đã không có nguồn sáng, cũng có thể chọn dùng nạp điện phương thức vội tới động cơ cung cấp nguồn năng lượng. Đương nhiên, năng lượng mặt trời động cơ gần kề chỉ là một loại mới nguồn năng lượng thiết bị mà thôi, vì đem ăn sạch đảo chế tạo thành thế giới đệ nhất khoa học kỹ thuật chi đô, Trần Húc thế nhưng mà lại để cho Trần Phỉ Hảo hảo tìm đọc máy tính chính giữa tư liệu, sở so hữu tất cả dưới mắt áp dụng hơn nữa dùng trước mắt điều kiện có thể chế tạo ra đến tương lai sản phẩm công nghệ cao, đều bị lật ra đi ra. Chắc hẳn, đợi đến lúc ăn sạch đảo chính thức chứng thực cởi mở vào cái ngày đó, toàn bộ thế giới đều chấn động a. À. Thời gian qua mau, chỉ trước mắt, một năm rưỡi thời gian cứ như vậy đi qua, cái này một năm rưỡi đến nay, toàn bộ thế giới hay vẫn là nhìn như rất quy luật bình thường vận hành lấy, nhưng là bên trong mãnh liệt, nhưng lại sóng sau cao hơn sóng trước. Năm 2008 tháng 6 ngày 8, S công ty đời thứ nhất BC giả thuyết ảo cảnh hệ thống cực kỳ nguyên bộ phần cứng phương tiện bắt đầu toàn dân Open Beta, tại cả nước tất cả thành thị siêu thị máy tính và tiêu thụ, bảo hành sửa chữa mạng quan hệ thiết lập khảo thí server, những khách cô có thể thân thân nếm thử giả thuyết ảo cảnh hệ thống chỗ mang đến siêu cấp rung động. Hơn nữa tuyên bố, S công ty đã chế định đối với giả thuyết ảo cảnh hệ thống toàn diện tiêu chuẩn, hơn nữa đã tại IBM, Dell, Amekip, Intel, Cisco System Company chờ phần cứng nhà máy hiệu buôn tiến hành chiều sâu hợp tác. Cộng đồng khai phát giả thuyết bình đài tiềm lực, hơn nữ hoan nghênh toàn cầu sở hữu tất cả phần cứng, nguyễn kiện chế tạo thương, cùng với tivi tiếp sóng, điện ảnh công ty cùng trò chơi nhà máy hiệu buôn gia nhập liên minh. Lúc này đây Open Beta đầu tiên tại Trung Quốc đại lục cùng Hồng Kông khu đi đầu khảo thí. Ở nước ngoài khảo thí cần phải chờ tới 2 tuần lễ về sau lý do là không có chuẩn bị cho tốt. Quang một câu nói kia, tự đưa tới trong nước bạn trên mạng điên cuồng ủng hộ những thứ không nói khác, nhất là quảng đại World of Warcraft người chơi nguyên một đám lệ nóng doanh trong, bọn hắn chờ cái vu yêu vương chi nộp phiên bản chờ dễ dàng sao. Này sẽ có thể rốt cục lại để cho người nước ngoài nhóm, đám bọn họ cũng nếm đến chờ đợi thống khổ. Không ít người chơi còn cao hô đem nước ngoài khảo thí thời gian vô hạn kỳ trì hoãn thực làm như vậy ép công ty còn lợi nhuận cái gì tiến. Bất quá lại nói trở lại, đưa ra ý nghĩ này phụ cá, cũng chính là một cái đáng tin wow người chơi à. Tin tức này một khi công bố, nước Mỹ khoa học kỹ thuật cổ chỉnh thể ngã mấy cái điểm, chỉ có trong báo cáo chỗ nâng lên mấy gia công ty may mắn thoát khỏi tại khó, ngược lại càng thêm kiên quyết rồi. Mà quảng đại Trung Quốc đám bạn trên mạng cũng mặc kệ những này. Trong lúc nhất thời nhao nhao dũng mãnh vào siêu thị máy tính cùng các nơi như măng mọc sau mưa tuôn ra hiện ra S công ty BC bình đài mạng lưới tiêu thụ điểm, đi thể nghiệm cái kia đã bị vô số truyền thông nhóm, đám bọn họ thổi thiên hoa loạn trụy, được xưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giả thuyết ảo cảnh bình đài. Trong lúc nhất thời, trong nước có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, đều tụ tập tại những này mạng quan hệ, vỗ đội ngũ thật dài cùng đợi tự thể nghiệm. Tuy nhiên đã dự liệu được loại kết quả này, tất cả thành thị chỗ phối trí BC bình đài hộ khách đầu số lượng cũng không ít, có thể còn là xa xa không cách nào bổ sung cuồng nhiệt các người chơi nhu cầu. Tuy nhiên mỗi người chỉ có thể ở BC trên sân thượng thao tác 15 phút, nhưng là tuyệt đại đa số mọi người nguyện ý đứng hàng 5-6 giờ đội ngũ, đi thể nghiệm cái kia 15 phút. Bởi vì, đây là dưới mắt sở hữu tất cả truyền thông nghĩ hết quá khen ngợi chi từ đến tán dương, nhưng lại tán dương không xuất ra hương vị đồ vật. Giả thuyết ảo cảnh bình đài vốn chú ý chính là một cái người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, có thể trong trò chơi nội dung tuy nhiên có thể dẫn xuất screenshot, nhưng là cái kia dù sao cũng là 2D mặt bằng đồ vật, nào có tự thể nghiệm đến thông khoái. Hơn nữa, BC bình đài tác dụng thật sự là quá quảng rồi, tựa như S công ty chỗ nói như vậy, tivi truyền thông, trò chơi giải trí, điện ảnh quan sát, còn có hay không nói ra được quân sự lĩnh vực, đều có vượt thời đại ý nghĩa. Quá sung sướng, ta quả thực không thể tin được, đem làm cái thứ nhất thể nghiệm từ này cửa ra vào đi ra lúc, lập tức đã bị tại điên cuồng xếp hàng bạn trên mạng cùng các phóng viên vây quanh, ai dùng người nấy biết hả. À? Ai muốn đến bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại tình trạng này rồi hả? À? Ngươi để cho ta nói như thế nào, cái kia giống như là tại một cái chân thật thế giới chính giữa, chứng kiến, nghe được, kể cả xúc cảm, còn có đau đớn, đều là cùng thật sự giống như đúc à. Ta vừa mới tiến đi lần đầu tiên, còn cho là mình bị bắt cóc rồi. Wow, cái này cũng quá mơ hồ rồi, nháy mắt một cái đã đến một thế giới khác, không phải người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng ca là người bình thường sao? Người xem ca như người bình thường sao? Ta con mẹ nó thiếu chết rồi. Ta trước khi đã ở nghĩ đi, cái này giả thuyết ảo cảnh, nhất định là tiến vào đến một cái khác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thế giới. Nhưng là ai biết cái thế giới này như vậy chân thật, ta chỉ xem bên cạnh cái kia giới thiệu cho ta giả thuyết ảo cảnh hệ thống nhân công Mỹ nữ tự xem ngây người, chờ kịp phản ứng thời điểm. Nha, không có thời gian, không được, ta được lại xếp hàng đi. Còn có, Mỹ nữ này cũng thẩm mỹ quá mức, về sau nếu tại thế giới giả tưởng bên trong đãi trường rồi, thời gian này như thế nào qua à? Trong hiện thực cái kia chính là Jurassic à? Cùng loại với như vậy bình luận, không ngừng tràn ngập tại trên Internet, tin tức truyền thông lên, mọi người lớn nhất nghi vấn là BC Bình Đài lúc nào có thể chính thức phát hành. Một đám người vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích tiền mặt à. Không sợ người bán quý, chỉ sợ người không bán. Trang diện này, chật chật, ngẫm lại tựu đồ sộ. S công ty đáp lại là hiện tại BC Bình Đài đời thứ nhất khai phát đã hoàn mỹ. Hơn nữa thế giới các nơi phần cứng nhà máy hiệu buôn đều tại toàn lực khởi công chế tạo, dưới mắt hàng tồn đã có 700.000 đài. Nhưng là số này lượng xa xa không đủ tiêu hao đấy. Bất quá, Tuy nhiên S công ty trước khi đã tải tất cả tạp chí lớn, mạng lưới công ty hợp tác dưới mắt BC Bình Đài đã đủ hòng duy trì xem xem tiết mục TV cùng xem website chờ chờ công năng, nhưng là BC Bình Đài điểm xuất phát cùng truyền thống PC Bình Đài bất đồng, truyền thống máy vi tính bị phát minh đi ra, chủ yếu mục đích là vì tính toán công tác, mà BC Bình Đài càng đại tác dụng thì là giải trí. Cho nên, gần kề chỉ có được xem xem tiết mục TV cùng xem website cái này hai chủng công năng, đối với BC Bình Đài thật sự mà nói là quá đơn sơ rồi, nhất tối thiểu nhất, cũng cần có một cái trò chơi đến chống đỡ chàng chống đỡ chàng A. Tung hoành thiên hạ BC Bình Đài bản, đã thành công cấy ghép, sở hữu tất cả người sử dụng đem giữ lại số tài khoản tư liệu, có thể chọn dùng BC cùng PC hai chủng Bình Đài tiến hành trò chơi. Dưới mắt đang tại cuối cùng kết thúc giai đoạn, tháng 6 20 số, BC Bình Đài đem toàn diện đem bán. Về phần BC Bình Đài giá cả, cũng căn cứ phối trí bất đồng có chỗ phập phòng BC bình đài phối trí chủ yếu hay vẫn là quyết định giả thuyết hình ảnh tính là chân thật, cấp cao nhất một bộ phối trí muốn gần 3 vạn nhân dân tệ, cấp thấp phối trí một bộ cũng cần hơn 8.000 nhân dân tệ. Mà ở nước ngoài giá bán tắc thì căn cứ địa phương giá hàng cùng thành phẩm một lần nữa tính toán. Nhưng là cái giá tiền này cũng không có lại để cho người giật mình, đã đến tháng 6-20 ngày, tất cả đại tiêu thụ trạm điểm web sớm tự xếp thành hàng dài, mọi người vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích tiền mặt cùng chi phiếu, thế tất muốn tại trước tiên đem giả thuyết ảo cảnh hệ thống bàn hồi ra. Gần kề một ngày thời gian, cả nước tổng cộng tiêu thụ mất 1 hơn 700 vạn đài hộ khách đầu, trong đó mua sắm cấp cao nhất phối trí chiếm được sở hữu tất cả tiêu thụ bên trong đích 43%, không ít địa phương nguồn cung cấp chưa đủ, trực tiếp đoạn hàng. Đang tại cấp tốc theo tổng bộ điều, tiền này, không biết buôn bán lời bao nhiêu, hơn nữa. BC Bình Đài đối với bản quyền bảo hộ thật là nghiêm khắc, bởi vì dùng dưới mắt kỹ thuật mà nói, BC bình đài không có khả năng xuất hiện sách lậu cùng virus, đây là một cái sạch sẽ thế giới. Cho nên, tất cả đại trò chơi công ty phi thường cam tâm tình nguyện cùng S công ty hợp tác đẩy ra bọn hắn trò chơi, nhất là sinh sản, sản xuất máy rời trò chơi công ty bởi vì sách lậu nguyên nhân, thị trường của bọn hắn đã bị game online lách vào không có gì không gian, nhất là trong nước máy rời trò chơi công ty. Tuy nhiên rất nhiều các người chơi đều tại hô hào ủng hộ tránh bản, thế nhưng mà tránh bản trò chơi lại thực không có quá nhiều. Bởi vì BC Bình Đài nguyên nhân, các người chơi muốn chơi trò chơi phải chơi tránh bản, bởi vì, đối với BC Bình Đài một chút cũng không biết mọi người căn bản chưa nói tới đi phá giải. Bất quá, châm đối với trong nước tiêu phí trình độ, S công ty đồng thời cũng hô lên 10 nguyên tránh bản khẩu hiệu. BC trên sân thượng vô cùng nhiều nguyễn kiện đều là miễn phí, đương nhiên cũng không ngăn cản có người đẩy ra thu phí đấy. Chỉ cần người khác nguyện ý mua, nhưng là, nếu như cái gì nguyễn kiện đều nhãn hiệu đã đến giá trên trời, như vậy có thể sử dụng khởi người cũng thật sự không nhiều lắm. Xét thấy BC bình đài dưới mắt lửa nóng cùng không cách nào phục chế, S công ty hô lên 10 nguyên tránh bản khẩu hiệu cũng danh chính ngôn thuận rồi. Cái này khẩu hiệu nội dung là giảm xuống nguyễn kiện đối với một cái người sử dụng thu phí giá cả, đính tại 10 nguyên tả hiếu, lại để cho bình thường người sử dụng cũng có thể dùng khởi cái này nguyễn kiện cái này 10 nguyên. Có rất nhiều một tháng sử dụng phí tổn, có thì còn lại là toàn bộ sử dụng phí tổn, điểm này do người sử dụng đến quyết định. 10 nguyên tiến cũng không nhiều, BC Bình Đài cùng tất cả ngân hàng lớn đã tiến hành hợp tác, tại trên Internet có thể trực tiếp giao nộp phí, an toàn yên tâm. Như vậy, đám bạn trên mạng bỏ ra không coi là nhiều tiến, hơn nữa ủng hộ đã đến tránh bản, lại để cho nhà máy hiệu buôn nhóm, đám bọn họ có lợi có thể lợi nhuận, bởi vì mua sắm nhân số phần đông, tuy nhiên giá cả thấp xuống. Nhưng lại lợi nhuận càng nhiều thậm chí có thể nói như vậy, trong nước rất nhiều nhuyễn kiện giá cả đắt đỏ, một cái nguyên nhân rất lớn tựu là sách lậu hung hăng ngang ngược khiến cho nhà máy hiệu buôn nhóm đám bọn họ không thể không dơ lên giá cao lại để cho tránh bản người sử dụng đi cho sách lậu người sử dụng tính tiền thế nhưng mà nếu như mỗi người đều dùng tránh bản cái này giá bán lẻ cách tự nhiên có thể phóng thấp quốc gia cũng chính thức công khai tương ứng chính sách đối với công nghiệp software giá cả tiến hành điều động hơn nữa thời gian dài như vậy xuống cũng có thể bồi dưỡng người sử dụng sử dụng tránh bản đích thói quen đầu năm nay là không có ăn chùa cơm trưa không muốn dùng tiền kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì chỉ là có chút chuyên dụng nguyễn kiện không thể sử dụng có chút trò chơi không thể chơi mà thôi theo bc bình đài lớn mạnh nội dung hội càng ngày càng nhiều cũng sẽ có thêm nữa miễn phí đồ vật có thể sử dụng theo giả thuyết ảo cảnh hệ thống phát hành ipvs tiêu chuẩn cũng đã bắt đầu đổi mới bất quá so sánh với giả thuyết ảo cảnh chuyện lớn như vậy loại này ip hiệp nghị thay đổi thay thế cũng chỉ có nghiệp nội nhân sĩ mới có thể chú ý kỳ thật, cái này làm việc nội dẫn phát địa chấn cũng không thể so với BC bình đài phát hành muốn tiểu. Đón lấy, S công ty lại liên tiếp ban bố mấy cái sản phẩm, cùng quảng đại trò chơi công ty hợp tác chỗ khai phát BC bình đài trò chơi, đã ở 08 năm đất liên tục xuất hiện tại trên Internet. Mặt khác, 100 vạn bộ đồ đặc chế giả thuyết ảo cảnh hộ khách đầu đã tại quân đội toàn diện trang bị, cái này một bộ hộ khách đầu so về loại dân dụng lớn nhất bất đồng là tăng thêm sóng não khóa lại hệ thống cùng vân tay, đồng từ đồng dạng, cái thế giới này cũng không có giống như đúc đại não chấn động. Như vậy một bộ hệ thống, tính toán năng lực càng thêm cường đại, hơn nữa phân phối đời thứ nhất quân sự mô phỏng diễn luyện hệ thống bộ này hệ thống là trần húc căn cứ tương lai quân sự mô phỏng hệ thống cải biên mà thành, xóa bỏ so sánh mẫn cảm một ít số liệu, ví dụ như siêu thời đại vũ khí các loại, nhưng là giữ lại số liệu chính giữa, nhưng lại dưới mắt nhất toàn diện vũ khí tình báo ở trong đó cũng đã nhận được quân đội đại lực ủng hộ, quân đội cắn răng đem dưới mắt vũ khí tư liệu toàn bộ đem ra. Vì chính là có thể lợi dụng như vậy một bộ hệ thống bồi dưỡng được biển, lục, không toàn diện phát triển tinh anh chiến sĩ. Bộ này hệ thống giữ bí mật trình độ phi thường cao. Với tư cách tổng server chính là mới nhất chế tạo ngân hà số 7 khổng lồ máy vi tính, đủ hòng duy trì ngàn vạn đợt người quy mô toàn cầu hình chiến dịch. Mà hệ thống chính giữa, cũng hủy bỏ dân dụng hệ thống chính giữa bộ phận bảo hộ biện pháp bởi vì vì để cho các binh sĩ tại trong khi huấn luyện chăm chú, lại để cho bọn hắn ý thức được chính mình tuy nhiên là ở chơi một cái trò chơi, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại muốn bọn hắn chân thật thay vào đi vào, cũng không phải nói, tại cái trò chơi này chính giữa, tử vong, bị thương đều không sao cả. Cho nên, cái này hệ thống chính giữa cảm giác mô phỏng là vô cùng rất thật, vượt qua xa dân dụng hộ khách đầu có thể so sánh với đấy. Tại ảo cảnh ở bên trong, các chiến sĩ cơ hồ cảm nhận được một cái tuyệt đối chân thật thế giới, trong đó bị thương, đổ máu, đau đớn, thậm chí là tử vong cảm giác, cũng cơ hồ cùng sự thật chính giữa đồng dạng đương nhiên, S công ty đồng thời phân phối hơn 10 vạn bộ đồ chữa bệnh tâm thần thiết bị, bởi vì tại đây dạng rất thật ảo cảnh chính giữa, bởi vì cảm giác vô cùng chân thật, sẽ để cho rất nhiều chiến sĩ nhóm, đám bọn họ thực cho là mình bị thương tổn, ví dụ như tại trong trò chơi đã đoạn tay chân, sẽ trận cho là mình tay chân bị gãy như vậy như vậy khả năng tạo thành kết quả tự là đại não lặng yên nhận thức tay chân đã đứt dù là trở lại sự thật thế giới cái tay kia hoặc là cái con kia chân cũng đã không thể dùng thậm chí tại tao ngộ trong trò chơi tử vong thời điểm hội làm cho não tử vong tình huống xuất hiện bất quá s công ty đối với cái này làm phi thường nghiêm khắc bảo đảm biện pháp một khi kiểm tra đo lường đến sóng não dị thường như vậy sẽ đem chiến sĩ cưỡng ép rời khỏi trò chơi hơn nữa phát ra cảnh báo giả thuyết thiết bị cũng sẽ ở trước tiên đối với hắn tiến hành tinh thần trấn an như vậy cho dù hội xảy ra chuyện gì, cũng tối đa tựu là thông qua một thời gian ngắn chữa bệnh tâm thần tựu có thể khôi phục. Có thể đoán được, tại đây dạng hệ thống huấn luyện xuống, rất nhanh quân đội liền đem luyện được một đám chính thức thiết huyết hùng binh, tinh thông vùng núi, đất tuyết, rừng nhiệt đới, cao nguyên, bình nguyên chờ chờ bất luận cái gì địa vực tác chiến, tinh thông các loại súng ống, tác chiến vũ khí, cơ động cỗ xe, thậm chí là máy bay, chiến hạm, cơ giáp thao túng tuyệt đối tinh anh. Đối với cái này nước ngoài quân đội chỉ có thể lo lắng xuông rồi, không phát phát động chiến tranh, chỉ có thể mượn nhờ tài chính bọn hắn nhà khoa học, nhanh chóng quen thuộc cùng hiểu rõ hệ thống mô phỏng kỹ thuật, tự hành khai phát tương ứng sản phẩm. Bất quá, đem làm rất nhiều mấu chốt kỹ thuật đều bị S công ty nắm giữ lúc, loại này khai phát tiến độ, chỉ sợ sẽ không bao giờ. Nghe nói U Mỹ rất nhiều quốc hội đã thay đổi dĩ vãng lề mà lề mề tài chính dự toán tình huống, ném ra giá trên trời mời chào giả thuyết ảo cảnh người mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng là S công ty làm ra phán đoán là 3 năm ở trong, nước ngoài thì không cách nào xuất ra một bộ thành thục quân đội huấn luyện hệ thống đấy. Cho dù có, cũng là cái loại này rất sức sẹo, chân thật độ tối đa tự cùng hiện tại BC trên sân thượng rất nhiều trò chơi như vậy huấn luyện hệ thống, căn bản không cách nào thỏa mãn quân đội chính thức huấn luyện nhu cầu, thậm chí còn có thể lại để cho các binh sĩ tại loại này trong khi huấn luyện càng phát ra nghiêm túc không. Một đao kia tử, chọc cũng thật sự quá độc ác điểm, hiện tại toàn bộ quân đội đều là vui tươi hớn hở, nguyên một đám cầm cái giá đỡ, nhìn xem các quốc gia phát tới hy vọng S công ty có thể để giải trừ một bộ phận kỹ thuật phong tỏa, hoặc là cầm dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ quân dụng kỹ thuật đến trao đổi thỉnh cầu. Hôm nay bọn hắn cũng có thể cầm một ít mình đã chướng mắt đồ vật, giống như một căn ăn sạch sẽ xương cốt như vậy, văng ra, nhìn xem một đám gia hỏa đánh vỡ đầu chém giết căn này đáng thương xương cốt rồi. Ai cũng biết, tạo thành dưới mắt đây hết thảy, lại để cho toàn bộ thế giới thế cục đã xảy ra nghịch chuyển, tự duyến tại một người, N, hoặc là nói là hai cái, cô bé kia, cùng người nam kia hài. Năm 2009 tháng 10 ngày 1, thành lập đất nước 60 đầy năm, dựa theo sớm định ra kế hoạch, tại đây dạng một cái đặc thù thời gian, là thế thất cần cử hành một hồi quân sự diễn tập cùng duyệt binh nghi thức đấy. Bất quá năm nay quân diễn rất là bất đồng, ngoại trừ cùng trước kia đồng dạng duyệt binh bên ngoài, Bộ Quốc phòng tuyên bố, đem thông qua giả thuyết ảo cảnh hệ thống, hiện trường trực tiếp một hồi tại thế giới giả tưởng chính giữa chính thức thực chiến diễn tập. Hiện tại toàn diện trang bị quân dụng giả thuyết ảo cảnh hệ thống chỉ có Trung Quốc quân đội, bất quá lúc này đây trực tiếp đem chọn dùng đặc thù phương thức, lợi dụng BC bình đài cùng bình thường truyền thông đều có thể quan sát đấy. Lần này, toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung lần này quân diễn bên trên nhất là các quốc gia quân đội, phi thường bức thiết muốn biết, cái này một năm thời gian, khi bọn hắn giả thuyết quân sự huấn luyện hệ thống còn xa xa không hẹn thời điểm, đã phân phối loại này hệ thống Trung Quốc quân đội, đem có thể biểu hiện ra bao nhiêu sức chiến đấu. Đương nhiên không thể thiếu có người tại thổi phồng, nói thế giới giả tưởng dù sao cũng là thế giới giả tưởng, vĩnh viễn không có khả năng trở thành chính thức thế giới. Tại loại này giả thuyết ảo cảnh hạ tiến hành huấn luyện quân đội, lên chiến trường nói không chừng hội đái ra quần vân vân. Thế nhưng mà quân diễn ngay từ đầu, nói những lời này người tự câm miệng rồi. Quân diễn chia làm ba cái cỡ lớn chiến dịch, Đông Hải hải chiến, phía Nam Á nhiệt đới rừng nhiệt đới lục quân giao chiến cùng cao nguyên tác chiến. Ai cũng biết như vậy ba cái chiến dịch đại biểu chính là cái gì, Đông Hải hải chiến kể cả Sơn Đông cùng Đông Bắc khu lục quân tác chiến, ngoại trừ Triều Tiên bán đảo bởi vì chính trị nhân tố vô cùng mẫn cảm không có gia nhập trận này chiến dịch bên ngoài, đường khác tuyến cơ hồ tự là năm đó Nhật Bản xâm hoa lộ tuyến. Phía Nam Á nhiệt đới rừng nhiệt đới, thì ra là tại vân quý chỗ giao giới một đời, tắc thì biểu lộ đương cục đối với Đông Nam Á quốc gia cảnh cáo, nhất là cái kia được xưng có được Á châu đệ nhất lục quân quốc gia. Cao nguyên tác chiến, khu chỉ ngay tại lúc này chính náo hoan có chút độc lập thế lực, Tại đây ba chàng chiến dịch chính giữa, mọi người thấy được vô cùng chân thật chiến tranh mảng lớn, biển lục không tam quân suốt động, đạn đạo bay đầy trời, 10 cái cơ giới hóa tập đoàn quân tầm đó hỏa lực bay tứ tung chiến đấu đây hết thảy hết thảy, đều là dựa theo đương kim thế giới thế cục, một khi bộc phát chiến tranh dưới tình huống chỗ mô phỏng đấy. Như vậy diễn tập, tại sự thật thế giới chính giữa căn bản cũng không có quốc gia có thể mô phỏng lên. Lúc này đây, Trung Quốc quân đội không có chút nào lại che che lấp lấp ý tứ ai cũng biết đây là một lần lập uy cơ hội, chiến tranh chính giữa cái kia huyết nhục bay tứ tung hình ảnh xuất hiện tại toàn bộ thế giới quan chúng trước mắt thời điểm, không ít mọi người vô ý thức nuốt nhổ nước miếng. Chiến tranh là tàn khốc, điểm này vô số sách vở cùng truyền thông bên trên đều đề cập qua, thế nhưng mà, thực đem làm tận mắt nhìn đến như vậy máu chảy đầm đìa dao phong lúc, ai cũng nói không ra lời. Những cái kia phim nhựa chính giữa có quan hệ chiến hỏa bay tán loạn tràng cảnh, nhìn như tàn khốc, nhưng trên thực tế cùng chính thức chiến tranh so cái gì cũng không phải người là sẽ chết, trong chiến tranh, ai cũng không phải nhân vật chính, có thể tại viên đạn bay tán loạn trên chiến trường lông tóc ít bị tổn thương, tự cùng viên đạn cố ý trốn của bọn hắn đánh tựa như. Đồng dạng, mọi người cũng nhìn thấy mới một đời Trung Quốc quân đội cường đại sức chiến đấu, mỗi một tên binh lính. Đều có thể thuần thục các loại súng ống, các loại phương tiện giao thông, các loại địa hình tác chiến. Những binh lính này tại chiến đấu chính giữa chỗ biểu hiện cao tiêu chuẩn quân sự rèn luyện hàng ngày, quả thực lại để cho người sợ hãi thán phục vô cùng. Thậm chí, mọi người đã quên đây là một lần mô phỏng diễn tập bởi vì nó thật sự là quá giống như thật đương nhiên các quốc gia quân đội cũng xác nhận trong lòng suy đoán ai cũng biết một gã trải qua tàn khốc chiến trường lão binh trong chiến tranh biểu hiện xa xa mạnh hơn so với một cái vừa trên chiến trường tân binh vốn là bọn hắn còn ôm một tia tưởng tượng tại loại này thế giới giả tưởng chính giữa căn bản là cảm thụ không đến chính thức chiến tranh không khí thật giống như lại để cho một đám binh sĩ đi tại trên máy vi tính đánh CS đồng giặc, CS đánh chính là dù cho thì thế nào. Nhưng khi nhìn lấy loại này rất thật chiến trường không khí, mà ngay cả ở ngoài đứng xem cũng nhịn không được người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Huống chi là thân ở trong đó quân nhân, bằng tâm mà nói, nhìn xem trong chiến tranh sắm vai lam phương kẻ xâm lược, bài trừ vũ khí bên trên các quốc gia ở giữa tranh lệch, tự là riêng lấy quân sự tố chất cùng chiến trường ứng biến tính mà nói chỗ mô phỏng cái kia mấy cái quốc gia quân nhân, có thể theo chân bọn họ so sánh với, thật đúng là không nhiều lắm. Trận này diễn tập là hoàn mỹ thành công rồi, mà diễn tập về sau, mặt khác các quốc gia cũng chịu không nổi nữa, nguyên một đám nhao nhao gửi điện thoại Trung Quốc, yêu cầu cởi mở giả thuyết ảo cảnh quân sự diễn luyện kỹ thuật, trong đó đích thoại ngữ lại là lợi dụng lại là cưỡng bức, bởi vì ai cũng biết. Cái này xe tuyến lại cản không nổi, vậy thì thực cản không nổi rồi, trường này xuống, song phương ở giữa tranh lệch tuyệt đối là càng lúc càng lớn. Ai bái kiến loại này không lo nhân mạng là một sự việc phương pháp huấn luyện à? Nhân mạng tại trong hiện thực chỉ có một đầu, liều mất sẽ không có, nhưng là tại giả thuyết ảo cảnh bên trong nhưng lại chết không hết, ai chịu đựng được như vậy huấn luyện à? Tự lấy lần này diễn tập đến xem, một gã bình thường binh sĩ, trên cơ bản đều không thể so với các quốc gia đi lính bộ đội đặc trùng kém hơn nhiều lắm. Đối với loại tình huống này, quân đội cũng sớm có đoán trước, một câu, cởi mở chiến tranh kỹ thuật là không thể nào đích, bởi vì Trung Quốc là cái yêu thích hòa bình quốc gia, bất quá, lại hoan nghênh mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng một chỗ trao đổi, cùng một chỗ tiến bộ. Nói ngắn gọn, tự là kỹ thuật phương diện không có khả năng cởi mở, nhưng là các người có thể tới học tập, hàng năm đối ngoại có 10 vạn người danh ngạch, các người những quốc gia này chính mình phân đi. Phái 10 vạn người tới, cho bọn hắn an bài đến tất cả đại quân khu chính giữa đi, có thể cùng chiến sĩ của chúng ta cùng một chỗ huấn luyện, tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa chúng ta cũng không tàng tư đương nhiên những người này ăn ở sử dụng quân phí chúng ta không chịu trách nhiệm, chính các ngươi giải quyết. Cũng không nhiều á, mỗi người huấn luyện kinh phí là hàng năm 30 vạn đô la. Một chiêu này thật sự quá độc, nếu như Trung Quốc không cởi mở kỹ thuật, như vậy đã dự cảm đến uy hiếp thế giới các quốc gia nói không chừng hội quyết tâm liên hợp. Thế nhưng mà, cho bọn hắn một cái cơ hội không phải là dùng tiền nha, quân đội không, nhất thiếu đúng là tiến, dưới mắt là có thể không chiến tranh tựu không đánh, hơn nữa, cho dù đấu võ, ai cũng không tin rằng có thể thắng. 10 vạn người, đối với toàn bộ thế giới quân đội mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông, một năm huấn luyện thì như thế nào? Số tiền kia quân đội là ổn lợi nhuận, cũng hòa hoãn lập tức mâu thuẫn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. 10 vạn nước ngoài quân nhân tới, phân tán đến 9 đại quân khu, một cái quân đội bất quá hơn một vạn người, vũ khí lại thực hành trông giữ, bọn hắn lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Hơn nữa, cho bọn hắn server cũng là khóa lại sóng não, trước khi đi, đưa bọn chúng sóng não khóa lại cho giải trừ cũng không lo lắng kỹ thuật để lộ bí mật. Về phần hệ thống mô phỏng chính giữa vũ khí tin tức, dù sao binh lính bình thường chỗ huấn luyện đều là vũ khí thông thường, còn có, các người quốc gia phái binh lính của các người tới, cái kia đồng dạng cũng phải đem các người binh sĩ sử dụng vũ khí tin tức cũng lấy ra, như vậy mắc kẹt toàn bộ thế giới quân đội cổ, lại để cho bọn hắn không nghe không được, một chiêu này, thật sự là quá độc ác rồi. Bất quá, cũng không hoàn toàn đúng tin tức tốt, không tám mỗi năm ngọn nguồn, đã xảy ra một đại sự. Bốn đại người hoa thế gia chính giữa dư gia gia chủ chết rồi, nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ. Ngay sau đó, vốn nhất có hy vọng trở thành đời sau gia chủ người thừa kế dư trương kình cũng ly kỳ bỏ mình, một cái trước khi căn bản không bị người coi được, gọi là dư trạch gia hỏa tiếp nhận vị trí gia chủ, tận lực bồi tiếp đối với gia tộc một hồi quét sạch. Ai cũng biết vấn đề này có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là cái này dù sao cũng là người ta ra sự. Cho dù là quản lý Đồng Tam gia, cũng không có quyền đi qua hỏi. Thế nhưng mà căn cứ phát tới tin tức, rất rõ ràng nhìn ra ở trong đó có máy móc cải tạo người dấu vết, vì thế, Đồng gia gia chủ Đồng Thiên Hành vô cùng nhất cảm khái bởi vì nếu như không phải Trần Húc, như vậy Đồng gia sẽ cùng dư gia đi đến cùng một cái con đường. Chuyện như vậy, còn phát sinh ở một ít những thứ khác cỡ lớn gia tộc chính giữa, xem ra trong khoảng thời gian này, Taro cũng không có nhàn rỗi. Bất quá lại để cho Trần Húc kỳ quái chính là dưới mắt tại trong phạm vi toàn thế giới, giám sát đến cùng máy móc cải tạo người sự kiện có không ít, những điều này đều là Taro chỗ làm chủ, nhưng lại ít tổ chức đâu này. Bọn hắn đi nơi nào, chớ không phải là nói, bị Taro chỗ tóm thâu, nhìn không thấy địch nhân mới được là đáng sợ nhất đó a. À? Ích, mế Đức là tiến sĩ, các người hiện tại ở địa phương nào? Năm 2010 Tết Nguyên Đán, ăn sạch đảo Tam Hoàn trong vòng kiến thiết hoàn tất, chính thức tuyên bố đối ngoại cởi mở. Tại một năm trước khi An Sạch Đảo tựu đối ngoại tuyên bố, đối với kiểu mới Hải Dương thành thị kiến thiết đã đến một cái mấu chốt thời kỳ, bởi vì rất nhiều kỹ thuật thiết bị cần giữ bí mật, cho nên An Sạch Đảo đối ngoại phong đảo, xin miễn hết thảy tới chơi. Mà ở trên đảo chỗ bao phủ kiểu mới hệ thống phòng ngự, cũng khiến cho vệ tinh không cách nào nhìn trộm hòn đảo kiến thiết tiến trình. An Sạch Đảo hết thảy đều đã trở thành một cái cự đại câu đố, mọi người đều tại nhau nhau suy đoán, trước sau như một giỏi về cho mọi người mang đến kinh hỉ An Sạch Đảo, lúc này đây lại hội cho mọi người mang đến thế nào kinh nghỉ đâu này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người khinh thường không phải là tạo một tòa thành nha, người dù là che 900 mét cao cao ốc cũng không cần che che lấp lấp A. Đem làm người chưa thấy qua hay vẫn là dù thế nào. Bất quá, như thế nào mới có thể đến ăn sạch ở trên đảo ở lại, ăn sạch ở trên đảo giá phòng như thế nào, vào nghề tình thế như thế nào, còn có phát triển như thế nào, đã trở thành một cái cộng đồng chủ đề, nhưng là đối với những lời này đề, S công ty đều dùng một câu chính thức khách sáo đến đuổi rồi. Ăn sạch đảo chính là một cái không đồng dạng như vậy ăn sạch đảo, chính là thế kỷ mới thế giới kỳ tích. Năm 2010 trước Tết Tịch, mọi người khổ hậu một năm ăn sạch đảo rốt cuộc đối ngoại tuyên bố, vào khoảng Tết Nguyên đán cùng ngày đối ngoại cởi mở, hơn nữa hoan nghênh nhóm đầu tiên du khách cùng nhóm đầu tiên chính thức cư dân cùng với nhân viên công tác. S công ty tại trên Internet dẫn đầu công bố cái này tòa mới xây thần bí thành thị ảnh chụp cùng video lập tức tự bị điên cuồng chuyển đến thế giới tất cả đại trên website. Quá rung động rồi, ai cũng không nghĩ tới, ăn sạch đảo kiến tạo cuối cùng thành quả dĩ nhiên là như vậy. Nhà cao tầng, cái kia đã không kỳ lạ quý hiếm rồi, đương nhiên, vì tiết kiệm thổ địa, ăn sạch đảo kiến trúc trên cơ bản không có thấp vô tứ 10 tầng đấy. Nhưng là loại này kiến trúc phong cách, nhưng lại lại để cho người cảm giác mới mẻ. Chọn dùng không trung hoa viên lập thể kiến tạo hình thức kiến trúc nhìn từ đàng xa đi cái kia chính là một tầng tầng nổi giữa không chung sân thượng đặc thù kiến tạo phương thức khiến cho từng cái sân thượng đều cấu tứ sáng tạo chẳng những có thể đủ hưởng thụ đến nguyên vẹn ánh mặt trời hơn nữa cũng không có chút nào bị ngăn trở ánh mắt sân thượng đều theo trong đại lâu sông ra nổi bật đứng tại trên ban công có chứng sợ độ cao người chỉ sợ cũng không dám nhìn xuống nhưng là đối với rất nhiều mới tân nhân loại mà nói như vậy kiến trúc thật sự là quá đã kích thích đương nhiên truyền thống kiểu kiến trúc cũng có cùng loại này không trung hoa viên bất đồng chính là, truyền thống kiến trúc sử dụng chính là kim tự tháp hình dạng, càng cao địa phương gian phòng lại càng thiểu, càng là có thể làm cho người cảm giác được một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Ăn sạch đảo tính cả quanh thân nhân công hòn đảo, đều là sử dụng cầu vượt cùng đường hầm tương liên đấy. Mọi người có thể lựa chọn theo cầu lớn lên, hoặc là từ đáy biển lui tới từng cái hòn đảo những này cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, chính thức kỳ lạ quý hiếm chính là mọi người thậm chí có thể từ không trung tiến hành vãng lai ăn sạch đảo con đường chia làm ba loại, lục địa kể cả bốn phương thông suốt cầu vượt, có vài đáy biển đường hầm, còn có. Không Trung cố định quỹ đạo, dân dụng từ xe bay, chính thức được xuất bản, loại này từ xe bay, có thể trên không Trung cố định quỹ đạo chạy về thủ đô chạy nhanh, thuận tiện mau lẹ, an toàn tin cậy. Không Trung cố định quỹ đạo bốn phương thông suốt, trải rộng toàn bộ ăn sạch đảo trên không, chẳng những con đường bốn phương thông suốt, hơn nữa chia làm thượng trung hạ tầng 3, phi thường lập thể rõ ràng. Đương nhiên, không chung điều khiển có phong hiểm những ngày từ xe bay đều là do ăn sạch đảo nhất đầu mối siêu cấp máy tính chỗ khống chế tương đương với nguyên một đám cỡ nhỏ xe taxi cũng không phải do hành khách tự mình điều khiển đấy nhưng là hành khách mỗi ngày đi ra ngoài trước chỉ cần trong nhà theo như một cái cái nút như vậy thì có từ xe bay tự động đứng ở sân thượng bên ngoài liền lâu đều không cần hạ trực tiếp ngồi trên xe sau đó đưa vào người muốn đi địa phương đầu mối máy tính đem sẽ tự động lựa chọn lộ tuyến hành khách liền đem dùng tốc độ cực nhanh tiến về trước chỗ mục đích an toàn yên tâm. Mà loại này từ xe bay, cũng chia hai chủng, một loại là xe taxi hình thức, mà đổi thành bên ngoài một loại có thể do hành khách mua sắm vì chính mình tư xe dù sao từ xe bay cũng là có hạn đấy. Loại này kiểu mới phương tiện giao thông tất cả mọi người muốn ngồi, nhưng vấn đề là số lượng tự nhiều như vậy, đều dựa vào loại này từ xe bay, cái kia mặt đất cầu vượt cùng đáy biển đường hầm chẳng khác nào bạch xây xong. Khách hàng chính mình mua cỗ xe về sau, có thể rất thuận tiện ở ăn sạch đảo khắp nơi du ngoạn rồi, bởi vì tại đầu mối máy tính điều tiết khống chế xuống, trên không trung kẹt xe khả năng cơ hồ là không, ăn sạch ở trên đảo từ lực lưới chẳng những trải rộng 8.000 km vuông toàn bộ hòn đảo, còn kéo dài rời khỏi hòn đảo bên ngoài, những khách cũng có thể ngồi từ xe bay đến hòn đảo bên ngoài Hải Dương trên không lãnh hội xinh đẹp cảnh biển. Ăn sạch đảo ở giữa, tự là tất cả tòa nhà hành chính cao ốc cùng văn phòng, là dưới mắt phồn hoa nhất trung tâm chợ, không riêng có bộ phận hành chính môn, còn có tất cả công ty lớn, đương nhiên, hay vẫn là vô cùng phồn hoa khu buôn bán đến từ toàn bộ thế giới các nơi thương gia đều phía sau tiếp trước phải ở chỗ này thuê bên trên một khối địa phương bởi vì ai cũng biết cái này mới xây hòn đảo đem trở thành tương lai thế giới một cái vô cùng phồn hoa đại đô thị tại ăn sạch đảo phía nam thì là hấp dẫn các du khách cơ lớn hải dương chơi trò chơi viên mà phía tây thì là cấm địa bình thường cỗ xe thì không cách nào tiến vào nơi này là quân sự quản lý khu đóng ở lấy trên cái thế giới này cường đại nhất cơ giáp chiến đội đương nhiên cơ giáp loại vật này tuy nhiên còn không có có vùi đầu vào dân dụng, thế nhưng mà tại giả thuyết BC trên sân thượng cũng đã có hình thức ban đầu, tại ăn sạch đảo chơi trò chơi viên ở bên trong, các du khách có thể tự mình hưởng thụ đến điều khiển cơ giáp khoái cảm. Ăn sạch đảo mặt phía Bắc thì là cỡ lớn sân bay cùng độ khẩu, tại đây đã hấp dẫn toàn bộ thế giới công ty hàng không cùng hải vận công ty, sở hữu tất cả máy bay hành khách đều là thế giới mới nhất tốt nhất an toàn nhất đỉnh cấp máy bay hành khách. Mặt khác còn đều biết chiếc xa hoa du thuyền, mà phục vụ tự nhiên cũng là tốt nhất chỉ là chọn lựa tiếp viên hàng không, cái kia chính là vạn trùng tuyển một, có mọi người đùa dỡn xưng, cái này ăn sạch đảo tuyển tiếp viên hàng không, trên căn bản là liền tiếp viên hàng không mang thế giới tiểu thư một khối tuyển. Ngoại trừ sân bay, còn có trải rộng tại thành thị các nơi xa hoa khách sạn, cơ hồ bao gồm thế giới sở hữu tất cả nổi danh nhãn hiệu, theo Hilton đến bình thường khách sạn dù sao không phải người mọi người có thể ở lại khởi khách sạn năm sao, bình thường mắt xích khách sạn mới được là hấp dẫn bình thường du khách phương đạo. Bất quá đối với những cái kia có tiền chịu tiêu phí, nơi này có đến từ Dubai mà có ẩm vương tử chỗ đầu tư thứ hai tòa nhà Ả Rập tháp khách sạn, hết thảy so về Dubai cái kia tòa nhà thất tinh cấp khách sạn, chỉ xa hoa mà không kém, hơn nữa, mà to âm vương tử vốn có Dubai số cũng thành ăn sạch đảo khách quen, xuất phát từ tư nhân hữu nghị, Trần Húc đưa một bộ độc lập hào biển hoa cảnh biệt thự cho ma to âm vương tử, đây càng lại để cho hắn vui cười không ngậm miệng được. Tuy nhiên Dubai người không thiếu tiến, nhưng là ai cũng biết, dưới mắt như vậy độc lập biệt thự, cũng không phải là dùng tiền có thể mua lấy được. Lui tới ăn sạch đảo cách đơn giản mà nói chỉ có hai cái, một đầu là đường biển, một đầu là ngồi phi cơ. Nam Hải một mảnh hải tặc, sớm đã bị ăn sạch đảo cơ giáp tạo đội hình không có việc gì diễn lúc luyện diệt đã xong, kể cả những cái kia nhưng thật ra là chính thức quân đội giả mạo hải tặc, cho nên đường biển là vô cùng an toàn đấy. Mà ngồi phi cơ, tắc thì có ít người trong nội tâm so sánh mâu thuẫn, Nói thí dụ như Trần Húc Phi thường ưa thích trước Hà Lan bóng đá đội tuyển quốc gia nổi tiếng siêu sao Becker Camp. Mặc dù nói máy bay là trên cái thế giới này sự cố suất nhỏ nhất phương tiện chuyên trở thế nhưng mà ai cũng biết, đó là bởi vì máy bay so về ô tô, xe lửa muốn ít hơn nhiều rồi. Hơn nữa, ngồi xe hơi đã xảy ra chuyện, không nhất định sẽ có sự tình, nói không chừng liền vết thương nhẹ đều không có. Thế nhưng mà máy bay một khi gặp chuyện không may, cái kia thì xong rồi chứng rồi, có thể còn sống sót cái kia gọi kỳ tích, điểm này toàn bộ thế giới cũng biết thế nhưng mà không có cách nào giải quyết dù sao máy bay là ở tầng bình lưu phi hành đó a à. một khi gặp chuyện không may muốn cứu đều không có cứu thế nhưng mà cái này một đầu nan đề lại bị ăn sạch đảo phá được rồi toàn bộ thế giới vô luận cái lớp nào máy bay hành khách chỉ cần là bay đi ăn sạch đảo như vậy tại ven đường chính giữa các hành khách đều có thể thông qua cửa sổ chứng kiến tại máy bay hành khách hai cánh có bốn khung hình thù kỳ lạ phi hành vật một đường hộ tống theo sau loại này hình thù kỳ lạ phi hành vật tên gọi là hộ vệ người. Có thể chớ xem thường cái này bốn khung hộ vệ người, đây là tương lai xã hội thường dùng phi hành hộ vệ trang bị, là thuộc về phi hành cơ giáp một loại, chuyên môn dùng cho cứu viện cùng bảo vệ hàng dùng, cùng trên biển hạm đội hai bên tàu bảo vệ tác dụng tương tự. Loại này cơ giáp không hề giống mặt khác tác chiến cơ giáp như vậy có siêu cường tính linh hoạt, nhưng là cũng so về máy phi hành muốn linh hoạt nhiều hơn. Có thể bay lên không tại tầng bình lưu phi hành chúng, bản thân cũng nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Mà loại hộ vệ này người là như thế nào hộ giá hộ tống đây này? S công ty chuyên môn đã tiến hành một hồi trực tiếp, do ba âm công ty cho mượn một khung sắc bị loại bỏ ba âm 747 hình máy bay hành khách. Đương nhiên, máy bay hành khách bên trên ngoại trừ đã làm tốt phi thường bảo toàn biện pháp cơ trưởng cùng phó cơ trưởng bên ngoài, không có đệ tam cái người sống, nhưng lại có rất nhiều động vật, còn có nhất định chất lượng phân bố đều đều vật nặng, dùng để mô phỏng cái này khung máy bay hành khách thu hoạch lớn lúc sức nặng. Mà khi máy bay lên không tiến vào dự định biểu diễn khu vực về sau, tại mấy đài dùng các loại thủ đoạn lên tới không trung camera nhìn soi mói, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đã tiến hành khẩn cấp nhảy dù, hơn nữa đóng cửa tự động vận chuyển hệ thống nói cách khác, cái lúc này máy bay đã biến thành không người điều khiển trạng thái điểm này, chỉ sợ đã là đã đến cực hạn một khung hoàn toàn không có người điều khiển máy bay, như thế nào mới có thể thoát hiểm đâu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền đã mất đi thao túng còn có đóng cửa tự động phi hành hệ thống máy bay. Lập tức tự trượt xuống dưới rơi, nếu quả thật chính là đã xảy ra một màn này. Như vậy a di đà Phật, công giã chàng khó đã không cách nào tránh khỏi rồi, trừ phi cái kia hồng đồ lót mặc ở bên ngoài siêu nhân tiên sinh hỏa tốc đuổi tới, dùng hắn lực lượng kinh người đem máy bay cho nâng, nếu không, sân bay hành khách hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là lúc này thời điểm, bốn khung hộ vệ người đã bắt đầu hành động chúng tại dưới phi cơ rơi đích lập tức tự phản ứng đi qua, bốn khung hộ vệ người bảo trì hiện hữu vị trí đồng thời ra tốc trượt xuống dưới rơi, đi đầu một khung hộ vệ người hỏa tốc vào tới máy bay phía dưới, nó trên lưng, đột nhiên bắn ra một cái vô cùng rộng thùng thình, hình như là bông đồng dạng màu trắng đồ vật. Mà bước tiếp theo, hạ lạc, hạ xuống máy bay hành khách tự đâm vào những này màu trắng đổ vật bên trên. Mặc dù chỉ là 3 giây đồng hồ đều không có đến thời gian, nhưng là một đài khoa học kỹ thuật chất lượng là đại, tốc độ rơi xuống lại nhanh như vậy, sinh ra động năng, đâm vào phía dưới hộ vệ người lên, cái kia chính là song phương đều bảo tạc cục diện. Thế nhưng mà loại này cục diện cũng không có xuất hiện, bởi vì những cái kia màu trắng giống như bông, hoặc như là bọt biển đồng dạng đồ vật phi tốc bành trướng. Sinh ra cực lớn giảm sóc khu vực, hóa giải dưới phi cơ hạ thấp thời gian động năng. Đồng thời, những này bọt biển còn có cường đại kề cận năng lực, trực tiếp liền đem máy bay hành khách hấp thụ tại hộ vệ người trên lưng. Lúc này, mặt khác một khung hộ vệ người cũng nhanh chóng đuổi tới, trước khi một khung hộ vệ người là lưng cõng máy bay đời trước, như vậy hiển nhiên có chút cố hết sức, bởi vì trọng tâm một chút cũng bất ổn đem làm, mà thứ hai khung hộ vệ người vị trí lại được cũng may máy bay phần đuôi. Đồng dạng cũng phun ra rất nhiều bọt biển, đem mình cùng máy bay dán hai nhà hộ vệ người cuối cùng đều phun ra cao tốc hỏa diễm, chúng tại lợi dụng như vậy phản xung tốc độ, triệt tiêu máy bay tốc độ rơi xuống. Hai nhà hộ vệ người một trước một sau, tổng cộng chưa đủ nửa phút thời gian, lập tức đem máy bay theo trụy lạc trạng thái nắm, cái lúc này, quan sát trực tiếp mọi người đã phát ra vỗ tay hoan hô quả nhiên không hổ là hộ vệ người danh tiếng, tuy nhiên vẫn không rõ cái kia màu trắng đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn vậy nhất định là S công ty mới nhất khoa học kỹ thuật rồi. Hơn nữa, hiểu công việc người cũng biết, cho dù máy bay trên không trung phát sinh trục trặc, như loại này lập tức tự mất đi khống chế tình huống cũng là ít đến thương cảm, đây cơ hồ đã là xấu nhất quyết định, nhưng là hay vẫn là bị hộ vệ người cấp cứu rồi, nếu như là nói chung tình huống, Cơ trưởng hội trước khi tự phát giác được máy bay xuất hiện vấn đề, ví dụ như la bàn không nhạy, hướng dẫn hệ thống không nhạy chờ các loại, mà một khi xuất hiện như vậy khẩn cấp tình huống, một mực đi theo tại máy bay hai cánh hộ vệ người có thể sớm hơn làm ra phản ứng, mà sẽ không giống như bây giờ, chờ máy bay bắt đầu trụi lạc về sau mới làm phản ứng. Nhưng là rất nhiều người kỳ quái, cái này rõ ràng hai nhà hộ vệ người là đủ rồi, tại sao phải xuất động bốn khung? Trên tấm hình, máy bay tự do vật rơi đã bị viên mãn chung kết, mà muốn dựa vào hai nhà hộ vệ người đem cái này hơn 10 tấn nặng máy bay hành khách nắm đến chỗ mục đích, rõ ràng là không thể nào, mà như mọi người sở liệu chính là, hai nhà hộ vệ người cũng dùng đều đặn nhanh chóng hướng phía dưới đáp xuống, chuẩn bị đem máy bay bách hàng tại hạ phương trên mặt biển. Một khung nguyên vẹn máy bay, nổi trên mặt biển cũng không phải việc khó gì, các hành khách cũng sẽ không biết đã bị cái gì tổn thương. Huống chi, tại gặp chuyện không may lập tức, hộ vệ người cũng đã phát ra tín hiệu cầu cứu khoảng cách nơi này gần đây quốc gia sẽ lập tức phái ra cứu viện đội đến đây cứu viện nhưng là mặt khác hai khung, tại máy bay gặp chuyện không may sau bay thẳng đến tại thân máy bay hai cánh hộ vệ người. Có làm được cái gì? S công ty cho giải thích là, mọi người tuy nhiên dùng mắt thường nhìn không tới mặt khác hai khung hộ vệ người tác dụng, nhưng trên thực tế, cái này hai khung hộ vệ người là ắt không thể thiếu đấy. Bởi vì chỉ dựa vào trước khi hai khung hộ vệ người đến nhờ ở máy bay, trọng tâm so sánh ổn còn không có gì, nhưng nếu như trọng tâm bất ổn, như vậy cái này hai khung hộ vệ người rất khó nâng khổng lồ như vậy thể tích máy bay hành khách. Mặt khác hai nhà hộ vệ người công năng tự là, kỳ thật tại máy bay trụ lạc trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã sử dụng S công ty mới nhất điện từ kỹ thuật, tại thân máy bay chung quanh tạo thành một cái mắt thường nhìn không thấy phản trọng lực từ trường. Không tin mọi người có thể trở về chú ý thoáng một phát thu hình lại, máy bay hành khách trụy lạc tốc độ, xa xa không có tự do vật rơi tốc độ nhanh, nếu như mọi người vẫn không rõ, có thể nhìn một chút chúng ta anime biểu thị video. Tại anime biểu thị trong video đem làm máy bay truy lạc lập tức, cái kia hai không nhìn như vô dụng hộ vệ người cơ giáp cũng đã bắn ra hai đạo dòng điện đồng dạng đồ vật. Chỉ là vật này là mắt thường nhìn không thấy, cho nên muốn dùng anime đích thủ đoạn đến mô phỏng thoáng một phát. Cái kia hai đạo dòng điện đồng dạng đồ vật xuất tại thân máy bay lên, lập tức ngay tại máy bay hành khách chung quanh tạo thành một đạo mắt thường nhìn không thấy từ lực lưới. Cái này từ lực lưới có thể tải tương đương trình độ bên trên triệt tiêu sức hút của trái đất, có thể là vì quán tính. Máy bay còn có thể hướng phía dưới Trụy Lạc, mà lúc này, trước khi hai khung hộ vệ người đã vào tới dưới phi cơ phương, bắt đầu đem máy bay nâng. Đợi đến lúc hết thảy đều vững vàng thời điểm, dưới đáy hai khung hộ vệ người đều đặn nhanh chóng hạ thấp, mà đổi thành bên ngoài hai khung hộ vệ người, cũng đi theo đều đặn nhanh chóng hạ thấp, hơn nữa tại hạ hàng đồng thời dùng từ lực lưới liên lụy ở máy bay hai cánh, lại để cho máy bay trọng tâm càng thêm vững vàng. Đợi đến lúc máy bay hành khách bình yên đáp xuống trên mặt biển thời gian, đã sớm ở chung quanh ngồi thuyền chờ các phóng viên phi tốc xiết đến, mở ra cửa khoang xem xét. Bên trong dùng để thí nghiệm các loại động vật chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa những cái kia cầu à mèo à, vẫn còn rất nhàm chán thẻ lưỡi ra liếm móng vuốt thẻ lưỡi ra liếm móng vuốt đánh nhau đánh nhau, phảng phất là không chút nào biết rõ, kỳ thật mình đã tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Đã có loại hộ vệ này người, về sau thừa lúc ngồi phi cơ chính là an toàn nhất giao thông hình thức rồi. Ba âm công ty tổng giám đốc đang thí nghiệm sau công khai biểu thị ra nói như vậy, mà trên thế giới cơ hồ sở hữu tất cả công ty hàng không, đều hướng ép công ty phát ra mời, bọn hắn hy vọng mua sắm loại hộ vệ này người cho công ty mình máy bay hộ giá hộ tống. Bởi vì ai cũng biết, cái này đoạn hiện trường trực tiếp video sẽ tại lập tức truyền khắp toàn bộ thế giới, ngày sau mọi người lựa chọn ngồi phi cơ thời điểm, thế tất hội ưu tiên lựa chọn những cái kia có hộ vệ người hộ giá hộ tống công ty hàng không về phần tiễn, đương nhiên, xuất động bốn khung hộ vệ người là khẳng định rất cần tiền, cái gọi là lông dê ra tại dê trên người, số tiền kia nhất định là hành khách bỏ ra, cùng nhau tính toán tại vé máy bay chính giữa bất quá S công ty đã tuyên bố thông cáo. Số tiền kia cũng không nhiều, so về động hơn 1.000 nguyên vé máy bay, từng hành khách chỉ cần thêm thu 200 nguyên nhân dân tệ, nếu như ngài không muốn thêm. Như vậy, hộ vệ người số lượng có hạn, tổng có hay không hộ vệ người hộ tống chuyến bay, ngài có thể ngồi cái kia. Chịu thêm người còn thật là nhiều, Mặc dù biết phát sinh tai nạn trên không xác suất là một phần vạn không đến, nhưng là dù sao không có bất kỳ vật gì so với cái mạng nhỏ của mình càng đáng giá a. À. Vạn nhất thực xảy ra chuyện, tại âm phủ thời điểm có thể hay không thống hận chính mình không có dùng nhiều cái kia 200 khối tiền. Lại để cho hộ vệ người một đường hộ giá, cái này kỳ thật cũng là không có biện pháp nào bởi vì tai nạn trên không không xác định tính thật sự nhiều lắm. S công ty tỏ thái độ thời điểm giải thích nói, vốn S công ty kế hoạch là ở tất cả đại đường biển chính giữa đến an trí bảo vệ hàng đứng. Từng cái bảo vệ hàng chạm điểm web đều có 24 tiếng đồng hồ tùy thời chờ lệnh hộ vệ người. Như vậy, một khi máy bay tại liên lạc thời điểm xuất hiện dị thường, khoảng cách như vậy này chuyến bay gần đây hộ vệ người sẽ tốc độ đuổi tới thế nhưng mà mọi người cũng cũng biết, nếu như máy bay thực gặp chuyện không may, thì ra là cái kia vài phút sự tình, hộ vệ người tốc độ mặc dù nhanh, có thể có phải thế không thần, nếu quả thật xảy ra chuyện, hộ vệ người là tuyệt đối không kịp đuổi tới đấy. Dưới mắt chỉ có thể cùng tất cả đại công ty hàng không liên hệ hy vọng có thể đem thành phẩm giảm xuống, hết sức sẽ không để cho các hành khách nhiều bỏ tiền. Bất quá S công ty cũng nói, bởi vì hộ vệ người trong liên quan đến đã đến dưới mắt nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, cho nên cùng tất cả đại công ty hàng không hợp tác hay vẫn là cần lại thảo luận. Vốn nha, căn cứ vào giữ bí mật điều khoản, hộ vệ người cơ giáp đều là không có lẽ dùng cho dân dục, bởi vì nó chính giữa chỗ bao hàm khoa học kỹ thuật hàm lược, thậm chí so về rất nhiều quốc gia quân dụng máy bay cũng cao hơn rồi, nhưng là vì các hành khách tánh mạng an toàn, S công ty mới không thể không làm ra quyết định này, về phần muốn đem hộ vệ người phổ cập đến toàn cầu, cái này tồn tại đủ loại khó khăn, trong thời gian ngắn thì không cách nào thực hiện đấy. Nhưng là S công ty cũng tỏ vẻ, có thể cho thuê một bộ phận hộ vệ người và thủ quá nghiêm khắc cách huấn luyện chuyên nghiệp người điều khiển đến tất cả đại công ty hàng không, nhưng là một khi phát hiện để lộ bí mật, tắc thì lập tức thu hồi, hơn nữa từ nay về sau không cùng này công ty, thậm chí là này quốc gia hợp tác. Cái này một cái điều kiện, lại để cho rất nhiều người dương mắt nhìn đồng thời, cũng không có gì không thể tiếp nhận đấy. Ai bảo U Mỹ quốc gia đối với Trung Quốc kỹ thuật phong tỏa phong tỏa vài thập niên đâu này? Dưới mắt người ta chịu hỗ trợ cũng không tệ rồi, còn muốn học trộm người ta kỹ thuật. Huống chi, có một điểm ép công ty thật tốt là, những quốc gia này muốn học trộm, cũng trên căn bản là không học được đấy. Bởi vì mỗi đài cơ giáp, kể cả loại hộ vệ này người cùng những thứ khác quân dụng cơ giáp, đều là có nghiêm khắc giữ bí mật thiết bị, muốn dỡ bỏ, nhất định phải đưa vào mật mã. Mà loại này mật mã, cũng không phải có lỗ thủng có thể toàn chui vào, điện tử khóa, có thể bị hacker chỗ phá giải, mà là rất cổ xưa nhưng là rất cường đại máy móc mật mã khóa. Thật giống như, phong vân chính giữa, nề bồ tát cho hùng bá chính là cái kia cất giấu hùng bá nửa đời sau lời bình luận trời cao rồng ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội nước cạn du chính là cái kia hộp báu đồng dạng. Nếu như ba lượt mật mã sai lầm, hoặc là cưỡng ép mở ra, bên trong máy móc liền đem lập tức sinh ra nhiệt độ cao mà tự hủy. Đương nhiên, bởi vì cơ giáp thường xuyên muốn tham dự chiến đấu, rất dễ dàng bởi vì tập kích mà làm cho xác ngoài vỡ tan, nếu như xác ngoài vừa vỡ sẽ tự hủy, cái này cơ giáp cũng không có tồn tại ý nghĩa, loại này tự hủy phán định thủ đoạn, cũng là do ngụy trí tuệ nhân tạo chương trình đến phán định, tại 99,99% ,99, ,99 dưới tình huống là sẽ không đoán được sai đấy. Bất quá những lời này, cũng không cần phải chuyên môn lấy ra nói, nói ra, ngược lại là lộ ra không phóng khoáng. Bất quá, S công ty cái này một loạt cử động, đều bị ăn sạch đảo địa vị lập tức tự vượt qua truyền thống thành thị, như New York, Paris, London cùng Thượng Hải, tại từng cái trang web bỏ phiếu lên, đã trở thành nhất một vòng mới, đáng giá nhất đi thành thị, còn có nhất hướng tới thành thị, thích hợp nhất ở lại thành thị chờ chờ bỏ phiếu đứng đầu bảng. Mà sơ bộ đoán chừng, gần kề cũng chỉ là tiếp đãi du khách, ăn sạch đảo hàng năm công trạng cũng đã không thua bất luận cái gì một tòa du lịch thành thị thành tích như vậy, lại để cho Trần Húc đều có chút lâng lâng rồi, thậm chí, ăn sạch ở trên đảo tiếp theo tâm, hơn nữa ở trên đảo cũng có được hôm nay thế giới tiên tiến nhất, có thể dung nạp gần 20 vạn người cỡ lớn sân thể dục, ăn sạch đảo thậm chí nghĩ đi thân xử lý thế vận hội Olympic rồi. Đây cũng không phải là một câu chê cười, dùng dưới mắt ăn sạch đảo như mặt trời ban chưa danh vọng, đã đều biết cái thế giới cấp minh tinh người đại diện tỏ vẻ, hy vọng có thể tại ăn sạch đảo tổ chức buổi hòa nhạc. Ý nghĩ này cùng dưới mắt bộ tuyên truyền môn nghĩ cách không mưu mà hợp, song phương đang tại như củi khu liệt hỏa tiến hành khẩn cấp bàn bạc, mà nhóm đầu tiên bị chính thức mời khách nhân chính giữa, cũng có đến từ chính quốc tế áo ủy hội quan viên, tại du lãm ăn sạch đảo về sau, những quan viên này nhất trí tỏ vẻ. Ăn sạch đảo hoàn toàn có năng lực cùng tư cách xin Thế vận hội Olympic chủ sự quyền dưới mắt năm 2012 Thế vận hội Olympic đã sớm xác định tại Luân Đôn khai mạc, mà 2016 năm Thế vận hội Olympic thì tại Brazil Rio de Janeiro cử hành ăn sạch đảo nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đi cạnh tranh 2020 năm Thế vận hội Olympic chủ sự quyền. Tuy nhiên Bắc Kinh Thế vận hội Olympic vừa mới chấm dứt, nhưng là phải biết rằng, 1984 năm Los Angeles cử hành Thế vận hội Olympic về sau, 1996 năm lại đang nước Mỹ át lần đại cử hành Thế vận hội Olympic, mà đợi đến lúc 2020 năm, vừa vặn cùng năm 2008 đồng dạng, cũng là 12 năm sau, cùng một quốc gia lại tổ chức Thế vận hội Olympic, cho nên, ăn sạch đảo khó không có cơ hội. Trần Húc không nghĩ tới chính mình một cái vui đùa lời nói lại vẫn thực bị bọn thủ hạ cho tưởng thật, bất qua thế vận hội Olympic thân xử lý thời gian là sớm 7 năm, việc này cũng muốn kéo tại 2013 năm đi nói, lúc kia ăn sạch đảo có lẽ đã phi thường thành thục, cư dân cũng đều có thể ổn định lại rồi, đến lúc đó chỉ cần dưới đáy người nguyện ý, vậy thì đi quá, thật muốn có thể thành công, cũng là một đoạn giai thoại. Có thể dự đoán, tại kiểu mới tài liệu quán chú, Nhân công đảo càng ngày càng tốt kiến thiết, mà ăn sạch đảo phạm vi cũng sẽ biết càng lúc càng lớn, thẳng đến trở thành cái hải dương một cái đằng trước cực lớn hành tinh. Cái này đồng thời cũng nói rõ rồi, nhân loại sinh tồn không gian cũng càng lúc càng lớn, đối với hải dương khai phát, đã không chỉ có cực hạn tại ở giữa hải dương khoáng sản cùng tài nguyên, càng là liên quan đến đã đến ở giữa hải dương thổ địa. Hơn nữa loại này khai phát, đối với địa phương hải dương hoàn cảnh, cũng không có rất lớn phá hư. Bởi vì nơi này phòng ở cũng không cần phi thường sâu nền tảng loại này phá vỡ truyền thống kiến trúc hình thức kiểu mới kiến trúc, chẳng những kiên cố, cũng sẽ không biết đối với đáy biển sinh vật tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại An Sạch ở trên đảo, nhất nổi tiếng tầng trệt cũng không phải không chung có thể hưởng thụ đến đầy đủ ánh mặt trời cùng tươi mát không khí chính là cao tầng, mà là xâm nhập đến mặt biển trở xuống đích dưới mặt đất kết cấu. Bởi vì, tại toàn bộ trong suốt kháng cao áp lồng thủy tinh xuống, mọi người có thể thấy rõ ràng ở chung quanh bơi qua bơi lại hải dương loài cá, cái này có thể chẳng khác nào tại bên người thả một cái cự đại hải dương cá vạc, nhất là rất nhiều yêu thích nuôi cá mọi người, càng là ưa thích loại này cấu tạo. Bất quá, cũng không phải hết tất cả đều là tin tức tốt. Ngay tại năm 2010 Tết Nguyên đán, ngay tại ăn sạch đảo cởi mở trong ngày hôm ấy, Anh Quốc Cambridge Đại học một gã gọi là Jefferson giáo sư, ban bố một mảnh luận văn, lập tức ở toàn bộ giới khoa học khơi dậy mãnh liệt tiếng vọng. Cái này phiến luận văn tên gọi là, dùng khoa học đến sáng tạo thần linh. Chính như Trần Phỉ theo như lời, lịch sử cuối cùng không có cải biến, cái này phiến luận văn tuyên bố tiêu chí lấy, thế kỷ đại âm mưu, bày kế, chính thức bắt đầu. Thần linh phải chăng thật sự tồn tại qua? Vấn đề này một mực bị toàn bộ giới khoa học chỗ khinh thường, tại rất nhiều nhà khoa học xem ra, thần linh nghĩ cách bất quá chỉ là nguyên thủy ngu muội mọi người một loại đồ đằng sùng bái. Nhưng là, những này gần kề chỉ là giới khoa học suy đoán, không ai có thể chính thức xuất ra chứng cứ để chứng minh cái này một cái quan điểm giới khoa học loại này phổ biến thái độ, lại để cho tận sức tại khoa học nghiên cứu chúng ta cảm thấy bi ai. Bởi vì khoa học là một cái lớn mật giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng A quá trình. Nhân loại sinh sôi nảy nở đến nay sở hữu tất cả chủng tộc, đều tồn tại đối với thần linh truyền thuyết, kể cả chúng ta Tây Phương phần lớn người, đều tại tín ngưỡng vào Thiên Chúa Giáo, tín ngưỡng vào cry. Mà có ít như vậy đếm được một nhóm người, gần kề chỉ là bởi vì chính mình giả thiết, tự vô cùng quả quyết nói ra như vậy một cái, vô thần luận, quan điểm, hơn nữa đem hắn bốn phía tuyên dương, thậm chí đã trở thành đa số quốc gia sách giáo khoa chính giữa luật thép, điểm này không thể không khiến người cảm thấy bi ai. Kỳ thật bọn họ là tại sợ hãi, bởi vì có quan hệ thần linh hết thảy, rất nhiều người kỳ thật cũng biết, nhưng là bọn hắn không cách nào giải thích, bọn hắn cảm thấy những này viễn cổ thần linh tồn tại là khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Bởi vì vì bọn họ một mực sở mê tín khoa học, tại thời khắc này vậy mà đã không có đất dụng võ, loại cảm giác này lại để cho những này tự cho là thanh cao giáo sư nhóm, đám bọn họ sợ hãi. Bởi vì vì sợ hãi, cho nên bọn hắn tự tuyệt đi thừa nhận. Nhưng là, quá phận mê tín khoa học bản thân tựu là một loại mê tín, hiện đại khoa học còn xa xa không đủ hoàn thiện, với tư cách một gã chính thức học giả, chúng ta việc cần phải làm không phải trốn tránh, mà là dùng cho tiến lên, đi khai quật, đi nghiên cứu. Thật giống như giới khoa học vĩ đại tiền bối, như Newton cùng Einstein đồng dạng. Đến lúc tuổi già, hai vị này khoa học tay cử phách cũng bắt đầu nghiên cứu thần học, cái kia cũng không phải bởi vì vì bọn họ già nên hồ đồ rồi, mà là, đứng ở bọn hắn cái kia trên độ cao, đã phát hiện thường người không thể phát hiện đồ vật. Chúng ta vốn là tụ đứng ở cự nhân trên bờ vai, nhưng lại không dám đối mặt đây hết thảy, thậm chí còn tìm kiếm nghĩ cách đem hắn giấu giếm, cái này là bi ai của chúng ta. Hôm nay, ta muốn công bố ta sở hữu tất cả phát hiện, vạch trần giới khoa học lớn nhất âm mưu, bày kế, hơn nữa phát ra hiệu triệu sở hữu tất cả cùng chung chí hướng mọi người, cùng một chỗ cố gắng đứng lên đi, cái này là chúng ta thời đại, không có bất kỳ người có thể lại ngăn trở bước tiến của chúng ta. Đây là một cái tại Cambridge đại học trọng yếu nhất phòng thí nghiệm chính giữa bảo tồn một ít tiêu bản, thượng đế à, những cái kia dối trá học giả nhóm, đám bọn họ đem chuyện này che giấu bao lâu. Bọn hắn lại vì thế xuyên tạc bao nhiêu tư liệu, bọn hắn đem nói dối tuyên bố đi ra ngoài, lại để cho dân chúng cho rằng cái kia nói dối mới là thật lý. Darwin sinh vật thuyết tiến hóa, bị bọn hắn xuyên tạc dối tinh dối mù, nhân loại xuất hiện lịch sử, bị những người này sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn cầm một ít hóa đá đối với chúng ta nói, xem, cái này tựu là tổ tiên của các ngươi. Tổ tiên của các ngươi là tinh tinh, bọn hắn xuất hiện tại 700 vạn năm trước khi, nhưng là một mực tiến hóa đến 10 vạn đến 20 vạn năm trước kia, mới chính thức tiến hóa thành người bộ dạng trí người. Cỡ nào buồn cười, bọn hắn lập một cái lịch sử, bọn hắn cầm một cái khác giống hóa đá đến nói cho chúng ta, cái này là tổ tiên của các ngươi. Xem, cho dù dùng DNA đến kiểm tra đo lường, bọn họ cùng các người tương tự trình độ cũng cao tới 99%. Toàn bộ đều là nói dối, bởi vì vì bọn họ không dám đem tình huống chân thật cho nói ra. Kỳ thật từ lúc 300 vạn năm trước, thậm chí sớm hơn, trên cái thế giới này cũng đã có hoàn mỹ nhân loại rồi. Ta nói xong Mỹ, chỉ chính là bọn hắn không riêng có được không thua gì trí tuệ của chúng ta, còn có được lấy vượt xa quá lực lượng của chúng ta cùng năng lực. Bọn hắn, là trên cái thế giới này sớm nhất một nhóm người hình kẻ thống trị, bọn hắn mới là chúng ta chính thức tổ tiên, mà không phải những cái kia dựa vào hai tay đi đường tinh tinh. Để cho ta tới công bố đây hết thảy A, à. tại Cambridge Đại học phòng thí nghiệm chính là cái kia tiêu bản, tuy nhiên đây chỉ là một khối chỉ có một nửa xương sọ, so, nhưng là các người có thể tin tưởng sao, tại đây nửa phiến xương cốt chính giữa, còn ẩn chứa cực lớn năng lượng. Đúng vậy, năng lượng, trạng thái tĩnh năng lượng, không biết mọi người phải chăng có thể hiểu rõ loại này khái niệm, thế giới của chúng ta là căn cứ năng lượng vật chất tổng số theo ba loại hình thái chỗ cấu thành mà chúng ta bình thường chỗ chọn dùng năng lượng cũng là muốn thông qua vật chất chuyển hóa tới nhưng là cái này một khối xương sọ nhưng lại dưới mắt các khoa học gia cố gắng đi nghiên cứu nhưng lại ngay cả cánh cửa đều không có nhập năng lượng cao đẳng hình thái cái kia chính là năng lượng vật chất hóa năng lượng vật chất hóa người cho rằng ta là đang nói đùa sao nói đúng là cái này khối xương sọ đã không phải là thuần túy vật chất rồi đó là thật sự đã vượt qua chúng ta loại này sinh mạng thể cao cấp tánh mạng. Chỉ là cái này mấy trăm vạn năm tàn lưu lại năng lượng, cái này một ít khối xương sọ, chúng ta sử dụng nhất định được thủ đoạn đem bên trong năng lượng để lấy ra vẻ này năng lượng đủ hồng duy trì toàn bộ Cambridge cao cấp phòng thí nghiệm năng lượng vận chuyển. Chúng ta đến bây giờ còn không biết loại này năng lượng thể là như thế nào hình thành, nhưng là có thể xác định chính là cái này là thần, đúng vậy, bọn họ là thần, bọn hắn không phải người ngoài hành tinh, bọn hắn là tổ tiên của chúng ta. Hoặc là chúng ta tổ tiên thông qua vô số thần thoại truyền thuyết chỗ lưu truyền tới nay thần. Ngẫm lại A, à, tại dưới mặt đất chôn giấu 300 vạn năm tàn phiến, lại vẫn có được như vậy năng lượng cường đại. Như vậy bọn hắn tại còn sống thời điểm, chúng ta có thể để xác định, bọn hắn còn sống thời điểm khẳng định có được càng thêm năng lượng cường đại. Thân thể của bọn hắn, cơ hồ có một nửa, thậm chí một nhiều hơn phân nửa là năng lượng kết tinh. Bọn hắn mỗi người đều tương đương với mười mấy cái có thể tự do hoạt động bom hydro những này thần chúng ta có thể suy đoán bọn hắn có được như vậy năng lượng cường đại tuyệt đối không phải một loại sinh vật biến dị các loại coi như là tiến hóa vậy bọn họ cũng sẽ biết thao túng những này năng lượng đúng vậy dùng thân thể của bọn hắn đem những này năng lượng phóng xuất ra như vậy tại trong truyền thuyết thần linh có thể hô phong hoán vũ thần linh chiến tranh đủ để hủy thiên diệt địa đây không phải thần thoại mà là thật sự sự tình chỉ là bởi vì giới khoa học những người kia sợ hãi bọn hắn không cách nào giải thích loại này tồn tại, hoặc là bởi vì mặt khác đủ loại nghĩ cách, bọn hắn đem đây hết thảy cho che giấu. Bọn hắn xưng cái thế giới này là vô thần đấy, bọn hắn nói cũng đúng vậy, hiện ở cái thế giới này, hoàn toàn chính xác đã không có thần rồi, nhưng là, chúng ta nhân loại, muốn cố gắng trở thành mới đích thần. Luận văn còn có rất nhiều, Trần Húc tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng là đã đã đến, vậy hắn dứt khoát cũng tự ôm một loại sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy thái độ nhìn cái này quyển sách luận văn, phát hiện. Thằng này cùng nói khoa học viễn tưởng câu chuyện giống như, nói vẫn có như vậy chút ý tứ, hắn cũng nhịn không được bị hấp dẫn. Hơn nữa, cái này luận văn chính giữa rất nhiều luận chứng ngược lại không giống như là giả, nhất là hắn nói một đoạn này, ta tin tưởng như vậy tiêu bản không chỉ có bảo tồn tại Cambridge Đại học chính giữa, tại các quốc gia chính phủ nghiên cứu thần bí hiện tượng cơ cấu trong đều có cùng loại tiêu bản, thậm chí, rất nhiều quốc gia đối với loại này tiêu bản nghiên cứu mục đích không hề chỉ cực hạn tại đối với lịch sử nghiên cứu bọn họ là muốn thông qua đối với những này viễn cổ di vật nghiên cứu đến phát minh mới đích chiến tranh công cụ. Trần Húc nhìn đến đây, nhịn không được cho thượng diện gọi điện thoại. Kết quả, hiện tại Trần Húc cùng chạm tinh hai người chính lòng tràn đầy rung động đứng tại một cái khoảng chừng cao hơn 3 mét cực lớn thanh đồng đỉnh trước. Cơ hồ là rên rỉ giống như theo trong kẽ răng nhổ ra ba chữ, cửu châu đỉnh. Nơi này là cam túc tỉnh sa mạc một cái đằng trước phi thường ẩn nấp bí mật sở nghiên cứu, thành lập lịch sử đã có trọn vẹn 60 năm, là năm đó tại Chu Tổng Lý đặc biệt dưới chỉ thị thành lập đặc thù sở nghiên cứu, mà như vậy sở nghiên cứu toàn bộ Trung Quốc có mười mấy cái. Mà ở cam túc cái này sở nghiên cứu ở bên trong, chỗ nghiên cứu đồ vật chỉ có một, tự là cái này giang tô từ châu một cái khô héo đường sông trong phát ra móc cực lớn đỉnh, mà căn cứ sinh ra thổ mặt khác văn vật cùng với cái đỉnh này bản thân đặc thù cùng manh mối. Nghiên cứu viên nhóm, đám bọn họ rốt cục xác nhận, cái này là trong truyền thuyết, triều hạ cửu châu đỉnh một trong. Không thể nào đâu, dù là dùng chạm tinh trước sau như một lạnh nhạt, cũng nhịn không được nữa rên rỉ một tiếng, cửu châu đỉnh thần thoại chỉ truyền lưu tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại, hơn nữa, như vậy một cái lịch sử giá trị không thua gì truyền quốc ngọc tỷ bảo bối, không có đặt ở lịch sử nhà bảo tàng chính giữa, mà là đặt ở như vậy bí mật sở nghiên cứu chính giữa bị nghiên cứu, cũng là bởi vì, cái đỉnh này ngoại trừ có không cách nào bằng được lịch sử ý nghĩa bên ngoài, càng là có được lấy vô cùng cực lớn khoa học nghiên cứu giá trị. Jefferson giáo sư nói không sai, đây thật là thật sự, Trần Húc cùng Trạm Tinh có thể tiến vào phòng thí nghiệm này chính giữa. Hay vẫn là may mắn mà có SMMS thân phận, trừ bọn họ ra lưỡng bên ngoài, quản dịch cùng cao hiểu tiết đều không chuẩn bị tư cách này. Cũng chỉ có SMMS cùng đại đồ đệ của nàng, ăn sạch đảo hiện tại người nói chuyện Trần Húc mới có tư cách tiếp xúc đến bí mật này. Đây cũng là hoàn toàn bởi vì ăn sạch đảo trong khoảng thời gian này cho quốc gia làm ra cực lớn cống hiến. Hơn nữa, người ra mặt cũng hy vọng, dùng hai người này học thức, nhìn xem có thể hay không tại nghiên cứu bên trên có chỗ trợ giúp phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, kể cả tại nơi này sở nghiên cứu chính giữa tóc trắng xóa giáo sư nhóm, đám bọn họ, biết rõ cái này cửu châu đỉnh tồn tại. Chưa đủ trăm người, cái đỉnh này danh tự, chuẩn xác mà nói có lẽ gọi là từ châu đỉnh, là cửu đỉnh một trong. Là đại hạ hướng đệ nhất nhâm vương hạ khải tạo thành. Hạ khải, không phải đại vũ sao, Trần Húc buồn bực nói, không phải nói, đây là đại vũ trị thủy về sau tạo thành đấy sao. Một bên trạm tinh mắt trắng không còn chút máu, mạng lưới tiểu thuyết đã thấy nhiều a. À. Là Đại Vũ Vương trị thủy về sau phân chia thiên hạ Cửu Châu, về sau, con của hắn Khải kế vị, đã bắt đầu Trung Quốc độc chiếm thiên hạ lịch sử, hạ Khải làm cho Cửu Châu mục cống hiến thanh đồng tinh kim, chế tạo Cửu đỉnh, về sau lại mệnh công tượng đem tất cả châu sông núi, dị thú điêu khắc cùng đỉnh lên, như vậy, dùng một đỉnh biểu tượng một châu, Cửu đỉnh tựu là tương đương với Hoa Hạ Cửu Châu chi địa. Cho nên từ nay về sau cửu châu liền trở thành hoa hạ đại danh từ, mà cái này cửu đỉnh. Liền trở thành thiên hạ vương quyền đại danh từ, Trần húc đại tam hắn còn vẫn cho là cửu châu đỉnh là đại vũ tạo thành tạo, bất quá đằng sau chạm tinh nói những cái kia hắn ngược lại là biết rõ, cái này lại thêm kiến thức. Cái kia dâu bạc họ vương sở trưởng cười ha hả mà nói, chạm tinh tiểu thư nói một chút cũng đúng vậy, cái này cửu châu đỉnh tựu là hạ khải tạo thành, hậu chuyện hạ, thương, thứ tư đời thay, đã đến đông chu những năm cuối thời điểm, vương quyền suy bại, cái này cửu châu đỉnh cũng tự mất tích, căn cứ lớp cố hán thư trong chỗ ghi lại, cửu châu đỉnh là ở trước công nguyên 327 năm, chìm vào bành thành tứ dưới nước. Cái này thuyết pháp, hôm nay đã xác nhận một phần nhỏ, bất quá không có công bố ra ngoài, bởi vì cái kia bành thành, ngay tại lúc này gian tô từ châu, cái này từ châu đỉnh, tự là tại từ châu một đầu khát khô đường sông di chỉ trong vớt đi ra, bất quá, không phải tứ nước mà thôi. Cái kia những thứ khác tám cái đỉnh đâu này, lúc ấy vớt đi ra chỉ có cái đỉnh này về phần mặt khác tám cái. Còn không biết tung tích, vương sở trưởng lắc đầu giận dữ nói, không biết còn ở nơi nào chôn lấy, hơn nữa có nghe đồn, có đỉnh đã đã rơi vào nước ngoài, ai, cái đỉnh này bí mật, nếu để cho người ngoại quốc phát hiện ra trước, nếu như bọn hắn dùng cái đỉnh này chế tạo ra đáng sợ chiến tranh công cụ, như vậy, không là phúc khí của chúng ta à? Vũ khí, đúng vậy, vương sở trưởng trong mắt bắn ra trước nay chưa có cuồng nhiệt, chỉ vào cái kia tại dày đặc lồng thủy tinh xuống, phong kín trong mật thất từ châu đỉnh nói, các người biết rõ chúng ta tại sao phải đem đỉnh tàng tại cái này mặt chung quanh nơi này vách tường trải qua mấy lần sửa chữa lại hôm nay dùng cùng nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng thất tài liệu là giống nhau có thể nghiêm khắc đem cái này đỉnh bảo hộ ở bên trong không cho năng lượng của nó tiết lộ ra ngoài các người căn bản không pháp tướng tín tại nơi này thanh đồng đỉnh bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại năng lượng còn có thể giấu ở thanh đồng chính giữa chân hút cùng chạm tinh liếc nhau Lão nhân này có lẽ còn không biết Jefferson luận văn, cho nên Trần Húc mới có như vậy cố ý vừa hỏi. Ai nói cái đỉnh này là thanh đồng tạo hay sao? Đó là truyền nhầm, Vương Sở trưởng có chút kích động, cố gắng bình phục một lúc sau mới nói, đúng vậy, căn cứ công khai lịch sử, viễn cổ nhân loại đều là ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy, mặc dù có văn minh, cũng phi thường có hạn, có thể sử dụng thanh đồng khí, đã là một đại đã vượt qua. Nhưng là, những này lịch sử đều là các quốc gia căn cứ một đầu bí mật hiệp nghị giấu giếm lên. Còn chân chính tình huống, ai dám nói, ai dám vạch trần lộ ra. Trần hút cùng chạm tinh liếc nhau, vương sở trưởng đã tiếp tục nói, nói thực ra, phi thường hổ thẹn. Cái này từ châu đỉnh cấu tạo, coi như là hiện tại, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là một loại không biết tên hợp kim, nó bên trong cấu tạo, mặc kệ chúng ta sử dụng phương pháp gì, đều không thể dò xét minh bạch, hơn nữa chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ châu đỉnh bên trong, có được lấy cực kỳ năng lượng cường đại, chỉ cần không nghĩ qua là khiến cho trong đó một phần ngàn vạn bạo tạc. Chúng ta cái này chỗ sở nghiên cứu tựu không tồn tại rồi, nếu như, ta nói là nếu như, đem cái này từ châu đỉnh toàn bộ năng lượng kiếp nổ, toàn bộ phương Bắc Trung Quốc đều muốn bị phá hủy. Trần Húc cùng chạm tinh đồng thời biến sắc, cổ lực lượng này, mạnh thật sự đáng sợ. Vương sở trưởng thâm tình nhìn xem phía dưới cái đỉnh kia, chậm rãi nói, đem năng lượng bảo tồn tại vật chất chính giữa, hơn nữa tùy thời có thể sử dụng, loại thủ đoạn này chúng ta văn sở vị văn, hai vị đã đến nơi này, như vậy cũng đã nói lên, ta không cần phải nữa đối với các ngươi có cái gì giấu giếm đấy. Theo cái này từ châu đỉnh sinh ra thổ một ít văn hiến chính giữa, ghi lại một ít gì đó, các vị cũng có thể nhìn một cái. Là giáp cốt văn, chứng kiến vương sở trưởng lấy ra một ít ảnh chụp, trần hút một ngụm kêu lên. Chạm tinh liếc si tựa như nhìn hắn một cái, nói nhảm, đây không phải giáp cốt văn là cái gì. Đều khắc vào một ít mai rùa, xương cốt bên trên. Vương sở trưởng ha ha cười, Nói, đúng vậy, là giáp cốt văn, nhưng lại không là chúng ta bây giờ biết giáp cốt văn, đây là một loại càng vi cao cấp văn tự, loại này văn tự, là lúc ấy trong cung đình bộ sử dụng một ít văn tự, cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng chỉ có rất ít người biết rõ. Hôm nay, chúng ta đã giải mã đại bộ phận văn tự nội dung, rốt cuộc biết, đây là ngay lúc đó các tế tự chỗ chuyên dụng văn tự. Tế tự, đúng vậy, tại cổ đại, tế thiên là trọng yếu phi thường nghi thức các người biết rõ lúc ấy Chu Vũ Vương Thảo phạt trụ vương chỗ liệt ra tội trạng sao? Trần Húc thở nhỏ đọc thuộc lòng phong thần diễn nghĩa, vội vàng nói, ta biết rõ ta biết rõ. Hắn hồi suy nghĩ một chút, nói, cụ thể nói như thế nào ta có thể nhớ không rõ rồi, bất quá còn nhớ rõ, đệ nhất tội là xa vào tử sắc, thân tiểu nhân xa quân tử, thứ hai tội là giết thái tử, tuyệt con nối dõi, đệ tam tội là sát hại trong triều trung lương đại thần, thứ tư tội là hại chết đông nam bá hầu, tù tây bá hầu cơ xương, để ngũ tội là cực hình, thiết bào cách, sái bồn, thứ sáu tội là tạo lộc đài, rượu trì thịt lâm, thứ bảy tội là áp đặt thuế má, thứ tám tội là háo sắc, bức tử hoàng phi hổ lão bà cổ thị. Muội muội hoàng phi, để chín tội là vì vui đùa, gõ cốt mổ phụ nữ có thai, thứ mười tội N, thứ mười tội ta suy nghĩ, à, đúng rồi, hay vẫn là xa vào tử sắc, nghe nói đắt kỳ cùng hỉ mị ăn người thận làm thuốc bổ, hắn cũng mặc kệ, cái này là thập đại tội. Nhìn xem vương sở trưởng có chút ngốc trệ khuôn mặt, Trần Húc trong nội tâm thầm nghĩ chính mình thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, chỉ nhớ tốt như vậy đem người ta lão giáo sư đều cho hù đến rồi. Nào biết được bên cạnh trạm tinh cười khúc khích, nói, trước kia có nghe nói có người xem tam quốc diễn nghĩa xem mê mẩn, ngạnh trở thành sự thật lịch sử, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem phong thần diễn nghĩa đem làm sự thật lịch sử đấy. Cái kia Hoàng Phi Hổ là tiểu thuyết chính giữa bịa đặt, người vậy mà tưởng thật. Giết thái tử ngươi cũng tin, ngươi thật đúng là, ta đều không có cách nào nói ngươi rồi. Trần Húc Quýnh, tốt nha, cái này ra đại khứu rồi, muốn nói là quán trung hắn lão nhân ra ghi tam quốc diễn nghĩa rất giống lịch sử, tưởng thật còn chưa tính, có thể hoàn toàn chính xác, có thể đem phong thần diễn nghĩa coi như lịch sử sách giáo khoa, cũng là hắn. Bất quá, chạm tinh nha đầu kia gần đây biến hóa thật lớn à, trước kia nàng cũng sẽ không không có việc gì cùng chính mình tranh luận, tiểu châm chọc chính mình thoáng một phát. Lúc nào biến như vậy, vương sở trưởng rốt cuộc kịp phản ứng, ha ha cười nói, tiểu trần trí nhớ quả nhiên không tệ à, ta cũng xem quá phong thần diễn nghĩa, bất quá ta cũng không nhớ kỹ cái này thập đại tội. Trên thực tế, tại tả chuyện chính giữa đề cập tới, Vũ Vương tuyên bố trụ vương sáu đầu tội trạng, kỳ thật những này tội trạng tại chúng ta bây giờ xem ra, có căn bản không tính là cái gì, bất quá lúc kia lại là chân lý rồi. Trong đó điều thứ nhất là sai rượu, điều thứ hai là không cần quý tộc cùng cựu thần, điều thứ ba là trọng dụng tiểu nhân, điều thứ tư là đợi tin phu nhân nói như vậy, đệ ngũ đầu là tin tưởng có mệnh tại thiên, thứ sáu đầu nha, tự là không chú ý tế tự. Cho nên đó có thể thấy được, tại thời kỳ thượng cổ, tế tự tầm quan trọng rồi. Trần Húc bĩu môi, wow, những này tội danh thật đúng là trọng à. Khó trách hứa trọng lâm phong thần diễn nghĩa ở bên trong sẽ cho sửa lại, cái này sáu đầu tội trạng đừng nói đặt ở hiện đại, cho dù tại Minh Triều, cũng đủ làm cho người cười đến rụng răng rồi, xem ra vũ vương cái này cái gọi là nhân đức tri quân, văn hóa trình độ cũng không có rất cao nha. Trạm Tinh hỏi, cái kia tế tự lưu lại ở dưới văn hiến chính giữa ghi lại cái gì đâu này? Vương Sở trưởng biểu lộ nghiêm túc xuống, nói, chính giữa có rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ vật, bất quá, lại không giống như là thần thoại. Trong đó là tối trọng yếu nhất một đầu tựu là, cửu đỉnh sở dĩ có thể định thiên hạ, lớn nhất tác dụng, tựu là dùng để tế thiên. Tế thiên, đúng vậy, tế thiên là cổ đại trọng yếu phi thường một loại nghi thức, tại cổ đại, bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt, mọi người đối với rất nhiều thần bí hiện tượng đều không thể giải thích, nhất là đối với mình nhưng thiên tai không có bất kỳ sức chống cự. Mà cửu đỉnh tác dụng, tự là dùng để hộ vệ toàn bộ thiên hạ đấy. Căn cứ những này tế tự ghi lại, tại thời kỳ thượng cổ, một khi cái đó cái địa phương xuất hiện đại hạn, hoặc là mưa to, thậm chí là nạn châu chấu, địa chấn một loại, nếu như tình hình tai nạn nghiêm trọng, mọi người tự cống hiến tế phẩm, sử dụng cửu đỉnh tế thiên, cầu xin thượng thiên mưa xuống, hoặc là ngừng vũ tiêu trừ tai nạn. Trần Húc nghe buồn bực, đừng nói thượng cổ rồi, đây không phải toàn bộ Trung Quốc cổ đại các triều đại đổi thay đều đang làm sự tình nha, cổ nhân tri thức trình độ không đủ, chỉ có thể ỷ lại thượng thiên, thực tế cổ đại trụ cột sản nghiệp tựu là nông nghiệp, mà nông nghiệp tại cổ đại cũng là điển hình dựa vào thiên thu hoạch, hiện tượng thiên văn không tốt, mọi người tế thiên cầu xin thoáng một phát cũng không có gì. Có thể nhìn xem Vương Sở Trưởng vẻ mặt nghiêm túc, Trần Húc trong nội tâm khẽ động, thoát miệng hỏi, chẳng lẽ dựa vào cửu châu đỉnh tế thiên thật có thể đủ dẹp loạn những này tai nạn. Trạm tinh nhìn xem vương sở trưởng, trong lòng cũng là ý nghĩ này. Vương sở trưởng phi thường trịnh trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn thành công rồi. Hí, chân hút đau răng giống như rút khẩu khí, lợi dụng cửu châu đỉnh tế thiên có thể ảnh hưởng cửu châu thì khí trời. Đây không phải giả dối a, à. chúng ta vốn cũng cho rằng đây là những cái kia các tế tự tự biên tự diễn, nhưng là căn cứ những năm này nghiên cứu, lại phát hiện, chỉ là cái này từ châu đỉnh năng lượng, tự đáng sợ đến nhất định được trình độ, nếu như là cửu đỉnh cùng một chỗ. Như vậy, ảnh hưởng hiện tượng thiên văn, bất quá tựu là việc rất nhỏ a." À. Vương Sở trưởng chậm rãi nói, "Cổ đại các tế tự lợi dụng một loại kỳ quái nghi thức, lại có thể phát huy ra cửu đỉnh lực lượng. Mà những này tế tự có được lấy cực kỳ cao thượng địa vị, bọn hắn địa vị. Thậm chí tại ngay lúc đó Vương quyền phía trên, căn cứ những này giáp cốt văn ghi lại, những này tế tự đều là nhất mạch truyền thừa xuống đấy." Bởi vì có thể sử dụng cửu đỉnh, cho nên bọn hắn địa vị vô cùng cao thượng. nhưng là, tại triều hạ những năm cuối, còn có triều nhà thương những năm cuối, bởi vì hạ kiệt cùng N chủ cái này lưỡng đảm nhiệm đại vương xa vào tại hưởng lạc, mà không có chú trọng tế tự, cho nên các tế tự chủ đạo phản loạn, bọn hắn không tái sử dụng cửu châu đỉnh lực lượng. Hơn nữa tản ra lời đồn, nói chân mệnh thiên tử một người khác hoàn toàn, như vậy, dân chúng bởi vì đối với tế tự sùng bái, tự lựa chọn tế tự trong miệng cái gọi là nhân đức chi quân. Trần Húc lại đau răng rồi, bất quá cũng hoàn toàn chính xác, tại thời đại kia, tế tự chẳng khác nào dùng cửu châu đỉnh nắm chắc cả nước dân chúng mạch máu, cũng không sợ dân chúng không nghe bọn hắn đấy. Bọn hắn có thể sử dụng cửu đỉnh dẹp loạn tai nạn, cũng là có thể chế tạo tai nạn. Đóng đô thiên hạ, nguyên lai còn có ý tứ này, khó trách cửu châu đỉnh là thượng cổ thần khí, đến xuân thu thời kỳ, chu triều vương quyền bên cạnh rơi đích thời điểm, nhiều người như vậy nghĩ đến đến cửu châu đỉnh cái kia thật sự chính là, được cửu châu đỉnh được thiên hạ à bất quá Trần Húc lại nghĩ tới một vấn đề, những này tế tự sau đến tới nơi nào. Vương sở trưởng lắc đầu nói, không có ai biết, chúng ta trên tay những này tế tự văn hiến, cuối cùng thời kỳ là ở Tây Chu những năm cuối, từ nay về sau, tự không còn có bất luận cái gì tin tức rồi. Căn cứ chúng ta theo những tài liệu này chúng phải ra suy luận, tế tự truyền thừa là một kiện trọng yếu phi thường, cũng phi thường thần thánh công tác. Mỗi một thời đại đều có một cái đại tế tự, chỉ có cái này đại tế tự mới có thể sử dụng cửu châu đỉnh, Tại đại tế tự dự cảm chính mình phải chết thời điểm, sẽ chọn dùng một loại đặc thù nghi thức, đem chính mình đấy. Nói như thế nào rồi, cái từ kia chúng ta không biết, đến bây giờ cũng không có tìm được phù hợp định vị, bất quá, dùng tiểu thuyết chính giữa, vậy hẳn là là cùng loại với tu vi, lực lượng truyền thừa một loại đích thủ đoạn, đem kiến thức của hắn, trí nhớ, sử dụng cửu châu đỉnh phương pháp chờ các loại, hoàn toàn truyền cho đời sau đại tế tự. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, bởi vì này loại truyền thừa đều là mỗi đời một người như vậy truyền thừa xảy ra vấn đề có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi thế nhưng mà lịch sử chân tướng như thế nào cũng sớm đã chôn tại dài dòng buồn chán lịch sử trường trong sông rồi chúng ta bây giờ có thể làm cũng cũng chỉ có suy đoán rồi là huyết mạch vấn đề sao trạm tinh đột nhiên hỏi thượng cổ tế tự nhóm đám bọn họ sử dụng cửu châu đỉnh phương pháp có cái gì không ghi lại có hay không nói cần gì điều kiện một loại hay sao những cái kia đại tế tự tuyển bạt là thừa kế chế hay vẫn là tuyển bạt hay sao À, cái này cũng có ghi lại, cũng là ta vừa muốn nói. Vương sở trưởng vội vàng nói, căn cứ ghi lại, những này đại tế tự, kể cả bị tuyển bạt đời sau tế tự người được đề cử. Đều được gọi là thần mạch, căn cứ những người này dòng họ, chúng ta làm suy đoán là, những những người này đến từ mấy gia tộc, bởi vì vì bọn họ vô cùng nhiều họ đều giống nhau. Đây cũng chính là chúng ta kế tiếp muốn nói, loại này thần kỳ huyết mạch. Loại này thần mạch, ý tứ chỉ đúng là thiên thần huyết mạch, kỳ thật không riêng gì những này tế tự văn hiến, còn có một chút hắn tư liệu của hắn bên trong cũng ghi lại tương ứng tư liệu bất quá lại bị rất nhiều người coi như là cổ nhân lời nói vô căn cứ. Các người cũng nên biết, cổ đại đế vương được gọi là thiên tử, đều nói mình là thừa thiên vâng mệnh. Mà các người có chú ý tới sao? Chu Vũ Vương tuyên bố trụ vương lục đại tội ở bên trong, đếm ngược điều thứ hai, là trụ vương xưng chính mình vâng mệnh với thiên. Mà trùng hợp chính là, triều hạ cuối cùng một vị vương, cũng là đồng dạng được gọi là bạo quân hạ kiệt hắn cũng đồng dạng tuyên bố chính mình là chọn đời bất diệt mặt trời. Rồi sau đó thế đế vương, tự so mặt trời không nhiều lắm, có thể mỗi một cái đều là tự xưng vâng mệnh với thiên, tự xưng là thiên tử. Cái này ở giữa không mâu thuẫn sao, Trần Húc cùng Trạm Tinh đều rất nghiêm túc nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu. Chiếu vương sở trưởng nói như vậy, thật đúng là có vài phần kỳ quái ý tứ tại, trước khi nghe được cái kia lục đại tội thời điểm, Trần Húc là cảm thấy buồn cười, nghĩ đến cổ kim sai biệt quá lớn, Hiện tại nha, tắc thì nghe ra vài phần đặc thù ý tứ hàm xúc rồi. Vương sở trưởng lắc lắc đầu nói, chúng ta nắm giữ tư liệu dù sao quá ít, phía dưới, có chút là căn cứ ghi lại, bất quá càng nhiều nữa. Lại là suy đoán của chúng ta rồi. Dùng một cái học giả thân phận nói những lời này, mặc dù có chút không thích hợp, bất quá, hay vị coi như câu chuyện nghe đi. Trần Húc hì hì cười nói, nghe câu chuyện cũng không có gì không tốt, lại thần tiên ma quái, cũng thần tiên ma quái không quá phong thần diễn nghĩa à. Vương sở trưởng ha ha cười cười, vậy ngươi coi như phong thần diễn nghĩa tiền chuyện đến nghe đi, dù sao những lời này đối với nhà sử học mà nói, cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Tần triều đốt sách chôn người tài thời điểm, thiêu hủy một nhóm lớn có quan hệ thần tiên ma quái ghi lại, đời sau văn nhân lại chú ý tử không nói quái lực loạn thần, cho nên những này ghi lại, hiện tại đã rất ít há. Dừng một chút, vương sở trưởng nói, có quan hệ loại này cái gọi là thần mạch, thì ra là thần linh huyết mạch, giống như chỉ chính là một ít có được đặc thù huyết thống người, bọn hắn lớn nhất biểu hiện ngay tại ở có thể sử dụng cửu châu đỉnh, có được hô phong hoán vũ năng lực. Bất quá đâu rồi, loại này huyết mạch sinh sôi nảy nở năng lực thật sự là quá yếu, điểm này theo tế tự người được đề cử số lượng có thể nhìn ra. Tại sớm nhất một đời, thì ra là hạ khải vương chế tạo cửu châu đỉnh lúc, chỗ ghi lại tổng cộng có đại vô tế 9 người, vô điện nhân số hơn 1.000, mỗi người phân trưởng quản một đỉnh. Có thể đã đến chu vũ vương công hãm mục giá, đem cửu đỉnh một lần nữa thi triển tế thiên, dùng tuyên bố mình mới là chính thức đích thiên hạ chi chủ lúc, đại vô tế tự chỉ có một người á, mà cái kia bồi dưỡng tế tự vu điện, tính toán, cũng không đủ trăm người rồi. Mà sử dụng cửu đỉnh năng lực, cũng càng ngày càng yếu đi. Mà tới được ghi lại, một lần cuối cùng sử dụng cửu đỉnh thời điểm, đã tại đông chu thời kỳ, ngay lúc đó đại vô tế tuy nhiên đã tiến hành tế thiên. Nhưng lại cũng đã không có lực lượng hô phong hoán vô á. Trần Húc lập tức nghĩ đến trước kia Trần Phỉ nhắc tới thượng cổ văn minh nhân loại, có được lực lượng cường đại, nhưng là sinh sôi này nở năng lực phi thường yếu, toàn cầu tổng cộng thêm mới 30 vạn người đó là tại một vạn năm trước tả hiếu. Mà thương chu đại chiến, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, là hơn 3.000 năm trước. Cả hai tầm đó, chẳng lẽ có liên hệ gì hay sao? Chẳng lẽ nói, thần mạch, là những này thượng cổ nhân loại huyết mạch? Trần Húc lập tức hỏi, vậy nhất định là những này huyết mạch nguyên nhân rồi chẳng lẽ nói cái này cái gọi là thần mạch thật là thần huyết mạch sao như vậy những này thần là người nào là hạ vũ vương hậu duệ sao hẳn không phải là vương sở trưởng nói tuy nhiên tuy nhiên đã xác định loại tình huống này là cùng huyết mạch truyền thừa có quan hệ càng là khảo thi về sau những này cái gọi là thần mạch bên trong đích huyết thống lại càng nhạt mỏng năng lượng cũng lại càng yếu thế nhưng mà hẳn không phải là hạ vũ vương hậu duệ bởi vì hạ khải vương sẽ không có loại này trong truyền thuyết năng lực cái kia một đời đại vô tế một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ càng thêm gần phía trước, chạm tinh nhẹ giọng hỏi, muốn ngược dòng tìm hiểu đến tam hoàng ngũ đế thời đại sao? Hoặc là, là hiên viên hoàng đế, hay là là chiến thần si vưu? Đúng vậy, vương sở trưởng gật đầu nói, tuy nhiên còn không có có xác thực căn cứ chính xác theo, nhưng là, lúc kia bộ lạc đứng đầu, nhất là hoàng đế cùng si vưu, bất kể là truyền thuyết cũng tốt, trở lại như khúc tư liệu lịch sử cũng tốt, đều không, cùng những này tế tự văn hiến trong rất có có thể giúp nhau chiếu rọi địa phương. Cũng kỳ như a, à, truyền thuyết hiên viên hoàng đế vừa ra đời tựu rất biết nói chuyện, mà mỗi một gã đại vô tế, thậm chí là đại vô tế người được đề cử, thì ra là loại này thần mạch người, đều có ghi lại linh trí của bọn hắn thức tỉnh vô cùng sớm, vừa ra đời tựu rất biết nói chuyện chỗ nào cũng có. Trạm Tinh gật đầu nói, truyền thuyết si vưu thân tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập. Hơn nữa cực kỳ hung ác, thủ hạ của hắn huynh đệ cũng đều là như thế cho nên viêm đế quân đội vừa thấy được si vưu huynh đệ đã bị bị hù liên tiếp bại lui, hơn nữa si vưu còn có thể hô phong hoán vũ, chế tạo mây mù, bị hoàng đế tạo xe chỉ nam đánh bại. Bất quá, nhà lịch sử học đối với loại này đồn đãi thái độ nhưng lại xưng là khuế đại suy đoán, bọn hắn cho rằng si vưu cư trú ở phía nam là trước hết nhất nắm giữ thanh đồng tinh luyện kim loại phương pháp, mà khi đó viêm hoàng quân đội đại đô còn sử dụng làm bằng gỗ vũ khí, mục đầu gặp gỡ thanh đồng, tự nhiên là thua không nghi ngờ về phần đao thương bất nhập vân vân cũng là thanh đồng áo giáp tác dụng ta cũng một mực đồng ý loại này thuyết pháp cho rằng thượng cổ truyền thuyết đa số hậu nhân khuyến đại mấy cái tiểu bộ lạc chiến tranh bị ghi thành thiên quân vạn mã đại chiến còn có thượng cổ thiên thần hạ phàm tương trợ ta cũng là nhìn xem liền thôi không có đi xâm nhập truy cứu qua thực đi miệt mài theo đuổi lại có mấy người rồi hả vương sở trưởng cười khổ nói đại bộ phận còn không đều là do làm thần thoại truyền thuyết nhìn xem tựa a muốn lúc trước chúng ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại theo nghiên cứu chính giữa phát hiện, chúng ta càng ngày càng xác định, tại thời kỳ viễn cổ, thậm chí từ lúc viêm hoàng nhị đế đại chiến si vưu trước khi, tại rất nhiều khu, đều xuất hiện đã từng huy hoàng nhất thời, độ cao phát đạt văn minh. Hơn nữa, những này văn minh chính giữa, còn bộc phát qua chiến tranh. Sớm hơn thời kỳ, đúng vậy, sớm hơn, đại khái, tại trước công nguyên một vạn năm trước tả hiếu. Vương sở trưởng biểu lộ một chút cũng không giống như là đang nói câu chuyện, hắn phi thường nghiêm túc nói, tại trong phạm vi toàn thế giới, đều xuất hiện cực kỳ cường đại văn minh, thậm chí, tại sớm hơn thời đại, cũng xuất hiện cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ văn minh. Lúc ấy mấy đại văn minh tồn tại địa, dưới mắt Trung Quốc trong phạm vi có hai cái, một cái ngay tại Trung Nguyên khu, cái khác, thì tại ba thuộc khu, cũng ngay tại lúc này Tứ Xuyên khu. Ba thuộc văn minh, N, những này văn minh đều không có bị nhét vào lịch sử chính giữa, chính quy lịch sử là không thừa nhận, bởi vì lưu lại ở dưới dấu vết thật sự quá ít, hơn nữa cũng quá rung động rồi, mọi người không dám đem hắn công bố ra. Ngoại trừ cái này hai cái khu bên ngoài, tại Bắc U Khu, cổ đại Hy Lạp, Ai Cập, lưỡng dòng sông vực, Ấn Độ, còn có Nam Mỹ châu nền văn minh Maya trước khi, đều có phi thường cường đại văn minh xuất hiện. Còn có, còn có, vương sở trưởng cười cười, còn có hai cái khu, một cái các người khả năng không quen, nhưng một cái khác, ta muốn đối với các người người trẻ tuổi mà nói, hẳn là như sấm bên tai rồi cái kia chính là, trong truyền thuyết đại Tây Châu chìm nhìm Atlantis. Trần Húc cùng chạm tinh con mắt lập tức tự trợn tròn, Atlantis. Đúng vậy, tự là Plato theo như lời Atlantis, chìm nhìm đại Tây Châu. Căn cứ thời gian đến xem, Atlantis chìm nhìm thời gian là tại một vạn hai ngàn năm trước, cùng chúng ta phát ra hiện, bên trên một đời văn minh xuất hiện cực kỳ toàn diện tiêu vong thời gian cực kỳ tương tự. Cái kia còn có một đâu này, đó cũng là cái hòn đảo văn minh, vị trí tại Thái Bình Dương bên trên một chỗ đảo nhỏ, đây cũng là một cái biến mất văn minh, người biết không nhiều lắm, cái kia văn minh gọi là mẫu, chúng ta xưng là mẫu đại lục. Trần Húc cùng Trạm Tinh đều là bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách người, cái này văn minh cũng đã được nghe nói, là ở Thái Bình Dương trung bộ một cái trong truyền thuyết văn minh, cùng chìm nhìm Atlantis đồng dạng, về sau cũng chìm nhìm rồi. Bất quá, cái này văn minh ngược lại là không có Atlantis như vậy nổi danh, ngài nói những ngày văn minh tầm đó phát sinh qua chiến tranh là đây là căn cứ một ít đôi câu vài lời ghi lại miêu tả thời đại kia số lượng của bọn họ rất là ít nhưng là từng cái đều có thể có lực lượng cường đại giống như trong truyền thuyết thần linh đồng dạng mà căn cứ ghi lại lúc kia chiến tranh quần thể chia làm lưỡng bộ phận một cái là những ngày thần còn có một chút là người cổ vượn tiến hóa người có lẽ a à, vương sở trưởng nói lúc kia chi phối lấy toàn bộ thế giới chính là thần nhân loại chỉ là bọn hắn phụ thuộc, bởi vì thần linh có được lấy lực lượng cường đại, bọn hắn chiến tranh nhân loại căn bản không cách nào thừa nhận, chỉ có thể phụ thuộc vào cường đại thần, cúng bái bọn hắn, thẳng đến chiến tranh toàn diện thăng cấp, đón lấy. Tự là ngập trời đại hồng thủy, vô số cổ văn minh bị phá hủy, thần linh phảng phất cũng nhận được trọng thương, cuối cùng chỉ trở thành truyền thuyết. Vương sở trưởng cười khổ một cái, không có ý tứ, tư liệu tổng cộng cũng chỉ có những này, Ta không phải nói tướng thanh hát hài hước châm biếm, không có cách nào sinh động như thật miêu tả đi ra. Bất quá, chúng ta cho rằng Đại Vũ Vương chỉ là nhân loại bình thường, hắn hậu đại cũng là nhân loại bình thường, nhưng là đến hắn thời đại kia, có lẽ vẫn tồn tại một ít viễn cổ lưu truyền tới nay thần linh hậu đại, bọn hắn có được lực lượng cường đại, về sau bọn họ cùng nhân loại thông hôn, mới đưa đến cái này huyết mạch càng ngày càng đơn bạc, cuối cùng nhất triệt để biến mất vô tung, hoặc là đã trở thành người bình thường, mà Cửu Châu đỉnh cũng có thể là đã mất đi vốn tác dụng, nhưng là ngay lúc đó cảm kích đám người sợ những này đỉnh rơi tại cái khác người trong tay, cho nên giấu tảng A. Trần Húc cùng chạm tinh liếc nhau, cái này cũng hoàn toàn chính xác quá tỉnh lược rồi. Bất quá, đã vương sở trưởng nói như vậy, đây cũng là hoàn toàn chính xác đã chứng minh, thời kỳ viễn cổ nhân loại là có văn minh xuất hiện đấy. Thật giống như Mai A người chỗ ghi lại, nhân loại trong lịch sử đã từng có một bốn cái cường đại văn minh. Sớm nhất một cái, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến 400 triệu năm trước. Chẳng trách thế kỷ đại âm mưu, bảy kế có thể thuận lợi như vậy bị người đã tiếp nhận đem làm những tin tức này công bố về sau, các khoa học gia sẽ nổi điên, dù sao, trước khi duy trì lấy những bí mật này chỉ là rất ít một nhóm người, những người này dù sao chỉ chiếm số ít, một khi những bí mật này bị công bố, như vậy, rất nhanh, giới khoa học đem nhắc lên một lớp đối với viễn cổ những lực lượng kia cường đại nhân loại, thì ra là thần linh nghiên cứu, cái này, thì ra là thế kỷ đại âm mưu. Bày kế bắt đầu, Trần Húc nhìn xem trạm tinh bộ dạng, rõ ràng nàng rất là tâm động, nghiên cứu viễn cổ thần bí văn minh, đối với từng cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người đến nói đều là một loại không cách nào chống cự hấp dẫn. Bất quá, Trần Húc nhưng lại muốn sớm nói cho nàng biết, loại này nghiên cứu là không thể nào có kết quả, trên xuống một đời văn minh diệt vong, cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì chiến tranh sao, đưa đến đại hồng thủy, loại này thuyết pháp ngược lại là cùng Maya A người thuyết pháp đúng vậy may a à người cũng nói lên một đời văn minh là diệt sạch cùng đại hồng thủy thế nhưng mà tạo thành đại hồng thủy nguyên nhân vậy là cái gì trần húc trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu nghĩ cách bên trên một đời văn minh tiêu vong là vì vi phản thiên đạo quy tắc mới bị diệt vong nhưng là bọn hắn cũng tồn tại dài dòng buồn chán thời gian như thế nào lại đột nhiên vi phạm với thiên đạo quy tắc đâu này hay vẫn là nói càng về sau đột nhiên chuyện gì xảy ra khiến cho bên trên một đời văn minh bị thiên đạo không lưu tình chút nào gạt bỏ cái kia đây hết thảy, cùng thế kỷ đại âm mưu, bày kế nghiên cứu, lại có liên lạc hay không đâu này. Chấm, viễn cổ văn minh rất cường đại à, khó trách chính thức một mực kiệt lực giấu giếm, Trần Húc nhìn xem theo phòng thí nghiệm mang trở lại có quan hệ cổ văn minh nghiên cứu tư liệu, thở dài, bất quá ta tự kỳ quái, cái kia Jefferson giáo sư làm sao dám công bố bí mật này, hắn lại là xuất phát từ cái gì tâm lý đến công bố hay sao? Nghĩ ra tên quá, hơn nữa gần đây S công ty quật khởi cũng quá nhanh rồi, nước ngoài cảm giác đã bị uy hiếp không ít người à. Cao Hiểu Tiết ôm một đống tư liệu đã đi tới, bọn hắn nóng lòng làm ra một ít động tĩnh để chứng minh chính mình a. À. Hơn nữa, từ nơi này cái Jefferson trên tư liệu đến xem, người này vốn chính là một cái rất cuồng vọng, rất yêu làm náo động người. Mặt khác, Tây Phương dư luận quản chế so về trong nước tranh lệch không phải nửa lần hay một lần, có nhiều thứ tuy nhiên bị liệt là tuyệt mật, thế nhưng mà nếu như giữ bí mật điều khoản không nghiêm khắc, hoặc là nói, giữ bí mật điều khoản cũng không ai tư tâm đại, cho dù hắn đem chuyện này công khai, tối đa cũng đã bị giam cầm vài năm huống chi, theo thế giới trong phạm vi tiếng vọng đến xem, dưới mắt Anh quốc chính phủ đã không có lá gan kia đến giam cầm hắn rồi, dưới mắt cái này phiến luận văn tại quốc tế trong phạm vi sinh ra cực lớn ảnh hưởng. U Mỹ vài gia giới khoa học quyền uy truyền thông đều đăng cái này phiến luận văn, hôm nay trong lúc nhất thời, Jefferson đã đã trở thành giới khoa học nhất chạm tay có thể bỏng đích nhân vật. Một bên quản dịch bổ sung nói, hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta, U Mỹ chờ quốc chính phủ đối với chuyện này thái độ rất là mập mờ, thật giống như hiểu tiết nói như vậy, bọn hắn cảm thấy rất lớn uy hiếp, hơn nữa theo ăn sạch đảo cởi mở, rất nhiều nước ngoài truyền thông đều bi quan tỏ vẻ thế giới trọng tâm đem hướng đông trách đi. Cái lúc này, bọn hắn bỏ niêm phong một bộ phận tư liệu, kích thích giới khoa học phát triển, cũng là trong dữ liệu sự tình. Hiện tại cao hiểu tiết công tác tựu là Trần Húc tư nhân thư ký, mà quản dịch công tác thì là thu thập sửa sang lại rất nhiều tư mật tình báo, cho nên tại trần húc để xảy ra vấn đề về sau hai người rất nhanh tựu cho những gì mình biết đáp án nghiên cứu trần húc khinh thường cười cười thật có thể nghiên cứu ra đến cái gì đó thì có quỷ rồi yên tâm đi hiểu tiết người đối với nghiên cứu khoa học ngành hạ phát dưới văn kiện đi mặc kệ nước ngoài đối với cái này loại tiền sử văn minh như thế nào nghiên cứu ăn sạch đảo một mực không phát biểu bất cứ ý kiến gì cũng không tham dự như vậy được không nào cao hiểu tiết hỏi Jefferson giáo sư luận văn đã bị mấy cái nổi danh thế giới nghiên cứu khoa học cơ cấu chỗ đã chứng minh hắn đưa ra mấy cái quan điểm còn có làm ra tương quan nghiên cứu cũng đã đã chứng minh loại này nghiên cứu hoàn toàn có khả năng để cao nhân loại tổng hợp tố chất thậm chí kể cả tuổi thọ nếu như chúng ta không nghiên cứu có thể hay không bị vung tại sau lưng điểm ấy người yên tâm đi thẳng đến chính thức tham dự nghiên cứu vật này người mới sẽ hối hận không kịp Trần Húc cười lạnh một tiếng Thiên đạo chế định quy tắc nào có dễ dàng như vậy bị đánh phá. Bọn hắn nghiên cứu không đi ra cái gì đó, chỉ có thể không công lãng phí nhân lực vật lực, điểm ấy ta có thể khẳng định. Tuy nhiên đối với Trần Húc gần đây tín nhiệm, nhưng là nghe xong lời này, Cao Hiểu Tiết cùng quản dịch trên mặt đều lộ ra có chút khó xử thần sắc. Trần Húc nhìn ở trong mắt, thở dài, các người quên thông minh dược sao. Những lời này lại để cho hai nữ sững sờ, thông minh dược sự tình các nàng từ đầu tới đuôi cũng biết, thậm chí kể cả Trần Húc bị ám sát sự tình, hiện tại lý lượng nham tiến sĩ vẫn còn ăn sạch đảo công tác, ngẫu nhiên cùng các nàng cũng có gặp mặt trao đổi. may mà chính là mấy cái phục dụng thông minh dược đệ tử, bởi vì dùng dược thời gian không dài, tính nghỉ lại chưa đủ lớn, tại ăn sạch đảo trị liệu xong đã hoàn toàn thoát khỏi dược vật bóng mờ. hiện tại đang tại cùng lý trên tiến sĩ chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự mặt tiếp tục làm trợ thủ vốn dùng kiến thức của bọn hắn trình độ là không đủ để đảm nhiệm loại công việc này nhưng là lý bác sĩ xuất phát từ ấy nấy cùng đền bù tổn thất tâm lý, lao thẳng đến bọn hắn mang theo trên người, dốc lòng tài bồi. Hơn nữa, mấy người kia nguyên vốn là người cực kỳ thông minh, bằng không thì cũng sẽ không biết bị lý bác sĩ chọn chúng với tư cách trợ thủ, dưới mắt mấy người bọn hắn tại ăn sạch đảo, tiếp xúc đến các mặt công nghệ cao thứ đổ vật, trừ đi một tí cao đoan tri thức còn chưa đủ nắm giữ bên ngoài, ngược lại là cũng làm giống như mô hình giống như dạng. Hơn nữa mặc dù không có tốt nghiệp, lại cũng đã chính thức đã trở thành vô số người đánh vỡ đầu đều vào không được ép công ty một thành viên, tiền lương tương đối khá. Vậy cũng là một loại nhân hỏa đắc phúc a, Cao Hiểu Tiết lầm bẩm nói, thế nhưng mà, không phải sở hữu tất cả nghiên cứu đều cùng thông minh dược đồng dạng có nghiêm trọng tác dụng phụ a. Đối với Cao Hiểu Tiết nghi vấn, Trần Húc cũng không có tức giận, trái lại hắn rất thưởng thức cô bé này độc lập tư duy, nàng vĩnh viễn không là nam nhân phụ thuộc phẩm, mà là một cái có ý nghĩ của mình nữ hải nhi. Đồng dạng Quản dịch cũng thế, bất quá tại nghiên cứu khoa học phương diện, quản dịch thiên phú rõ ràng không đủ, nàng rất thích hợp trở thành cường đại kinh tế nhân tài, trên thực tế, ăn sạch đảo lần này kiến thiết, tài chính chi, cấp phát điều động phương diện, tương đương một bộ phận tựu là xuất phát từ quản dịch thủ bút. Đối với các nàng, Trần Húc ngoại trừ cuối cùng cái kia một sự kiện chưa nói bên ngoài, mặt khác đều là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận biết gì nói nấy. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, không có đơn giản như vậy, ta tại đây tư liệu là tại chúng ta cái này văn minh trước khi, cũng không ngớt chỉ có vạn năm trước cái kia một đời văn minh, cũng tỉ như Jefferson giáo sư chỗ công bố chính là cái kia xương sọ so tàn phiến, nguyên ở 300 vạn năm trước. Những cái kia sớm tại chúng ta văn minh, người của bọn hắn mấy rất thưa thớt, nhưng mỗi người, hoặc là nói từng thần đều có được lực lượng cường đại, bọn họ là chính thức thần. Nhưng là, tự là những này thần, bọn hắn cũng bị diệt phong rồi. Trong truyền thuyết cường đại Atlantis, cũng chìm vào đáy biển theo những vật này ở bên trong, các người cũng không có nghĩ tới cái gì sao? vì cái gì bọn hắn cường đại như vậy, cuối cùng nhất còn có thể bị diệt phong? không phải nói bởi vì chiến tranh, còn có năng lực sinh sản rất yếu nguyên nhân sao? đúng vậy a, à, chiến tranh, nhưng là chiến tranh gần kề chỉ là một cái phương diện ta không rõ chính là lúc kia mới như vậy điểm người lại phân bố ở thế giới tất cả cái địa phương, người xem trung nguyên khu khoảng cách văn minh khác ở bên trong gần đây đúng là ba thuộc văn minh thế nhưng mà tại truyền thuyết cùng trong tư liệu, cũng không có trung nguyên văn minh cùng ba thuộc văn minh xung đột ghi chép, bởi vì cái gọi là thuộc đạo khó nha, chính là bởi vì thuộc đạo gian nan, hai cái văn minh trao đổi rất là chướng ngại. Như thế nào lại đơn giản bộc phát chiến tranh đâu này? Trái lại, hiên viên hoàng đế có bốn cái lão bà, hắn một người trong tây lăng chi nữ được gọi là loa tổ tương truyền nàng phát minh hơn nữa truyền thụ ba thuộc nhân dân như thế nào dưỡng tầm tơ lụa xa. N, nói xa, ý của ta là, như Atlantis cách cách chúng ta bên này thế nhưng mà xa cách xa vạn dặm cái kia chiến tranh là như thế nào bộc phát hay sao lại vì cái gì bộc phát cho dù là hiện tại khắp thế giới đều là người thời điểm hai quốc gia muốn đánh một trầu cũng cần lý do a à. lúc kia chiến tranh lý do vậy là cái gì dựa theo ý nghĩ của ta thượng cổ văn minh chiến tranh là có nhưng là chưa hẳn tự lan đến gần toàn bộ thế giới cũng kỷ như bắc u hy lạp ai cập lưỡng dòng sông vực còn có atlantis đế quốc cái này mấy cái văn minh cách xa nhau rất gần, véo lên khả năng rất lớn, điều này cũng làm cho tạo thành về sau thần thoại truyền thuyết. Nhưng là, ta cảm thấy được loại này chiến tranh không phải mấu chốt nhất, Atlantis đảo thậm chí đều chìm nghỉm rồi, hơn nữa căn cứ Plato tự thuật, loại này chìm nghỉm cũng không phải bởi vì chiến tranh. Ta cảm thấy được, bên trên một đời văn minh diệt vong nguyên nhân lớn nhất là tại chính bọn hắn. Đúng vậy, Trần Húc kế tiếp những lời này như là nói cho mình nghe, thiên đạo bổn ý là cân đối cũng không tùy tiện diệt vong một cái văn minh, trừ phi cái kia văn minh phát triển nghiêm trọng uy hiếp được thiên đạo tồn tại, mới có thể bị triệt để diệt vong. Chỉ là, bọn hắn đến cùng làm sự tình gì, lại để cho nhiều như vậy cổ văn minh cơ hồ tại cùng một thời gian tiêu vong, chỉ để lại một chút còn sót lại huyết mạch đã tránh được một kiếp này. Mà ta có dự cảm, lúc này đây thế kỷ đại âm mưu, bày kế, là chúng ta thời đại này văn minh, tại lặp lại bên trên một đời văn minh đường xưa à. Chấm, Thái Bình Dương lên, mẫu, Ai cũng thật không ngờ, mai danh ẩn tích Taro, hôm nay toàn bộ có đầu rút cổ tại đây tòa mẫu ở trên đảo. Hoàng đế hay vẫn là đeo cái kia phó mặt nạ hoàng kim, nhìn xem máy giám thị trong vô số đang bận lục các khoa học gia, thở dài nói, trong truyền thuyết mẫu đại lục à, hừ, nếu như không phải Rothschild gia tộc bị ngập đầu kiếp nạn, bị ép vi phạm tổ huấn hướng gia tộc bọn ta cầu cứu, chúng ta đến bây giờ cũng không biết cái chỗ này tồn tại. Hay vẫn là cái kia một đời Rothschild gia tộc tộc trưởng nói rất đúng, cho dù Rothschild gia tộc toàn bộ diệt phong thì đã có sao, chỉ cần bảo tồn ở mẫu, Rothschild gia tộc thì có xoay người cơ hội. Đáng tiếc à đáng tiếc, cái này hòn đảo vốn cũng không phải là thuộc về các người Rothschild gia tộc, hôm nay lại càng không đúng rồi. Hoàng đế bên cạnh, chỉ có một nữ nhân, nếu như Trần Húc ở chỗ này, nhất định sẽ tiêm gọi nữ nhân này, vậy mà cùng quản dịch lớn lên có 8 phần giống nhau. Mà nữ nhân này, hắn cũng đã gặp, cái kia chính là, quản dịch hôm nay mẹ ghế, chính mình tiểu mẹ vợ. Quản gia lão ra tử tái giá, quản dịch đi vào Trung Quốc về sau, ở lại Anh quốc chính là cái kia thế thân Hoàng Thanh Tú Toa Tiểu Thư. Chỉ là, Hoàng Thanh Tú Toa trên mặt, lại không có lần trước Trần Húc quản dịch nhìn thấy nàng lúc cái chủng loại kia nhút nhát e lệ, lại để cho người xem xét tựu muốn chiều mến biểu lộ, mà là vẻ mặt yêu mị, nàng cười khanh khách nói, Rothschild gia tộc cũng không có cách nào đâu rồi. Đệ nhị thế chiến, bọn hắn bị nước nước người Mỹ quốc người đồng thời đút một đao, gia tộc đại bộ phận tinh anh cùng với trực hệ tộc nhân đều bị nắm chộp tiến Nazi trải tập trung bên trong đi đây này. Tuy nhiên thân làm một cái địa vị cao người, nhất định phải hiểu được vô tình, hiểu được xoay người lại đến, đáng tiếc à đáng tiếc, cái kia một đời gia chủ rõ ràng không phải loại tính cách này, bất quá rất tốt, dễ dàng như vậy chúng ta. Tại đây chất chứa năng lượng tuy nhiên cùng ta trong huyết mạch năng lượng bất đồng, nhưng là thuộc về cũng giống như vậy, thế nhưng mà nhất định phải mỗi 3 tháng qua nạp điện một lần, điều này thật sự là quá phiền toái. Hoàng đế nhìn xem nàng, cười nói, hoàng hậu, ngươi cũng không cần nôn nóng như vậy hôm nay quản gia không phải đã tại trong tay của ngươi nắm giữ lấy rồi hả chờ ta phá giải loại này năng lượng bí mật như vậy chờ chúng ta đều hấp thu loại này năng lượng về sau chúng ta là có thể so sánh viễn cổ thần linh đến lúc đó ta theo bên ngoài ngươi làm nội ứng giải quyết trần húc cùng cái nhà đầu kia bất quá là dễ như trở bàn tay ngươi cũng không cần lại biến thành dáng vẻ ấy rồi tuy nhiên xinh đẹp thế nhưng mà so về ngươi bản thể vẫn có tranh lệch rất lớn à ơ ờ, hoàng đế của ta đại nhân, miệng của ngươi rất ngọt à. Hoàng thanh tú toa khanh khách một tiếng, thò tay tại trên mặt một vòng, cả người lập tức tự thay đổi một cái bộ dáng, cái kia phó cảnh tượng, thật giống như tây du ký ở bên trong tôn hầu tử 72 biến đồng dạng. Nàng hiện tại cái dạng này, nhưng lại cái người da trắng cực phẩm mỹ nữ, cái kia dáng người, cái kia khuôn mặt, quả nhiên so về quản dịch như vậy yêu tinh, còn muốn mị hoặc thêm vài phần, nhất là nàng toàn thân phát ra khí tức, càng làm cho một người nam nhân lập tức sẽ liên tưởng đến giường. Nàng, tự là Taro số 2 thủ lĩnh, thậm chí có thể nói là cùng hoàng đế sánh vai cùng Taro hoàng hậu. Hoàng đế một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, một đôi đeo giày đặt cái bao tay tay hạnh kiểm xấu ở trên người nàng cao thấp du động, cười hắc hắc nói, quả nhiên không hổ là mỹ thần huyết mạch hậu duệ à, tuy nhiên đã đã trải qua trên vạn năm, vẻ đẹp của người thần huyết mạch đã bị không sạch sẽ không chịu nổi nhân loại huyết mạch chỗ ô nhiễm, nhưng là riêng này bộ hình dáng, ta cũng nguyện ý vì ngươi đánh lên 10 năm trận chiến. Địa tâm nguyên lực, nghiên cứu của chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển. Yên tâm đi mỹ nhân, rất nhanh ngươi sẽ dùng cái dạng này, trở thành thế giới nhất chúc mục đích đệ nhất mỹ nhân, mà ngươi cùng ta cũng đem vĩnh viễn thống trị cái thế giới này. Hoàng Thanh Tú toa cười khanh khách lấy ngồi phịch ở hoàng đế trong ngực, nói, ngươi thực có nắm chắc. Ngươi biết thất bại hậu quả nha, trước bốn đời văn minh, ngoại trừ sớm nhất một đời cự nhân, mặt khác đời thứ ba, đều là vì mưu toan hấp thu địa tâm nguyên lực mà bị hủy diệt nha. Nàng cười khanh khách nói, Thượng cổ bí văn, không có ai biết so với ta nhiều. Đời thứ nhất cự nhân là bị chết đói, bọn hắn hình thể quá lớn, giống như khủng long như vậy, người như vậy loại là tạo vật thất bại, bọn hắn không có sung túc đồ ăn, chỉ có thể chờ chết. Mà đời thứ hai nhân loại, vì tranh đoạt địa tâm nguyên lực mà cuối cùng nhất dẫn phát thiên hỏa, đời thứ ba người vượt phi, bọn hắn những cái kia không có tiến hóa hết lũ tiểu tử cũng xứng xưng là nhân loại. Hừ, bất quá những cái thứ này cũng là có năng lực, cũng phát hiện địa tâm nguyên lực huyền bí đáng tiếc à, bọn hắn tầm đó vì thế bạo phát cực lớn chiến tranh cũng đều chết đã xong. về phần đời thứ tư, thì ra là tổ tiên của ta nhóm đám bọn họ, hừ, bọn hắn liên hợp cũng đánh không lại phương đông thần linh, liền đem chủ ý đánh vào địa tâm nguyên lực lên, tuy nhiên lại đưa tới tình cầu mất nhất định, đã dẫn phát đại hồng thủy, sông hủy hết thảy, liền Atlantis cùng mẫu đại lục đều có hơn phân nửa chìm vào đáy biển. đến tại chúng ta là đời thứ năm rồi, phương đông lại lần nữa cường đại, người tựu thật sự có tin tưởng. Đương nhiên, hoàng đế dưới mặt nạ trong mắt lóe tinh quang, những cái kia thượng cổ văn minh thần linh, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng là không có đầu óc. Cưỡng ép hấp thu địa tâm nguyên lực nào có đơn giản như vậy? Bất quá, dưới mắt nghiên cứu của chúng ta đã làm ra đột phá, địa tâm nguyên lực đã không hề táo bạo, cái này là địa cầu nhất bổn nguyên lực lượng, có thể làm cho ngươi khôi phục thượng cổ huyết mạch, có thể làm cho ta cũng trở thành chính thức thần, chờ xem, ngày hôm nay, đã không xa. Jefferson giáo sư luận văn, rất nhanh tại giới khoa học đưa tới cực lớn tiếng vọng, mà phảng phất thực ứng quản dịch, tại đương kim S công ty phi tốc quật khởi, nhất là giả thuyết ảo cảnh hệ thống mới có lẽ đã đem nước ngoài khoa học kỹ thuật xí nghiệp chèn ép cơ hồ không có sức hoàn thủ thời điểm, rất nhiều quốc gia cũng giống như đã có ăn ý đồng dạng. Một tháng này đến, toàn bộ thế giới đã có 13 cái quốc gia quốc gia cấp phòng thí nghiệm đối ngoại tuyên bố chính mình vốn có cổ văn minh tiêu bản, hơn nữa đã bắt đầu chống lại một đời văn minh nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới điên cuồng viễn cổ văn minh một mực chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng điện ảnh chính giữa, chưa từng có bất luận cái gì chính thức luận điểm để chứng minh những này văn minh tồn tại, nhưng là một tháng này trong vòng, Hy Lạp, Ai Cập, Thụy Điển, nước Mỹ, Italy, Israel chờ chờ mấy cái quốc gia đều đối ngoại tuyên bố bên trên một đời văn minh tồn tại. Hơn nữa, Hy Lạp cùng Thụy Điển còn đối ngoại cởi mở một cái bên trên một đời văn minh di chỉ. Cái này di chỉ cũng không phải là tivi chính giữa những cái kia các nhà khảo cổ học nhóm, đám bọn họ lưu luyến đất chết vũng hố, mà là hai cái bảo tồn phi thường hoàn hảo cổ đại di tích. Hy Lạp cởi mở di tích là ở Athens dưới thành phương 100 m một cái cổ đại khu kiến trúc, căn cứ các nhà khảo cổ học nhóm, đám bọn họ khảo chứng, những kiến trúc này chỉ dùng để một loại đặc thù đích thủ đoạn chuyển rời đến dưới mặt đất, loại này kỹ thuật thủ đoạn, dù là hiện tại đều khó có khả năng đạt tới mà cái này khu kiến trúc danh tự, gọi là Athena thần điện. Là thờ phụng trí tuệ nữ thần Athena thần điện, chính thức thần điện. Tại thần điện chính giữa để cho nhất người sợ hãi thán phục đúng là cái kia cao tới trọn vẹn 10 mét, trọng đạt gần một tấn vàng dòng Athena tượng nữ thần, cái này tượng thần tại thi triển về sau, lập tức tụ lại để cho toàn bộ thế giới điên cuồng, vốn tổn lấy hoài nghi người cũng đã tin tưởng. Athen thì chính phủ không sẽ vì giá trị chế tạo chuyên môn tạo ra một cái lớn như vậy công trình, còn có lớn như vậy một kim tượng A. Toàn bộ thế giới các phú hào, nhất là đặc ưa thích bắt được các phú hào, trước tiên bay đến Athen đương nhiên, không có người ngốc đến hỏi cái vị này Athena tượng thần giá trị, bởi vì mỗi người cũng biết, Hy Lạp chính phủ là tuyệt đối không có khả năng đem hắn bán đứng, cái này bảo vật, giá trị so về Louvre trong nội cung sở hữu tất cả chân tàng cũng cao hơn. Ngẫm lại, chỉ là một tấn nặng kim tượng cái này cần bao nhiêu trước rồi. Tăng thêm không biết dùng phương pháp gì tiến hành điêu khắc chế tác. Càng thêm bên trên thời gian vạn năm tích lũy, đây là vật báu vô giá. Hơn nữa, cái này hay vẫn là một cái căn bản đừng hy vọng có thể lén ra đến vật báu vô giá. Một tấn nặng à, trừ phi là phái một chi tập đoàn quân cường công Athen, nếu không dựa vào cái gì đạo tặc đều đừng muốn nàng lén ra đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể nảy ra xuống điểm kim khối. Bất quá, Hy Lạp chính phủ cũng là thật là thông minh. Cái này Athena pho tượng là tuyệt đối không có khả năng bán, nhưng là tùy theo khai quật đi một tí, không có công bố đồ cổ cái đó sợ sẽ là một khối toái mái ngói, đều bị bọn hắn lừa dối lấy những này ba ba chạy đến phú hảo bán đi giá trên trời. Đương nhiên, chuyện này tự cũng không lại để cho dân chúng bình thường cùng truyền thông đã biết. Theo tin cậy tin tức, chỉ là bán những này phế liệu đoạt được, tự một lần hành động lại để cho Hy Lạp chính phủ giải quyết dưới mắt khủng hoảng tài chính, hơn nữa có thể tiêu tiêu sái sái vượt qua đã nhiều năm. Bất quá, Bắc U Thụy Điển chỗ cởi mở di tích, lại không thể so với Athens phải kém. Tại Thụy Điển một chỗ giữa sơn cốc phần này di tích, lại để cho toàn bộ thế giới nhà sinh vật học, tự nhiên học giả toàn bộ đều phát điên rồi. Bởi vì chỗ đó khai quật là nguyên một đám đóng băng tại vạn năm sông băng chính giữa động vật tiêu bản. Mà những này động vật, tắc thì đều là tồn tại ở thần thoại chính giữa thần vật. Ba cái đầu to, quang là đang ngồi thì có hai mét cao đại cầu địa ngục tam đầu khuyển. Tóc giống như xà đồng dạng, trong truyền thuyết chứng kiến ánh mắt của nàng cũng sẽ bị hóa đá mỹ đỗ toa. Còn có, long, đương nhiên không phải phương đông trong truyền thuyết thần long, mà là Tây Phương cái loại này thể thích cực đại, mọc ra một đôi cánh trong truyền thuyết cự long. Trời à, năm 2010 nhất định thành vì nhân loại trong lịch sử khó quên nhất một năm rồi. Những này thần thoại chính giữa đồ vật, liên tiếp xuất hiện ở nhân loại trước mặt, chẳng lẽ nói, tận thế muốn đã đi đến. Liên tưởng đến 2012 truyền thuyết, rất nhiều người đều cảm nhận được khủng hoảng. Nhưng là, càng nhiều nữa người nhưng lại vô cùng hưng phấn. Càng hưng phấn chính là những sinh vật kia đám học giả. Đương nhiên, là có tư cách bị Thụy Điển chính phủ mời thế giới đỉnh cấp nhà sinh vật học nhóm, đám bọn họ, bọn hắn có thể tự mình tự tay đối với những này trong truyền thuyết sinh vật tiến hành các hạng kiểm tra khảo thí. Mà khảo thí kết quả, càng làm cho người hưng phấn. Những sinh vật này tiêu bản chẳng những không có làm giả, hơn nữa đều có phi thường cao nghiên cứu giá trị. May mà những này tiêu bản đều là bị đông tại sông băng chính giữa, mặc dù đối với dưới mắt khai quật công tác mà nói là hãng nhất phi thường gian nan nhiệm vụ, nhưng là sông băng lại hoàn hảo bảo tồn những sinh vật này di thể thậm chí tại cái đó mỹ đỗ toa trong cơ thể nhà sinh vật học nhóm đám bọn họ phát hiện bởi vì đóng băng mà không có hoàn toàn hoại tử sinh sản hệ thống nói cách khác nếu như điều kiện phù hợp nói không chừng có thể thông qua clone nhân bản phương thức một lần nữa sinh sôi nảy nở ra mỹ đỗ toa loại sinh vật này loại này án lệ cũng không là lần đầu tiên rồi tại vài thập niên trước, một chi lên đội tại Himalaya trên núi mang về một cỗ bị băng phong nam tính thi thể, mà ở cỗ thi thể này chính giữa, các khoa học gia phát hiện hắn tinh năng chính giữa tinh trùng lại vẫn bảo tồn lấy hoạt tính. Nói cách khác, nếu như thủ đoạn phù hợp, thậm chí có thể chắt lọc cái này không biết là bao nhiêu năm trước người tinh trùng tại nữ tính trong cơ thể tiến hành bên ngoài cơ thể thụ tinh. Tin tức này một truyền gia, lập tức tự sinh ra một hồi oanh động, tại tư tưởng quan niệm vô cùng cởi mở Tây Phương, tối thiểu có hơn vạn phụ nữ đã tiến hành xin hy vọng có thể tiếp nhận cái này không biết bao nhiêu năm trước nhân loại tinh trùng, chỉ là chuyện này giống như cuối cùng bởi vì luân lý áp chế, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng là lúc này đây khả năng muốn clone, nhân bản, Mỹ đỗ toa tin tức truyền tới về sau, thế giới phản ứng lại lập tức không giống với lúc trước. Phản đối âm thanh trào chiếm cứ tuyệt đại bộ phận đây chính là Mỹ đỗ toa hà. Đây chính là trong truyền thuyết, xem người liếc là có thể lại để cho người hóa đá Mỹ đỗ toa hà. Loại này trong truyền thuyết sinh vật hiện tại xuất hiện, như vậy điều này cũng làm cho nói rõ cái kia hóa đá truyền thuyết rất có thể cũng thật sự như vậy cái kia loại sinh vật này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ à cái đồ chơi này so godzilla còn muốn đáng sợ nói cũng không biết nó năng lực sinh sản như thế nào nếu như nhanh đem loại sinh vật này chế tạo ra đến cái kia chính là mở ra pandora cái hộp rất nhiều quốc gia cũng đều biểu thị ra phản đối bởi vì vì bọn họ cũng không muốn nhìn xem thụy điển như vậy trung lập đột nhiên đã có được một đám đáng sợ phi nhân loại tiền sử sinh vật quân đội bất quá rất nhiều người trong nội tâm cũng tin tưởng phục sinh mỹ đỗ toa hấp dẫn thật sự quá lớn cái gọi là kháng nghị thì ra là làm làm mặt ngoài tư thái mà thôi nói không chừng thụy điển dưới mắt cũng đã lén đã bắt đầu phục sinh loại này tiền sử sinh vật kế hoạch bởi vì loại sinh vật này trên người nghiên cứu giá trị thật sự là cường đại quá mức loại sinh vật này bị clone, nhân bản, đi ra cũng tuyệt không phải đặt ở trong vườn thú cho người triển lãm, mà là có mặt khác các mặt công dụng. Tự thấy thế nào đem hắn hạn chế trụ, bất quá, cái này một loạt tin tức truyền tới về sau, nhảy đáp nhất hoan, tự không ai qua được Hollywood cầm đầu thế giới điện ảnh vòng rồi. Trong lúc nhất thời, dùng chư thần đại chiến cầm đầu thần thoại hàng loạt điện ảnh bị tất cả đại điện ảnh công ty đề vào chương trình hội nghị, mà trước đó hoàn toàn không ngờ rằng, tình tiết nội dung thậm chí kỹ năng đặc biệt cũng chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng chư thần đại chiến, vừa lúc ở phim nhựa hạ phiến trước khi mượn đến nơi này cái gió đông, trong lúc nhất thời tất cả đại dạp chiếu phim tự lại đem chư thần đại chiến kéo dài chiếu phim kỳ, quả nhiên, ở vào đối với thần thoại đề tài rất hiếu kỳ cùng cái này cổ dậy sóng. Kế tiếp buổi diễn trận ních, chư thần đại chiến phòng bán vé thậm chí ở này cổ dậy sóng chính giữa một lần hành động đã vượt qua trước khi tạp mai long cameron avatar đã trở thành thế giới đệ nhất phòng bán vé Năm nay buồn bực nhất người, chỉ sợ không ai qua được vừa sáng tạo ra một cái phòng bán vé thần thoại dêm. Tạp Mai Long Cameron rồi, ai bảo năm nay treo chính là phục cổ thần lời nói phong mà không phải người ngoài hành tinh đón gió. Bất quá nghe nói tạp Mai Long Cameron cũng rất có thể mượn gió đông, truyền thông báo cáo hắn hiện tại đang tại cùng DreamWorks tìm cách một bộ mới phiến, tên phim tự kêu là Mỹ đốt qua, mà nội dung nha. Thì là người Mỹ yêu nhất tận thế đề tài một ít không biết tốt xấu nhà khoa học thông qua clone nhân bản phương thức sống lại Mỹ đốt toa, nhưng là loại này Mỹ đốt toa phi thường đáng sợ, hơn nữa có siêu cao trí tuệ, chúng vừa mới bắt đầu giả bộ như không có trí tuệ nhân loại, đã lừa gạt những này các khoa học ra, hơn nữa dùng mặt khác một loại phương thức khống chế được nhân loại, đã bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở. Sau đó, tận thế đã đến, loại này đề tài đối với đạo diễn qua ma quỷ Terminator sung kết giả tạp Mai Long Cameron, mà nói quả thực là một bữa ăn sáng, hơn nữa lần này avatar ở bên trong, cái loại này hoàn toàn mới avatar hình tượng với tư cách nhân vật chính hình thức, cùng hoa lệ kỹ năng đặc biệt, lại để cho truyền thông nhóm, đám bọn họ đối với cái này bộ phim nhựa tràn đầy chờ mong, hơn nữa, tại chính thức tin tức còn không có công bố trước khi, cái này bộ không biết đến cùng là thật là giả Mỹ đỗ toa, tự leo lên Bắc Mỹ tất cả đại web portal đầu đề. Hơn nữa bị dân mạng nhóm, đám bọn họ định giá mong đợi nhất điện ảnh. Cho dù cái tin tức này là giả, nhưng nhìn lấy như vậy cao chờ mong đám mê điện ảnh, chỉ sợ tạp Mai Long Cameron không ra tay cũng không được. Tại một mảnh đối với cổ Văn Minh thảo luận chính giữa, Trung Quốc cái này cổ xưa Văn Minh quốc gia cổ cũng không có rất lại phía sau, cũng là lấy ra một ít viễn cổ Văn Minh căn cứ chính xác theo so về Cửu Châu đỉnh càng thêm gần phía trước, thuộc về bên trên một đời thần Văn Minh một ít gì đó, nhưng tổng thể biểu hiện nhưng lại có chút ít xuất hiện tối thiểu, so bên cạnh cái nào đó ưa thích ăn đồ chua quốc gia muốn ít xuất hiện nhiều. Cái kia đồ chua quốc gia từ lúc trước tiên tựu trắng trận tuyên truyền bọn hắn quốc gia văn minh lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến 4 vạn vạn năm trước, thậm chí còn lấy ra một đống không biết là nhựa plastic còn là vật gì làm xương cốt mô hình nói. Xem, cái này tựu là tổ tiên của chúng ta, bọn họ là đời thứ nhất văn minh cự nhân, chúng ta tựu là cự nhân hậu đại, không giống các ngươi, nguyên một đám hai cái đều là hậu tử hậu đại vân vân. Đương nhiên, toàn bộ thế giới đám bạn trên mạng đều tự giác loại bỏ bọn hắn khá tốt lần này nói chỉ là cổ văn minh xa hơn trước ngược dòng tìm hiểu thoáng một phát, đoán chừng địa cầu đều là cây gậy tạo đấy. Trung Quốc phương diện ít xuất hiện, nhất là học thuật giới ít xuất hiện tại nơi này điên cuồng thời đại lộ ra có chút có chút khác loại. Bởi vì, gần kề nửa năm thời gian, rất nhiều quốc gia đều phía sau tiếp trước lấy ra chính mình đối với cổ văn minh những này tiêu bản nghiên cứu kết quả trong đó một phần là trước kia tự nghiên cứu thành quả, một bộ phận cũng là sắp tới mới có đột phá, lại để cho những cái kia sớm nhất tự tham dự những này cổ văn minh nghiên cứu nhà khoa học rất phiền muộn chính là, theo toàn bộ thế giới khảo cổ nóng phong trào, đại lượng tân học người gia nhập, nghiên cứu phảng phất thật là thuận lợi rất nhiều, trước kia một ít bình cảnh bây giờ lại rất nhẹ nhàng tự phá được rồi. Chẳng lẽ đây quả thật là tiếp thu ý kiến quần chúng, nhiều người lực lượng đại nguyên nhân? Chấm. Chỉ có Trần Húc biết rõ, cái này hoàn toàn là thiên đạo ở sau lưng thôi động kết quả. Thiên đạo đã không kiên nhẫn được nữa, Hắn tại phía sau màn nhanh hơn cái này một thế kỷ đại âm mưu, bảy kế tiến trình Trung Quốc có câu nói nói rất hay, thiên dục khiến người diệt vong, tất trước khiến người điên cuồng. Dưới mắt, toàn bộ thế giới học thuật giới cũng đã điên cuồng. Nếu bàn về dưới mắt lửa nóng nhất ngành học, không phải sinh vật công trình không ai có thể hơn, thế nhưng mà so về trên thế giới cuồng nhiệt, Trung Quốc đại lục cảnh nội lại có vẻ có chút bình thản. Cường đại dư luận quản chế cũng không có đem những này cuồng nhiệt tin tức truyền quay lại trong nước mà trong nước tất cả chỗ trường cao đẳng sinh vật công trình hệ, tắc thì cả đám đều áp dụng đi một tí thủ đoạn, ví dụ như cởi mở nghiên cứu sinh danh ngạch, giảm bớt chiêu sinh, hoặc là ưu tiên cung cấp trong nước xí nghiệp tiêu hóa chờ chờ thủ đoạn, theo trong lúc vô hình giảm bớt nên chuyên nghiệp ra nước ngoài học sinh số lượng. Từ nơi này một phương diện đến xem, trong nước sinh vật công trình chuyên nghiệp cũng rất nổi tiếng, thế nhưng mà chỉ có rất ít người biết rõ, cái này chỉ là vì lại để cho trong nước rất nhiều đám học sinh tránh cho tương lai bi kịch một loại thủ đoạn. Bởi vì ngay tại năm 2010 sơ, trên thế giới có quan hệ cổ văn minh thảo luận nghiên cứu hừng hực khí thế thời điểm, S công ty sinh vật công trình chuyên gia lý lượng nham tiến sĩ, mà ngay cả cùng chạm tinh cùng một chỗ ban bố một quyển sách luận văn cái này quyển sách luận văn cũng không có đăng báo tại cái gì học thuật đưa tin lên, mà là trực tiếp tiến dần lên Trung Khoa Viện, hơn nữa dùng văn kiện của đảng hình thức. Cấp cho đến trong nước tất cả đại sinh vật sở nghiên cứu, trường cao đẳng sở nghiên cứu trong tay, Văn bản tài liệu chính giữa là đối với lần này nghiên cứu cổ văn minh dạy sóng cách nhìn, lý lượng nham tiến sĩ tuy nhiên đã không phải là Trung Quốc quốc tịch, nhưng là xác thực người hoa nhà khoa học tại sinh vật công trình lĩnh vực quyền uy, mà chạm tinh cô bé này nhi, những thứ không nói khác, nhưng là một cái thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi, tự bề ngoài hiện ra SMMS tại sinh vật công trình bên trên cực cao thiên phú cùng vững chắc trụ của đương nhiên, rất ít người biết rõ, bản thân nàng kỳ thật đối với cái này rốt đặc cán mai. Hai vị này liên thủ báo cáo, hắn sức nặng có thể nghĩ mà hai vị này tắc thì nhất trí biểu thị ra đối với loại này thông qua đối với cổ văn minh sinh vật hoặc là tiêu bản nghiên cứu do đó khai quật cải tạo nhân thể con đường là không thể thực hiện được hai người đối với lần này dậy sóng đều biểu thị ra bi quan thái độ hơn nữa hô hào quốc gia cắt không thể đem tài chính cùng nhân lực vùi đầu vào lần này dậy sóng chính giữa nếu không lãng phí quang âm tiền tài không nói còn hại người hại mình cái này đương nhiên là trần húc chủ ý Trung Quốc lúc này đây nhất định phải nhảy ra cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế vòng xoáy chính giữa, bất quá đối với nhiệt tình bạn trên mạng, rất nhiều lời nói cũng không thể nói thẳng, cho nên cũng muốn công bố một ít có quan hệ cổ văn minh đồ vật, miễn cho lại để cho dân chúng thất vọng. Đồng thời, S công ty đã ở thu thập lấy cái thế giới này từng cái nghiên cứu khoa học cơ cấu đối với những này cổ văn minh nghiên cứu thành quả. Kỳ thật đối với S công ty mà nói, đây là một việc rất sự tình đơn giản. Bởi vì từ lúc 2 năm trước Trần Húc ngay tại Châu Phi thành lập một cái lính đánh thuê tổ chức, dùng S công ty cường đại tài lực cùng khoa học kỹ thuật hậu thuẫn. Rất nhanh sẽ đem cái lính đánh thuê tổ chức phát triển lớn mạnh, hôm nay đã chính thức đăng ký một nhà bảo an công ty, tên là Blackfire, thì ra là Hắc Hỏa. Hôm nay Hắc Hỏa bảo an công ty tại Châu Phi danh khí phi thường đại, bởi vì vì bọn họ có được mạnh nhất chiến sĩ, có tư cách tiếp nhận giả thuyết ảo cảnh huấn luyện, có được tiên tiến nhất đơn binh vũ khí, thậm chí còn có hơn 10 chiếc không biết nơi nào đến cơ giáp tuy nhiên rất nhiều người cũng biết hắc hỏa phía sau màn làm chủ là ăn sạch đảo bởi vì cơ giáp chế tạo công nghệ cùng kỹ thuật chỉ có ăn sạch đảo mới có hắc hỏa có được cơ giáp cái này đã rất rõ ràng nói rõ những chuyện này nhưng là vì hắc hỏa sức chiến đấu cường đại lại có s công ty như vậy một cái cự đại hậu trường hơn nữa trong hai năm qua hắc hỏa vô luận là ám sát hay vẫn là bảo an các hạng nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ cho nên rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đều nguyện ý dùng tiền thỉnh hắc hỏa lính đánh thuê đến với tư cách bảo an, hơn nữa thông qua hắc hỏa, cùng ăn sạch đảo tiến hành liên hệ. Bởi vì dưới mắt phi thường kỳ quái một việc là, lần này đối với cổ văn minh nghiên cứu dậy sóng chính giữa, rất khó gặp đến ăn sạch đảo thân ảnh. Thậm chí toàn bộ Trung Quốc phương diện, đối với lần này được vinh dự lần thứ tư cách mạng công nghiệp nghiên cứu dậy sóng phản ứng cực kỳ bình thản. Ai cũng biết dưới mắt ăn sạch đảo cơ hồ tựu là Trung Quốc nghiên cứu khoa học phương diện đầu lĩnh lão đại rồi. Cho dù tại trên quốc tế mà nói, ăn sạch đảo cũng tuyệt đối là top 3 thực lực. Bọn hắn lần này kỳ quái không đến tham dự lần này nghiên cứu, là khinh thường. Hay vẫn là có khác cái gì khác dạng nghĩ cách? Hoặc là nói, SMMS được vinh dự mạng lưới chi thần, tuy nhiên tại sinh vật kỹ thuật bên trên cũng có chính mình kiến thụ, nhưng là là trọng yếu hơn hay vẫn là tại máy vi tính cứng mềm bên trên? a à, loại khả năng này không phải là không có, bởi vì theo giả thuyết ảo cảnh hệ thống tuyên bố, gần kề một năm thời gian, S công ty tựu không thể không đã tiến hành ba lượt đại quy mô nhận người phỏng vấn nhân thủ của bọn hắn quả thực đã không đủ rồi. Nhưng là, cũng có rất nhiều phòng thí nghiệm biết rõ, S công ty kỳ thật rất sớm trước kia ngay tại đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu của bọn hắn tiêu chuẩn cùng nghiên cứu khoa học thành tựu, tại đây một phương diện cũng rất xa vượt lên đầu tại dưới mắt bọn hắn những này vừa mới cất bước phòng thí nghiệm. Từ khi bọn hắn còn ở vào đối với cổ văn minh tiêu bản tiến hành gen phân tích, huyết dịch thu thập mẫu chờ chờ công tác thời điểm, S công ty nghe nói sớm cũng đã bắt đầu đối với nhân loại tiềm lực khai quật lý lượng nham tiến sĩ tại trên quốc tế cũng là được hưởng đại danh. Hơn nữa nghe nói trước khi hùng cực nhất thời ít tổ chức cũng chính bởi vì đã nhận được SMMs chỗ cung cấp tư liệu lúc này mới khai phát ra nhiều loại sản phẩm đấy. Chỉ là đáng tiếc về sau bọn hắn đã trở thành ăn sạch đảo địch nhân thất bại thảm hại. Hơn nữa có tin tức nói ngay tại thụy điển đang tại lén lút nghiên cứu như thế nào clone nhân bản mỹ đỗ toa thời điểm ăn sạch đảo phòng thí nghiệm bí mật chính giữa cái gì mỹ đốt và à cự long à tam đầu khuyền à cũng đã vung lấy hoan tử tại đầy đất chạy bởi vì ngay tại nửa năm trước thụy điển quốc gia phòng thí nghiệm bị trộm lũ kẻ trộm không có cách nào đem chọn chiếc có tiêu bản mang đi chỉ có thể theo các loại viễn cổ sinh vật tiêu bản bên trên cắt lấy một khối thịt cái này nhưng làm những cái kia các khoa học gia đau lòng muốn chết hận không thể mất thịt không phải chính bọn hắn đấy như vậy mất mặt sự tình thụy điển chính phủ tự nhiên sẽ không nói ra đến nhưng là tại nơi này đỉnh cấp vòng tròn luẩn quẩn chính giữa, thật sự rất khó tàng được bí mật gì huống chi cái kia kẻ trộm còn lấy 20 ức đô la giá cả tại dưới mặt đất thị trường bán ra những này viễn cổ sinh vật thịt thứ này ai muốn à. Thụy Điển trong tay ôm nhiều như vậy tiêu bản, dưới mắt clone nhân bản đều phiền toái không ngừng, có trời mới biết lúc nào mới có thể thành công dựa vào cái kia mấy khối thịt tựu muốn clone nhân bản thành công. Người thật đúng là dùng vi cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đến đó loại trình độ sao. Hiện tại cái gọi là clone, nhân bản đều là sử dụng làm tế bào đến clone, nhân bản, xa xa không có đạt tới khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa, một sợi tóc có thể clone, nhân bản một người tiêu chuẩn. Nhưng là, cái này mấy khối thịt cuối cùng hay vẫn là bán đi đi ra ngoài, tuy nhiên dưới mặt đất thị trường người mua cùng nhà bán hàng đều là giữ bí mật, nhưng là động não ngấm lại, đối với loại vật này có hứng thú, lại chịu ra giá cao, hơn nữa trọng yếu nhất là trong tay có loại này kỹ thuật có thể đem cái này mấy khối thịt thối lấy ra lợi dụng tính ra tính lên cũng cũng chỉ có ăn sạch đảo cái này một nhà rồi chẳng lẽ bọn hắn thật có thể dựa vào cái này mấy khối thịt nát có thể thành công clone nhân bản hay vẫn là nói trần hút tiền nhiều hơn mà bắt đầu tùy tiện bỏ ra bí mật này đại khái là chỉ có ăn sạch trong đảo bộ trọng yếu nhất một nhóm người mới biết được rồi tại ăn sạch đảo quân sự quản lý khu nơi này chính là ăn sạch đảo nghiên cứu khoa học trung tâm bởi vì s công ty sở hữu tất cả nhất cao cấp bậc phòng nghiên cứu đều ở đây ở bên trong ở vào cơ giáp bộ đội 24 tiếng đồng hồ nghiêm mật bảo vệ xuống. Trần Húc cùng quản dịch, Trạm tinh, cao hiểu tiết tam nữ, còn có lý lượng nham tiến sĩ bọn người chính cười tủm tỉm nhìn xem độc lập sinh thái hệ thống chính giữa cái kia mấy cái xem vẫn tương đối đáng yêu tiểu động vật. Cái này độc lập sinh thái hệ thống phi thường đại, diện tích tương đương với hai cái tổ chim sân vận động, mà độ cao tắc thì có tầng 4 lâu cao như vậy. Tại nơi này sinh thái hệ thống chính giữa, có độc lập nhân tạo mặt trời cùng ánh trăng, còn có nước chảy, thực vật, không khí chờ chờ. Chính là một cái nhân tạo tiểu nhân địa cầu. Cái này sinh thái hệ thống chỗ mô phỏng, tự là một vạn ba năm trước đây, khi địa cầu nghinh đón trước đó lần thứ nhất băng hà thời kỳ hình thái. Hơn nữa, trên cơ bản xác định, Lý Bác Sĩ nói, những sinh vật này trên cơ bản đều là bị chết đói đấy. Theo thí nghiệm kết quả đến xem, cự long đích thật là năm đó khủng long hậu duệ mà Mỹ đốt toa cùng tam đầu khuyển, tắc thì đều là một loại biến dị sinh vật cho dù là tại thời kỳ viễn cổ trước văn minh, cũng là thập phần rất thưa thất đấy. Về phần, Lý Bác Sĩ cười chỉ chỉ sinh thái hệ thống chính giữa, cái kia trên đầu có một cái sừng nhỏ, toàn thân tuyết trắng. Đang tại nhà nhã ăn cỏ tiểu bạch đường cái, loại này độc giác thú Anicron thì càng vi tinh mắc, muốn không dứt loại cũng khó khăn à. Chúng hệ tiêu hóa phi thường tranh lệch, chỉ có thể ăn tinh khiết nhất thức ăn gia súc, về sau thiên tai hàng lâm, những này độc giác thú Anicron chỉ có thể sống sống bị chết đói rồi mấy cái nữ hài nhìn xem phía dưới đang tại nhà nhã ăn cỏ, toàn thân tuyết trắng độc giác thú Anicron nhóm, đám bọn họ, trong mắt đều bắn ra thật sâu yêu thích nữ hài tử đối với xinh đẹp tiểu động vật luôn rất có tấm lòng yêu mến. Huống chi cái này hay vẫn là trong truyền thuyết thuần khiết nhất động vật, nghe nói, chỉ có thuần khiết xử nữ mới có thể cùng nó tiến hành trao đổi. Đại khái là đồng thời nghĩ tới truyền thuyết này, quản dịch cùng cao hiểu tiết hung ba ba chừng mắt khoét trần húc liếc, ánh mắt kia hung, lại để cho trần húc nhịn không được tiểu tâm can phù 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 nhảy loạn, nghĩ thầm nguy rồi, buổi tối hôm nay đoán chừng đừng muốn trên giường để đi ngủ. Hắn vội vàng giải thích nói, cái kia, cái này độc giác thú Anicron cũng không có như vậy tinh quý, kỳ thật chúng chỉ số thông minh thật là cao, người xem, tiểu diệp cũng không cùng chúng ở chung rất tốt sao. Cái kia, lão hoàng, đừng nói với ta ngươi không có tiền trảm hậu tấu à. Người chung quanh đều là một hồi cười to, cái kia gọi tiểu diệp nữ hài tử nhịn không được mặt đỏ bừng phun trần hút một ngụm. Cái này tiểu diệp, còn có Hoàng Sông, đều là do năm lý bác sĩ trợ thủ, băng giúp lý bác sĩ thí nghiệm cái kia khoản thông minh dược nhóm đầu tiên thí nghiệm người. Hôm nay bọn hắn đều tại ăn sạch ở trên đảo, VS công ty công tác, hơn nữa hay vẫn là thành viên trung tâm. Cái này tiểu diệp, tự là năm đó bị Jimmy buộc sắc dụ Trần Húc chính là cái kia, tướng mạo mà coi như là không tệ rồi, hôm nay mấy năm qua, càng là chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Tuy nhiên ăn mặc một thân màu trắng áo dài, mang cái kính đen, thế nhưng mà cũng là không tệ mỹ nữ rồi. Cái này chỉ chớp mắt, cũng đã 3 năm rồi. Bị Trần Húc điểm danh Hoàng Sông ngược lại là không có gì không có ý tứ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, như vậy vui đùa cũng không thấy được có cái gì. Hoàng Sông cười phản kích nói, vậy cũng nói không chừng, phải biết rằng những tiểu tử này vừa bị clone, nhân bản, đi ra, mới một chút đại thời điểm tựu là tiểu diệp chiếu cố, nói không chừng đều đem tiểu diệp đem làm mụ mụ nữa nha, ta đoán chừng cái này cùng xử nữ không xử nữ không quan hệ nhiều lắm gặp tiểu tử này như vậy không phối hợp phá, Trần Húc khí hư đạp hắn một cước, quay đầu lại trông thấy quản dịch cùng cao hiểu tiết muốn giết người biểu lộ, vội vàng chắp tay xin tha, cùng lắm thì đám tiếp theo clone, nhân bản, độc giác thú Anicron, vừa ra đời tựu giao cho hai người tới chiếu cố, các người ôm nó ngủ ta đều không ngại. Hai nữ đồng thời cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, chạm tinh ở bên cạnh mỉm cười dùng tay che ở miệng. Về phần Trần Húc cùng quản dịch, Cao hiểu tiết hai vị này thư ký quan hệ trong đó, toàn bộ S công ty đều không có không biết đấy. Bởi vì S công ty cũng không phản đối văn phòng tình cảm lưu luyến, thì ra là cái gọi là office lớp, cho nên trưởng phòng nhóm, đám bọn họ giáo huấn thủ hạ nam đồng sự lúc đều cầm Trần Húc nêu ví dụ tử. Người xem chúng ta Trần Đồng, tuổi còn trẻ như vậy có bản lĩnh, tán gái cũng ngâm phao ngâm hai cái, các người muốn có bản lĩnh cũng đồng thời phao ngâm hai cái tốt rồi. Một bên dịch thủy hàn cùng hắn lão bà, nhìn xem Trần Húc cái này bước bọc ngủ bộ dạng, đều là lắc đầu buồn cười. Dịch Thủy Hàn hôm nay hay vẫn là S công ty CEO, bất quá mấy năm qua. Hắn là càng phát ra trầm ổn rồi, cũng cùng thẳng đến ở sau lưng yên lặng ủng hộ vợ của hắn sinh ra một cái đáng yêu con gái, hôm nay cũng đã một tuổi rưỡi rồi, tên gọi trong suốt. Hôm nay, tiểu oanh ông ánh chính ghé vào cửa sổ thủy tinh lên, chỉ vào phía dưới tiểu độc giác thú Anicron, y y nha nha đang nói gì đó, ý tứ tự là muốn, Dịch Thủy Hàn chiều mến nhìn nữ nhi của mình liếc, cười nói, hy vọng thật sự không muốn cùng xử nữ có quan hệ, nếu không chúng ta đám người kia chính giữa, có thể cùng đáng yêu như thế lũ tiểu gia hỏa chơi, đại khái chỉ có lão sư cùng trong suốt rồi. Tuy nhiên Dịch Thủy Hàn trong nội tâm cũng mơ hồ biết rõ, Trạm Tinh tuyệt đối không phải SMMS, nhưng là đã sự tình đã như vậy công bố rồi, hắn cũng tự theo gọi Trạm Tinh lão sư cũng không có trần húc như vậy không biết lớn nhỏ hay vẫn là trực tiếp hô danh tự. Tiểu sư Huynh chúng ta đi xuống xem một chút a à. đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người tán thành bởi vì phía dưới những này viễn cổ sinh vật kỳ thật đã không phải là nhóm đầu tiên bị clone nhân bản đi ra sinh vật rồi mà là nhóm thứ ba trước hai nhóm clone nhân bản ra kết quả đều bởi vì nhân viên nghiên cứu không có kinh nghiệm mà chết non rồi bởi vì những sinh vật này tại vạn năm trước bị diệt sạch cũng không phải là không có lý do chúng căn bản không thích ứng dưới mắt hoàn cảnh căn cứ nhà khoa học phỏng đoán tại một vạn năm trước trên địa cầu hàm dưỡng lượng hay vẫn là rất cao, tối thiểu so hiện tại cao hơn ra không ít mà càng lâu trước kia, dưỡng khí nồng độ tắc thì rất cao, từ đó làm cho rất nhiều sinh vật, tính cả rất nhiều thực vật cùng côn trùng đều bày biện ra khổng lồ hóa trạng thái. Cho nên dưới mắt dưỡng khí hàm lượng là không rất thích hợp những sinh vật này sinh tồn, tăng thêm mặt khác một ít điều kiện chế ước. Cho nên Trần Húc mới xây xong như vậy một cái mô phỏng sinh thái hệ thống, những sinh vật này cũng chỉ có thể tại loại này sinh thái hệ thống chính giữa mới có thể sống xuống dưới. Cái này sinh thái hệ thống đối với nhân loại là không có vấn đề gì, nhưng là, trên thân người khả năng mang theo bệnh khuẩn đều là những này viễn cổ sinh vật đại địch, cho nên Trần Húc bọn hắn đều thay đổi sạch sẽ phòng hộ phục, đã tiến hành nghiêm khắc trừ độc về sau mới đi vào. Đột nhiên chứng kiến nhiều người như vậy, sinh thái hệ thống chính giữa một ít viễn cổ những động vật như Mỹ đỗ toa, độc giác thú Anicron, chờ chờ đều lộ ra để phòng thần sắc, nhưng là như cái kia mấy cái niên kỷ rất nhỏ, dưới mắt cũng chỉ có trưởng thành tóc vàng khuyển lớn nhỏ cự long lại hay vẫn là thoải mái nhàn nhã ở mép nước chơi đùa, mà cái kia mấy cái thê thích càng nhỏ một chút tam đầu khuyển, lại lè lưỡi chạy tới, đem đầu thân mật ở phụ trách chiếu cố chúng tiểu diệp trên đùi cỏ. Cọ hết cái này đầu lại cọ kế tiếp, mọi người thấy chính là một hồi bạo đổ mồ hôi, nói thực ra, trong lúc này xấu nhất quái sinh vật tựu là Mỹ đỗ toa rồi, những này Mỹ đỗ toa bởi vì có nhất định được tính nguy hiểm, đều bị an trí tại hồ nhân tạo trung tâm một cái ở trên đảo, cùng với khác động vật cách ly ra. Nhưng là, kỳ quái nhất thì ra là cái này tam đầu khuyển. Trong truyền thuyết tam đầu khuyển là trông coi địa ngục môn hộ sứ giả truyền thuyết này ngược lại là có chút đáng tin cậy, bởi vì cầu vốn chính là dùng để canh cổng mà. Chỉ là sự thật chính giữa, loại này tam đầu khuyển tuy nhiên bộ dáng quái dị, nhưng lại cũng không hung ác. Ngược lại cùng bình thường tiểu cầu đồng dạng, rất là thân mật. Quản dịch cùng cao hiểu tiết đều người can đảm sờ lên đầu của nó, nhìn xem thằng này thoải mái vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, điều này nói rõ thiên tính của bọn nó cũng không bài xích tại nhân loại tiếp xúc, cùng nhân loại thân mật tính thậm chí so mèo cao hơn hơn mấy phân. Lý bác sĩ ở một bên giải thích nói, kỳ thật loại này tam đầu khuyển có lẽ không thuộc về động vật hoang dã, mà là trước văn minh người, hoặc là nói là các thần linh sử dụng nhất định được thủ đoạn cải tạo, hoặc là nói là ngẫu nhiên tạp giao ra đây đấy. Ngoại trừ ba cái đầu cùng sau khi thành niên thể tích thiên đại bên ngoài, dưới mắt còn không có phát hiện chúng cùng bình thường khuyển loại vô cùng đại khác biệt. Đương nhiên, lớn nhất khác nhau tự là chúng có ba cái đầu thế nhưng mà tại chúng ta trong khoảng thời gian này thí nghiệm đến xem cái này ba cái đầu kỳ thật cũng không phải thật bất ngờ nó hoặc là nói kỳ thật đây là chúng loại này tam đầu huyền kỳ thật tự là tương đương với một loại trẻ sinh đôi kết hợp nhi trẻ sinh đôi kết hợp nhi mọi người đều biết ha à. tại nhân loại chính giữa cũng là ngẫu nhiên có thể xuất hiện là một loại tiên thiên dị dạng nhi đây đại khái là bởi vì tại tử cung chính giữa bởi vì đặc thù nguyên nhân ví dụ như đột biến gen hoặc là nguyên nhân khác khiến cho hai cái thậm chí càng nhiều nữa hài nhi xài chung một cái thân thể, nhưng là đầu lâu lại phân ra ra, có hai chủng độc lập bất đồng tư duy. Mà chúng ta cũng cũng biết, hiện tại cầu giống rất nhiều, đây là bởi vì cầu thụ tinh hình thức cùng với khác động vật thoáng có chút bất đồng. Chúng cùng loại tạp giao về sau sinh ra đời loại sản phẩm mới, có rất lớn tỷ lệ có thể đem loại này hình thái bảo trì xuống cũng sẽ nhớ tiến DNA ở bên trong, hơn nữa dùng loại này hình thái tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới. Ví dụ như chúng ta biết tóc vàng khuyển, kỳ thật cũng là hai chủng xe bớt, chó vàng lớn tạp giao hỗn trùng. Loại này tam đầu khuyển, đại khái tựu là nào đó tạp giao về sau xuất hiện ba anh nhất thể đặc thù trạng thái, hơn nữa đem loại trạng thái này bảo tồn xuống dưới. Bất quá đến bởi vì tam đầu khuyển số lượng quá ít, càng về sau hoặc là tựu là tuyệt chủng rồi, hoặc là tựu là cùng với khác khuyển loại giao phối về sau, sinh hạ giống không phải ba cái đầu rồi, những này tựu không là chúng ta biết rõ được rồi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển, cũng cũng không có gì đặc thù năng lực, tự là ba cái đầu so sánh dọa người một điểm. Khả năng đến nơi này cái văn minh nguyên thủy giai đoạn, loại này cầu vẫn có một ít, bởi vì bộ dáng đặc biệt, cho nên bị cho rằng là thần thú. Đám nữ hài tử rất hiển nhiên đối với độc giác thú Anicron, càng thêm yêu tha thiết một ít, tùy ý cái này mấy cái tam đầu khuyển ở phía sau hấp tấp đi theo, tiểu diệp hướng về phía xa xa có chút đề phòng độc giác thú Anicron, nhóm, đám bọn họ thổi cái huyết sáo, lập tức, những này độc giác thú Anicron, nhóm, đám bọn họ tiểu vui cười vui vẻ chạy tới, tuy nhiên chúng cũng còn nhỏ, nhưng là một thân màu trắng lông dài vung ra chân chạy, cũng có vài phần thần tuấn. Mấy nữ hài tử con mắt lập tức sáng hơn rồi, chờ mắt nhìn tiểu diệp đối với các nàng làm một cái không nên lộn xộn đích thủ thế, sau đó mình ở chỗ đó cùng cái này vài thất độc giác thú Anicron thân nhiệt. Tiểu Diệp một bên vuốt độc giác thú Anicron Mao, một bên cười nói, những này độc giác thú Anicron, rất thông minh, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, ta cảm thấy được là có thể thuần dưỡng đấy. Bởi vì căn cứ chúng ta khảo thí, chúng chỉ số thông minh đại khái tương đương với 7 tuổi tiểu hài từ đây này. Chỉ là, chúng quá mức mảnh mai, bên ngoài không sạch sẽ không khí hội đã muốn mạng của bọn nó. Đến, trong suốt, tỷ tỷ trước ôm người đến xem. Nói xong xoay người ôm lấy chỉ có một tuổi hơn trong suốt, tiểu nha đầu trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng yêu thích, chậm rãi đã đến gần độc giác thú Anicron, Tiểu Diệp nhìn xem độc giác thú Anicron cũng không có gì mâu thuẫn cảm xúc, tự người can đảm lại để cho trong suốt gần chút nữa hơi có chút. Lần này cơ hồ muốn dán tại tiểu độc giác thú Anicron, trên mặt, chỉ thấy cái kia độc giác thú Anicron quay đầu, nhìn nhìn trong suốt, đột nhiên lẻ lưỡi tại nàng kiều nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn liếm lấy thoáng một phát, thẻ lưỡi ra liếm trong suốt khanh khách cười không ngừng. Tiểu Diệp nhẹ nhàng thở ra, cái này hay vẫn là những này tiểu độc giác thú Anicron, lần thứ nhất cùng mình ngoại trừ người xa lạ liên hệ rồi, nàng đem trong suốt phóng trên mặt đất. Liền gặp được trong suốt ôm độc giác thú Anicron chân, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại nó lông mềm như nhung trên thân thể có qua cọ lại, mà tiểu độc giác thú Anicron khi rảnh rỗi người xoay đầu lại thè lưỡi ra liếm nàng thoáng một phát, lộ ra phi thường hữu hảo. Có lẽ không có vấn đề rồi, những này tiểu độc giác thú Anicron nhóm, đám bọn họ dù sao từ nhỏ không có tao ngộ qua nguy hiểm, hơn nữa mỗi ngày cùng nhân loại tiếp xúc, đối với nhân loại cũng không có gì cảnh giác. N, chạm tinh, người trước đi lên xem một chút. Hoàng sông theo bạn gái trong mắt nhìn ra một vòng vui vẻ, trong nội tâm nhìn không được cũng đang cười tiểu diệp cố ý gọi chạm tinh, mục đích vẫn là vì nho nhỏ trả thù thoáng một phát Trần Húc, bởi vì nhìn xem quản dịch cùng cao hiểu tiết ánh mắt, đều nhanh đem Trần Húc cho sống nuốt. Trạm tinh cực kỳ thông minh, đương nhiên biết rõ tiểu diệp ý tứ, bất quá trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn có loại nói không ra cảm giác, nàng chậm rãi bước đi về hướng một chỉ độc giác thú Anicron, cái kia độc giác thú Anicron, cảm giác có người tới gần, có chút cảnh giác ngẩng đầu, chứng kiến chạm tinh về sau, cảm giác có chút nho nhỏ sợ hãi, tiểu diệp lúc này vội vàng mời đến chạm tinh dừng lại. Cái này chỉ độc giác thú Anicron, là bọn này độc giác thú Anicron, trong lớn nhất một thớt, nó là thuộc về nhóm thứ hai thí nghiệm sản phẩm, tuy nhiên vừa sinh ra thời điểm cũng bởi vì hoàn cảnh không thích ứng được bệnh nặng. Nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là cứu giúp đi qua, cho nên hiện tại nó đã có 6 tháng rồi, đã cùng chạm tinh cao không sai biệt cho lắm, tiểu diệp sợ tiểu gia hỏa này không nghĩ qua là đá chạm tinh một cước, cái kia chính mình lỗi tựu lớn hơn. Chạm tinh nghe lời dừng lại, cái kia độc giác thú Anicron, nhưng có chút sợ hãi nhìn một chút nàng về sau, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước hai bước. Cái này, chạm tinh cũng không biết làm sao bây giờ rồi, đành phải tại đâu đó đứng đấy. Cái kia độc giác thú Anicron, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là chạm tinh trên người nhưng thật giống như có một loại hấp dẫn đồ đạc của nó đồng dạng. Cái này rất giống mới về đến trong nhà con mèo nhỏ, đối với chủ nhân còn chưa quen thuộc, nhưng nhìn lấy chủ nhân bưng một chậu thơm ngào ngạt cá con, rồi lại nhịn không được tới đồng dạng. Tiểu Diệp hưng phấn mà nói, chạm tinh ngươi không phải sợ. Nó rất rõ ràng là ưa thích ngươi, bất quá chưa thấy qua ngươi, cho nên có chút sợ hãi. Ngươi không nên cử động, lại để cho chính nó tới. Chạm tinh cười nhạt một tiếng, xem lên trước mặt tiểu ra hỏa kia từng bước một coi chừng hướng chính mình tới gần rốt cục đi đến bên cạnh mình có chút khe khẽ rũi quay đầu lại tại chạm tinh trên người nghe nghe méo mó đầu giống như cảm giác thoáng một phát sau đó móng trước quỳ xuống giống như hành lễ đồng giảng đầu cũng thấp xuống a wow, truyền thuyết thật sự tiểu diệp kích động kêu to tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian nhớ kỹ tranh thủ thời gian chụp ảnh thu hình lại độc giác thú anicron thật sự như trong truyền thuyết chỗ nói như vậy không cách nào chống cự thuần khiết xử nữ, chạm tinh, nó là tại hướng ngươi hành lễ đâu rồi, hẳn là cho ngươi kỵ đến nó trên lưng. Chạm tinh sướng sờ, vươn tay sờ lên độc giác thú Anicron đầu, gặp nó chẳng những không có bất luận cái gì kháng cự, hay vẫn là vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, nhưng là một mực không có đứng, chạm tinh quay đầu lại nhìn về phía mọi người, trần húc trên mặt là hơi có chút khẩn trương, mà quản dịch cùng cao hiểu tiết thì là trần trụi hâm mộ. Hắn cũng đang lo lắng ta đây này, chạm tinh trong nội tâm ngòn ngọt, ngọt, đi đến độc giác thú Anicron bên người, vừa xải bước tại trên lưng của nó, độc giác thú Anicron phát sách một tiếng vui mừng tiếng si, si, âm thanh, chậm rãi đứng, lưng cóng chạm tinh bắt đầu ở mô phỏng trên đồng cỏ bước nhỏ chạy. Chạm tinh ôm độc giác thú Anicron cổ, cảm giác được nó trên cổ mềm mại bộ lông, trong nội tâm thậm chí có một loại yên ổn cảm giác, mà lúc này độc giác thú Anicron, bộ pháp càng lúc càng nhanh, về sau vậy mà vung khởi hoan chạy. Trần Húc ở một bên xem có chút chờ đợi lo lắng, nhưng là tại độc giác thú Anicron, trên lưng chạm tinh lại cảm giác loại này độc giác thú Anicron, chạy dị thường vững vàng, chính mình vậy mà cảm giác không thấy cái gì sóc này, tại trên lưng ngoắc hướng mọi người ý bảo chính mình không có việc gì. Chạy hai vòng xuống, tại tiểu diệp tiếng huyết sáo ở bên trong, độc giác thú Anicron, lưu luyến ngừng lại, chạm tinh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống đấy, cái kia độc giác thú Anicron, đem lão đại đưa qua đến, rất là thân mật ở trên người nàng cỏ. Trần hút bọn người tranh thủ thời gian nghênh đón, thấy nàng chẳng những không có việc gì, hơn nữa cùng độc giác thú Anicron, như vậy một bộ thân mật bộ dáng, quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều nhanh hâm mộ chết rồi. Cao Hiểu Tiết nhịn không được vươn tay, muốn sờ sờ cái này độc giác thú Anicron đầu, nhưng là, độc giác thú Anicron, nhìn nhìn nàng, vậy mà đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lý đều không có lý nàng, phối hợp cùng chạm tinh thân mật đi. Xấu hổ, sát khí, chân Húc có thể tin tưởng cảm giác được hai đạo giết ánh mắt của người chăm chú vào trên mặt của mình là ai ánh mắt cũng không cần đặc biệt đi nói. Tiếp theo, trong đám người bạo phát một hồi cười to, bởi vì mỗi người cũng biết, Trần Húc buổi tối hôm nay là đừng hy vọng trên giường để đi ngủ. Độc giác thú Anicron loại động vật này, chúng ta bây giờ cũng đã nắm giữ rất nhiều tài liệu. N cùng trong truyền thuyết đồng dạng chính là, chúng đối với thuần khiết xử nữ không có sức chống cự, không đồng dạng như vậy là, cho dù không phải xử nữ cũng không phải nói không thể cùng chúng tiếp cận, nhưng là cần một cái quá trình vài ngày sau tiểu diệp làm đưa tin thời điểm nói đến đây câu nói lúc nhịn không được cổ quái nhìn trần húc liếc lập tức toàn bộ phòng họp vang lên từng đợt áp lực buồn cười âm thanh hiện tại toàn bộ s công ty cao tầng cũng biết trần húc tai nạn xấu hổ nghe nói trần húc mấy ngày nay buổi tối đều là ở tại công nhân trong túc xá vẻ mặt không may dạng ai phu cương không phấn chấn à trần húc buông buông tay muốn cười thì cứ việc cười đi lập tức phòng họp chính giữa bạo phát một hồi cuồng tiếu không ít người xoa bụng gục xuống bàn không có một điểm hình tượng, cười Trần Húc hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Mà ngay cả nghiêm túc như dịch thủy hàn, cũng nhịn không được nữa mỉm cười, bất quá hay vẫn là đứng ra hòa giải nói, tốt rồi tốt rồi. Đều đừng cười rồi, ta cũng rất đáng thương à, con gái bị ưa thích, lão bà không bị ưa thích, lão bà hai ngày này cũng cùng ta sinh hờn dỗi đây này. Những lời này nói chưa dứt lời, một nói mọi người cười lợi hại hơn rồi, mặc kệ là thật là giả, ngược lại là khó được có chê cười dịch thủy hàn thời điểm, cũng không thể buông tha nở nụ cười một hồi lâu, hội nghị lúc này mới tiếp tục tiến hành. Tiểu Diệp tiếp tục giới thiệu nói, căn cứ chúng ta khảo thí, có chút truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Độc giác thú Anicron trong máu đựng một loại hoạt tính thừa số, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, loại này thừa số tác dụng quả thực có thể xưng là đáng sợ. Có mỹ dung, kháng ung thư, bài độc, ức chế tế bào biến chất chờ chờ nhiều loại công năng, cho nên lúc này ta đề nghị thành lập chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra độc giác thú Anicron huyết dịch chính giữa bí mật, cái này loại kiểu mới dược vật đem trở thành nhất bít xeo bảo bối. Phòng họp một hồi bạo động, thế nhưng mà Trần lúc lúc này thời điểm lại lên tiếng nói, không, ta cự tuyệt. S công ty khai phát nghiên cứu có quan hệ cổ văn minh sinh vật hạng mục, giới hạn tại đối với cổ văn minh sinh vật clone, nhân bản cùng phục hồi như cũ lưỡng hạng, thông qua loại thủ đoạn này đến phục hồi như cũ loại này đã tuyệt chủng sinh vật nhưng lại nghiêm cấm đối với những này cổ sinh vật tiến hành bất luận cái gì khoa học phương diện nghiên cứu. Lần này, Phòng họp báo động lợi hại hơn rồi, không ít người nhao nhao tỏ vẻ không đồng ý. Dưới mắt tất cả mọi người trước mặt đều để đó tiểu diệp làm nghiên cứu báo cáo, trong báo cáo minh xác phạch. Nếu như dùng độc giác thú Anicron, huyết dịch phi hàng mẫu đến chế thành dược vật, như vậy loại này dược vật đối với bệnh nặng rủ xuống người chết, còn có người già đều là một đại tin mừng. Nhất là đối với những cái kia quý phụ mọi người mà nói, độc giác thú Anicron, huyết dịch có phi thường cường đại trì hoãn giải yếu tác dụng tin tưởng những này các quý phụ hội nguyện ý tiêu tốn một số lớn giá tiền đến lại để cho chính mình bảo trì tuổi trẻ. Nhưng là Trần Húc lại một câu buông tha cho cái này tương lai lũng đoạn ngành sản xuất, tất cả mọi người muốn biết vì cái gì. Chúng ta đã theo chơi nhiều phương diện xác nhận truyền thuyết tin cậy tính, mà độc giác thú Anicron còn có một loại chuyện nói các ngươi nghe qua sao. Trần Húc không vội không chậm, trong truyền thuyết, bất luận cái gì một gã tần người chết, chỉ cần uống xong độc giác thú Anicron, huyết dịch, là có thể khởi tử hồi sinh đúng không? nhưng là đằng sau đâu này, Trần Húc Thanh sắc biến thành nghiêm khắc, đằng sau nội dung nhưng lại, người này từ nay về sau tựu đã thành bị nguyền rủa sinh vật. Bởi vì độc giác thú Anicron là thuần khiết nhất sinh vật, lợi dụng loại sinh vật này huyết dịch để đạt tới kéo dài tánh mạng của mình mục đích là nhất định phải trả giá thật nhiều đấy. Trần Húc Thanh âm chấn trong văn phòng ông ông tác hưởng, phòng họp S công ty cao tầng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Húc như vậy vô cùng mê tín tại chuyện nói có đúng hay không rất bảo thủ hủ rồi hả các ngươi không tin vậy sao? Xem ra các ngươi chỉ là thấy được trong đó lợi ích, lại căn bản không có nghĩ tới cái này lợi ích đằng sau chính là cái gì. Trần Húc thở dài, nói, S công ty sở dĩ đi đến một bước này, ở trong đó không thể thiếu mọi người cố gắng, nhưng là, các vị hôm nay đang ở địa vị cao, mọi thứ nghĩ cách không thể gần kề cực hạn tại lợi ích hai chữ bên trên. Ta nơi này có một phần tư liệu, mọi người phân đi xuống xem một chút ra, đây là ta cùng chạm tinh lợi dụng mới nhất mô phỏng kỹ thuật đoạt được ra kết quả nhìn thấy mà giật mình à các vị tại mọi người hồ nghi ở bên trong cao hiểu thiết vị này thư ký đem nghiên cứu báo cáo phát buông xuống tất cả mọi người chỉ là nhìn một đoạn về sau liền không nhịn được sắc mặt đại biến phần này báo cáo so về tiểu diệp làm càng thêm tỉ mỉ xác thực quả thực tự là một phần lợi dụng độc giác thú anicron huyết dịch chế thành dược vật về sau toàn diện điều tra hồi quỹ báo cáo mà trong báo cáo nội dung chính như trần hút theo như lời nhìn thấy mà giật mình độc giác thú Anicron, huyết dịch cường đại, xa xa vượt ra khỏi tiểu diệp báo cáo hiệu ứng, cho dù là không thông qua bất luận cái gì ra công trực tiếp dùng ăn, đều có thể lại để cho một cái rủ xuống người chết tỏa sáng sinh cơ, đối với Mỹ dung phương diện càng là có hiệu quả. Nhưng là, tại phục dụng về sau, dù là chỉ phục dụng một chút, tự sẽ khiến người đối với máu tươi sinh ra cường đại dục vọng. Giống như, thuốc phiện đồng dạng, nếu như đã mất đi độc giác thú Anicron, huyết dịch cung ứng, bọn hắn hội điên cuồng tìm kiếm những sinh vật khác huyết dịch để thay thế. Mà trong báo cáo vạch, cùng độc giác thú Anicron, huyết dịch hương vị nhất gần huyết dịch, cũng là duy nhất có thể làm cho những này nghiện mọi người giảm bớt độc nghiện huyết dịch chỉ có linh trường loại. Thì ra là hầu tử, tinh tinh, phí phí còn có. Nhân loại, hơn nữa, đều phải là tuổi nhỏ giống cái. Đổi lại nhân loại, như vậy, chỉ đúng là nhân loại thiếu nữ. Chứng kiến một đoạn này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây là cái gì? hấp huyết quỷ à hơn nữa chỉ hấp tuổi trẻ thiếu nữ huyết thời đại này tinh tinh hầu tử đều không có nhiều như vậy tối đa giống là cái gì là người độc giác thú anicron huyết dịch sẽ để cho ăn người biến thành hấp huyết quỷ ở đây tất cả mọi người nhất là nữ tính sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi trần húc chậm rãi nói ta cùng trám tinh đều rất vững tin phần này phân tích báo cáo tính là chân thật hơn nữa tại trong khoảng thời gian này khảo sát chính giữa chúng ta cũng đã nhận được một ít đến từ chính cổ đại căn cứ chính xác theo. Mọi người thỉnh xem màn hình, tại châu U trong truyền thuyết, có quan hệ hấp huyết quỷ câu chuyện rất nhiều, có người cho rằng đây là bịa đặt, có người cho rằng cái kia kỳ thật chỉ là một ít bệnh trạng, nhưng là vì đi qua khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh kỹ thuật cũng không đủ phát đạt, cho nên nghe nhầm đồn bậy cho rằng cái kia chính là hấp huyết quỷ. Còn có tự là đối với máu tươi cùng tử vong sợ hãi cùng sùng bái, đưa đến loại này truyền thuyết sinh ra đời. Nhưng là tại căn cứ lịch sử ghi lại chính giữa, lại thật sự có giống như hấp huyết quỷ một người như vậy loại. Ví dụ như vị này, Ba Thác ở bên trong bá tước phu nhân. Ba Thác ở bên trong bá tước phu nhân là 17 thế kỷ một gã Hungary quý tộc, nghe nói nàng cùng mình nữ bộc học được một môn tà môn pháp thuật, sau đó tại một đầu sơn mạch lâu đài cổ chính giữa, tàn nhẫn sát hại 300 tên thiếu nữ hút máu tươi của các nàng, thậm chí đem máu tươi tràn đầy bồn tắm lớn tại chính giữa tiến hành tắm rửa, muốn dùng loại phương pháp này đến bảo trì vĩnh cửu tuổi trẻ các vị từ nơi này có phải hay không có thể liên tưởng đến một ít gì đó. Lập tức liền có người đặt câu hỏi, thế nhưng mà 17 thế kỷ lúc có lẽ không có độc giác thú Anicron tồn tại mới được là A. Trần Húc gật đầu nói, độc giác thú Anicron tại thời đại kia hẳn là sớm đã tuyệt chủng rồi, nhưng là, cái này lại cũng không đại biểu không có độc giác thú Anicron, huyết dịch lưu lại, lúc này cao hiểu tiết đem hình ảnh hoán đổi thành một con dao găm lên, cái này thanh dao găm xem phi thường cổ xưa, dao găm mũi kiếm chỗ dỉ dấu vết loang lổ. Trần Lục nói, cái này thanh dao găm, tựu là tương truyền ba thác ở bên trong bá tước phu nhân bảo vật, cái này thanh dao găm chuyển chuyển đến một gã người thu thập trong tay, mà vị này người thu thập bởi vì vi con của mình bị yêu khuyển cắn chúng. Được bệnh chó dại, may mắn mà có cha ta chỗ sinh sản, sản xuất chó dại khắc tinh mới được cứu vớt, vì vậy sẽ đem kiện đồ cổ đưa tặng cho cha ta, sau đó cha ta đối với những vật này không có hứng thú qua tay tự ném cho ta mà có một việc chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò cái kia chính là độc giác thú anicron gen tiêu bản là từ đâu đến hay sao dưới mắt trừ chúng ta ăn sạch đảo không còn có bất kỳ một cái nào quốc gia cùng tổ chức tuyên bố chính mình có được độc giác thú anicron loại này nguyên thủy động vật tiêu bản trên thực tế tại thời kỳ viễn cổ độc giác thú anicron số lượng tự không nhiều lắm hơn nữa cũng không phải sinh hoạt tại bắc u như vậy rét lạnh khu vực cho nên chúng sau khi chết, thi thể trên cơ bản đều hư thối tiến nhập đại địa. Hơn nữa, độc giác thú Anicron, hình thể cùng con ngựa kỳ thật không sai biệt lắm, nếu như chỉ nhìn khung xương hình dạng, tối đa bất đồng gần kề chỉ là chúng trên đầu chính là cái kia một sừng. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số người không biết là, độc giác thú Anicron, giác góc cũng không phải cốt chất, mà là một loại thiên hướng về chất keo đồ vật, cho nên tại độc giác thú Anicron, sau khi chết, sừng của bọn nó cũng sẽ cùng thân thể cùng một chỗ hư thối cho nên hậu nhân cho dù ngẫu nhiên phát hiện chúng hóa đá cũng có thể sẽ cho rằng cái kia chính là một thất bình thường con ngựa hoang mà liên không thể tưởng được độc giác thú anicron phương diện đi. Nguyên lai like là như vậy. Tất cả mọi người bị trần húc treo lên hứng thú. Hoàng sông nhấc tay nói, vậy có phải hay không nói chúng ta chốt clone nhân bản ra độc giác thú anicron cũng không phải như cự long mỹ đố toa như vậy là căn cứ những cái kia nguyên thủy động vật thi thể với tư cách hàng mẫu hay sao? Mà là nói cùng thanh thủy thủ kia có quan hệ đúng vậy trần lúc nói kỳ thật chủ yếu là như vậy tại chúng ta sinh vật phòng thí nghiệm rơi thành về sau ta không sao tự dỗi dãnh được nhất cả trứng cầm một ít loạn thất bát tao đồ vật đi xét nghiệm ta nhớ được xem qua một quyển tiểu thuyết bên trên nói là chúa giê xu thủ hạ thập tam môn đồ trong đó có sáu cái là huyết tộc vì vậy ta tìm rất nhiều đồ cổ cầm lấy đi làm máu tươi xét nghiệm bất quá cuối cùng cái gì đều không có xét nghiệm đi ra là được nhưng là tại một lần vô tình ta lại phát hiện cái thanh này ba thác ở bên trong bá tước phu nhân giao găm lên có một loại huyết dịch DNA hàng mẫu, không giống với chúng ta trong kho tài liệu chỗ ghi lại bất luận một loại nào sinh vật. Về sau chờ chúng ta clone nhân bản phòng thí nghiệm chế tạo ra đến về sau, ta tự xin nhờ lý bác sĩ đem loại này huyết dịch hàng mẫu cầm lấy đi chất lọc đào tạo. Kết quả, tự tạo ra được loại này đã sớm diệt sạch độc giác thú Anicron. Thanh thủy thủ kia bên trên có độc giác thú Anicron huyết. Những cái kia độc giác thú Anicron vẫn còn mô phỏng phòng thí nghiệm vung hoan chạy, như vậy bằng chứng ở chỗ này, còn có cái gì tốt hoài nghi hay sao? Trần Húc cười nói, cái này thanh dao găm lai lịch cũng đã lâu rồi, dùng carbon 14 làm kiểm tra đo lường, phát hiện con dao găm này hẳn là thuộc về trước văn minh đồ cổ rồi, nhưng là không biết vì cái gì cuối cùng hội đã rơi vào ba thác rip người cái này hấp huyết quỷ trong tay. Hơn nữa, chúng ta tại đối với ba thác rip người tiến hành lúc nghiên cứu, đã tìm được một ít đối với vị này hấp huyết quỷ bá tước phu nhân ghi chép những cái kia đại khái là quản gia nhật ký một loại, trong đó có một điểm đưa tới chú ý của chúng ta, cái kia tức là, bá tước phu nhân từ nhỏ đã có rất không đắt tộc đích thói quen. Cái kia chính là đặc biệt ưa thích thẻ lưỡi ra liếm dụng cụ cắt gọt. Mọi người đều biết, Tây Phương không cần chiếc đũa, chủ yếu dùng dao nĩa tới dùng cơm, mà vị này bá tước phu nhân theo lúc nhỏ, tự ưa thích dùng đầu lưỡi đi thẻ lưỡi ra liếm dao ăn hai bên, có quan hệ một đoạn này ghi chép tại cái đó lão quản gia nhật ký chính giữa xuất hiện rất nhiều lần. Càng về sau, vị này bá tước phu nhân còn có thể rất khốc đi thẻ lưỡi ra liếm dao găm hai bên, động tác này đại khái là dùng để hù người dùng đấy. Kết hợp những tài liệu này, chúng ta có lý do suy đoán, vị này bá tước phu nhân cũng thẻ lưỡi ra liếm qua cái thanh này viễn cổ dao găm, mà dao găm lên, tuy nhiên đã trải qua hơi bị dài thời gian, nhưng lại còn lưu lại lấy một tia độc giác thù Anicron, huyết dịch. Mà loại này huyết dịch, Trần Húc nghiêm túc nhìn quét toàn trường, loại này trong máu hàm có kịch độc, thậm chí là gen độc tố. Tất cả mọi người không nói, nếu như Trần Húc nói là thực, gần kề chỉ là một cái lơ đãng mở ám, có thể lại để cho lưu lại ngàn vạn năm huyết dịch tiến vào trong cơ thể, do đó lại để cho một người bình thường trở nên vô cùng khát máu. Như vậy, đem độc giác thú Anicron, huyết dịch làm thành dược vật cấp cho. Cái kia thật là đáng sợ, bất quá may mà chính là, Trần Húc cười nói, độc giác thú Anicron, loại động vật này da lông phi thường dày đặc, đơn giản là sẽ không bị vạch phá chảy máu, nhưng là, vì an toàn để đạt được mục đích, mọi người ngày sau tại tiếp xúc độc giác thú Anicron thời điểm, nhất định phải làm tốt an toàn bảo hộ biện pháp. Tiểu Diệp, người của các ngươi càng là muốn đặc biệt chú ý, một khi phát hiện có độc giác thú Anicron, đổ máu, nhất định phải tốc độ báo cáo. Còn có, tại đối với độc giác thú Anicron, huyết dịch tiến hành lúc nghiên cứu muốn ngàn vạn coi chừng, hoặc là, dứt khoát đình chỉ nghiên cứu A. Về sau loại động vật này, tự với tư cách xem xét tính động vật khiến chúng nó tại cái đó mô phỏng hoàn cảnh chính giữa tự do tự tại sinh tồn tốt rồi. Còn có, một khi các người nhân viên nghiên cứu xuất hiện khát máu khuynh hướng, phải lập tức báo cáo, căn cứ chúng ta bên này kiểm tra đo lường. Độc giác thú Anicron, huyết dịch nếu như tiếp xúc không nhiều lắm, cho dù chúng độc cũng là có phương pháp giải cứu, nhưng là nếu như bỏ mặc loại này khát máu khuynh hướng, lại để cho khát máu người đi tìm thực hắn máu của hắn, như vậy loại này khuynh hướng sẽ càng ngày càng sâu, thẳng đến không thể vãn hồi. Tiểu Diệp có chút ảm đạm gật đầu, Trần Húc nói tiếp, còn có một việc, sở hữu tất cả Mỹ đô toa, phải toàn bộ tiêu hủy. Từ nay về sau, ăn sạch đảo đem cấm hết thảy đối với Mỹ đô toa nghiên cứu. Những lời này so vừa rồi càng rung động, đối với độc giác thú Anicron cũng gần kề chỉ là đình chỉ đối với hắn nghiên cứu, nhưng là còn bảo lưu lại đến với tư cách xem xét tính giống, nhưng là đối với những cái kia Mỹ đô toa, nhưng lại trực tiếp muốn đem vất vả clone nhân bản đi ra loại sinh vật này một lần nữa tuyệt chủng. Chẳng những là sở hữu tất cả cơ thể sống Mỹ đỗ toa toàn bộ tiêu hủy, hơn nửa đem sở hữu tất cả Mỹ Đỗ Toa tiêu bản cùng nhau tiêu hủy. Từ nay về sau ăn sạch đảo đem không được tiến hành Mỹ Đỗ Toa nghiên cứu. Tiểu Diệp, người tới nói một chút ha. Tiểu Diệp gật gật đầu đứng dậy. Nói, thỉnh mọi người đem tài liệu trong tay lật đến đệ 21 trang. Ta đem vì mọi người giảng nói loại này trong truyền thuyết Mỹ Đỗ Toa là một loại đáng sợ cờ nào động vật. Nghe nói dêm, tạp Mai Long Cameron muốn đập Mỹ Đỗ Toa rồi. Ta đề nghị tại hội về sau thỉnh giải trí tổ cùng tập mai long cameron tiên sinh liên hệ thoáng một phát chúng ta nguyện ý vì hắn cung cấp một ít có quan hệ mỹ đỗ toa tư liệu sống lại để cho hắn trở lại như cũng một cái chân thật đem có khả năng phát sinh tai nạn phiến chúng ta trước tiên là nói về nói mỹ đỗ toa sinh sôi nảy nở sinh sôi nảy nở tất cả mọi người bị cái từ này kinh trụ bởi vì dưới mắt ăn sạch đảo sở hữu tất cả mỹ đỗ toa đều là thông qua một khối đến từ chính thụy điển mỹ đỗ toa khối thịt lôn nhân bản đi ra nói cách khác kỳ thật những này Mỹ đỗ toa đều là nhiều bào thai, lớn lên giống như đúc như vậy, loại này Mỹ đỗ toa hoàn toàn là đồng nhất giới tính, sao có thể sinh sôi nảy nở hay sao? Cái này muốn theo Mỹ đỗ toa kết cấu thân thể nói đến, Tiểu Diệp nói, chúng ta đều chứng kiến, Mỹ đỗ toa có được lấy vô số độc xà tổ thành tóc, kỳ thật đây chỉ là mọi người ảo giác. Mỹ đỗ toa cũng chỉ là Mỹ đỗ toa mà thôi, độc xà nhưng lại độc xà. Phía dưới lập tức liền có nhà sinh vật học bừng tỉnh đại ngộ, chúng là sen lẫn quan hệ, đại khái là như vậy tiểu diệp nói thỉnh mọi người mở ra trang kế tiếp xem ảnh chụp kỳ thật đây mới thực sự là mỹ đỗ toa đồng thời trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chụp hình chiếu đó là một loại xà hình sinh vật nhưng là nửa người dưới là xà có thể nửa người trên lại càng là giống người mà trên đầu của nó lại không có những cái kia độc xà mà là có một đạo một đạo đồi núi mỹ đỗ toa tóc là độc xà cái này kỳ thật chỉ là một loại lời đồn quả thật tại thụy điển khai quật mỹ đỗ toa tiêu bản mọi người cũng nhìn thấy nó trên đỉnh đầu xà hóa xương thạch. Nhưng trên thực tế, Mỹ Đỗ Toa là một loại biến dị loài rắn, hơn nữa loại động vật này là loài lưỡng tính đấy. Nói cách khác, chúng kỳ thật cũng không có truyền thống trên ý nghĩa giới tính, điểm này cùng con run có chút tương tự, chúng sinh sôi nảy nở phương thức, phi thường buồn nôn, cùng điện ảnh dị hình có chút tương tự, tự là đem trứng bài phóng đến con mồi trong cơ thể, lại để cho những này trứng bám vào con mồi trong máu thoải mái sinh trưởng. Thẳng đến trứng bị ấp trứng, theo con mồi thân thể chính giữa chui ra. Nói đến đây, tiểu diệp cùng trong phòng mấy cái nữ hài trên mặt đều lộ ra cực độ buồn nôn biểu lộ, mà ngay cả đàn ông trên mặt biểu lộ cũng phi thường lúng túng. Loại này sinh sôi nảy nở thật là đáng sợ. Tiểu diệp dừng một chút, nói, nói cách khác. Trong truyền thuyết Mỹ đỗ toa cũng không phải một đầu, mà là vô số đầu Mỹ đỗ toa tổ hợp. Chúng trên đầu độc xà tóc, tự là chúng hậu đại. Ngoại trừ Trần Húc chờ người biết chuyện bên ngoài, tất cả mọi người bị tin tức này cho sợ ngây người. Ngẫm lại trước khi chứng kiến đáng sợ kia Mỹ Đỗ toa, chúng mới chỉ có 3 tháng đại à, nhiều như vậy tóc. Chúng 3 tháng thời gian là có thể tiến hành sinh sôi nảy nở rồi hả? Mỹ Đỗ toa năng lực sinh sản phi thường nhanh, 2 tháng, chúng là có thể tiến vào sinh lý thành thục kỳ. Nhưng đồng thời hình thể vẫn còn tăng trưởng, nhưng là cái này lúc sau đã có thể tiến hành sinh sôi nảy nở rồi. Sinh sôi nảy nở về sau ấu xà bám vào trên đầu của bọn nó, liền trở thành chúng ta thông thường Mỹ Đỗ toa hình thái mà có quan hệ với Mỹ đỗ toa con mắt sẽ để cho người hóa đá truyền thuyết này rõ ràng cho thấy không chính xác đấy Mỹ đỗ toa con mắt còn không có có như vậy lực lượng cường đại nhưng là chúng lại cùng mặt khác độc xà đồng dạng trong miệng có túi độc bên trong ngầm kịch độc nọc độc hơn nữa đáng sợ hơn chính là loại này hệ thần kinh nọc độc là có thể thông qua huyết dịch lây bệnh đấy loại độc chất này dịch chính giữa đựng phi thường cường đại thần kinh tê liệt độc tố chỉ cần một hào khác độc tố là có thể lại để cho một cái người trưởng thành lập tức tiến vào toàn thân tê liệt trạng thái. Loại độc tố này phi thường kỳ quái, nó cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cho nên vậy đại khái tựu là Mỹ đỗ toa có thể làm cho người hóa đá nguyên nhân A. Căn cứ chúng ta quan chắc, Mỹ đỗ toa tại viễn cổ săn mồi thủ đoạn rất đặc biệt, chúng ngoại trừ tại phi thường cơ khi đói bụng mới có thể tại chỗ đem con mồi cùng hậu đại đồng thời chia ăn mất, nhưng bình thường thời khắc chúng sẽ tiếp tục săn mồi. Chúng hội cắn thương con mồi, lại để cho con mồi tê liệt, lúc này lại không đem con mồi ăn tươi hoặc là mang đi, mà là ở lại nơi đó, dùng để hấp dẫn mặt khác ăn thịt động vật đến đây. Một khi những này ăn thịt động vật ăn hết những này chúng Mỹ đỗ toa độc tố con mồi, như vậy chúng cũng sẽ biết chúng độc ngã xuống đất, trở thành kế tiếp mồi nhử. Cái này thật là đáng sợ, đáng sợ hơn chính là, chúng ta phân tích, tại thời kỳ viễn cổ, khi đó sinh thái hoàn cảnh kỳ thật cũng không thích hợp Mỹ đỗ toa sinh tồn. Tiểu Diệp cười khổ một cái, điểm này rất châm chọc, Mỹ đỗ toa nhóm, Đám bọn họ cần thiết, cũng không phải hàm lượng rất cao dưỡng khí, cũng không phải tinh khiết tự nhiên hoàn cảnh. Chúng ta tiến hành thí nghiệm cho thấy, tại ô nhiễm trong hoàn cảnh, ví dụ như đựng công nghiệp kim loại nặng ô nước, khói xe chính giữa, chúng sinh tồn càng thêm tự tại khoái hoạt, hơn nữa sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh hơn. Đây cũng chính là nói, tại lập tức cái này địa cầu hoàn cảnh chính giữa, mỹ đỗ toa đem như cá gặp nước, hơn nữa chúng thích ứng năng lực mạnh phi thường. Thậm chí có thể tại nước biển chính giữa sinh tồn, nếu như chúng ta phòng thí nghiệm để lộ bất luận cái gì một đầu mỹ đốt toa thậm chí là chúng ấu trứng những này mỹ đốt toa là có thể thông qua dưới mặt đất đường ống chạy đến ở giữa hải dương mà trong hải dương vô số loài cá tự là chúng sinh sôi nảy nở tốt nhất nơi cho chúng nó một năm thời gian những này mỹ đốt toa số lượng là có thể đạt tới đáng sợ một nghìn vạn đầu theo chúng sinh sôi nảy nở càng lúc càng nhanh sớm muộn hội trèo lên lục hải bờ đến lúc đó tự là nhân loại tai nạn rồi tất cả mọi người hít một hơi hơi lạnh khó trách Trần Húc muốn hạ như vậy cực đoan mệnh lệnh. Tại Mỹ đỗ toa loại này không lỗ không tại, hơn nữa phi tốc sinh sôi nảy nở thủ đoạn trước mặt, hoàn toàn chính xác không thể có bất kỳ sơ suất. Cái loại này uy hiếp đem xa xa lớn hơn nghiên cứu loại sinh vật này đoạt được. Đương nhiên cũng có người không tin, nói, nếu như chiếu người nói như vậy, như vậy tại viễn cổ thời đại, Mỹ đỗ toa nên đã sớm cỏ dại lan tràn rồi, vì cái gì bây giờ đối với Mỹ đỗ toa hóa đá chỉ phát hiện cái kia một cái. Tiểu Diệp nói, cái này vấn đề cũng rất có đạo lý, nhưng là căn cứ nghiên cứu của chúng ta cho thấy, quyết định Mỹ đỗ toa tính thành thục nguyên nhân chủ yếu, tại khắp chung quanh độ ấm. Mọi người đều biết loài rắn là động vật máu lạnh, mà Mỹ đỗ toa vốn là cũng tự chỉ tồn tại ở Bắc U rét lạnh giữa núi non, sinh sôi nảy nở tốc độ xa xa không hữu hiện khắp nơi nhà ấm chính giữa nhanh như vậy. Mà đổi thành bên ngoài có lẽ còn có một nguyên nhân chủ yếu tự là, tại thời kỳ viễn cổ, nhất định có Mỹ đỗ toa loại động vật này khắc tinh cái thế giới này là phi thường cân đối, sự cân bằng này tại chúng ta mấy cũng nhịn không được một đầu mồ hôi lạnh, sợ hãi, thán phục tại tạo vật ngạc nhiên. chúng ta phi thường tin tưởng, tại thời kỳ viễn cổ nhất định có khắc chế mỹ đỗ toa loại này đáng sợ động vật tồn tại, nhưng là dưới mắt, loại sinh vật này có lẽ cũng theo thời gian trường hà mà diệt tuyệt. cho nên dưới mắt nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn một mặt diệt sạch mỹ đỗ toa, một mặt đi tìm thời xa xưa mỹ đỗ toa khắc tinh bởi vì vì chúng ta đã thông báo Thụy Điển chính phủ, nói cho bọn hắn biết Mỹ đỗ toa đáng sợ. Nhưng là, rất rõ ràng Thụy Điển chính phủ thái độ rất là lừa gạt. Hơn nữa trừ bọn họ ra bên ngoài, tin tưởng có rất nhiều người có ý chí đều muốn lấy như thế nào thành công clone, nhân bản phục sinh Mỹ đỗ toa loại này viễn cổ sinh vật, đến lúc đó. Chỉ sợ sẽ là một trường hảo kiếp, cho nên dưới mắt chúng ta khảo sát đội đã xa phó Bắc U, đi tìm cổ sinh vật hóa đá, lợi dụng chúng ta thế giới tiên tiến nhất luôn, nhân bản kỹ thuật đem những này cổ sinh vật tiến hành trở lại như cũ, do đó tìm ra Mỹ đỗ toa khắc tinh. Một phương diện khác, chúng ta cũng muốn lợi dụng dưới mắt dư luận áp lực, trợ giúp, bước đầu tiên chính là muốn giúp đỡ tạp Mai Long Cameron, tiên sinh đem cái này bộ điện ảnh đánh ra đến, trở lại như cũ Mỹ đỗ toa khủng bố, do đó vì chúng ta tranh thủ thời gian. Bởi vậy, giải trí bộ nhất định phải nhanh hơn bộ pháp rồi. Nếu như tạp Mai Long Cameron, tiên sinh không đồng ý, như vậy giải trí bộ nhất định phải muốn tại trong thời gian ngắn tìm kiếm một cái khác nổi danh Hollywood đạo diễn với tư cách hợp tác đồng bọn. bất quá ta tin tưởng tạp Mai Long Cameron Tiên Sinh sẽ đồng ý bởi vì dưới mắt giả thuyết ảo cảnh lửa nóng hắn khẳng định hy vọng rất nhanh chế tạo đệ nhất bộ giả thuyết ảo cảnh hệ thống trên sân thượng kinh điển chân thật tai nạn phiến. nhưng là đối với chúng ta tới nói lại không thể đem những vật này coi như tai nạn phiến đến xem bởi vì nó tùy thời có khả năng phát sinh Tiểu Diệp bồi nói chuyện làm cho cả phòng học hào khí trở nên vô cùng trầm trọng lúc này trần húc nói như thế nào cái này bị sợ đã đến hôm nay khai cái này hội lớn nhất mục đích đúng là vì để cho các vị nhận rõ ràng trước mắt tình thế dưới mắt thế giới tuy nhiên một mảnh thái bình nhưng là tùy thời khả năng phát sinh kịch liệt dung chuyển mỹ đỗ toa chỉ có điều trong đó hạng nhất mà thôi ta biết rõ công ty chính giữa rất nhiều người đối với tại chúng ta ăn sạch đảo dưới mắt không có gia nhập vào nghiên cứu cổ văn minh dậy sóng mà cảm giác được có chút bất mãn, cho rằng như vậy có thể sẽ lại để cho chúng ta mất đi siêu nhiên địa vị, tại những phương diện này ở vào rất lại phía sau. Hôm nay ta sẽ đem sự tình làm rõ nói đi, ăn sạch đảo cùng S công ty, ngoại trừ có hạn lợi dụng clone, nhân bản kỹ thuật đến phục hồi như cũng những này viễn cổ sinh vật lưu làm xem xét bên ngoài, đem không tham dự bất luận cái gì đối với cổ văn minh cùng nhân loại tiềm lực khai phát nghiên cứu, lời vừa nói ra lại là một hồi nghị luận nhao nhau trần húc tiếp tục nói ta biết rõ dưới mắt từng cái phòng thí nghiệm đều đang tiến hành phương diện này nghiên cứu nếu như chúng ta không thêm bước nhanh phạt rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn vung tại sau lưng nhưng là ta không ngại bọn hắn yêu nghiên cứu tự lại để cho bọn hắn đi thôi ta chỉ có thể nói cho các vị loại này nghiên cứu cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như các vị không tin có thể nhìn xem độc giác thú anicron cùng mỹ đốt toa còn có lý bác sĩ đã từng làm đề cao nhân loại chỉ số thông minh dược vật cái này một loạt nghiên cứu tuy nhiên đều có thể lấy được phi thường mê người thành quả nhưng đồng thời muốn trả giá cao cũng thì không cách nào thừa nhận đấy ta lúc này ngất lời lúc này đây nghiên cứu trong tương lai trong vài năm nhất định sẽ lục tục xuất hiện các loại mê người thành quả hấp dẫn càng nhiều nữa người tiến về trước cái này lĩnh vực nhưng là tiếp qua vài năm những này thành quả sau lưng tác dụng phụ sẽ nhao nhao xuất hiện đến lúc đó hối hận chi không kịp các vị nếu như các người không tin, vậy thì chờ đợi a. À? Đương nhiên, tại chờ đợi đồng thời, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Từ giờ trở đi, ăn sạch đảo hàng năm quân phí lại gia tăng 100 triệu đô la. Hướng Trung ương xin khuyết trương đại thông ăn đảo đóng quân, thỉnh cầu ưu tiên tuyên chuyển cả nước tinh nhuệ nhất quân nhân, nửa năm sau, ta cần muốn nhìn thấy cơ giáp chiến đội nhân số đề cao đến 5 vạn người, mặt khác binh chủng một mực trang bị bên trên tiên tiến nhất vũ khí. Mặt khác từng cái kiếm tiền ngành, hy vọng các vị cố gắng thật nhiều, các người hiện tại làm hết thảy, cũng không phải là vì chúng ta ăn sạch đảo cùng ép công ty, mà là vì cả nhân loại. Lịch sử hội ghi khắc các người đấy, có người đưa ra nghi vấn, nhưng là, nếu như lần nữa tăng cường quân bị, hội sẽ không khiến cho quốc gia phương Tây bắn ngược. Trần Húc Giảo hoạt cật cười, phong tỏa sở hữu tất cả có quan hệ độc giác thú Anicron, huyết dịch nghiên cứu báo cáo, hơn nữa đối ngoại tuyên bố, ăn sạch đảo đã thành công clone, nhân bản, ra trong truyền thuyết thuần khiết nhất sinh vật độc giác thú Anicron, hoan nghênh mọi người đi thăm tạo thế đã đủ rồi về sau, dùng quốc gia danh nghĩa, cho nước Mỹ đưa tặng mấy cái độc giác thú Anicron. Những lời này lại để cho đoàn người đều sửng sốt, Trần Húc làm như vậy là có ý gì? Hắn không sợ nước ngoài thế lực đạt được độc giác thú Anicron, về sau đối với hắn tiến hành nghiên cứu sao? Chiếu ta nói đi làm là được rồi, ta đây là vì một cái bằng hữu cũ à? Audio điện tử võ tấn bền An sạch đảo thành công clone nhân bản ra trong truyền thuyết thuần khiết nhất độc giác thú Anicron tin tức rất nhanh truyền khắp thế giới. Tại nơi này truyền thông vô cùng phát đạt thời đại, mà An sạch đảo một mực do đảm nhiệm lấy tin tức chế tạo cơ nhân vật, cho nên bọn hắn có cái gì gió thổi cỏ lay đều rất nhanh leo lên truyền thông đầu để huống chi là độc giác thú Anicron loại này oanh động tin tức. Trong lúc nhất thời dân chúng tiếng vọng mãnh liệt, có nghi vấn không hề tín, có vội vã muốn mắt thấy mới là thật đấy. Tại mấy nhà nổi danh thế giới truyền thông trước tiên đã tiến hành phỏng vấn về sau, độc giác thú Anicron, đáng yêu yêu nhã tạo hình, xuất hiện ở tất cả tạp chí lớn lên, đồng thời, ăn sạch đảo cởi mở mô phỏng phòng thí nghiệm, cho phép du khách đến đây từng đánh giá độc giác thú Anicron, phong thái hơn nữa, chỉ cần tiêu tốn 10 vạn đô la, là có thể tại nhân viên công tác cùng đi hạ cùng độc giác thú Anicron tiến hành thân mật tiếp xúc hơn nữa chụp ảnh chung. Điều kiện tiên quyết là, chỉ hạn thuần khiết xử nữ. Tin tức này thả ra về sau, dân chúng càng thêm hưng phấn, nhìn xem S công ty báo cáo, còn có mấy gia cấp thế giới truyền thông liên hợp tiến hành thí nghiệm những này truyền thông tuyển 100 danh nữ tự nguyện người, trong đó có sử nữ có thiếu phụ. Hơn nữa có ác thú vị gia hỏa, còn chuyên môn an bài mấy cái làm màng trinh chữa trị giải phẫu mỹ nữ đi vào, còn có vài tên nữ tử vận động viên bởi vì có chút vận động viên từ nhỏ tiến hành cường độ cao huấn luyện, nói không chừng sẽ ở trong lúc vô ý đem màng trinh xé rách, biến thành ngụy sử nữ các phóng viên loại này ác thú vị là muốn chứng minh là đúng thoáng một phát độc giác thú Anicron phán định phương thức có phải hay không cùng nhân loại đồng dạng chỉ nhìn tầng kia màng. Mà lại để cho mọi người hưng phấn chính là, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, độc giác thú Anicron đối với tuần khiết sử nữ cảm thấy hứng thú, cho dù là cái kia mấy vị chưa từng có qua nam nhân, nhưng là vì vận động mà làm cho màng trinh xé rách nữ vận động viên nhóm, đám bọn họ, đối với những cái kia làm giải phẫu, hoặc là dứt khoát là đã kết hôn phụ nữ, đều chẳng thèm ngó tới. Lần này, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào, mọi người đối với thần kỳ độc giác thú Anicron, loại này thần kỳ công năng phi thường cảm thấy hứng thú, đón lấy chợt nghe nói có vài tên đến từ các quốc gia các phương tử mang theo chính mình chuẩn vương phi đi tìm độc giác thú Anicron tiến hành kiểm tra đo lường. Kết quả, thật đúng là có giả mạo, bị độc giác thú Anicron rất không khách khí phun ra vẻ mặt nước miếng, kết quả cuối cùng, tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Trên Internet đùa giỡn xưng những này độc giác thú Anicron là giả sử nữ khắc tinh, nếu như không phải kiểm tra phí tổn quá mức đắt đỏ, đoán chừng rất nhiều có sử nữ tình kết nam nhân đều hội mang theo sắp sửa kết hôn thê tử đi làm kiểm tra đo lường, đến lúc đó cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu bi kịch. Bất quá, đối với cái này loại thuần khiết động vật, mọi người cách nhìn tự nhiên sẽ không giống đối với Mỹ đỗ toa cái loại này đáng ghê tởm sinh vật đồng dạng, trải qua trên mạng bỏ phiếu, vượt qua 95% người cho rằng ăn sạch đảo nên lợi dụng chính mình kỹ thuật phục sinh những cái kia đã tuyệt chủng, nhưng là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật. Mà đón lấy, ăn sạch đảo mượn mời nước Mỹ Tổng thống phỏng vấn cơ hội, đưa tặng cho áo tiểu hắc đồng học lưỡng thất độc giác thú Anicron, dùng đại biểu trong Mỹ nhân dân tình hữu nghị lâu dài. Loại hình thức này đưa tặng tại trước kia có rất hơn tiền lệ, ví dụ như rất nhiều quốc gia đều đem chính mình chỉ mỗi hắn có động vật đưa tặng đến quốc gia khác, với tư cách hòa bình biểu tượng. Ví dụ như Trung Quốc gấu trúc, hôm nay ngay tại rất nhiều quốc gia trong vườn thú ở lại đó, trải qua nhàm chán du học sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, các quốc gia đều hướng ăn sạch đảo cùng chính phủ Trung Quốc phát ra mời, hy vọng có thể lấy được tặng một đôi độc giác thú anicron, bất quá lại bị ăn sạch đảo từ chối nhã nhận rồi. Từ chối nhã nhận lý do là bởi vì độc giác thú anicron rất là chiều chuộng, đối với hiện tại hoàn cảnh cũng không thích ứng, cho nên không thể như bình thường động vật đồng dạng nhốt tại trong vườn thú mà vừa vặn ăn sạch đảo đang tại tại nước Mỹ chính thức tiến hành một cái hợp tác, tự là kiến tạo loại này mô phỏng sinh thái hệ thống. Hôm nay công trình đã tiến vào khâu cuối cùng, cho nên mới có thể đem độc giác thú Anicron tiến đưa tới đó đi dưỡng. Về phần hắn quốc gia của hắn, muốn đạt được độc giác thú Anicron cũng nhất định phải trước thành lập như vậy mô phỏng sinh thái hệ thống. Một tuần lễ về sau, một đôi tên là bảo bảo bối bối độc giác thú Anicron leo lên chuyên cơ, phiêu dương qua biển đi tới nước Mỹ. Tại Hoàn Mỹ đã tiến hành giao tiếp nghi thức về sau, nước Mỹ chính thức xin miễn ăn sạch đảo cơ giáp vệ đội bảo hộ, tự hành đem cái này hai cái độc giác thú Anicron đưa đến Washington quốc gia công viên mới xây thành mô phỏng sinh thái hệ thống chính giữa. Thế nhưng mà, ai cũng thật không ngờ chính là, ở này chi hộ vệ đội ly khai sân bay không lâu sau, đột nhiên bị một đám nhân vật thần bí tập kích. Song phương đã xảy ra ngắn ngủi giao hỏa về sau, cái này chi đáng thương quân Mỹ hộ vệ đội lại bị đối phương nhẹ nhõm toàn bộ diệt. Cái này chi không rõ lai lịch kẻ tập kích nhóm, đám bọn họ giết sạch rồi hết thảy mọi người, hơn nữa phá hủy sở hữu tất cả thu hình lại hệ thống, sau đó tự thần bí như vậy mang theo hai cái độc giác thú Anicron biến mất. Toàn bộ quá trình rằng có không đến 5 phút đồng hồ. Mà diệt sạch quân Mỹ hộ vệ đội thời gian, tắc thì chỉ có một phút đồng hồ không đến. Những ngày đáng thương nước Mỹ đại binh nhóm, đám bọn họ vậy mà đều không có thời gian phát ra cảnh báo. Thẳng đến tại quốc gia công viên chờ đợi người cảm giác không đúng, Dẫn người dọc theo lộ tuyến một đường tìm kiếm lúc, mới tìm được đống bừa bộn chiến trường, mà lúc này đây, kẻ tập kích cùng độc giác thú Anicron đã toàn bộ không thấy rồi. Nước Mỹ truyền thông rất là tức giận, Washington Post xưng chuyện này vì nước Mỹ thành lập đất nước đến nay sỉ nhục lớn nhất cái thứ nhất đạt được đưa tặng độc giác thú Anicron, quốc gia, vậy mà ra chuyện như vậy, chẳng những độc giác thú Anicron bị người đoạt đi, liền hung thủ là như thế nào hành hung cũng không biết. Thậm chí liền khi nào hành hung cũng không biết. Nổi tiếng báo biển bộ đội bị diệt sạch không nói, liền tín hiệu cầu cứu đều không có phóng suất, nước Mỹ ở trong không gian rắt hơn 200 quả vệ tinh vậy mà cũng không có cái gì kiểm tra đo lường đến. Hơn nữa, càng làm cho nhân khí phẫn chính là những này không biết trời cao đất rộng nước Mỹ đại binh nhóm, đám bọn họ, trước đó vậy mà cự tuyệt ăn sạch đảo cơ giáp hộ vệ đội bảo hộ độc giác thú Anicron đến quốc gia công viên thỉnh cầu mà chỉ là ở phi trường liền trực tiếp đã tiến hành giao tiếp. Cái này ngược lại tốt, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang nhìn nước Mỹ chê cười. Hiện tại nước Mỹ chính phủ tâm tình, thật sự chỉ có thể dùng không nói gì ngậm bồ hòn mà im để hình dung. Căn cứ về sau thăm dò dấu vết, lầu năm góc xác định, đối phương tuyệt đối không phải hiện tại đang tại ngao kêu gào nói đối với chuyện này phụ trách mấy cái khủng bố tổ chức bọn hắn không có bổn sự kia. Đối phương nhất định là một cái rất cường đại tồn tại. Bọn hắn đầu tiên xâm lấn quân đội mạng lưới, đem cái này chi báo biển hộ vệ đội sở hữu tất cả tín hiệu cách ly, hơn nữa sử dụng một loại đặc thù đích thủ đoạn, lại để cho vệ tinh giám sát một mực ở vào một loại hư giả hình ảnh chính giữa sau đó trong thời gian ngắn tiêu diệt sở hữu tất cả hộ vệ thành viên, mà hiện trường vậy mà không có bất kỳ địch quân đạn dược lưu lại sở hữu tất cả binh sĩ đều là đã chết tại các loại kỳ quái miệng vết thương. Nhưng là tuyệt đối không có đạn dược, bọn này đến cùng là người nào? Phóng nhãn thế giới, đại khái chỉ có ăn sạch đảo mới có thể làm được điểm này, mà có thể cùng ăn sạch đảo so sánh với đấy, nước Mỹ chính phủ lập tức hạ lệnh đình chỉ điều tra, đối ngoại mặt cũng gần kề chỉ là làm làm bộ dáng kêu gào. Bọn hắn đã nghĩ tới, có thể có thực lực này, ngoại trừ ăn sạch đảo bên ngoài chỉ có lưỡng cái thế lực. Hai cái đã biến mất hồi lâu thế lực, năm đó quân lâm toàn bộ nước Mỹ ích tổ chức, cùng âm thầm khống chế được châu U chính trị mạch máu Taro. Mà ở nước Mỹ bản thổ lên, có cái này lực lượng, chỉ có một. Không hề nghi ngờ, ích tổ chức, tuy nhiên ích tổ chức đã biến mất mấy năm, mà cái này mấy năm tầm đó, nước mỹ quân sự khoa học kỹ thuật cũng tiến nhập một cái xấu hổ dừng lại trạng thái, nếu không cũng sẽ không biết bị ăn sạch đảo áp thảm như vậy, mà hôm nay đủ loại dấu hiệu cho thấy ích tổ chức lại trở lại rồi. Vừa nghĩ tới trước khi ích tổ chức khống chế được hội nghị lúc đủ loại bá đạo hành vi, lầu năm góc ở đâu còn dám tiếp tục xuống điều tra. Trên thực tế bọn hắn đoán không lầm, lần này động thủ, tựu là ích tổ chức, mà ở ăn sạch đảo nhất hạng thượng đảng phòng học chính giữa, trần lúc bọn người đang xem lấy lúc ấy chiến đấu thu hình lại thật đáng sợ một đám chiến sĩ, thật đáng sợ chiến đấu tràng cảnh. Đúng vậy, chuyện này kỳ thật vẫn luôn là tại Trần Húc kế hoạch chính giữa. Phóng nhãn thiên hạ, không có sao Trần Húc hiểu rõ hơn ích tổ chức rồi. Từ khi không 08 đầu năm Nam Cát đánh một trận xong, ích tổ chức mai danh ẩn tích, từ nay về sau 3 năm, quả nhiên là như nhân gian bốc hơi đồng dạng, chẳng những buông tha cho bên ngoài sở hữu tất cả nghiên cứu khoa học cơ cấu còn có hội nghị quyền chủ đạo, thậm chí liền Rockefeller cầm đầu nước Mỹ tứ đại gia tộc cũng không biết bọn hắn đi nơi nào trước kia ích tổ chức vẫn luôn là dựa vào tứ đại gia tộc này tài chính rót vào mới có thể phát triển lớn mạnh, hiện tại bọn hắn vậy mà chủ động chặt đứt phần này mạch máu kinh tế. Mang theo sở hữu tất cả thành viên trung tâm biến mất vô tung. Ba năm qua, thế giới các nơi đều lúc có máy móc cải tạo người tin tức, nhưng lại chưa từng có bất luận cái gì có quan hệ ích tổ chức tin tức. Nói thực ra, Trần Húc cũng phi thường bội phục, bọn hắn thật sự rất có thể bảo trì bình thản rồi. Nhưng là, hiểu rõ nhất bọn hắn hay vẫn là Trần Húc, bởi vì chắc hẳn ích tổ chức hiện tại đi con đường tựu là năm đó Trần Húc hay vẫn là một thái điều lúc vô tình ý lấy ra lừa dối ích tổ chức tạo thần kế hoạch, ích tổ chức thiên hướng về gen cải tạo nghiên cứu chắc hẳn hiện tại đã lấy được tương đương thành quả, nhưng là khả năng còn không có có thành thục, cho nên bọn hắn tựu đang tiếp tục ẩn núp lấy loại này người nằm vùng đáng sợ nhất tục ngữ nói cho cắn người thường không sủa dưới mắt không biết ích tổ chức trốn ở địa phương nào cái này vĩnh viễn là Trần Húc trong lòng đích một cây gai. Lần này clone nhân bản ra độc giác thú Anicron lại làm cho Trần Húc linh cơ khẽ động, nghĩ ra một cái dẫn xả xuất động phương pháp tốt. Độc giác thú Anicron trong máu đựng một loại gen virus, tin tức này Trần Húc đã thông qua dưới mặt đất cách tản đi ra ngoài, đối với ích tổ chức loại này chuyên môn làm tại gen nghiên cứu tổ chức mà nói, tự nhiên gen virus hấp dẫn là bọn hắn không cách nào chống cự đấy. Mà độc giác thú Anicron tại ăn An sạch ở trên đảo lúc, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ai cũng biết, dưới mắt ăn sạch ở trên đảo lực lượng quân sự, tùy tiện diệt một cái tiểu quốc cùng diệt lấy chơi tựa như. Mà cơ hội duy nhất, tự là lần này ăn sạch đảo hào phóng đem hai cái độc giác thú Anicron đưa đến nước Mỹ. Mà nước Mỹ là bọn hắn quê quán à, cho nên Trần Húc có 80% nắm chắc có thể kết luận, ít tổ chức nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, như hắn sở liệu, chấm, ăn sạch đảo cái kia khỏa đến từ tương lai gián điệp vệ tinh. Thời khắc đang ngó chừng Quân Mỹ hộ vệ đội, mà X tổ chức tạm thời che đậy hệ thống tuy nhiên có thể giấu giếm qua quân Mỹ vệ tinh, nhưng lại không thể gạt được ăn sạch đảo cái này khỏa vệ tinh, cho nên giao chiến quá trình đều bị vệ tinh rõ ràng vỗ xuống. Giao chiến video, quả nhiên là lại để cho người rung động, nhưng là Trần Húc nhưng trong lòng sinh ra nồng đậm bi ai. Các người cuối cùng hay vẫn là đi tới một bước này à? X trong video nhìn thấy gì? Những cái kia phục kích chiến sĩ, từng cái đều có được vô cùng mau lẹ tốc độ tự chứng kiến bóng người lóe lên, tự di động đã đến một gã quân Mỹ sau lưng, thò tay một chảo, một chi tay dĩ nhiên cũng làm xuyên thấu tên kia nước Mỹ binh sĩ trái tim. Nhưng là bộ dáng của bọn hắn, có người trên người có khác hẳn với thường nhân nồng đậm bộ lông, giống như mặc một bộ lông nhung áo khoác ngoài, mà đầu của hắn. Cái kia dĩ nhiên là một cái đầu sói, một gã chiến sĩ, quay mắt về phía quân Mỹ xạ kích, vậy mà không tránh không né. Những mầm mống kia đạn đánh vào trên người của hắn đều bị bắn ra, cơ thể của hắn cường độ, rất xa vượt qua trên thế giới bất kỳ một cái nào khỏe đẹp cân đối quán quân. Quả thực giống như là Fantastic Four chính giữa chính là cái kia nham thạch người. Dù có mấy cái giống người, nhưng là bọn hắn tại hành động trước khi đều đối với cơ thể của mình đâm một châm không biết là cái gì dược tề, sau đó lập tức bắn ra ra ảo ảnh tốc độ cùng lực lượng. Đối với nhân loại cải tạo, ích làm không thể so với Taro máy móc cải tạo người phải kém à. Ở trong đó, cũng có Trần hút Công Lao, nếu như không là năm đó hắn vì tự bảo vệ mình đem thế kỷ đại âm mưu bảy kế khởi nguyên cho x tổ chức chỉ sợ hiện tại còn sẽ không như vậy thế nhưng mà đây cũng là thiên ý trong lịch sử x tổ chức hoàn toàn chính xác tự là thế kỷ đại âm mưu bảy kế người đề xuất mà trần húc tại đã nhận được tương lai máy tính về sau tại lần thứ nhất cùng x giao phong thời điểm vậy mà trong lúc vô tình chọn chúng tự là thế kỷ đại âm mưu bảy kế tư liệu vậy đại khái tự là vận mệnh cũng là thiên đạo quy tắc không cách nào cải biến những này người sói cơ bắp người còn có nếu không đoạn tiêm vào dược vật siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn hay là thật chính người sao? còn có taro những cái kia đem người thể cải tạo thành máy móc bọn quái vật, bọn hắn cũng hay vẫn là người sao? mấy ngàn năm truyền thừa luân lý đạo đức cũng không phải một loại cổ hủ cổ xưa quan điểm, mà là cái này mấy ngàn năm nay vô số tiên hiền nhóm đám bọn họ xem đã quen thế sự về sau được ra kinh nghiệm giáo huấn, ích taro các người thật sự làm sai nữa à? mà sứ mạng của ta tự là triệt để uốn nắn các ngươi phạm phải sai. Phá rồi lại lập, máu của các ngươi, đem thành vì nhân loại một bên thăm dò một bên phát triển trên đường, một cái đỏ tươi đèn chỉ thị, nếu như nhân loại không có phạm phải những này sai lầm, như vậy bọn hắn vĩnh viễn không biết hối cải, vĩnh viễn không cách nào đi sửa lại sai lầm. Đáng tiếc, các ngươi vốn mục đích là vì nghịch thiên, nhưng lại vì truy cầu lực lượng, đi đến trình độ này. Được rồi, nhiều lời vô ích, cái kia hai cái độc giác thú Anicron, tự xem như đưa cho các người lễ vật A. Bằng hữu cũ, không, theo 08 đầu năm trận kia làm phản về sau, chúng ta cũng đã là triệt để địch nhân rồi. Trần hút thở dài, độc giác thú Anicron, huyết dịch chính giữa ẩn chứa cự đại năng lượng hòa hảo chỗ, loại này hấp dẫn không phải ít tổ chức loại này nóng lòng truy cầu lực lượng lũ tiểu tử có thể chống cự đấy. Tại phục dụng độc giác thú Anicron, máu tươi về sau, hoặc là phục dụng độc giác thú Anicron, máu tươi chế phẩm về sau, bọn hắn mới hội phát hiện mình sinh ra khát máu tính. Nhưng là, đồng dạng, bọn hắn cũng đã nhận được nhất định được lực lượng. Chính mình chiêu quân cờ, tự là tương đương đem ích tổ chức đưa vào tuyệt lộ. Dù là clone nhân bản kỹ thuật tái cao minh, độc giác thú Anicron, huyết dịch cũng là tuyệt đối không đủ bọn hắn dùng. Cái loại này khát máu cảm giác sẽ để cho bọn hắn điên cuồng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ theo che giấu trong ổ đi ra. Sau đó, chính mình là có thể tìm được những cái thứ này. Tiêu diệt hết, ích, taro giải thoát mất các ngươi, thay đổi thế kỷ đại âm mưu, bày kế về sau, ta cũng có thể chính thức giải thoát rồi. Có lẽ, rất nhanh, rất nhanh, chúng ta cuối cùng một trận chiến, mà bắt đầu rồi. Chấm, thời gian vội vàng mà qua, chỉ chấp mắt tựu đã đến năm 2012. Quá khứ đích một năm thời gian, nếu như nói cái gì ngành sản xuất nổi tiếng nhất, như vậy ngoại trừ như mặt trời ban trưa giả thuyết ảo cảnh hệ thống là phải được tuyển bên ngoài, mặt khác hai cái ngành sản xuất, một cái tự là điện ảnh nghiệp, một cái thì là dược phẩm ngành sản xuất. Nói, điện ảnh ngành sản xuất hàng năm đều rất hồng, nhưng là năm trước bởi vì giả thuyết ảo cảnh hệ thống đẩy ra, có thể làm cho khán giả trong nhà là có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được mảng lớn trong gần như tại đang ở hiện trường hiệu quả như vậy, chẳng khác nào là điện ảnh nghiệp hạng nhất cải cách. Truyền thống dạp chiếu phim vừa mới bắt đầu náo nhiệt vài năm, tự lại lâm vào bình thản, đáng thương nhất chính là vừa có khởi sắc 3D đặc hiệu điện ảnh, còn chưa bắt đầu phát triển, đã bị càng thêm chân thật giả thuyết ảo cảnh hệ thống chặt đứt cổ. Nhưng là, tại tất cả đại dạp chiếu phim vẻ mặt khổ tương nhìn xem thảm đạm phòng bán vé lúc, điện ảnh thương nhưng đều là nguyên một đám vui cười lật trời bởi vì giả thuyết ảo cảnh dưới mắt là không tồn tại sách lậu. Khán giả muốn xem phim nhất định phải muốn bỏ tiền tuy nhiên những này phòng bán vé chính giữa muốn phân cho S công ty một bộ phận, nhưng là số lượng cùng trước kia bọn hắn phân cho các nơi điện ảnh thương tỷ lệ đồng dạng, đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có tổn thất, lại bởi vì sách lậu giảm bớt mà sâu sắc buôn bán lời một số đương nhiên trong đó vui cười nhất hoan hay vẫn là s công ty chính mình bọn hắn thật sự là nếm đến lũng đoạn ngon ngọt từng cái điện ảnh thương muốn vào chú hệ thống mô phỏng nhất định phải muốn tiền trả tương đương kỹ thuật phí tổn s công ty đặc hiệu tiểu tổ đã lần nữa khuyết trương chiêu mà trên vé xem phim bọn hắn cũng có trích phần trăm hơn nữa ngoại nhân cũng không biết là S trong công ty bộ kỹ thuật tại hệ thống mô phỏng hạ chế tác đặc hiệu chỗ tốn hao thành phẩm kỳ thật rất nhỏ, ví dụ như năm 2011 toàn cầu hot nhất mảng lớn Avatar Game. Tạp Mai Long Cameron thuận theo dân ý, tại S công ty toàn bộ chi trợ hạ tự mình thao đao đặc hiệu mảng lớn Mỹ đốt toa, đối ngoại tuyên bố dự toán cao tới 600 triệu đô la, so năm trước Avatar cao hơn, nhưng trên thực tế gần kề chỉ tốn 100 triệu đô la suốt đầu, mặt khác 500 triệu, hắc hắc, đã tại ép công ty vô cùng tinh vi rửa tiền quá trình chính giữa ẩn nấp chảy vào ăn sạch đảo quân phí chính giữa. Mà Mỹ đỗ tòa phòng bán vé càng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chế kỷ lục đột phá 30 ức đô la. Điện ảnh ngành sản xuất quả nhiên là món lợi cách xù hà. Toàn bộ ép công ty cao tầng miệng đều vui cười lệch ra. Kỳ thật Mỹ đỗ tòa sáng tạo như vậy kỷ lục phòng bán vé hoàn toàn là nằm trong dữ liệu đầu tiên. Mỹ đỗ toa sự kiện tại tiêu bản vừa đi ra lúc tụ đã khiến cho toàn bộ thế giới sóng to gió lớn, mà chỉ là một cái bịa đặt có quan hệ Mỹ đố toa điện ảnh lời đồn, sẽ đem bộ điện ảnh cùng dêm. Tạp Mai Long Cameron, một lần hành động đổ lên thế giới tuyến ngoài cùng. Tiếp theo, thủ bộ giả thuyết ảo cảnh hệ thống ở dưới đặc hiệu mảng lớn, tăng thêm trước khi ép công ty điên cuồng tuyên truyền, hơn nữa cái này bộ điện ảnh bản thân chờ mong tính, còn có hay không sách lậu tác phẩm uy hiếp, Mỹ đố toa dơ lên cao đứng đầu bảng thật sự là hợp tình lý. Cái này bộ điện ảnh dù là tại tìm cách thời điểm, Nước Mỹ mấy chỗ phong hiểm đầu tư cơ cấu liền làm đánh giá, cả bộ phim nhựa khả năng thâm hụt tiền xác suất thấp hơn 1%. Cái kia 1% khả năng chỉ chính là đột nhiên toàn cầu thị trường chứng khoán sụp đổ bàn, hoặc là 2012 tận thế thực đến chờ chờ. Lần nữa, so về Avatar loại này hoàn toàn do tạp Mai Long Cameron bịa đặt điện ảnh, Mỹ đốt toa hoàn toàn là từ sự thật chính giữa lấy tài liệu có thể yêu chính là Thụy Điển tại toàn dân dưới áp lực đến bây giờ đều không có có thể thành công clone, nhân bản, ra Mỹ đốt toa không nói trước kỹ thuật phương diện tranh lệch, nhưng là thế giới rất nhiều nổi tiếng nhà sinh vật học nhóm, đám bọn họ tại dư luận dưới áp lực công khai cho thấy cự tuyệt tham dự clone, nhân bản, Mỹ đốt toa thí nghiệm, cũng đã lại để cho Thụy Điển bên kia sứt đầu mẻ chán rồi. Mà S công ty lại không giống với, người ta là duy nhất thành công clone, nhân bản, ra Mỹ đốt toa cơ cấu, hơn nữa biết rõ Mỹ đốt toa hết thảy sinh hoạt tập tính khả năng tạo thành uy hiếp chờ các loại, hơn nữa hay vẫn là công khai tuyên bố đem Mỹ đố toa tiêu hủy, hơn nữa hô hào toàn bộ thế giới nghiên cứu khoa học cơ cấu buông tha cho clone, nhân bản Mỹ đố toa cơ cấu, người ta trong tay nắm giữ Mỹ đố toa tư liệu có thể nói là bò cạp đi ị độc nhất phần. Hơn nữa tại S công ty trước khi vi điện ảnh tạo thế trong cũng tuyên truyền, đây là một cái tùy thời khả năng phát sinh thảm kịch. Cho nên phim nhựa chính giữa sở hữu tất cả có quan hệ Mỹ đố toa tư liệu đều là chân thật đấy. Kịch bản an bài thậm chí tựu là tại năm 2012, Mỗi nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thành công clone, nhân bản, ra Mỹ đốt toa, nhưng lại có mấy cái Mỹ đốt toa đào tẩu rồi, chúng nhanh chóng sinh sôi nảy nở, cuối cùng nhất tạo thành tai nạn. Trong đó còn xuất động ăn sạch đảo cơ giáp tạo đội hình đến trợ trận, thậm chí trong phim còn nâng lên rồi, nếu như tai nạn thật sự phát sinh, như vậy người bình thường ứng nên như thế nào ứng đối chờ chờ. Những yếu tố này thêm, tăng thêm phim nhựa bản thân tràng diện cùng đặc hiệu, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn à. Bất quá 3 tỷ đô la cái số này cũng quả thực rất lại để cho người giật mình rồi. Hơn nữa, cái này bộ điện ảnh còn đã mang đến thêm vào tin tức tốt. Phim nhựa chính giữa, tuy nhiên tạp Mai Long Cameron, đạo diễn cũng không có chỉ ra, nhưng trên thực tế từng người xem cũng biết, trong phim cái kia một mình clone, nhân bản phục sinh Mỹ đỗ toa nghiên cứu khoa học cơ cấu, chỉ đúng là Thụy Điển Quốc gia phòng thí nghiệm. Cái này bộ điện ảnh sinh ra lớn như thế oanh động, bên trong rậm rạp chẳng chịt Mỹ đỗ toa chiếm lĩnh địa cầu lúc đáng sợ cảnh tượng, càng làm cho từng người xem đều tự mình cảm nhận được nguy cơ theo Mỹ đỗ toa bắt đầu chiếu phim ngày đó. Tại Thụy Điển Quốc gia phòng thí nghiệm bên ngoài dơ nhãn hiệu thị uy dân chúng sẽ không ít hơn so với qua 3.000 người. Thậm chí bọn hắn còn chuyên môn đem Stockholm một nhà dạp chiếu phim chiếu phim hệ thống chuyển đi ra, tự bày ở quốc gia phòng thí nghiệm cảnh giới tuyến bên ngoài. Qua lại không ngừng để đó cái này bộ Mỹ đỗ toa mặt bằng điện ảnh bản. Thụy Điển chính phủ rốt cuộc chịu không được áp lực lớn như vậy, đối ngoại tuyên bố tiêu hủy hết thảy có quan hệ Mỹ đỗ toa tư liệu, Tiêu bản lại để cho loại này đáng sợ sinh vật từ nay về sau triệt để diệt sạch. Nhưng là, tuy nhiên mỹ đỗ toa tai nạn có thể sẽ không xuất hiện, thế kỷ đại âm mưu, bày kế nhưng vẫn tại kéo dài. Cái này một năm thời gian, đã có hơn 10 gia sở nghiên cứu thành công nghiên cứu chế tạo ra khai phát tiềm lực thân thể con người không độc không tác dụng phụ dược vật, ví dụ như chậm lại mệt nhọc, đề cao thân thể sức miễn dịch, gia tăng chỉ số thông minh, tăng cường trí nhớ, cường hóa thể năng chờ cho dược vật, có thể một cái phi thường thú vị hiện tượng xuất hiện. Mỗi xuất hiện một loại dược vật, S công ty tự triệu mở một lần tin tức buổi trình diễn thời trang, hội bên trên tuyên bố loại này dược vật sẽ cho nhân thể mang đến không cách nào khôi phục tác dụng phụ. Sau đó song phương mà bắt đầu cãi cọ, cãi nhau, thậm chí một tờ tố tụng, song phương tại tòa án bên trên đã ra động tác quan tòa. Cho nên, năm nay S công ty cùng ăn sạch đảo pháp vụ ngành, cũng là đã bắt đầu điên cuồng nhận người cự không hoàn toàn công tác thống kê, dưới mắt S công ty pháp vụ bộ thành viên nhân số đã vượt qua Liên Hiệp Quốc, hơn nữa tại đồng thời đập vào hơn 10 tràng quan tòa. Nói thật, những này quan tòa thật sự rất khó đánh. Chỉ sợ khoáng thời gian lâu về sau, S công ty hay là muốn thua. Bởi vì tuy nhiên những công ty này khai phát dược vật đều có chỗ thiếu hụt, có thể còn xa xa so ra kém Taro cùng ít cái này lưỡng tổ chức lớn như vậy chỉ vì cái trước mắt. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế cơ bản nguyên tắc là, hiệu quả cùng tác dụng phụ thành có quan hệ trực tiếp những này dược vật, tối thiểu tại 3 trong vòng 5 năm đều khó có khả năng nhìn ra cái gì tác dụng phụ đến. S công ty bằng vào lấy một phần giấy tư liệu tự nói những này dược vật có tác dụng phụ, cũng hoàn toàn chính xác rất khó đứng được ở chân. Nhưng là mỗi đi ra một cái, S công ty tiểu đánh một cái, nghe nói ăn sạch đảo đảo chủ Trần Húc trực tiếp theo Mỹ đỗ tòa phòng bán vé trong lấy ra một tỷ đô la đến chuyên môn dùng để lên tòa án cùng thua kiện bồi thường. Cái này lại để cho toàn bộ thế giới truyền thông đều đối với S công ty loại làm này vô cùng ngạc nhiên bọn hắn đến cùng đang làm cái gì máy bay à? Bất quá, trong nước truyền thông tại giám thì ngành vận tắc xuống, đã bắt đầu đối với S công ty tạo thế, chăm miệng một lời nói những này dược vật có tương đương tai họa ngầm, tuyệt không đề nghị phục dụng, mà hắn quốc gia vệ sinh dược phẩm quản lý hệ thống, cũng trực tiếp đem từng cái cùng S công ty lên tòa án dược phẩm, đều xếp vào cấm cửa vào, bán ra sổ đen cái này là triệt để ủng hộ Trần Húc hành động. Chỉ là, Trung Quốc cảnh nội loại làm này, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến nước ngoài, bởi vì này loại dược phẩm hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ, so với trước kia những cái kia bảo vệ sức khỏe phẩm thấy hiệu quả tác dụng muốn rõ ràng nhiều. Về phần tác dụng phụ, thật đúng là không có người có thể cảm giác đến, cho nên, có thị trường, ai quản người ad công ty nói cái gì. Hơn nữa, ad công ty chính mình không khai phát cái này, còn không cho người ta khai phát, đây không phải rõ ràng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao. Cho nên, rất nhiều người cũng sẽ không đem ad công ty khuyên can đặt ở trong lỗ tai, thậm chí rất nhiều quốc gia quân đội hệ thống cũng bắt đầu đối với một ít dược phẩm rơi xuống đơn đặt hàng. Cái này là nhân tính, đây là lần này thế kỷ đại âm mưu, bày kế chúng ta cuối cùng không cách nào ngăn cản nhất nguyên nhân căn bản. Tại họp ở bên trong, Trần Húc cười vô cùng lạnh, dù sao nhân thể không giống với máy vi tính, không phải nói cái gì đó đều có số liệu đến tỏ vẻ, những thuốc này, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra có hại phương pháp, thật muốn phát hiện vấn đề, tối thiểu cũng là 3 năm sự tình từ nay về sau rồi. Mà ba năm này, ỉ lại những này dược vật người đem có bao nhiêu? Ba năm về sau, thậm chí 10 năm về sau, có bao nhiêu người sẽ hối hận cả đời? Bất quá chúng ta tại dư luận bên trên hay là muốn kiên trì cái nhìn của mình, tiễn. Không có vấn đề, nói cho pháp vụ ngành, những này quan tỏa dưới mắt đánh không thắng tự kéo, dùng sức kéo. Luôn luôn có thể đánh thắng vào cái ngày đó đấy. Đang ngồi ép công ty cao tầng, hôm nay đối với Trần Húc kiến thức đã tâm phục khẩu phục, nếu như nói trước khi còn có hoài nghi, như vậy lần này đối với cổ văn minh sinh vật ngược nghiên cứu chính giữa, S công ty lợi dụng hắn vượt lên đầu thế giới chắc tuyệt kỹ thuật, một lần hành động đã chứng minh những này nghiên cứu tiềm ẩn tính nguy hại. Tuy nhiên dưới mắt cũng gần kề chỉ là nhằm vào mấy cái hạng mục phát hiện tính nguy hiểm, nhưng là Trần Húc trải qua thời gian dài một mực cố định phán đoán, lại để cho bọn hắn thật sự không cách nào nữa đối với mặt khác cùng loại nghiên cứu bảo trì tin tưởng dù sao dưới mắt phương pháp tốt nhất tựu là yên lặng theo dõi kỳ biến, những này sở nghiên cứu sinh ra dược vật tự khi tất cả chính mình không thấy được tốt rồi, dù sao thời gian còn là giống nhau qua. Bọn hắn từ lâu đặc biệt cảnh cáo thân hữu người nhà, hơn nữa gọi bọn hắn cùng bằng hữu của mình chuyển đạt, những thuốc này thế nhưng mà ngàn vạn không thể sử dụng bởi vì thân là S công ty cao tầng, lương một năm tối thiểu đều là mấy trăm vạn đến tính toán, loại này dược phẩm tuy nhiên trong nước không có, nhưng là thông qua bọn hắn cách từ nước ngoài làm ra một ít cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn. Cho nên bọn hắn thế nhưng mà nguyên một đám đặc biệt cảnh cáo người bên cạnh ngàn vạn không muốn bởi vì tò mò cùng cái gọi là hảo tâm hại người hại mình về phần lên tòa án đang ngồi cao tầng đều là khôn khéo ra hỏa ai còn có thể không rõ trần húc y tứ đây là một hồi đánh lâu dài nhưng là lại bền bỉ thì ra là vài năm thời gian dù là mấy năm này ép công ty bởi vì thua kiện mà bị cái gì tổn thất nhưng là vài năm về sau đem làm những thuốc này tác dụng phụ hiện lên hiện lúc đi ra tựu là S công ty một lần hành động xoay người cơ hội tốt. Khi đó, mọi người nghĩ tới năm đó S công ty sáng sớm tự bất kể một cái giá lớn cảnh cáo, thậm chí vì những này cảnh cáo không biết bị thụ bao nhiêu ủy khuất chỉ trích, còn có kinh tế tổn thất lúc kia, ai không bội phục S công ty thấy xa. Không bội phục bọn hắn kỹ thuật, đến lúc đó, mấy năm này chỗ thụ tổn thất một lần hành động tựu kiếm trở lại rồi. Ở đâu vẫn còn ý như vậy ít tiền, tự là ủy khuất pháp vụ ngành các đồng lưu rồi, muốn qua vài năm so sánh nấm mốc sinh hoạt. Hôm nay Trần Húc đã 24 một tuổi cả, theo niên kỳ tăng lớn, làm người cũng càng phát ra trầm ổn, ở công ty họp lúc huy nghi cũng càng lúc càng lớn. Nhìn xem cao tầng nhóm, đám bọn họ cả đám đều có thể lĩnh hội tới ý của mình, Trần Húc rất hài lòng gật đầu, nói, còn có kiện chuyện rất trọng yếu hiện tại muốn cùng các vị thông chi thoáng một phát, tự là, lập tức khả năng muốn không yên ổn rồi, nếu như các vị có cái gì thân thích bằng hữu cá nhân ta đề nghị hay vẫn là thông chi bọn hắn đến ăn sạch đảo A, ta đã cùng phía dưới ngành nói, vì các vị chuẩn bị chuyên cơ hoặc là du thuyền. Những lời này vừa nói, phía dưới lập tức tụ ông ông tác hưởng, tất cả mọi người không rõ Trần Húc ý tứ. Cái này là chúng ta gần đây kiểm tra đo lường đến tình báo. Cao hiểu tiết tại Trần Húc ý bảo hạ đi tới, nói, mọi người đều biết trong 2 năm qua, phỏ quả đất vận động càng ngày càng nhiều lần, rất nhiều địa phương đều sinh ra bất chính sinh ra tự nhiên tai nạn, như địa chấn, núi lửa phun trào, báo, biển gầm chờ chờ. Mà căn cứ quan sát của chúng ta báo cáo cho thấy ngay tại một tuần lễ trước kia, tại Thái Bình Dương Trung Bộ đã xảy ra liên tiếp khổng lồ tai nạn, cao tới 9 cấp đã ngoài địa chấn, nương theo lấy điên cuồng biển gầm thậm chí còn có đáy biển núi lửa phun trào chờ các loại. Có thể nói, nếu như cái này một loạt tai nạn phát sinh ở hơi chút tới gần lục địa một điểm địa phương, như vậy phụ cận vùng Duyên Hải Thành Thị đều muốn bị triệt để phá hủy. Khá tốt, tai nạn phát sinh khu vực khoảng cách lục địa phi thường xa xôi, hơn nữa ở mọi phương diện che giấu xuống, đem tin tức này che đậy xuống dưới, người bình thường cũng không có cảm giác đến. Tại sao phải che lấp đâu này? Một gã đến từ đại lục phương diện đại biểu đưa ra nghi vấn, hiển nhiên, bọn hắn còn không có được bất luận cái gì tin tức. Bởi vì loại tình huống này quá mức quỷ dị rồi, Cao Hiểu Tiết nói, chúng ta tại kiểm tra đo lường đến chấn cảm trước tiên tự ý đồ sử dụng vệ tinh đi quan trắc cái kia khu tình huống, nhưng là chúng ta không có cái gì phát hiện. Theo vệ tinh nhìn lại, cái chỗ kia tự là một mảnh minh mông bình tĩnh hải dương, cái gì đó đều không có chúng ta liên hệ rồi nước mỹ liên minh châu âu EU, eu tổ chức tình báo bọn hắn đều kiểm tra đo lường đã đến mãnh liệt chấn cảm nhưng là bọn hắn vệ tinh thực sự đồng dạng chưa nói cho bọn hắn biết bất kỳ vật gì sở hữu tất cả vệ tinh kiểm tra đo lường kết quả cũng giống nhau đấy cái chỗ kia không có cái gì chỉ có một phiến hải dương hơn nữa là bình tĩnh hải dương chúng ta chỗ kiểm tra đo lường đến địa chấn biển gầm núi lửa bộc phát chờ các loại theo vệ tinh bên trên cái gì đều nhìn không tới trong phòng họp lập tức nghị luận nhau nhau, dịch thủy hàn chen lời nói, nếu như một mình tự là chúng ta vệ tinh hoặc là giám sát và điều khiển hệ thống phạm sai lầm cũng thì thôi, nhưng là ta tin tưởng không có khả năng toàn bộ thế giới vệ kỳ tinh cùng giám sát và điều khiển hệ thống đồng thời sách phạm sai lầm, cho nên, căn cứ ngành tình báo phỏng đoán, đại khái chỉ có một khả năng. Cái kia hải dương khu vực có cổ quái, chúng ta vệ tinh, đều bị gạt. Lại là một hồi nghị luận, thẳng đến Trần Húc gõ gõ cái bàn, đã cắt đứt mọi người nghị luận sau nói, ta đã sớm cùng mọi người đã từng nói qua, khoa học kỹ thuật cũng không phải vạn năng. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng có vô số vệ tinh treo ở vũ trụ chính giữa, trên địa cầu mỗi một tắc thổ địa đều có thể bị xem thanh thanh sở sở. Loại này quan điểm thật sự là rất cao đánh giá dưới mắt nhân loại khoa học kỹ thuật rồi. Trên địa cầu có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều địa phương bởi vì có trời sinh đặc thù từ trường, hội quấy nhiễu đến vệ tinh kiểm tra đo lường, đương nhiên, cũng không bài trừ vì sao dấu vết vậy lần này địa chấn khu vực kia là tự nhiên hay vẫn là vì sao nguyên nhân? Hẳn là con người làm ra, Cao Hiểu tiết tiếc lời nói, nước Mỹ quân đội phái ra vài khung không người phi cơ trinh sát đi qua, nhưng kỳ quái chính là, đem làm phi cơ trinh sát tiến vào đến một cái khu vực về sau, lập tức tự đã mất đi cùng bộ chỉ huy liên hệ, phảng phất nơi đó là tam giác Bermuda Châu Đồng Giảng. Đón lấy, nước Mỹ quân đội lại xuất động một cái cỡ nhỏ tìm tòi hạm đội đi qua, nhưng là những người kia tiến vào khu vực kia về sau, cũng đều hình như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Phòng họp chính giữa một mảnh trầm mặc, rốt cuộc có người hỏi, cái kia có lẽ là tự nhiên nguyên nhân đâu này. Cái chỗ kia, có lẽ là một cái khác ma quỷ vùng châu thổ. Nhưng là ai cũng biết cái này suy đoán rất khó thành lập, bởi vì coi như là chính thức ma quỷ vùng châu thổ, cũng cũng không phải bảo hoàn toàn không thể tiến vào. Tuy nhiên ma quỷ vùng châu thổ bí mật còn không có có cởi bỏ, nhưng lại luôn luôn một ít tin tức có thể truyền tới đấy không giống cái chỗ này, bất luận kẻ nào đi vào, thật giống như lập tức bị lỗ đen đồng dạng cắn nuốt, một điểm tin tức đều không có để lại. hiện tại nước mỹ quân đội phi thường lo lắng, quốc hội đang tại thông qua chương trình nghị sự, phải trang phái một chi hàng mẫu tạo đội hình đi qua, bọn hắn hy vọng ăn sạch đảo có thể cùng bọn họ cùng một chỗ hiệp trợ. cao hiểu tiết nói, bất quá chúng ta tạm thời cự tuyệt. vì cái gì? bởi vì cái kia vùng biển, tính nguy hiểm thật sự quá lớn, chỗ đó chỉ sợ có chúng ta đối thủ cố tại đâu đó. Cao Hiểu Tiết mở ra phòng họp màn hình lớn, các vị mời xem khu vực này, nơi này chính là lần này phát sinh sự kiện ma quỷ vùng biển. Mọi người xem đã đến, cái chỗ này tựu là một chỗ hải dương, không có hòn đảo, liền cực lớn đá ngầm bầy đều không có, cũng cũng không có chỗ tại cái gì một đầu đường biển lên, có thể nói, đối với khu vực này, chúng ta giải là không. Nhưng là mọi người xem thoáng một phát những tài liệu này. Trên tấm hình xuất hiện một ít hình ảnh, Cao Hiểu Tiết ở bên cạnh giải thích nói, cái này đệ một tấm bản đồ là ở công nguyên 8 thế kỷ tại Ấn Độ một cái cổ mộ chính giữa khai quật, dưới mắt chúng ta trong tay chỉ là tấm bản đồ này sao chép bản. Bản đồ này so sánh mơ hồ không rõ, nhưng là tại hắn ghi chú vô cùng nhiều lời câu chính giữa, đều đang nói tại Thái Bình Dương khu vực, ngày xưa đã từng có một cái cỡ lớn đại lục, nhưng là cuối cùng nhất chìm nghỉm nhập biển. Đây là đang Madrid nhà bảo tàng chính giữa chỗ gửi Maya truyền thuyết nắm lạc Ano cổ bản sao, đây vốn là Ấn Độ cái kia gô sách bản, tại những này sách cổ chính giữa, đều nâng lên một cái tại thời xa xưa phi thường cường đại văn minh, gọi là mẫu. Đây là cổ nền văn minh Maya lưu lại ở dưới ao Mael miền Tây Thần Miếu bên trên chỗ khắc bi văn. Tòa kiến trúc này vật là vì kỷ niệm mẫu mà kiến tạo đấy. Cuối cùng, tấm bản đồ này là ở công nguyên đệ 13 kỳ tại Thổ Nhĩ kỳ một cái trong tiệm sách phát hiện mà địa đồ vẽ tuổi, căn cứ chúng ta dùng carbon 14 phân tích là vẽ thành tại một vạn năm trước. Trên bản đồ này, ngoại trừ hoàn mỹ vẽ ra vòng cực bắc hình dáng cùng sơn mạch bên ngoài, tại Thái Bình Dương chính giữa, tại Á Châu cùng châu Mỹ tầm đó, có một cái vô cùng cực lớn đại lục. Đại lục này nhất trung tâm, thỉnh mọi người xem màn hình. Trên màn hình, cái này trương cổ địa đồ cùng dưới mắt thế giới địa đồ phóng đại thành đồng nhất tỷ lệ, dần dần trùng hợp, rất nhanh tự biến thành một cái. Mà ở vừa rồi chỗ chỉ phát sinh kỳ dị sự kiện vùng biển, vừa lúc bị cái kia khối thần bí đại lục nơi bao bọc. Đang tại cái kia khối thần bí trung tâm đại lục cái này tựu là chúng ta không dễ dàng xuất động nguyên nhân. Cao hiểu tiết làm tổng kết, cái chỗ kia, rất thần bí, vô cùng thần bí, nói không chừng, tại đâu đó, chính thức tồn tại một cái truyền lưu đến bây giờ viễn cổ văn minh. Cái kia văn minh, gọi là mẫu, chấm. Đạn đạo còn có 10 phút liền đem chúng mục tiêu mục tiêu. Lầu năm góc cùng nhà trắng đều loạn thành một đoàn, bọn hắn dưới mắt là không có bất kỳ năng lực có thể vãn hồi đây hết thảy rồi. Vừa nghĩ tới đạn đạo đánh chúng ăn sạch đảo hậu quả, hơn nữa ba miếng đạn đạo một quả đối với ăn sạch đảo khu dân cư, hai quả đối với ở giữa khu buôn bán chỗ đó đều là bình dân à, hơn nữa khu buôn bán có một nửa công ty là người Mỹ chính mình đấy. Thậm chí còn kể cả Microsoft, Cisco System Company chờ chờ cự đầu. Đạn đạo chúng mục tiêu hậu quả, cho dù là trước sau như một cuồng vọng người Mỹ cũng không dám suy nghĩ rồi, hơn nữa ăn sạch đảo cũng không phải mặt khác những cái kia tùy tiện ném bọn hắn vuốt ve thế lực. Năm đó quân Mỹ đạn đạo tạc hủy Trung Quốc chú trước Nam Tư lập phu đại sứ quán, cuối cùng thì ra là một câu mộ thương cũng tự lừa gà tới thế nhưng mà, ăn sạch đảo là tốt như vậy hồ lộng sao? Tùy theo mà đến kết quả, rất có thể là chiến tranh, bất kể thế nào nói, cái này ba miếng đạn đạo là từ nước Mỹ phát bắn đi ra đấy. Áo tiểu hắc chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng, hạ lệnh nhà trắng lập tức cùng ăn sạch đảo phương diện liên hệ, hy vọng bọn hắn kịp thời sơ tán dân chúng để tránh tạo thành càng lớn thương vong hoặc là nói, có thể cứu một cái tự cứu một cái tốt rồi. Nhà trắng cùng lầu năm góc cao thấp, nguyên một đám xám xịt, đều đã làm xong lần này đảm nhiệm ăn sạch đảo làm thịt chuẩn bị xảy ra lớn như vậy phếu, ăn sạch đảo trong cơn giận dữ, nói không chừng kế tiếp cơ giáp đại đội trưởng tự chạy đến New York cùng Washington đường ven biển bên trên. Thậm chí, chính tại phía trước trợ giúp quân Mỹ hạm đội ngăn cản những cái kia biến dị sinh vật cơ giáp chiến đội, lập tức hội thay đổi đầu thương đem đối với quân Mỹ đại khai sát giới. Thế nhưng mà thư từ qua lại tivi chuyển được về sau, bên kia Trần Húc tại đạt được tin tức này về sau, chỉ là nhíu thoáng một phát lông mày. Sau đó hắn lên đường, tôn kính tổng thống các hạ, cái này tuy nhiên là một lần sai lầm, nhưng là loại này sai lầm thật sự là quá nguy hiểm, sự tình chấm dứt về sau, ta cần quý phương cho chúng ta một cái công đạo, còn có. Bồi thường, người Mỹ có thể nói cái gì, nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ chính là Trần Húc thái độ, có tham mưu rất ác ý phỏng đoán, thằng này có thể hay không cố ý không thông báo. Tùy ý đạn đạo nổ chết một đám bình dân cùng thế giới tất cả đại người của công ty viên, như vậy yes sơ so tương đương tác càng nhiều nữa bồi thường. Thế nhưng mà đúng lúc này, trước tivi Trần Húc lại nhấn xuống một cái cái nút, nói, toàn diện mở ra ăn sạch đảo phòng ngự hệ thống. Ăn sạch đảo phòng ngự hệ thống, ăn sạch đảo trên bầu trời, vang lên trói tai tiếng cảnh báo, trải rộng toàn bộ đảo hệ thống truyền tin đồng thời báo động, hiện tại tiến vào một cấp phòng ngự giai đoạn, phòng ngự vòng bảo hộ mở ra hết thảy từ xe bay đem tại 5 phút đồng hồ về sau rút về Gaza, ngoại trừ sân bay bên ngoài, cấm bất luận cái gì máy phi hành phi hành. Cường Thịnh trở lại điều một lần, cấm bất luận cái gì máy phi hành phi hành. Hệ thống phòng ngự mở ra, 10 phút sau, ăn sạch ở trên đảo không bất luận cái gì phi hành vật đều muốn bị liệt là đả kích đối tượng. Ở trên đảo các cư dân thỉnh không muốn kinh hoàng, cái này là vì mọi người an toàn, xin nghe theo ở trên đảo an toàn nhân viên điều phối. Mọi người tốt nhất đều trốn trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Theo năm 2008 bắt đầu kiến thiết, năm 2010 cởi mở, đến bây giờ cái này 4 năm, tại Trần hút dốc sức liều mạng theo thế giới các nơi vòng tiến, dùng tương lai khoa học kỹ thuật làm cơ sở, trước sau tốn hao mấy ngàn vạn ức đồng euro chế tạo thế giới nhất đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, quân sự làm một thể ăn sạch đảo, rốt cục lần thứ nhất hướng thế giới phô bày hắn thực lực đáng sợ. Ăn sạch đảo trên không, xuất hiện một cái sắc thái lộng lấy vỏ trứng gà, tầng này vỏ trứng gà giống như là một cái màng mỏng, cao tới ngàn mét, đem ăn sạch đảo toàn bộ bao phủ tại vỏ trứng gà chính giữa. Ăn sạch ở trên đảo, tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân, mỗi người nhìn lên trời không chung gì cảnh. Cái này là ăn sạch đảo nhất trung cực phòng ngự hệ thống. Trải rộng toàn bộ đảo màng bảo hộ, phòng ngự cháo bên ngoài, giò đáy biển trồi lên vô số phiêu nổi giữa không chung quả cầu, từng quả cầu đều hình như là một cái cự đại ánh mắt, trải rộng tại màng bảo hộ chung quanh cùng trên không, rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn một ngàn cái, xa nhất đấy, tắc thì vẫn còn phòng ngự cháo ngàn mét bên ngoài. Ngay tại những này quả cầu lên không vào chỗ không lâu sau, ba miếng đạn đạo đều đạt tới ăn sạch đảo trên không. Sở hữu tất cả có năng lực sử dụng vệ tinh quan sát ăn sạch đảo thế lực đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào vệ tinh truyền đến hình ảnh, những vật này được xương ăn sạch đảo trung cực phòng ngự hệ thống. Chúng đến cùng có bao nhiêu uy lực, đạn đạo phi tốc hạ lạc, hạ xuống tới gần, mấy cái đầu đạn phân tán ra đến, hướng phía ăn sạch đảo hung hăng đâm vào. Lúc này, chỗ cao nhất một cái mắt điện tử đột nhiên hướng phía gần đây một cái đầu đạn bắn đi ra một đạo màu xanh ra trời laser, đón lấy, phía dưới hơn một ngàn cái cự đại ánh mắt đều mở ra mắt, rậm rạp chẳng chịt màu xanh ra trời laser đan vào tại ăn sạch ở trên đảo không, phòng ngự cháo trên không. Những này màu xanh ra trời laser, hợp thành một cái vô cùng dày đặc cường đại laser lưới, lập tức phá hủy sở hữu tất cả đầu đạn, đem những này đầu đạn trực tiếp ở trên không chính giữa kiếp nổ. Tốt dày đặc phòng ngự, nhìn đến đây, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ăn sạch đảo loại này phòng ngự hệ thống, người đảm nhiệm hà dẫn viên đạn đều không có dùng, chúng hoàn toàn có thể đủ tại mấy ngàn mét không trung đem những này đạn đạo toàn bộ chặn đường xuống trên không trung kíp nổ. Trừ phi người dùng chính là đạn hạt nhân, nếu không mấy ngàn mét đã ngoài đã bị kíp nổ, cái gì đạn đạo cũng khởi không đến tác dụng. Nhưng là, tuy nhiên đạn đạo bị kíp nổ, thế nhưng mà vô số mảnh đạn lại như mạn thiên hoa vũ đồng dạng, hướng phía ăn sạch ở trên đảo rơi xuống. Những này mảnh đạn, chỉ sợ cũng phải tạo thành một ít tổn thất thậm chí là nhân viên thương vong. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm một khỏa xuất hiện. Những cái kia mảnh đạn đã rơi vào ăn sạch ở trên đảo không trung hơn 1.000 mét vỏ trứng gà lên, vậy mà dừng lại tại vỏ trứng gà bên trên bất động rồi. Tầng kia tản ra năm màu lưu quang vỏ trứng gà, vậy mà không phải cái gì giả thuyết đồ vật, mà là vật dụng thực tế. Là thật sự vòng phòng hộ, tại đây tầng vòng phòng hộ dưới sự bảo vệ, trên bầu trời chỗ rơi xuống sở hữu tất cả mảnh đạn vậy mà không có một khối rơi trên mặt đất. Vỏ trứng gà lên, theo đỉnh cao nhất cung đỉnh chỗ xuất hiện một đạo rõ ràng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ theo đỉnh hướng tứ phía khuếch tán, cái kia vỏ trứng gà bên trên sở hữu tất cả kim loại tàn phiến, đều ở đây đạo hồng quang tẩy trừ xuống, dọc theo vỏ trứng gà hình cung cháo trượt đến trên biển. Vỏ trứng gà biến mất, ăn sạch ở trên đảo tràn đầy trợn mắt há hốc mồm mọi người. Ba miếng tên lửa xuyên lục địa, tụ gần kề chỉ là tại bầu trời chính giữa thả ra ba cái xinh đẹp pháo hoa, sau đó. Cái gì cũng bị mất, những ngày kia lỗ hồng trong trải rộng mắt to, cũng chìm vào đáy biển. Cái này, cái này là ăn sạch đảo nhất trung cực phòng ngự hệ thống. Trời ạ, à, bộ này phòng ngự hệ thống, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân, còn có cái gì có thể uy hiếp được nó. Nghe bình luận, Trần Húc mỉm cười, coi như là đầu đạn hạt nhân thì như thế nào. Chỉ cần đem đầu đạn dẫn dắt đến địa phương khác kíp nổ, Đồng dạng sẽ không đối với ăn sạch đảo tạo thành tổn thương. Trung cực phòng ngự hệ thống, cái tên này chẳng lẽ là nói không hay sao? Kỳ thật hắn lần này hoàn toàn không cần phải mở ra bộ này trung cực phòng ngự hệ thống, chính là ba miếng đạn đạo, ăn sạch đảo có rất nhiều phương pháp đánh lén súng ngắm mất, bất quá vì để cho thế giới nhìn một chút thực lực của mình, làm như vậy hay vẫn là rất có tất yếu đấy. Hơn nữa, cái này ba miếng đạn đạo mới có thể lại để cho ăn sạch đảo lừa bịp đến không ít chỗ tốt a, à, những thứ không nói khác rồi chỉ là cái này phòng ngự hệ thống khởi động một lần. Cũng phải tốn không ít tiến đây này. Đạn đạo sự tình rốt cuộc hoàn Mỹ giải quyết, bên kia nước Mỹ quân đội nhưng lại hận răng đều ngứa rồi. Khá tốt lần này không có ra đại sự, nhưng lại cũng làm cho lầu năm góc trên mặt không ánh sáng, ba miếng đạn đạo sự tình, vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi rồi. Trước sau như một khoác lác quân đội mạng lưới hôm nay trở nên như thế yếu ớt, bọn hắn căn bản không cách nào cùng dân chúng bản giao, nhắn nhủ, đối với dưới mắt địch nhân, quản bọn họ là ai, dù sao muốn triệt để tiêu diệt. Tiêu diệt về sau, chỉ sợ còn muốn theo ăn sạch đảo mua sắm một ít kỹ thuật. Nếu không tùy tiện đến người là có thể khống chế quân đội hệ thống phóng ra đạn đạo, cái kia cách cách địa cầu hủy diệt cũng không xa. Cho nên, lầu năm góc lập tức hạ lệnh, Liều mạng tạc, điên cuồng tạc, bất kể đạn dược cũng muốn đem phía trước chính là cái kia hòn đảo cho san thành bình địa. Hơn nữa, theo dày đặc hỏa lực tàn phá, tràn ngập tại nơi này vùng biển kỳ dị từ trường phảng phất cũng đã biến mất phản phất cái này phiến từ trường là sử dụng đặc thù trang bị chế tạo ra đến, mà hỏa lực trong lúc vô tình phá hủy có chút trang bị, làm cho tại đây phòng hộ đã mất đi tác dụng. Như vậy, máy bay cũng có thể phái đi ra tiến hành không chung oanh tạc. Bất quá xuất phát từ cẩn thận để đạt được mục đích, quân Mỹ hay vẫn là trước phái vài khung không người phi cơ trinh sát bay vào cái hải vực này, đầu tiên muốn nhìn thấy trên cái đảo này đến cùng có đồ vật gì đó. Không người phi cơ trinh sát phái đi ra ngoài, hình ảnh vừa cắt đến cái này hòn đảo trên không, trên tấm hình đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng cực lớn hỏa cầu. Đón lấy, toàn bộ hòn đảo đều tại điên cuồng chấn động. Mà ngay cả xa tại nơi này biển ngoại vực vây hàng mẫu chiến đấu bầy cũng đều cảm thấy hải dương dị thường. Lui lại, tốc độ cao nhất bánh lái, lui lại. Gần kề mười mấy giây đồng hồ về sau, lầu năm góc điên cuồng hạ lui lại mệnh lệnh. Bởi vì vì bọn họ chứng kiến, trước mặt là một cái cự đại hòn đảo, hắn diện tích thậm chí không thể so với hawaii quần đảo muốn tiểu ở trên đảo có rất nhiều hiện đại hóa công trình kiến trúc thậm chí còn có thể chứng kiến phòng không vũ khí nhưng là ngay tại hòn đảo chính giữa một cái cự đại núi lửa đã bắt đầu phun trào cực lớn hỏa cầu phun trên không trung toàn bộ hòn đảo đều tại lắc lư cái này cũng không phải bình thường núi lửa phun trào mà là tận thế toàn bộ hòn đảo tại lắc lư chính giữa phân liệt trầm xuống không người phi cơ trinh sát cuối cùng một cái màn ảnh là núi lửa phun trào chỗ nhắc lên cực lớn khí lãng cùng đá vụn hào không ngừng lại đập vào phi cơ trinh sát lên, cực lớn sóng biển nhấc lên đồng thời, ngành tình báo kiểm tra đo lường đến, tại Thái Bình Dương ở giữa lần nữa phát sinh mãnh liệt địa chấn. Chấn cảm, vượt qua thập cấp, đáng sợ như vậy chấn cảm, liền một cái hòn đảo đều có thể bị chấn chìm nghỉm cường đại chấn cảm, tăng thêm địa chấn lúc nương theo cường liệt hải rít gào, cái kia cơ hồ tựu là một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Trung quanh hàng mẫu hạm đội phi thường nguy hiểm, ăn sạch đảo cơ giáp tạo đội hình đã ở trước tiên nhận được mệnh lệnh, điên cuồng lui lại rồi. Mỗi chiếc cơ giáp đều dốc sức liều mạng ở cuối cùng phun ra lên hỏa diễm phi hướng lên bầu trời chính giữa, dưới mắt chỉ có bầu trời chính giữa là an toàn đấy. Mà so sánh dưới, quân Mỹ hạm đội di động tốc độ cũng chậm khá hơn rồi, còn chưa kịp quay đầu, ngập trời sóng biển cũng đã mang theo vô số cự thạch đảo đá ngầm san hô nhấc lên đi qua. Lầu năm góc một mảnh tĩnh mịch, một trận, xem như mất mặt về đến nhà rồi đối thủ là ai cũng không biết, nhưng lại bị người xâm lấn quân đội mạng lưới, cuối cùng cái kia hòn đảo liền bộ dáng cũng không thấy tựu chìm vào biển cả chính giữa, mà cường đạt trên 10 cấp địa chấn nương theo lấy biển gầm, trọn vẹn mang tất cả quanh thân hơn ngàn dặm vùng biển, Thái Bình Dương đường ven biển thành thị, rất nhiều đều bị đáng sợ cọ rửa, Hawaii quần đảo cơ hồ bị sóng biển vọt lên một lần, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Liền những địa phương này đều bị như thế trọng tổn thất lớn, có thể nghĩ, quân Mỹ chi hạm đội kia kết cục hội là như thế nào cơ hồ không ai có thể chạy trốn, chỉ có số ít đặc biệt may mắn, bị hỏa tốc lên tới không trung ăn sạch đảo cơ giáp tạo đội hình, tại tai nạn sau cứu. Mà cái kia thần bí vùng biển, cái kia thần bí hòn đảo, cái kia cùng trong truyền thuyết mẫu văn minh cùng một nhịp thở hòn đảo, cũng rốt cục chìm vào đáy biển, theo vệ tinh nhìn lại, cái chỗ kia hay vẫn là như vậy, là một mảnh trống trải hải dương. Nhưng là tại hải dương phía dưới, lại có mấy thứ gì đó đâu này. Lúc này đây sự kiện, liên lụy rộng, thật sự lại để cho người líu lưỡi, quân Mỹ suốt một cái hàng mẫu tạo đội hình toàn quân bị diệt, Hawaii quần đảo bị xúc một phen, thậm chí Hawaii núi lửa mang cũng có dị động. Toàn bộ thế giới khiếp sợ, nhưng là sự tình này, người biết chuyện cũng chỉ có thể ăn một người câm thiếu. Đây là thiên tai, đáng sợ thiên tai, là nhân lực không cách nào chống cự thiên tai. Nếu là thiên tai, cái kia tự nhiên là không thể nào chống cự, đáng thương chỉ có công ty bảo hiểm. Nhưng là cũng không phải không có tin tức tốt ăn sạch đảo phương diện trước tiên tựu đối với cái kia chìm vào đáy biển hòn đảo đã tiến hành dò xét, phát hiện đại lượng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuy nhiên bị hư hao tuyệt đại bộ phận, nhưng là theo một ít hài cốt ở bên trong, cũng tìm được tương ứng tư liệu. Cái kia hòn đảo, tựu là trong truyền thuyết mẫu đại lục. Là Taro một mực nắm giữ trụ sở bí mật, mà càng về sau, ít tổ chức cũng gia nhập tiến đến. Nói cách khác, tại đây hoàn toàn chính xác xác thực tựu là Taro cùng ít tổ chức cuối cùng căn cứ, mà hôm nay cái trụ sở này lại hủy diệt nó hủy diệt nguyên nhân theo thời gian bên trên để phán đoán có lẽ không có trùng hợp như vậy thiên tai mà là taro hoàng đế hạ lệnh khởi động ở trên đảo hủy diệt hệ thống do đó đã dẫn phát vốn là tựu không ổn định hợp lý địa vỏ quả đất cái này rất giống dưới mắt các quốc gia đều đang bí mật chuẩn bị chiến thuật đồng dạng một khi phát phát động chiến tranh trước anh tạc địch quốc vỏ quả đất không ổn định hoặc là sinh động khu vực dùng tứ lạng bạt thiên cân chi lực dẫn phát vỏ quả đất phản ứng dây chuyền do đó khiến cho đáng sợ thiên tai. Nhưng là, Taro Hoàng đế thậm chí có như vậy phách lực, cũng quả thực lại để cho người sợ hãi thán phục. Cái này có phải hay không nói? Kỳ thật Taro Hoàng đế lúc ấy cũng không tại ở trên đảo, hắn biết rõ sự tình đã không thể vãn hồi cái này che giấu khu đã bị phát hiện, chung quanh tựu là cường đại nước Mỹ hải quân còn có ăn sạch đảo cơ giáp bộ đội, cho nên mới đi này đập nồi dìm thuyền kế sách đâu này. Hay vẫn là nói, cái này hòn đảo đối với bọn hắn mà nói đã không có gì giá trị lợi dụng rồi hả? bất quá nói ngắn lại, lúc này đây ngoài ý muốn hành động, vậy mà thật bất ngờ đem cho tới nay tìm kiếm không đến Taro cùng ít căn cứ địa quét hủy, cho dù là bọn họ có người lãnh đạo đã sớm đào thoát, nhưng lại cũng đã đem lực lượng của bọn hắn quét sạch hơn phân nửa. Địa tâm nguyên lực, đây là vật gì, ăn sạch đảo biển sâu dò xét đội, trong khoảng thời gian này một mực ở đằng kia khối vùng biển chung quanh tiến hành vớt, đem hết thảy khả năng có manh mối đổ vật, ví dụ như hư hao server, máy vi tính phần cứng chờ chờ đều siêu đi lên, ăn sạch đảo bên này hồng khách tiểu tổ đang tại lợi dụng tiên tiến nhất kỹ thuật nghĩ biện pháp đối với những tài liệu này bắt đầu trở lại như cũ. Rất hiển nhiên, đối phương tại chìm nghìm hòn đảo trước khi cũng đã tiêu hủy ở trên đảo sở hữu tất cả ổ cứng HDD bên trong đích tư liệu, thế nhưng mà tại ăn sạch đảo tuyệt đối kỹ thuật xuống, mặc dù những tài liệu này bị chiều sâu format, tăng thêm phần cứng đều rách tung tóe, cũng luôn lại để cho bọn hắn trở lại như cũ ra một ít gì đó. Cái này hòn đảo, tự là ngày xưa mẫu đại lục, hơn một vạn năm trước, bởi vì không biết tên nguyên nhân hủy diệt trở lại như quốc tư liệu rất ít, tại đối với ngày xưa mẫu đại lục hủy diệt nguyên nhân bên trên hàm hồ suy đoán, tương quan, đại khái là chỉ có địa tâm nguyên lực bốn chữ này. Ngày xưa mẫu đại lục rất lớn, đủ để xưng là một cái đại lục, nhưng là hơn một vạn năm trước biến đổi lớn về sau, chỉ để lại một cái hòn đảo. Taro quản cái này hòn đảo gọi là Khải Đan, thì ra là Khải Đan đảo. Cái này Khải Đan đảo là ở rất nhiều năm trước bị một cái đội thám hiểm phát ra hiện, về sau trần chọc rơi vào đã đến lúc ấy thế giới cường đại nhất gia tộc Rothschild gia tộc trong tay. Nhưng là tại nhị chiến World War 2 trong lúc Rothschild gia tộc đã tao mộ trước nay chưa có tai nạn, đại lượng tộc nhân tinh anh bị sát hại, lúc ấy cái kia mặc cho gia chủ, tại gặp phải tộc nhân sinh tồn nguy cơ thời điểm, bất đắc dĩ hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Suốt cục, châu U một cái khổng lồ gia tộc đã tiếp nhận bọn hắn xin giúp đỡ, theo Hitler giao mổ hạ cứu vớt Rothschild gia tộc còn sót lại mạch máu, nhưng là, Rothschild gia tộc chỗ trả giá cao, tựu là khải đan đảo bí mật. Nhị chiến World War 2 chấm dứt về sau, Taro tổ chức thành lập, tổng bộ nằm tại khải đan ở trên đảo. Nhưng là trong tư liệu, đối với Taro cái này cái tổ chức người lãnh đạo thân phận chân thật lại không có bất kỳ liên quan đến. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Cái này khải đan ở trên đảo, thì ra là ngày xưa mẫu đại lục vùng đất trung ương, cơ hồ bảo tồn lấy tương đương nguyên vẹn bên trên một đời văn minh, mẫu văn minh rất nhiều ghi chép, còn có một chút siêu thời đại kỹ thuật. Trong tư liệu nói như thế, tại một vạn hai ngàn năm trước, mẫu đại lục ở bên trên văn minh, bởi vì lọt vào trừng phạt, cực lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đại lục phân liệt số tròn cái, có bộ phận chìm vào đáy biển, người trên đảo loại cũng bị trừng phạt, đại khái chỉ có rất ít người mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là những người này lại đã mất đi mẫu văn minh kỹ thuật, lùi hóa thành người nguyên thủy mà trên thực tế, mẫu văn minh như vậy viễn cổ văn minh, cùng hiện tại Văn Minh cũng bất đồng. Tại nơi này cổ xưa Văn Minh chính giữa, tựa hồ cũng không chú ý người nào người ngang hàng, phổ cập giáo dục một loại hiện tại Văn Minh rất coi trọng đồ vật, thủ đoạn của bọn hắn có chút tránh giáo hợp nhất hình thức, tuy nhiên Văn Minh độ cao phát đạt, trong tư liệu nâng lên rất nhiều về đem nhân loại hoặc là động vật cải tạo nội dung, nhưng là bọn hắn lại hay vẫn là cùng người nguyên thủy đồng dạng, tôn trọng đồ đăng, thực hành quân chủ chế, đại bộ phận con dân đều là ngu muội không khai hóa người bình thường. Cho nên cái này cũng không khó lý giải ở đằng kia lần diệt thế tai nạn về sau, ở trên đảo về sau còn lại các cư dân lại trở về đã đến nguyên thủy sùng bái người man dợ hoàn cảnh rồi. Taro đạt được cái này hòn đảo về sau, đã đưa lực tại mẫu văn minh rất nhiều tư liệu chính giữa lưu lại ở dưới cải tạo nhân thể, chế tạo ra người cùng sắt thép hợp nhất siêu cấp chiến sĩ con đường, nhưng là tại vài thập niên trước, lúc kia khoa học kỹ thuật còn xa xa không đạt được nhu cầu. Hơn nữa mẫu văn minh lưu lại vô cùng nhiều văn tự cũng căn bản lại để cho người xem không rõ, cần dần dần phiên dịch. Thẳng đến đầu thập niên 90 kỳ thời điểm, loại này tay chân giả chế tạo chiết cây mới lấy được đột phá tính tiến triển, mà thẳng càng về sau Mễ Ngóa Đức gia nhập, cái này kỹ thuật mới càng thêm thành thục. Đương nhiên, trong đó còn có Thiên Đạo Thôi động kết quả. Trên tư liệu còn nâng lên rồi, vốn là Taro cùng Ích tại chiến bại về sau ẩn núp cũng không phải cùng một chỗ, song phương tuy nhiên là một sợi dây thường bên trên châu chấu, có thể lẫn nhau tầm đó cũng không có như vậy đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng mà thẳng đến nửa năm trước, ít tổ chức nghiên cứu căn cứ tại Bắc Cực phụ cận một cái hòn đảo, bởi vì Bắc Cực quanh thân đã xảy ra nghiêm trọng địa chấn, cho nên không thể không đã đi ra chỗ đó, thủ lĩnh của bọn hắn mang theo ít tổ chức đầu phục Taro. Trong tư liệu, nâng lên ít tổ chức thủ lĩnh lúc, dùng chính là Si, nói cách khác. Ít tổ chức thủ lĩnh, dĩ nhiên là cái nữ nhân. Tư liệu chính giữa, còn nhiều lần nâng lên địa tâm nguyên lực cái từ này, bởi vì hư hao quá mức nghiêm trọng, những tài liệu này đều là nguyên một đám đoạn ngắn. Thế nhưng mà phóng cùng một chỗ suy luận nhìn xem, Phảng Phất, ít tổ chức cùng Taro đều tại đối với loại này cái gọi là Địa Tâm Nguyên Lực tiến hành nghiên cứu, Phảng Phất loại này nghiên cứu có thể làm cho người có được cực kỳ lực lượng cường đại. Theo những này đôi câu vài lời, đại khái là chỉ có thể suy đoán ra nhiều như vậy rồi. Địa Tâm Nguyên Lực rốt cuộc là cái thứ gì? Trần Húc vẫn còn vô kế khả thi thời điểm, lúc này quản dịch báo lại phụ thân nàng, thì ra là quản gia lão gia tử đến ăn sạch đảo rồi. Quản lão gia tử là Trần Húc đặc biệt mời, bởi vì mắt thế giới bên dưới không yên ổn, lão gia tử ở lại Las Vegas, vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì, cái kia quản dịch còn không đem ra các của mình cho lột à. Nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là ăn sạch ở trên đảo an toàn. Không riêng gì quản lão gia tử, kỳ thật ăn sạch đảo rất nhiều công nhân thân thích đều đem đến ăn sạch ở trên đảo, đồng dơ cao giới lão đầu tử đồng thiên hành cũng sớm đã đến, Trần Húc phụ mẫu cũng tới hiện tại mỗi ngày tại cao hiểu tiết cha mẹ chỗ đó ghép nhà. Đối với Trần Húc có lưỡng một người bạn gái sự tình, trên cơ bản toàn bộ thế giới cũng biết vừa mới bắt đầu truyền thông biết rõ tin tức này thời điểm còn bốn phía tuyên truyền một phen, nhưng là Trần Húc tự là một bộ lão ra mặt dày, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng nói, là ca thì có lưỡng bạn gái, người cắn ta. Nếu Trần Húc che che lấp lấp, truyền thông còn có thể cầm chuyện này nói một câu, có thể Trần Húc như vậy thoải mái thừa nhận, bọn hắn cũng hết cách rồi, về phần cái gì đạo đức, pháp luật các loại vấn đề. Dù sao thời đại này rồi, rất nhiều người xem cũng rất nhạt, ngoại trừ những người khác kêu gào lấy thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú bên ngoài, tuyệt đại bộ phận bạn trên mạng cũng rất vui cười a à đấy. Dù sao đầu năm nay bao nhị nãi nhiều như vậy, nhưng là dám bao nhị nãi lại dám như vậy thoải mái thừa nhận cũng tự trần húc cái này một cái rồi. Nói thực ra, dùng hắn địa vị tài phú, đừng nói hai cái, hai trăm cái cũng dưỡng được rất tốt, thậm chí có bạn trên mạng nói. Nếu Trần Húc bên trên không thành thật chớ quấy dày loại này hám làm giàu nữ tung hoành thiết mục, trên cơ bản 24 chụp đèn từ đầu tới đuôi đều là lóe lên người ta nhiều có tiền à, từ lúc 2 năm trước hắn tựu là pháp bảng xếp hạng thủ tịch phú hào rồi, ba ba hợp lý hắn n, n sữa nữ nhân còn nhiều mà. Nghe nói có hacker đen Trần Húc công khai 163 hòm thư cái này hòm thư là Trần Húc sớm nhất đăng ký, cũng là tại đại học thời điểm một mực dùng, về sau bị đồng học tiết lộ, bị truyền thông cho bộc quang đi ra ngoài, bên trong chất đầy biêu kiện, hắn cũng không cần cái này hòm thư kết quả trong email nhét tràn đầy ngàn vạn phong cầu ái tín. Trong thư bị thêm vào Mỹ nữ ảnh chụp quả thực có thể có thể làm cái tuyển Mỹ giải thi đấu, ấu răng, ngựa tỷ, thanh xuân, thuộc nữ, thanh thuần, hấp dẫn, tố nhan, trang điểm thêm BS, phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn có lỏa lồ, cái kia thật là muôn hình muôn vẻ, so vạn hoa viên còn muốn vạn hoa viên. Trong đó hơn phân nửa, đó là thực không ngại Trần Húc có mấy cái lão bà đấy. Chỉ cần hắn có tiền là được, hình như người ta dưới mắt tự lưỡng bạn gái, nghe nói rất yêu nhau, trừ lần đó ra, ngoại trừ vị kia thần bí nữ hài, thầy của hắn SMMS chạm tinh, căn bản là không có chuyện xấu chuyển ra ăn sạch ở trên đảo Mỹ nữ minh tinh nhiều hơn, có thể bề ngoài giống như Trần Húc là bị cái kia hai cái nữ hài cho ăn sạch. Tại đây dạng phú hào chính giữa, Trần Húc đều xem như rất giữ mình trong sạch được rồi, còn có cái gì dễ nói hay sao? Hơn nữa, theo tin tức nho nhỏ, Trần Húc cùng hắn cái này lưỡng một người bạn gái đều rất tương thỏa, căn bản chẳng phân biệt được đại nhiễm sữa, nghe nói tương lai còn muốn cùng nhau cưới hỏi đàng hoàng. Tuy nói Trung Quốc pháp luật không thể trùng hôn, nhưng là ăn sạch đảo thuộc về đặc biệt khu hành chính, đặc biệt khu hành chính một ít tình huống đặc biệt là cần đặc biệt chiếu cố, cho nên, cố gắng Trần Húc một cao hứng tại ăn sạch đảo lập cái pháp, cái kia là hắn có thể ngây ngang lấy hai cái như vậy cũng không tệ à, tổng so làm cho Trần Húc cần phải đổi Ả Rập Quốc tịch muốn tốt ra. Nhân tài như vậy, muốn là vì loại chuyện nhỏ nhặt này treo cái ngoại tịch, cái kia tổn thất tựu lớn hơn. Bất quá, luôn quản dịch phụ thân, loại trường hợp này cao hiểu tiết rất tự giác làng tránh rồi, Trần Húc cùng quản dịch đám người đi tới sân bay đi nghênh đón quản lão gia tử. Ai nha, Tiểu Húc, người cái này ăn sạch đảo hiện tại như vậy rất không tồi nha, quản lão gia tử xem tinh thần rất cởi mở, vừa đi một bên cười nói, phóng nhãn thế giới thế lực, cái này ăn sạch đảo thế nhưng mà đặc biệt nhất một cái rồi, nhờ hồng phúc của ngươi, mấy năm này mà ngay cả nước Mỹ mấy đại gia tộc cũng đối với chúng ta vài phần kính trọng, lúc trước tiểu dịch phi náo lấy phải về quốc, xem ra cái này còn là chúng ta quản ra cái này mấy trăm năm qua chính xác nhất một lần hồ đồ à. Trần Húc cũng không biết nói cái gì tốt, một đường đập vào ha ha, tiến đưa quản lão thái ra lên xe. Đi theo quản lão gia tử bên cạnh, tự nhiên là tân nhiệm quản gia phu nhân, tuổi thật lại còn nếu so với quản dịch cái này đứa con gái còn muốn nhỏ một điểm quản dịch từng đã là thế thân, hoàng thanh tú toa tiểu thư. Cô bé này nhi tuy nhiên dưới mắt mặc dưỡng cách ăn mặc mốt rất nhiều, bất quá trên trán vẫn có lấy vài phần nhút nhát e lệ cảm giác lại để cho người xem xét liền không nhịn được trong nội tâm chiều mến chỉ là tuy nhiên ván đã đóng thuyền nhưng quản dịch đối với cô bé này còn là phi thường khó chịu cứng rắn kêu câu tiểu mụ sau đó tự không nói nói thực ra trần húc cũng rất xấu hổ cái này hoàng thanh tú toa so quản dịch tiểu một điểm so với hắn lớn một chút gọi cô gái như vậy từ gọi tiểu mụ khó trách quản dịch hội phiền muộn huống chi cô bé này như trước kia hay vẫn là nàng thế thân Trần Húc vội vàng nói sang chuyện khác, nhạc phụ đại nhân, tả thúc tại sao không có cùng ngày cùng một chỗ tới. Còn có Douglas, ta cũng có đoạn thời gian không gặp hắn rồi. Quản lão gia tử trên mặt cơ bắp cứng ngắc lại thoáng một phát, sau đó cười nói, tạ chiến hiện tại còn ở lại Las Vegas chuẩn bị gia tộc sinh ý, về phần Douglas nha, tại đâu đó bảo hộ hắn đây này. Gia tộc bên kia không thể không lưu người nhìn xem à, ngoại trừ tạ chiến, những người khác ta thật đúng là lo lắng, phảng phất không phải rất muốn lại nói chuyện này, lão gia tử nói sang chuyện khác, ha ha cười nói, ăn sạch đảo cơ giáp quả nhiên là danh bất hư truyền à, nếu như không phải lầu năm góc đám người này mắc kẹt, chúng ta cũng muốn theo người cái này mua cái hơn 10 khung cơ giáp đi qua à. Ta nhìn đồng thiên hành lão gia hỏa kia có hơn 10 chiếc cơ giáp, cái kia tại Nam Dương thế nhưng mà hung hăng cản quấy rối tinh rối mù, Thái Lan chính phủ cũng không dám mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ta có thể trông mà thèm vô cùng à. Trần Húc ha ha cười, nói, lão Thái Sơn có yêu cầu, tiểu tế tự nhiên muốn hoàn thành. Cái này lầu năm góc nha, lần này ăn hết lớn như vậy thiếu, chính khóc phụ thân cáo nãi nãi tìm chúng ta nói chuyện làm ăn đây này. Trước kia đem làm bảo bối đồng dạng cất giấu chết không lấy ra hàng không kỹ thuật dưới mắt cũng không muốn tiền vốn nện đi qua, nhạc phụ đại nhân nhỏ như vậy yêu cầu, ta muốn bọn hắn cũng sẽ không làm khó đấy. Ngẫm lại Las Vegas bên kia, thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt, có một hơn 10 khung cơ giáp tại đâu đó chấn xem, cũng là không tệ sự tình. Quản lão ra tử cười nói, ta đây đã có thể cảm ơn người giàu tương đương. Ai, nếu không phải ta già rồi, cũng muốn đi tự mình điều khiển người cái này trên cơ giáp trận đâu rồi, cái này nhiều uy phong. Trần Húc cười làm lành nói, nhạc phụ đại nhân, ngài hiện tại còn kiện rất khỏe mạnh đâu rồi, ở đâu có lão. Nói xong, Trần Húc nhịn không được lường một bên Hoàng Thanh Tú Toa Liếc, nghĩ thầm. Tuy nhiên cản không nổi dương trấn chữ lão nhân kia, bất quá vậy cũng là bên trên là càng già càng dẻo dai rồi. Quản lão gia tử nhìn ra Trần Húc xấu xa tâm tư, cười mắng, người tiểu tử này, không biết lớn nhỏ, muốn ăn đòn. Một bên quản dịch nhịn không được liếc mắt, thấp giọng nói, thượng lương bất chính hạ lương lệch ra. Một già một trẻ cũng không phải vật gì tốt, lời này thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là dù sao tại một cái trong xe, tất cả mọi người đã nghe được, Hoàng Thanh Tú toa sắc mặt càng xấu hổ rồi, Trần Húc cùng quản lão gia tử liếc nhau, đều nhịn không được cười. Nở nụ cười một hồi, lão gia tử nói, ta lần này đến đâu rồi, ngược lại là có kiện chuyện trọng yếu. nhạc phụ mời nói, a, à, người vị nhạc phụ này gọi ngược lại là nhu thuận. quản lão gia tử cười nói, bất quá tựu là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận à, ta nói, người cùng tiểu dịch sự tình cũng nên đính ra rồi a, à. à, chân hút vốn là cả kinh, sau đó là đại hỷ chỉ là đại hỷ chính giữa, nhưng có chút do dự. một bên quản dịch cũng là sắc mặt có chút kích động hồng nhuận phơn phớt, khả đồng dạng mang đi một tí do dự quản lão gia dụ phảng phất nhìn ra trần húc đến cùng vì cái gì do dự cười nói như thế nào các ngươi sẽ không cho là ta là vội tới các ngươi áp lực a à? tiểu trần a à, ta biết rõ ngươi còn có một thân mật nữ hải nhi đúng không đừng phủ nhận cái này toàn bộ thế giới cũng biết rồi ta làm sao có thể không biết trần húc xấu hổ cười cười tất cạnh tại cha vợ trước mặt nói mình một cái khác nữ hài trần húc cảm thấy nếu như đổi tới chính mình sinh ra một đứa con gái thích một cái đã xem như có lão bà nam nhân mà người nam nhân kia ăn lấy trong chén nhìn trong nồi, chính mình đã sớm đem tên kia chân cắt đứt. Quản lão gia tử gặp nữ nhi nữ tế đều xấu hổ không có ý tứ bộ dạng, hắn ngược lại là rất sáng sủa, cười nói, "Nam nhân mà, hoa tâm là bình thường, có năng lực hoa tâm mới được à." Quản dịch nhịn không được ngắt lời sảng giọng, "Cha." Quản lão gia tử cười ha ha, nói, "Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta bỏ qua. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta đến, cũng không phải đến cấp ngươi gây áp lực đấy." nếu như ngươi là những người khác, như vậy ta phải muốn cho ngươi gây điểm áp lực, ta không ngại ngươi có mấy cái nữ nhân, nhưng là nữ nhi của ta nhất định phải là cưới hỏi đàng hoàng, về phần những nữ nhân khác, cũng coi như cái tình nhân được rồi, người này phần, cũng nên giao cho nữ nhi của ta đấy. Trần Húc xấu hổ cầm lấy đầu, quản lão gia tử vừa cười nói, bất quá, tiểu tử ngươi luôn cho ta rất nhiều kinh hỉ à. Kỳ thật ta cũng biết ngươi cùng cái kia cao tiểu thư cảm tình, các ngươi đều là đại học lúc nhận thức, cái này trên mặt cảm tình, chỉ sợ nói không nên lời yêu ai nhiều một chút. Nếu là ở trước kia, dù là ta bá đạo điểm, cũng nhất định phải ngươi phải phân cái cao thấp, bất quá dưới mắt đâu rồi, tự miễn đi. Ngươi cũng không cần khó xử rồi. Thật sự, đùa hỉ kêu đi ra không phải Trần Húc, mà là Quản dịch. Bởi vì theo rất sớm trước kia, hai người đều chấp nhận loại quan hệ này tồn tại, nhưng là vừa nghĩ tới vị trí kia, tuy nhiên cũng phi thường khó chịu nổi. So, Quản dịch ra cảnh là muốn xa xa mạnh hơn cao hiểu tiết trong nhà như vậy rất có thể, Trần Húc hội bách tại áp lực, đem cái kia chân quý danh phận cho mình, mà ủy khuất cao hiểu tiết. Bây giờ nghe đến phụ thân nói như vậy, quản dịch đương nhiên mừng rỡ, bởi vì chính cô ta bằng tâm mà nói, cũng không muốn ủy khuất cao hiểu tiết đấy. Quản lão ra tử nắm bắt cái cằm, cười vô cùng mập mờ, còn không phải ta cái này con rể có bản lĩnh. Ăn sạch đảo dưới mắt là đặc biệt khu hành chính, có được đặc quyền N, hoặc là nói là quốc gia chiếu cố nên khu đặc thù phong tục tập quán ha ha, hiện tại truyền thông lên, đều đang nói tiểu tử này vì lấy hai người các ngươi, không tiếc bỏ ra giá tiền rất lớn chế tạo cái này ăn sạch đảo, chính là vì cái này có thể một mình lập pháp đặc quyền, bằng, chân à, ngươi là ăn sạch đảo thổ hoàng đế, ngươi tự nói nói, ngươi là tính thế nào hay sao? Có phải hay không chuyên môn lập một cái có thể đồng thời lấy hai vị thê tử dự luật à? Cái này, Trần Húc được xưng laser đều đánh không phá ra mặt rốt cục nhịn không được đỏ lên thoáng một phát, cười hắc hắc nói, tiểu tế, tiểu tế là có đánh như vậy tính toán ăn sạch ở trên đảo kết hôn tự do bất kể là cưới vợ hoặc là gả chồng đều không có số lượng hạn chế bằng cá nhân yêu thích bất quá bỏ thêm một đầu chỉ muốn trở thành vợ chồng như vậy sở hữu tất cả tài sản đem thành làm phu thê cùng sở hữu cái này nếu như muốn ly hôn hắc hắc trần húc chưa nói xong nhưng quản lão gia tử đã hiểu đập chân cười to nói hảo 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 như vậy không tệ còn có thể tránh khai dư luận danh tiếng hắc đầu năm nay có tiền lại hoa tâm nhiều người nhất là có tiền lại hoa tâm nam nhân nhiều. Thế nhưng mà, bọn hắn phải xem tốt rồi, ba vợ bốn nàng hầu không phải dễ dàng như vậy đấy. Nữ nhân kia nếu chạy tiền của hắn đi, vậy thì chờ tại lấy một người vợ, phải phân đi ra một bộ phận tài sản. Khắc, hiện tại xã hội này, nguyện ý cho người ta làm thiếp nữ nhân, 100 cái chính giữa có 99 cái là hướng về phía cái kia nam nhân tiễn đi, nữ nhân như vậy, ai dám lấy nàng. Người chiều này, đã giúp mình trải bằng con đường, rồi lại đáp nổi lên như vậy cao một cái bậc thang, ha ha, chỉ sợ cái này pháp lệnh thật sự thực hành về sau, cũng không có mấy người dám đến ngươi tại đây xin một chồng nhiều vợ. Trần Húc cười hắc hắc, hắn đối với cao hiểu tiết cùng quản dịch là không hề giữ lại, hoàn toàn tín nhiệm đấy. Dưới mắt hắn Phú Khả địch quốc, nếu như hai cái đều cưới, như vậy muốn đem chính mình danh nghĩa tài sản phân thành ba phần, cho hai nữ mỗi người một phần. Nhưng là hắn tin tưởng, những số tiền này phân chẳng phân biệt được đều là một sự việc. Bởi vì cho dù hắn chỉ là một cái kẻ nghèo hàn, hai nữ cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ hắn đấy. Dưới mắt chế độ một vợ một chồng, nhìn như công bình, trên thực tế lại bóp chết rất nhiều cái gọi là luân lý bên trên không thừa nhận cảm tình loại này luân lý, cũng không phải là cổ đại một mực truyền thừa luân lý, chế độ một vợ một chồng cũng là Tây Phương văn minh xâm lấn về sau mới hình thành hình thù kỳ lạ kết quả. Cũng là cái gọi là nữ quyền tăng vào chỗ hình thành dị dạng kết quả. Hiện ở cái thế giới này, quan viên, phú thương bao nhị nãi tam nãi thậm chí n sữa ít người rồi hả? Như vậy hành vi cũng có thể trở thành là một loại quy tắc ngầm mà bị người tiếp nhận, như vậy, có cảm tình một nam nhiều nữ vì sao không thể quang minh chính đại cùng một chỗ? Đương nhiên, nếu như là có cảm tình một nữ nhiều nam, dù sao Trần Húc là tuyệt đối sẽ không làm, cái này đầu kèm theo quy củ, tự là nhằm vào những cái kia muốn được voi đòi tiên người, nghĩ đến lớn nhỏ ăn sạch trước khi, đầu tiên cẩn thận đánh bóng ánh mắt của ngươi, nhìn xem đi theo bên cạnh ngươi mấy cái nữ nhân, rốt cuộc là hướng về phía ngươi cái gì đến đấy? đúng như là quản lão gia tử theo như lời, cho dù cái này đầu dự luật đẩy ra, cũng sẽ không có quá nhiều người đến ăn sạch đảo xin một chồng nhiều vợ hoặc là một vợ nhiều chồng đấy. một già một trẻ đồng thời đại cười, quản dịch cùng trần hút nước nhau cũng cười, khốn tại trong lòng câu đố rốt cục giải khai, hai người cười đều rất nhẹ nhàng. mà lúc này quản lão gia tử nhìn về phía lên xe về sau vẫn rút vào trong lòng ngực của mình, không nói một lời sắc mặt lộ ra có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên Hoàng Thanh Tú Toa. Hoàng Thanh Tú Toa sắc mặt hay vẫn là như vậy nhút nhát e lệ, lại để cho người chiều mến, chỉ là cặp mắt kia chính giữa lại hiện lên vẻ đắc ý. Đem lão gia tử cùng phu nhân an bài tại một chỗ khu vực tốt nhất, xa hoa nhất trong biệt thự về sau, Trần Húc tại trên đường trở về còn cùng quản dịch nói giỡn, rốt cục vượt qua kiểm tra rồi, bất quá lại nói trở lại lão gia tử lần này dễ nói chuyện nhiều hơn à, ta nhớ được lần trước nhìn thấy hắn lúc, cái loại này uy áp, chật chật, quản dịch mắt trắng không còn chút máu, tùy ý thằng này quái thủ hạnh kiểm xấu tại trên người mình chạy, nói, cái này ngươi đã hài lòng, hừ hừ, được voi đòi tiên, hòa tâm. Lúc này không có người ngoài ở tại từ xe bay liền lái xe đều không cần, lộ tuyến của nó hoàn toàn là do tiểu mẫn khống chế cho nên nếu như nhiều người Trần Húc còn có thể giả bộ nghiêm mặt hồng thoáng một phát, nhưng tự bọn hắn thuyền. Trần Húc cười dị thường dâm tiện, cơ hồ đều muốn mặt trôn ở quản dịch cao mất ngực trong miệng đi. Quản dịch vừa bực mình vừa buồn cười, Trần Húc cái này khốn nạn từ khi tự mình tiếp nhận ăn sạch đảo đến nay, cái này đùa giỡn nữ thư ký bổn sự là đi từ từ dâng đi lên đương nhiên, nữ thư ký cũng chỉ có nàng cùng cao hiểu tiết cái này hai cái mà thôi. Vỗ Trần Húc một bà, quản dịch có chút nghi ngờ nói, ta cũng cảm giác cha ta hôm nay có chút kỳ quái, hoàn toàn chính xác cũng quá dễ nói chuyện một chút. Dễ nói chuyện còn không tốt, Trần Húc thật vất vả mới không có lại để cho chính mình buồn chết, ngừng đầu nói, dù sao cái này là được đền bù hy vọng rồi, được đền bù hy vọng à, nhìn xem thằng này một bộ ngu ngốc bộ dạng, quản dịch chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thật không rõ, như vậy một tên, làm sao có thể đi cho tới hôm nay vị trí này đấy. Được rồi, tốt xấu là buông xuống một khối trong nội tâm tảng đá lớn đầu, chỉ là cái kia hoàng thanh tú toa. Thật đúng là thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Lúc này, ngay tại quản lão gia tử ngủ lại xa hoa biệt thự chính giữa, tại dòng mọi người đem hành lý gian phòng sửa sang lại tốt về sau, quản lão gia tử phân phó nói, tốt rồi, các ngươi có thể đi xuống, ta cùng phu nhân cần nghỉ ngơi, không có phân phó, các ngươi đừng tới quấy giày. Vâng, tại bộc mọi người sau khi rời đi, Hoàng Thanh Tú toa hướng trên ghế salon ngồi xuống, lập tức cả người khí chất lập tức tự thay đổi. Vốn là cái loại này nhút nhát e lệ bộ dạng lập tức biến thành cái loại này vô cùng mị hoặc cảm giác, phảng phất giơ tay nhấc chân mỗi một cái động tác đều tràn đầy trí mạng hấp dẫn. Mà quản lão gia tử cũng ngồi ở một bên trên ghế salon, biểu lộ rất là hung ác lệ, Trần hút tiểu tử này, quả nhiên rất hiểu được hưởng thụ à, cái này ăn sạch đảo ta trước kia đã tới một lần, khi đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đảo hoang, ở trên đảo ngoại trừ một cái phòng thí nghiệm bên ngoài không có cái gì. Không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn đánh đã tạo thành như vậy. Loại này không ngừng bên ngoài liền nhân công đảo mở rộng đất chống nick thủ đoạn, thật sự chính là rất đáng được tham khảo à. Trên ghế salon Hoàng Thanh Tú toa một tiếng cười nhạo, nói, cái này lại tính toán cái gì? Căn cứ gia tộc bọn ta ghi lại, ngày xưa mẫu đại lục cũng là như thế, dùng một cái chủ đảo làm trung tâm, không ngừng xác nhập quanh thân hòn đảo, cuối cùng tạo thành một cái cự đại đại lục. Cái chỗ này cùng mẫu so, còn kém quá nhiều. Nâng lên mẫu, quản lão gia tử trên mặt một hồi run rẩy trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Ôi, hoàng đế của ta bệ hạ, hoàng thanh tú toa kiều mị kêu một tiếng, thanh âm kia ỏn ẻn, cơ hồ muốn đem người xương cốt đều mềm yếu ra rồi. Mẫu hủy diệt tự hủy diệt nha, có cái gì quá không được hay sao? Chỉ cần kế tiếp chúng ta đem cái này ăn sạch đảo chiếm thành của mình, cũng không có thể có thể so với mẫu kém hơn quá nhiều. Cái chỗ này sao có thể cùng mẫu so, vì cái gì không thể so đâu này. Hoàng Thanh Tú toa khanh khách mà cười cười, mẫu dù sao cũng là không thể gặp người, nhưng là ăn sạch đảo có thể. Dưới mắt tại đây đã là toàn bộ thế giới công nhận khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Chỉ cần giết Trần Húc, khống chế được SMMS cô bé kia nhi, sau đó ta lại đem người biến thành Trần Húc bộ dáng, người không là có thể nhẹ nhõm khống chế được toàn bộ ăn sạch đảo rồi hả? đến lúc đó chỉ cần đem đám kia nguyên lão thanh tẩy sạch, như vậy binh không huyết nhận, chúng ta có thể đem ăn sạch đảo triệt để nuốt vào. Dù sao mẫu sở hữu tất cả tương quan tại bên trên một đời văn minh tư liệu ngươi đều bảo tồn xuống dưới, cho dù mẫu chìm nghỉm thì đã có sao. Kế hoạch của chúng ta hoàn toàn có thể ở thời đại này một lần nữa bắt đầu. Mà lúc kia, đã không có bất kỳ người có thể ngăn cản chúng ta. Quản lão gia tử, không, người này dĩ nhiên là Taro Hoàng đế. Hắn nhìn nhìn thân thể của mình, chiếu chiếu tấm gương, nói, lợi dụng địa tâm nguyên lực lực lượng thần bí, thay đổi bộ mặt cơ bắp, do đó biến thành chỉ định hình dạng, loại phương pháp này quả nhiên thần diệu. Đáng tiếc, không thể tiếp tục thời gian quá dài, người còn có bên trên một đời văn minh huyết mạch, có thể hòng duy trì 3 tháng, nhưng là ta tối đa chỉ có thể ủng hộ một tháng. Dưới mắt chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, nhất định phải mau chóng cầm xuống ăn sạch đảo. Lại nói, người lúc trước vì cái gì không thay đổi thành cùng quản dịch hoàn toàn đồng dạng bộ dáng hoàng thanh tú toa ôi kêu một tiếng cười nói dưới gầm trời này nào có hoàn toàn giống như đúc người chẳng phải là lại để cho người hoài nghi sao biến thành tám phần như đã rất thần thái giống rồi quản gia kia tiểu thư vốn cũng không phải là cái gì an phận người ta lại dùng cái dạng này ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nàng có thể không động tâm hoàng đế sờ sờ khuôn mặt trầm ngâm một chút nói chúng ta biến hình nước thuốc còn lại không nhiều lắm rồi vấn đề trọng yếu nhất là hiện tại đã không cách nào nữa chế tạo người còn thừa nước thuốc chỉ có thể duy trì chúng ta cái dạng này nhất nhiều nguyệt thời gian, cái này trong vòng một tháng, chúng ta thế tất muốn ra tay. Hoàng Thanh Tú toa ngáp một cái, cười nói, không nóng nảy, một tháng đây này. Trần Húc đối với tại thân phận của chúng ta là hoàn toàn sẽ không sinh nghi, tiếp cận hắn và toàn bộ S công ty cao tầng cơ hội có rất nhiều, nhưng là dưới mắt, chúng ta nhất định phải mau chóng biết rõ ràng ăn sạch đảo át chủ bài. Nàng xem Hoàng đế liếc, nói, Ngươi tin tưởng cái tiểu nha đầu kia tựu là có thể dùng sức một mình đánh bại của ta ích cùng ngươi Taro chính là cái người kia sao? Làm sao có thể? Hoàng đế hử lạnh một tiếng, cái kia tuyệt đối không phải một người lực lượng có thể làm được đấy. Tuy nhiên bên này tuyên truyền nói là nàng, theo thời gian cùng thân phận bên trên cũng miễn cưỡng có thể nói đi qua. Nhưng là chúng ta cũng biết cái kia tuyệt đối không phải. Chỉ bằng vào một người, không có như vậy lực lượng đáng sợ. Cho dù nàng tại máy vi tính lĩnh vực bên trên vô cùng cao minh, nhưng này cơ giáp, cái kia hủy diệt kiểu vũ khí là nơi nào đến hay sao? Hơn nữa, trước khi mễ ngóa đức nói cho ta biết, ăn sạch ở trên đảo có một cổ so với hắn càng cường đại hơn máy vi tính lực lượng, trước khi thiếu chút nữa đưa hắn truy tung đến, ta muốn, đây tựu là ăn sạch đảo chính thức át chủ bài rồi. Người hay vẫn là tin tưởng vững chắc SMMS là qua tay một người trí tuệ nhân tạo à? Hoàng Thanh Tú toa ha ha cười nói, bởi vì ngươi cái này suy luận, làm hại ích tổ chức không thể không tiềm xuống dưới đất, buông tha cho sở hữu tất cả bên ngoài thế lực cùng với đối với quốc hội khống chế à? Hoàng đế cười lạnh, cái kia thật là bởi vì vi chúng ta nguyên nhân sao? Hoàng thanh tú toa cười nếu không ngữ, hoàng hoàng đế đạo, lần này ngươi cũng chứng kiến ăn sạch đảo bộ dạng rồi, bọn hắn cơ hồ cả tòa thành thị khoa học kỹ thuật, kinh tế vận chuyển đều dựa vào máy tính, ngươi cảm thấy cái này gần kề chỉ là dựa vào mấy đài siêu cấp máy vi tính là có thể hoàn thành đấy sao? Hơn nữa, có thể đem mế ngoá đức truy đến bước đường cùng, chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng, người cảm thấy đây là bình thường hacker dựa vào máy vi tính tự có thể làm được đấy sao? Mế ngõ Đức ngày đó xâm lấn nước Mỹ quân đội mạng lưới, ngay sau đó đã bị Trần Phỉ truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thể nói là lập tức do thiên đường té địa ngục. Trần Phỉ tại dựa vào tam đài siêu cấp máy vi tính cao tốc tính toán xuống, đương thời cơ hồ vô địch, duy nhất có thể mạnh hơn hắn, đại khái cũng chỉ có tiểu mẫn cái này đài đáng sợ hơn đến từ tương lai siêu cấp máy tính, cái kia mế ngóa đức tuy nhiên là cái đo đếm chữ tánh mạng, đồng dạng bị hắn một đường đuổi giết giết tâm đều rét lạnh. Một cái ngụy trí tuệ nhân tạo, một cái nửa trí tuệ nhân tạo, nói nhưng thật ra là 8 lạng nửa cân tồn tại, hai tên ra hỏa cơ hồ tựu là tại lập tức thông qua mạng lưới tại toàn bộ thế giới đầu cuối bộ phận kết nối chạy vừa một vòng. Nhưng là đừng nói một vòng rồi, mế ngóa đức cơ hồ vòng quanh địa cầu chạy hơn 10-20 vòng, đều không có vứt bỏ trần phỉ cái này cái đuôi. Hơn nữa trần phỉ hay vẫn là một bên truy một bên đánh, đánh chính là Ngế ngõa Đức kinh hồn táng đảm, càng thêm xác định đây tuyệt đối không phải nhân loại hacker có thể làm được, nhân loại hacker, dù là có thông thiên kỹ thuật, nhưng là dù sao cực hạn tại nhân loại bản thân tư duy tốc độ, tuyệt đối theo không kịp hắn. Cuối cùng Ngế ngõa Đức hết cách rồi, chỉ có thể chạy trốn tới Taro đã sớm cho hắn chuẩn bị một cái chạy nạn server chính giữa, đi vào về sau lập tức phát ra cảnh báo, sau đó cắt đứt mạng lưới. Mà Trần Phỉ khi đó tuy nhiên cũng truy tung đến nơi này cái server hơn nữa lập tức phân tích ra server chân thật địa chỉ IP, nhưng là lúc này thời điểm server lại là mình đóng cửa, chờ bọn cảnh sát đuổi tới lúc, lại phát hiện cái chỗ kia đã sớm người đi nhà trống sớm là ở chỗ này chuẩn bị taro tổ chức lập trình viên, thông qua bên ngoài tiếp ổ cứng HDD phương thức đem mễ ngóa đức để vào mới đích ổ cứng HDD ở bên trong, sau đó một lần nữa tiếp nhập mạng lưới phóng hắn chạy trốn, đón lấy chính mình hủy hoại sở hữu tất cả thiết bị thoát đi bọn cảnh sát căn bản phản ứng không kịp. Cái này rất giống hai cái tuyệt thế cao thủ một cái truy một cái chạy, giống như xạ điêu anh hùng chuyện chính giữa lão ngoan đồng truy cửu thiên nhẫn giống như, kết quả đem cửu thiên nhẫn đuổi tới một cái trong phòng, cửu thiên nhẫn chính mình đem phòng cửa đóng lại rồi, lão ngoan đồng vào không được, cửu thiên nhẫn mình cũng ra không được. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, đã có cái giúp đỡ vụng trộm tại mặt khác hơi nghiêng cho cửu thiên nhẫn mở một chỗ nói, tại cửu thiên nhẫn chạy trốn về sau hắn càng làm địa đạo, mà nói điền lên cái này, ai cũng bắt không được hắn rồi. Nhưng làm mễ ngõa đức chiêu này cuối cùng không dám dùng nhiều, dưới mắt lúc này đây tuy nhiên tạm thời tránh được nguy hiểm nhưng là cũng là thừa lúc đối phương không có phòng bị hắn lần này đã có kinh nghiệm tiếp theo mễ ngoã đức còn dám lập lại chiêu cũ đứt rời server mạng lưới trần phỉ bên kia đã có phòng bị một khi trực tiếp đứt rời cái kia server chỗ khu nguồn điện cho dù bên cạnh có người nhưng là muốn khởi động máy đều khai không cũng đừng hy vọng phóng mễ ngoã đức đi ra đầu tiên chúng ta muốn làm tinh tường là ăn sạch đảo át chủ bài còn có bọn hắn đối với chúng ta giải bao nhiêu lần này chất lọc địa tâm nguyên lực thất bại, làm cho liên tiếp đại tai nạn bại lộ mẫu vị trí, ta bất đắc dĩ phá trèo lên chìm thuyền, tự tay hủy diệt mẫu. Nhắc tới chuyện này tình hoàng đế tự hận nghiến răng ngứa, âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên trước khi ta tiêu hủy sở hữu tất cả tư liệu, hơn nữa tại cực lớn trong lúc nổ tung những cái kia ghi chép tư liệu phần cứng cũng bị ít đảo ngược phá hủy, nhưng là ăn sạch đảo máy vi tính kỹ thuật độc bộ thiên hạ, có trời mới biết bọn hắn hội từ đó phát hiện một mấy thứ gì đó, còn có chúng ta vô số vật thí nghiệm thi thể nghe nói dưới mắt các quốc gia quân đội đều tại cùng ăn sạch đảo cái cọ, yêu cầu đạt được mẫu lục trầm về sau hải cốt. Ngày mai lên, chúng ta tự đi hảo hảo đi thăm thoáng một phát cái này ăn sạch đảo. Quản lão gia tử muốn đi thăm ăn sạch đảo cùng S công ty, yêu cầu này Trần Húc thật sự không có cách nào cự tuyệt, ai bảo đó là hắn cha vợ đây này. Nhưng vấn đề là quản lão gia tử nhưng vẫn mang theo hoàng thanh tú toa, cái này có chút lại để cho S công ty cao tầng có chút xấu hổ rồi. Cái kia hoàng thanh tú toa tuy nhiên trên danh nghĩa là quản dịch dưới mắt mẹ kế, thế nhưng mà nói thẳng thắn điểm, ai hội thực đem nàng đem làm một sự việc. Dưới mắt ăn sạch đảo thực lực, đã sớm rất xa vượt qua được xương phú khả địch quốc người hoa tứ đại gia tộc. Cái này gần kề 2-3 năm thời gian, nhưng theo giả thuyết ảo cảnh hệ thống đại bán, còn có ăn sạch ở trên đảo hấp dẫn toàn bộ thế giới tối cao đoan khoa học kỹ thuật thị trường điên cuồng bơm tiền, ăn sạch đảo hôm nay đã đã trở thành toàn bộ thế giới số một số hai đỉnh tiêm thế lực coi như là người hoa tứ đại gia tộc như vậy cấp bậc, thậm chí càng cường đại hơn Rockefeller gia tộc các loại, đối với ăn sạch đảo cũng chỉ có thể thấp tư thái tìm kiếm hợp tác. Cái gọi là tại thương nói thương, quản lão gia tử là quản dịch cha ruột, lại là ăn sạch đảo thân mật hợp tác đồng bọn thủ lĩnh, Trần Húc cha vợ. Dùng thân phận của hắn tự nhiên là có tư cách tiếp xúc đến ăn sạch ở trên đảo cơ mật, có thể mang theo hoàng thanh tú toa lại tính toán là chuyện gì xảy ra. Dùng Trần Húc xem ra, những này cơ mật đồ vật tạ chiến đến tham dự đều có tư cách, dù sao hắn tại quản gia càng vất vả công lao càng lớn, làm rất nhiều chuyện, cũng là thành viên trung tâm một trong. Nhưng là Hoàng Thanh Tú toa lên làm quản gia phu nhân cũng không quá đáng mới hai năm nhiều thời giờ, nào có tư cách này. Tuy nhiên quản lão gia tử tự ngươi nói, Hoàng Thanh Tú toa cũng quản lý quản gia một bộ phận sản nghiệp, theo thân phận đi lên nói là thư ký của hắn, nhưng là dù sao cái này người trẻ tuổi nữ hài nhi, tại kể cả quản dịch trong mắt xem ra, đều là một ngoại nhân chờ tiếp qua cái vài năm quản lão gia tử thân thể không được, tự nhiên đem gia tộc sự nghiệp giao cho quản dịch đến quản lý, lúc kia ở đâu còn có hoàng thanh tú toa cái này tiểu mụ nhúng tay. Nói sau câu so sánh đại nghịch bất đạo, một khi quản lão gia tử quy thiên, hoàng thanh tú toa cái này tiểu mụ, tại quản dịch trong mắt lại tính toán là vật gì. Bất quá, hiện tại quản gia hay vẫn là lão gia tử làm chủ, hắn nói ra yêu cầu này, Trần Húc cũng không nên ưỡn nghiêm mặt ra cự tuyệt, dù sao nữ nhân này dưới mắt là lão gia tử tâm can bảo bối, thật vất vả lão gia tử như thế khai sáng, không có phản đối với nữ nhi của mình cùng với khác nữ hài cùng một chỗ ủy khuất, Trần Húc trong lòng có quỷ, tự nhiên cũng không dám nói nhiều. Hơn nữa, ăn sạch đảo chính thức hạch tâm cơ mật, là tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính tồn tại. Đây là ngoại trừ Trần Húc bên ngoài không có bất kỳ người có thể tiếp xúc đến, hơn nữa tiểu mẫn lao thẳng đến chính mình che giấu vô cùng tốt, đối với ăn sạch đảo tất cả mọi người mà nói. Bọn hắn đều muốn dưới mắt tổng quản ăn sạch đảo sở hữu tất cả số liệu điều phối công lao ghi tạc này cái đứng ở S công ty tổng đài phòng chính giữa, độc lập thao túng lấy tam đài siêu cấp máy vi tính chính là cái kia ngụy trí tuệ nhân tạo tiểu mẫn đem hành thích của mình che giấu phi thường tốt, cho nên, ngược lại cũng không có ai hoài nghi. Quản lão gia tử hứng thú ngược lại là đậm dày kỳ thật bất luận kẻ nào nếu có cơ hội đi thăm ad công ty cơ mật nội dung, cho dù bản thân không có hứng thú cũng sẽ biết trở nên phi thường nồng hậu dày đặc ngày bình thường chỉ có thể ở truyền thông bên trên nhìn thấy, thậm chí truyền thông bên trên đều không thấy được tiên tiến cơ giáp, viễn cổ sinh vật, siêu thời đại các loại khoa học kỹ thuật chờ chờ như vậy ngắm cảnh, là một loại hưởng thụ. Quản dịch đoạn đường này vụng trộm chầm chầm vào hoàng thanh tú toa. Phát hiện nàng sở tác sở vi cũng là bản phận, chi lộ bên trên rất ít lên tiếng hỏi thăm, chỉ là ngoan ngoãn làm chính mình muốn làm thư ký sự tình. Tại đi thăm cổ sinh vật, nhất là bất kỳ nữ nhân nào đều không thể chống cự độc giác thú Anicron, thời điểm, hoàng thanh tú toa trong mắt cũng lộ ra hào quang, nhưng là còn thật là tốt khắc chế rồi. Một bên Trần Húc tuy nhiên trong nội tâm nghĩ đến vỗ vỗ chính mình cái tiểu mẹ vợ Mã Thí Tân Bốc, nhưng là ngấm lại độc giác thú Anicron, đối với xử nữ cảm thấy hứng thú, hắn đã cảm thấy nếu để cho Hoàng Thanh Tú toa xuống dưới tới gần độc giác thú Anicron cú chém gió này cơ vốn sẽ phải vỗ vào đùi ngựa lên. Cho nên dứt khoát ở một bên giả vờ ngây ngốc, nhưng quản dịch ở đâu nghĩ đến, nữ hài tử là đối với đáng yêu động vật không có sức chống cự, độc giác thú Anicron, như vậy thần tuấn xinh đẹp, tự nhiên là đối với nữ hài tử thông sát nhưng Hoàng Thanh Tú toa con mắt sáng lên nguyên nhân tuyệt đối không phải cái này cái này yêu nghiệt đồng dạng nữ nhân, một mực đều có thể phi thường tốt khống chế được tâm tình của mình, nhưng là đang nhìn đến độc giác thú Anicron, một sát na kia, nữ nhân này cũng nhịn không được nửa ánh mắt lộ ra hào quang, đơn giản chỉ cần bị nàng linh cơ khẽ động, sắp sửa giết người ánh mắt chuyển biến thành đôi độc giác thú Anicron, loại sinh vật này nóng bỏng. Năm đó ít trong tổ chức Trần Húc Gian Kế, phí hết sức của chín châu hai hổ đơn giản chỉ cần nhổ răng cọp, mạo hiểm thiên đại nguy hiểm theo quân Mỹ trong tay đoạt lấy này hai cái độc giác thú Anicron, tại trải qua sơ bộ nghiên cứu về sau như nhận được trí bảo, bởi vì độc giác thú Anicron, huyết dịch chính giữa gen đoạn ngắn có thể phi thường hoàn mỹ bổ toàn bộ ích tổ chức gen cải tạo người chỗ thiếu hụt nếu là đem làm ích tổ chức không thể chờ đợi được bắt đầu lợi dụng độc giác thú Anicron, huyết dịch tiến hành cải tạo người về sau, lại phát hiện dĩ vãng chỗ thiếu hụt tuy nhiên bổ sung rồi. Thế nhưng mà kế tiếp chỗ thiếu hụt càng lớn, tổ chức gen cải tạo chiến sĩ bắt đầu biến thành khát máu, vừa mới bắt đầu thông qua động vật huyết dịch còn có thể chi trì, nhưng là càng về sau nhất định phải máu người mới có thể thỏa mãn bọn hắn. Nhưng lại nếu thiếu nữ máu tươi, tổ chức trước khi vẫn giấu kín tại An Đin Sơn Mạch một chỗ sơn cốc bí ẩn chính giữa, nhưng là tổ chức cần máu người, còn muốn tuổi trẻ thiếu nữ máu tươi, thậm chí đến cuối cùng còn cần xinh đẹp thiếu nữ máu tươi. Cái này đối với máu tươi nhu cầu cơ hồ đem ích tổ chức kéo suy sụp rồi. Cuối cùng, loại này đối với máu tươi nhu cầu thậm chí phát triển đã đến một loại càng thêm biến thái trình độ, ích tổ chức gen cải tạo các chiến sĩ thậm chí bắt đầu tàn sát lẫn nhau, chính là vì đối phương máu tươi. Nếu như không thể cung cấp đầy đủ máu tươi, tự căn bản không cách nào duy trì ích tổ chức gen cải tạo chiến sĩ, nhưng là nào có nhiều như vậy máu tươi. Trừ phi là đi sự thật trong thế giới tìm kiếm, nhưng là như vậy, thế tất sẽ kinh động thế giới loài người chính phủ. Tại dưới mắt ích tổ chức thực lực biến mất đến thấp nhất cốc thời điểm, loại làm này quả thực tựu là lấy trứng trọi đá. Chỉ có thể làm cho toàn bộ ích tổ chức triệt để hủy diệt. Cho nên Hoàng Thanh Tú Toa đã không có biện pháp gì, chỉ có thể tráng sĩ nứt cổ tay, tự tay giết tuyệt đại nửa khát máu gen cải tạo chiến sĩ, chỉ để lại một chút tâm phúc ít người, huyết dịch hay vẫn là đầy đủ để đấy. Nhưng là lần này cũng khiến cho ích tổ chức khổ tâm kinh doanh lực lượng hóa thành nước chảy, hôm nay phải nhìn, nửa độc giác thú Anicron, Hoàng Thanh Tú Toa trong nội tâm làm sao có thể không tức giận. Trần Húc đương nhiên không biết Hoàng Thanh Tú toa trong nội tâm suy nghĩ, càng không biết trước mắt vị này quản lão gia tử cùng mới phu nhân, dĩ nhiên là chính mình cho tới nay lớn nhất đối thủ. Tại giới thiệu độc giác thú Anicron thời điểm, hắn ngược lại là rất tranh công tựa như đem lúc ấy chính mình nhằm vào ích tổ chức kế phát, nói theo tàu, chỉ nghe hoàng đế trong nội tâm rung động không thôi, Hoàng Thanh Tú toa trong nội tâm phóng hỏa. Nhưng là trên mặt lại hay là muốn làm ra tán thưởng biểu lộ. Đương nhiên, Trần Húc cũng không biết ít tổ chức bị hắn cái này một đạo bày, không thể không chính mình thanh lý đại bộ phận thực lực, chưa gượng dậy nổi, hắn còn tưởng rằng ít tổ chức là tại cái đó khải đan đảo, thì ra là mẫu văn minh di tích lên, rất là nghi ngờ nói, nhưng là chúng ta biển sâu dò xét đội chỗ vớt thi thể phát hiện, trong đó một bộ phận lớn thi thể đều là máy móc cải tạo người, phần này tỷ lệ tại chúng ta vớt bên trên thi thể chính giữa ước chiếm được 75% đã ngoài. Mà những người bình thường kia thi thể chính giữa, cũng còn có tương đương một phần là bình thường nghiên cứu viên, ta vốn cho rằng cái kia hòn đảo là ít tổ chức căn cứ, nhưng là bây giờ nhìn xem, ngược lại hình như là ta nhiều người rất nhiều à. Hoàng đế cùng Hoàng Thanh Tú toa trong nội tâm phóng hỏa, đều hận không thể trực tiếp đem Trần Húc cho tại chỗ bóp nát bê kỳ thật lần này ăn sạch đảo cũng có chút tặc lưỡi, bởi vì vớt phát hiện, tại bài trừ mất tương đương một bộ phận khả năng tại đáng sợ kia tai nạn chính giữa hài cốt không còn, cơ hồ không cách nào vớt người bên ngoài, chỉ là tương đối nguyên vẹn thi thể, thì có trọn vẹn hơn ba vạn cái kia vùng biển quả thực trở thành nhân gian địa ngục đồng dạng, dựa theo cái số này đẩy tính toán, cái này hòn đảo bên trên tối thiểu có 5 vạn người quân đội, đều là trải qua các loại cải tạo, thế nhưng mà không nghĩ tới trong vòng một ngày, toàn bộ hóa thành hư ảo. Ngẫm lại cái này 5 vạn cải tạo người đủ khả năng sinh ra đáng sợ sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là có thể tại cả buổi ở trong, cầm xuống bất cứ một cái nhân loại thành thị. Vừa nghĩ tới chính mình vài năm tâm huyết hóa thành hư ảo, hai người đều hận không thể lập tức đem Trần Húc cho ăn sống nuốt tươi rồi. Bất quá, nhìn xem ăn sạch đảo kỹ thuật, trong lòng hai người cũng là dần dần khiếp sợ ăn sạch đảo cơ giáp bộ đội, dưới mắt đã có 10 vạn chi chúng, càng là có đời thứ hai cơ giáp bị nhiên phát ra rồi, uy lực nâng cao một bước đáng tiếc dưới mắt, toàn bộ thế giới cũng còn tại đối với ăn sạch đảo đời thứ nhất cơ giáp trông mà thèm không thôi, nhưng thật tình không biết nói, cái này kỳ thật đã là người ta quá hạn kỹ thuật. Thực lực như vậy, cho dù là cùng toàn thịnh thời kỳ ích tổ chức cùng Taro mặt đối mặt nghẹn kháng, bọn hắn máy móc cùng gen cải tạo người cũng tuyệt không phải đối thủ trừ phi là giống như trước như vậy, thông qua đối với đại quốc lực khống chế, phát động toàn diện chiến tranh. Thế nhưng mà dưới mắt, lưỡng tổ chức lớn cũng sớm đã đã mất đi đối với đại quốc trực tiếp khống chế năng lực, nói chuyện gì phát phát động chiến tranh. Bất quá vừa nghĩ tới, chính mình dưới mắt tự đứng tại Trần Húc trước mặt nhưng là tiểu tử này lại căn bản không biết mình chính là hắn địch nhân lớn nhất. Ngược lại đem sở hữu tất cả bí mật nói thẳng ra, đến lúc đó chỉ muốn biết rõ ràng ăn sạch đảo chính thức hát chủ bài một lần hành động diệt trừ trần húc cầm đầu ép công ty cao tầng như vậy có thể binh không huyết nhận đem cái này ăn sạch đảo làm của riêng rồi nghĩ đến đây hai người lại là vô cùng hưng phấn đi thăm hết cổ sinh vật quán cùng cơ giáp huấn luyện khu vực quản lão gia tử đưa ra muốn nhìn một chút ép công ty máy chủ phòng điểm ấy cũng rất thiên kinh nghĩa mặc dù nói máy chủ trong phòng tựu là vô số máy vi tính người bình thường đi qua không có gì hay xem xa xa so ra kém cơ giáp cùng cổ sinh vật như vậy phấn khích nhưng là những thứ không nói khác dưới mắt ăn sạch đảo từ lơ lửng quỹ đạo thế nhưng mà toàn bộ nổi danh thế giới. Mọi người đều rất ngạc nhiên, những này hoàn toàn do ăn sạch trong đảo trụ cột máy tính chỗ khống chế từ xe bay đến cùng an không an toàn. Vậy là cái gì dạng đầu mối máy tính mới có thể hoàn thành khổng lồ như vậy tính toán? Hiện tại ăn sạch đảo, đã không á ở trên thế giới bất kỳ một cái nào cỡ lớn thành thị, tuy nhiên người. Còn không tính quá nhiều, nhưng là cũng đã qua trăm vạn, hơn nữa theo ăn sạch đảo kiến thiết, cái số này vẫn còn dùng hàng năm chờ mình gấp đôi tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại ăn sạch ở trên đảo, tự chưa từng có xuất hiện qua kẹt xe tình huống phải biết rằng, vô luận là tại Bắc Kinh, Thượng Hải, New York, Paris. Trên thế giới đừng nói là một đường thành thị, coi như là hai tuyến thành thị, ở trên tan tầm giờ cao điểm lúc, kẹt xe cũng chắn lại để cho người gần như hỏng mất. Thế nhưng mà ăn sạch đảo lên xe của tuyệt đối không ít, lại chưa từng có kẹt xe qua, mặc dù có đèn xanh đèn đỏ, nhưng là trên cơ bản tối đa cũng tự là chờ một phút đồng hồ đèn đỏ thời gian là có thể thông qua. Cái này một mặt là bởi vì ăn sạch đảo con đường bốn phương thông suốt, trên bầu trời từ lơ lửng quỹ đạo giảm bớt cực lớn dòng xe cộ lượng. Mà một cái khác chủ yếu phương diện thì là đầu mối máy tính đối với cả tòa thành thị giao thông chỉ huy. Ăn sạch ở trên đảo không có cảnh sát giao thông, chỉ có mắt điện tử, mà mỗi chiếc tại ăn sạch ở trên đảo đăng ký chụp ảnh ô tô đều vụt đưa S công ty đặc biệt nghiên cứu phát minh hướng dẫn hệ thống. Cho dù là tự mình lái xe, chỉ cần ở trên xe về sau đưa vào chính mình muốn tới đạt chỗ mục đích, đầu mối máy tính có thể lập tức cho ra đường đi đồ, chỉ cần dựa theo đầu mối máy tính chỉ thị lộ tuyến tiến lên, là tuyệt đối sẽ không kẹt xe đấy. Hơn nữa loại này chỗ mục đích còn có thể đưa vào nhiều. Đầu mối máy tính sẽ trực tiếp tính toán ra đến đạt những điều này phương gần đây, nhanh nhất, có đủ nhất hiệu suất lộ tuyến. Cái này tuy cũng là cùng ăn sạch đảo đủ loại cùng bởi vì tòng linh khai thủy con đường rộng lớn nguyên nhân con đường rộng lớn điểm này ăn sạch đảo là đã chiếm tiên thiên ưu thế, rất nhiều phát đạt thành thị bởi vì kiến thiết so sánh sớm, sơ kỳ quy hoạch con đường tương đối so sánh chật vật, ví dụ như Nam Kinh, cho nên rất dễ dàng kẹt xe nhưng là quan trọng hơn, là đầu mối máy tính tính toán phân phối năng lực, điểm này thật sự là lại để cho thế giới sợ hãi thán phục. Xem lão gia tử là đi dạo chết đi được, hơn nữa yêu cầu này cũng căn bản không quá phận. Trần Húc tự nhiên là biết nghe lời phải Phòng máy mà sớm đã bị rất nhiều người đi thăm đã qua hắn cũng nên cho đem làm lão đại nhóm, đám bọn họ một cái công đạo tâm công ty siêu cấp máy vi tính cùng siêu cấp chương trình, ở thế giới đỉnh tiêm vòng tròn luẩn quẩn chính giữa cũng không phải bí mật chỉ là một cái không có ai biết chân tướng nói dối mà thôi. Tuy nhiên dùng nói dối lừa gạt cha vợ không phải rất mà nói, nhưng là Trần Húc cũng không khỏi không làm như vậy, bất quá nâng lên phòng máy, lão gia tử cũng đưa ra. Muốn gặp gặp Trạm Tinh, Trần Húc do dự thoáng một phát, cũng đã đáp ứng. Kỳ thật hiện tại Trần Húc gặp trạm tinh số lần cũng không nhiều, cô bé này tại máy vi tính phương diện có vô cùng kinh người thiên phú, còn có cùng nàng điềm tĩnh như nước khuôn mặt một điểm không tương xứng nghiên cứu tinh thần. Từ khi nàng bắt đầu sắm vai SMMS cái này nhân vật đến nay, tuyệt phần lớn thời gian nàng đều muốn chính mình nhốt tại phòng máy chính giữa nghiên cứu hán ngữ nói cùng với tự mình động thủ thí nghiệm Trần Húc trong nội tâm, cũng hiểu được thiếu nợ cô bé này thật sự quá nhiều, cho nên tại máy vi tính phương diện tri thức, chỉ cần chạm tinh cần, Hắn là không chút nào che giấu đem tư liệu toàn bộ dâng tạc dưới mắt Trạm Tinh chính mình nắm giữ kỹ thuật tiêu chuẩn, cũng đã vượt lên đầu thời đại này 20 năm rồi. Hơn nữa, Trần Húc còn lại để cho tiểu mẫn cùng Trần Phỉ hai cái ngụy trí tuệ nhân tạo cho Trạm Tinh đem làm bồi luyện, dưới mắt nói đến lập trình cùng hacker kỹ thuật, cô bé này đích thật là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất. Tối thiểu tại nhân loại chính giữa là như thế, điểm này Trần Húc có thể để xác định. Trạm Tinh trời sinh tính lạnh nhạt, không phải người quen, nàng cũng không nhiều cho dù là quản dịch phụ thân thân phận như vậy cũng không ngoại lệ, chỉ là rất nhạt nhưng đích làm một ít trả lời mà thôi, không có chút nào dẫn đạo chủ đề ý tứ. Trần Húc hơi có chút xấu hổ, nói thực ra, hắn xử lý có thể cảm giác được cô bé này nhi từ khi đã đến ăn sạch đảo về sau, tự tận lực tránh chính mình, tìm hắn cầm tư liệu trên cơ bản tựu là thông qua trong công ty lưới máy truyền tin, lúc khác cũng tuyệt thiểu một mình cùng mình cùng một chỗ, đến nỗi tại hai người mỗi lần gặp mặt, trên cơ bản đều là có rất nhiều người bên ngoài ở đây thời điểm, tại máy chủ phòng đi thăm một hồi, bia chạm tinh không lắm kỹ càng trả lời một ít có quan hệ dưới mắt ăn sạch ở trên đảo khoa học kỹ thuật vấn đề, quản lão gia tử đột nhiên cười nói, chạm tinh tiểu thư, ta đối với một việc rất ngạc nhiên, không biết người có nguyện ý hay không giúp ta giải thoáng một phát hoặc. Quản tiên sinh mời nói, người tuổi còn trẻ, tự lấy được thành tựu như vậy, thậm chí một lần hành động đã vượt qua taro cùng ít cái này lưỡng tổ chức lớn. Ta nói một câu không lắm cung kính, một người lực lượng dù sao cũng là cực kỳ có hạn, chạm tinh tiểu thư ngươi dùng một người lực lượng, tại đây ngắn ngủn trong vài năm tự phát triển đến trình độ như vậy. Nghe nói chạm tinh tiểu thư từng tại trong lúc vô ý chế tạo ra một loại đặc thù chương trình, có thể tự chủ học tập, sau đó tự chủ công tác. Thì ra là loại này chương trình mới giúp ngài hoàn thành những này rất nhiều nhà khoa học có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể làm được sự tình sao. Vấn đề này lại để cho đi theo tất cả mọi người nhíu mày, SMMS phát triển cùng thân phận rõ ràng Trần Húc cùng chạm tinh có chỗ giữ lại. Quản lão gia tử nói nghe được lời này, là ăn sạch đảo phương diện chính thức giải thích, kỳ thật ai cũng biết cái này giải thích thật sự chịu không được cái gì cân nhắc, cho nên bất kể là cao hiểu tiết, quản dịch, dịch thủy hàn bọn người chưa bao giờ tại vấn đề này càng thêm dùng miệt mài theo đuổi, có thể quản lão gia tử như vậy khôn khéo người, như thế nào hội bày làm ra một bộ bát quái phóng viên, phảng phất muốn đem bí mật này miệt mài theo đuổi đến cùng thái độ đâu này. Chạm tinh nhưng lại khẽ gật đầu một cái, nói, bằng vào ta một cái, tự nhiên không thể hoàn thành những vật này, đích thật là cần một cái giúp đỡ đấy. Ta cái này giúp đỡ, dưới mắt ngay tại những này siêu cấp máy vi tính chính giữa, vẫn còn thời khắc công việc, tính toán, nó mới thật sự là SMMS, không phải ta. Quản lão gia tử trong mắt có chút nóng bỏng, nhìn xem chung quanh không ngừng vận chuyển nổ vang siêu cấp máy vi tính, nói, có thể độc lập hoàn thành nhiều như vậy vượt lên đầu thời đại phát minh, cái này băng giúp vì vậy cỡ nào cường đại à. Nhưng là, cái này há không phải là khoa học viễn tưởng điện ảnh chính giữa trí tuệ nhân tạo chương trình nếu như nó đột nhiên phản quay đầu lại muốn khống chế nhân loại, hoặc là dứt khoát công kích nhân loại, này làm sao xử lý? Cha, người suy nghĩ nhiều quá, quản dịch giận một câu, nào có đáng sợ như vậy? Chạm tinh cũng là cười nhạt một tiếng, nói, quản tiên sinh yên tâm, đây cũng không phải là là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết hoặc là điện ảnh chính giữa cái loại này có được ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo, nó kỳ thật tự là một loại so so sánh cao cấp chương trình mà thôi, nhưng là không có chính mình suy nghĩ năng lực, hết thầy, chỉ có thể dùng để thi hành mệnh lệnh, đều là ta hạ đạt một ít chỉ lệnh, ví dụ như ba biệt tháp phiên dịch ra, ta làm ra mấy cái mở đầu công tác, sau đó cái này chương trình là có thể tự chủ ở trên Internet thu thập sở hữu tất cả ngôn ngữ tin tức. Nguôi trên cơ bản sáng ý tính nghĩ cách là ta để hoàn thành, kế tiếp của ta giúp đỡ, nó phụ trách tới giúp ta hoàn thành khó khăn nhất cũng phức tạp nhất việc khổ cực. Cái này là SMMS bí mật sao? Một thiên tài đồng dạng thiếu nữ, một cái tính toán năng lực vô cùng cường đại nửa trí tuệ nhân tạo chương trình thực dựa theo nàng nói như vậy, cái này nửa trí tuệ nhân tạo chương trình tính toán năng lực, so nghệ ngóa đức cái này trí tuệ nhân tạo còn cường đại hơn nhiều. Cái này, tự là ăn sạch đảo át chủ bài đi à nha. Quản lão gia tử cùng Hoàng Thanh Tú toa liếc nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt y tứ. Ăn sạch đảo át chủ bài, tự là SMMS thân phận chân chính, nếu như không làm rõ được cái này tấm át chủ bài, Hoàng đế là tuyệt đối không dám đơn giản ra tay bởi vì, tại hắn xem ra SMMS tất nhiên không phải Trần Húc chính mình, nếu quả thật là dựa theo chính mình đoán nghĩ như vậy, một khi không có bắt lấy cái này SMMS, bắt lấy Trần Húc bọn hắn. Luôn muốn lưu lại một hậu hoạn đấy. Phải biết rằng, SMMS tự không 6 năm một lần hành động tiêu diệt phong hỏa bệnh lâu lúc suốt đạo, đến nay 6 năm không đến thời gian, tự bồi dưỡng được một cái đáng sợ sự thật người đại lý, bồi dưỡng được một cái thế lực đáng sợ ăn sạch đảo. Gần kề chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian, tự bịa đặt sáng tạo ra một cái thế giới mạnh nhất khoa học kỹ thuật thế lực, SMMS chính thức lực lượng, mạnh đáng sợ. Nếu để cho hắn đào tẩu, như vậy tại trên Internet, cái kia chính là vô địch tồn tại, ai cũng đừng muốn bắt ở hắn. Khi đó hắn lại tìm kiếm một người thay mặt, làm sao bây giờ? Hắn có thể nuôi dưỡng được một cái trần húc, tự có thể nuôi dưỡng được thứ hai. Hắn có thể đánh nhau tạo một cái ăn sạch đảo, cũng tất nhiên có thể đánh nhau tạo thứ hai. Thậm chí, nếu như hắn trực tiếp quang hướng về phía một cái đại quốc, cái này loại song phương kết hợp uy hiếp tựu thật là đáng sợ, khi đó cho dù bọn hắn đạt được ăn sạch đảo, cũng không cách nào thanh thản ổn định hợp lý thế giới đệ nhất. Nhưng là dưới mắt, hoàng đế nhưng lại yên lòng rồi, hắn cảm thấy chạm tinh trong lời nói không có sơ hở, hơn nữa cùng tình báo của bọn hắn phân tích kết quả cũng là ăn khớp, hơn nữa. Chắc hẳn Trần Húc tại cha vợ trước mặt là sẽ không nói lời nói dối thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Tại vấn đề này bên trên Trần Húc sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói qua nói thật. Hoàng đế có chút nhớ nhung đương nhiên, đương nhiên, hắn cảm giác mình cũng không sợ, Taro cùng ích tuy nhiên ẩn núp vài năm, nhưng là dư uy còn tại, u mỹ tất cả hội nghị chính giữa có phần đông người cùng bọn họ có ngàn vạn lần liên hệ, phần này lực ảnh hưởng tuy nhiên giảm bớt, nhưng lại cũng vẫn còn, đợi đến lúc cầm xuống ăn sạch đảo về sau, tụ phải đặc biệt coi chừng rồi trước khi Taro cùng ích lớn nhất sai lầm tựu là cho Trần Húc tiểu ra hỏa này một cái sinh trưởng phát triển không gian chỉ cần về sau bọn hắn chú ý một chút, gặp lại đã có tiềm chất manh mối tựu khống chế được, một khi gặp nguy hiểm liền trực tiếp một cái tát chụp chết, khi đó cũng không sợ SMMS lại đi tìm cái gì người đại lý rồi. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại thời gian không nhiều lắm rồi. Hắn duy trì cái này bộ dáng, chỉ có thể tiếp tục một tháng thời gian, trong vòng một tháng nhất định phải lần nữa bổ sung năng lượng, mà dưới mắt, tối đa chỉ có hơn một tuần lễ thời gian còn thừa rồi, bởi vì từ lúc lúc ấy Khải Đan đảo chung quanh phát sinh kịch liệt địa chấn thời điểm, đã dự cảm tình huống không đúng hoàng đế cùng hoàng thanh thú toa cũng đã sớm thoát đi hòn đảo, nếu không cuối cùng đảo chìm, dẫn phát đại tai nạn, bọn hắn nếu là ở ở trên đảo cũng quyết định không cách nào đào thoát. Dưới mắt bọn hắn trà trộn vào ăn sạch trong đảo băng, giúp ngược lại là vô cùng thuận lợi, nhưng là muốn toàn bộ đem ăn sạch đảo tiếp thu xuống, thời gian lại rất có chưa đủ, cho nên đối với hoàng đế mà nói, nhất định phải mau chóng hành động, tại thời gian ngắn nhất ở trong, hắn biến thành Trần Húc bộ dạng đem cục diện dưới sự khống chế đến. Hiện trong lòng của hắn, có một loại nói không nên lời xúc động. Trần Húc, dịch hủy hàn, quản dịch, cao hiểu tiết, chạm tinh đều ở đây ở bên trong. Những này là ép công ty chính thức thành viên trung tâm. Chỉ cần một tay lấy bọn hắn chế trụ, sau đó lợi dụng tâm nguyên lực lực lượng đem hoàng đế biến thành Trần Húc bộ dạng. Là có thể binh không huyết nhận đem ăn sạch đảo một lần hành động cầm xuống, nhẹ nhõm biến thành thế lực của mình. Tuy nhiên biết rõ, đem làm chính mình biến thành cái dạng này đi vào ăn sạch đảo về sau, cơ hội như vậy chỗ nào cũng có, nhưng là... Thực đem làm giải khai trong nội tâm cuối cùng một khối tảng đá lớn đầu, cơ hội ngay tại trước mắt thời điểm. Hoàng đế đột nhiên cảm giác mình thật sự là nhịn không nổi nữa. Ngày xưa cao cao tại thượng, được nhiều người ủng hộ, khống chế lấy châu U kinh tế, chính trị mạch máu, cái kia là bực nào uy phong. Nhưng là ngay tại Trần Húc xuất hiện về sau, hết thảy đều thay đổi. Đường đường ta râu, vậy mà luân lạc tới có đầu rút cổ tại một cái trên đảo nhỏ không dám ra môn tình trạng. Cừu hận hỏa hoa, phảng phất bị rót một thùng xăng đồng dạng, lập tức thiêu đốt trở thành hừng hực đại hỏa. Bùng nổ, thế lửa trùng thiên, xem lên trước mặt quản lão gia tử cùng hoàng thanh tú toa đều lập tức đã trầm mặc trong phòng hào khí xa vào đến một cái rất vi diệu xấu hổ chính giữa, Trần Húc gãi gãi đầu, ý đồ tìm một chút lời nói đến đánh vỡ loại này xấu hổ, lão gia tử. Lão gia tử, trước mặt quản lão gia tử đột nhiên rất cổ quái cười cười, ngữ điệu cũng thay đổi, người gọi ta cái gì? Lão gia tử, ta có như vậy già sao? Quản dịch trắng rồi trần hút liếc, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại đột nhiên phát hiện, trước mặt quản lão gia tử cùng Hoàng Thanh Tú Toa đều cổ quái cười, cái kia dáng tươi cười phi thường quỷ dị, thậm chí có chút hít đáng sợ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, hai người biểu lộ cũng càng ngày càng khoa trương, càng về sau, quản lão gia tử trên mặt cơ bắp. Vậy mà đều cười kịch liệt run rẩy rồi, quản dịch cùng Trần Húc trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất thường, vừa định làm mấy thứ gì đó, nhưng này lúc Hoàng Thanh Tú toa hai tay vừa nhấc. Ở đây mọi người đều là thấy hoa mắt, Phảng Phất lập tức toàn bộ thế giới đều đen lại đồng dạng. Hơi chút lấy lại bình tĩnh, Trần Húc mới phát hiện không phải thế giới đen, mà là bối cảnh đen, Phảng Phất căn phòng này lập tức biến thành một cái đen nhánh hư không, tất cả mọi người đứng ở cái này đen nhánh hư không chính giữa, nhìn không tới bất luận cái gì bối cảnh nhưng lại còn có thể nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng. Đồng thời, mỗi người thân thể đều không nhúc nhích được rồi. Trần Húc bọn người dùng sức giấy ruộng, chỉ nghe được tiếng cười không dứt bên tai, lúc này, cho dù là kẻ đần cũng biết, tình huống không đúng. Trần Húc cắn răng nói, người không phải quản lão gia tử, người rốt cuộc là ai? Bằng hiếu cũ, chúng ta bạn tri kỷ đã lâu, nhưng lại là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp mặt. Cái kia quản lão gia tử trên mặt cơ bắp nhanh chóng run 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 rẩy biến hình, ngũ quan cùng làn da vậy mà phảng phất là đất dẻo cao su đồng dạng bị một lần nữa niết, tổ hợp trở thành mặt khác một người tuổi còn trẻ bộ dạng. Người trẻ tuổi kia, xem xét tựu là người ít huyết thống, nhưng tướng mạo rất là yêu dị. Đầy cái cằm, thật dài kéo dài tới trên lưng tóc. Màu đen tóc cắt ngang chán che ở con mắt, hình như là anime chính giữa cái loại này so nữ nhân còn thẩm mỹ yêu nhân đẹp trai. Cái này yêu nhân đẹp trai nhìn xem Trần Húc cười nói, hoặc là nói, là ngươi lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa nhìn thấy ta, bằng hữu của ta. Tự giới thiệu thoáng một phát, Bỉ Họ Lý, tên một chữ một cái đạt chữ, chữ Tư xa. Ta còn có một tên hiệu, gọi Hoàng đế, Taro, Hoàng đế. Trần Húc cơ hồ muốn rên rỉ đi ra, Taro, Hoàng đế, cái này soái rối tinh rối mù, vô cùng yêu dị người trẻ tuổi, bộ dáng của hắn tối đa bất quá 27-28 tuổi bộ dạng, dĩ nhiên là Taro Hoàng đế. Vừa rồi hắn tự giới thiệu thời điểm, hữu tính nổi danh có chữ viết. Trần Húc còn muốn châm chọc thoáng một phát đều cái gì niên đại rồi, còn lấy chữ. Thế nhưng mà đang nghe phía sau hắn một câu thời điểm, Trần Húc đã hoàn toàn nói không ra lời. Không riêng gì hắn, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Hoàng Thanh Tú Toa bên ngoài đều là kinh hãi há hốc miệng ra. Quản gia lão gia tử, chỉ chớp mắt tự biến thành một cái yêu đã đến không được người trẻ tuổi, vậy mà hay là đám bọn hắn cho tới nay đối thủ một mất một còn ta râu hoàng đế. Mà quản dịch tắc thì hét lớn, ba ba của ta đâu này hoàng thanh tú toa các ngươi đem ba ba của ta thế nào các ngươi sao có thể biến thành ba ba của ta bộ dạng hay sao lý đạt mỉm cười nhìn xem quản dịch quản gia tiểu nha đầu người không biết ta rồi hả ngươi quản dịch phảng phất nhớ ra cái gì đó sắc mặt càng thêm kinh ngạc kêu lên ngươi ngươi là lý đạt lý ra cái này mặc cho gia chủ ngươi ngươi thế nào lại là ta râu hoàng đế hay sao hơn nữa ngươi như thế nào hội còn trẻ như vậy lý ra cái nào lý ra, quản dịch nhìn xem lý đạt, sắc mặt phức tạp, cơ hồ là trong kẽ răng nhổ ra một câu, người hoa tứ đại gia tộc một trong, Tây U Lý Thị Mẫu Đơn Đình. T. Bắc Mỹ quản gia bốn lá thảo, Tây U Lý Thị Mẫu Đơn Đình, Nam Dương Đồng Môn Thúy Trúc Lục, U Á Dư Gia Hoa Đỗ Quyên. Trần Húc bọn người lúc này mới chú ý tới, trước ngực của hắn trên quần áo, hoàn toàn chính xác có một cái mẫu đơn đình đồ án. Khó trách, thằng này lại vẫn nói mình có chữ viết. Lấy chữ loại này phong tục, đại lục bên này sớm tựu đã không có không biết cái này có phải hay không chấp chính đảng cục dân chính lười biếng nguyên nhân chỗ làm cho đấy. Danh tự danh tự, trong đó tự kể cả tên cùng chữ khác nhau, tăng thêm họ, cái này là Trung Quốc một mực truyền thừa xuống thông tục. Họ tự là gia tộc dòng họ, tên là vừa sinh ra lúc tự khởi, sách cổ có mây, thủy sinh ba tháng mà thủy thêm tên, cố vân ấu tên. Năm 20 đầy hứa hẹn phụ chi đạo, bằng hữu các loại không thể phục hô kỳ danh, cố quan mà thêm chữ nói đúng là tại 20 tuổi trưởng thành lúc, cử hành quan lễ, lấy tự, về sau bằng hữu tầm đó lẫn nhau xưng hô. Tự không gọi kỳ danh mà gọi hắn tự, loại này phong tục hiện tại đại lục sớm đã không có rồi. Chỉ có một chút cổ xưa thế gia mới có thể bảo tồn xuống như vậy phong tục, mà cái này lý đạt, lý tư xa, đúng là một cái triệt triệt để để người hoa thế gia đệ tử Tây U lý ra. Trần Húc cười hắc hắc, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Tự nhị chiến uôn uô hai, về sau, tại phía sau màn khống chế toàn bộ châu U toàn cục, đối với toàn bộ châu U quân sự, kinh tế, chính trị đều có được lực ảnh hưởng cực lớn Taro tổ chức, thủ lĩnh dĩ nhiên là người Hoa. Lý Đạt mỉm cười, Lý gia tổ huấn là, có chuẩn bị, mới có thành công. Hai lần thế chiến, gia tộc rất là được lợi, vì cái gì không thể ngồi cho tới hôm nay vị trí. Trần Húc cười thảm một tiếng, ta không nghĩ tới chính là, các người vậy mà che giấu tốt như vậy. Toàn bộ thế giới đều bị các ngươi lừa gạt rồi. Lý Đạt, người đem ta nhạc phụ đại nhân thế nào? Người như thế nào lại biến thành bộ dáng của hắn hỗn vào? Lý Đạt cười vô cùng yêu dị, xem ra vấn đề của ngươi rất nhiều à, vậy được rồi, cái lúc này giúp ngươi giải thích nghi hoặc thoáng một phát cũng không có gì. Tề một điểm ngươi yên tâm, quản gia lão huynh cùng ta cũng là thế giao rồi, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng hắn, dưới mắt hắn đang tại Caribbean một cái trên đảo nhỏ hưởng thanh phúc đâu rồi, bất quá phu nhân của hắn. Ta ngược lại là muốn mượn trước dùng thoáng một phát, chân húc, ngươi là người thông minh, trước khi chúng ta thất bại thảm hại thời điểm lựa chọn trực tiếp buông tha cho, nghỉ ngơi dưỡng sức, không cùng ngươi ăn sạch đảo đánh đến ngươi chết ta mất mạng trình độ. Hôm nay, thế cục toàn bộ tự thay đổi tới, ta hy vọng mấy người các ngươi ngoan ngoán, thành thành thật thật nhận mệnh, nếu như các ngươi chịu hợp tác, ta đây rất nguyện ý cho các ngươi mấy vị lưu một con đường sống. Quản dịch hư lạnh một tiếng, lúc này Trần Húc chặt đứt câu chuyện, nói, được rồi, chúng ta nhận thua. Lý Đạt, không, tarou Hoàng đế, người thắng. Với tư cách thắng lợi một phương, ngươi có thể giúp ta giải thích mấy cái trong nội tâm của ta một mực làm cho không rõ sự tình sao?" Lý Đạt nở nụ cười, Trần Húc quả nhiên là Trần Húc. "Thật sự là dứt khoát, được rồi, xem tại ngươi như vậy dứt khoát phân thượng, ta phải trả lời ngươi mấy vấn đề, ngươi hỏi tới a. À? Thứ nhất, Lý Đạt ngươi là cái này mặc cho Lý gia gia chủ, chúng ta ai cũng không nghĩ tới Lý gia vậy mà che giấu tốt như vậy, chắc hẳn các ngươi hay vẫn là mượn nhờ Rothschild gia tộc tại châu Âu lực lượng a?" Nhưng là tư liệu chính giữa, tuổi của ngươi đã có hơn 40 tuổi rồi, tại sao phải bảo trì còn trẻ như vậy? Hơn nữa, ta cái này vấn đề thứ hai cùng vấn đề thứ nhất kỳ thật hẳn là một vấn đề, ngươi tựu cùng nhau trả lời a, đó chính là ngươi cải biến dung mạo loại thủ đoạn này, rốt cuộc là cái gì? Taro mới nhất khoa học kỹ thuật sao? Lý đạt nhịn không được vỗ tay, thật sự là người thông minh. Cũng chỉ có người thông minh như vậy nhân tài đủ tư cách làm đối thủ của ta. Được rồi, ta cái này phải trả lời ngươi vừa rồi ngươi không hay là hỏi ta, ngươi tại chìm nghỉm khải đan trong đảo tìm được trong tư liệu, có gián đoạn đoạn nâng lên, địa tâm nguyên lực cái từ này sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta hình dạng cải biến, tự là tâm nguyên lực công lao. Địa tâm nguyên lực là cái tinh cầu này nhất bổn nguyên một cổ lực lượng, cổ lực lượng này phi thường cường đại hơn nữa thần bí. Đó là vạn vật bổn nguyên lực lượng, ẩn sâu ở địa cầu chỗ sâu nhất, vô cùng cường đại hơn nữa đáng sợ. Những thứ không nói khác, chỉ là chất lọc cổ lực lượng này, nhất định phải muốn đảm đương cực lớn phong hiểm. Các ngươi cũng biết, nếu như không là trước kia khải đan đảo chung quanh đột nhiên phát sinh mãnh liệt địa chấn, các ngươi đến bây giờ đều còn không biết cái này hòn đảo tồn tại. cái kia chấn còn có mấy năm này thời tiết dị thường, tự là chúng ta chất lọc địa tâm nguyên lực chỗ làm cho đấy. Trần Húc lầm bẩm nói, địa tâm nguyên lực, chẳng lẽ là theo tâm trái đất trung tâm chỗ chất lọc hay sao? Thông Minh, Lý Đạt khen, đương kim thế giới không có bất kỳ một loại khoa học kỹ thuật có thể xâm nhập vỏ quả đất trung tâm tiến vào tâm trái đất ở chỗ sâu trong tiến hành thăm dò nhưng là bên trên một đời văn minh lại làm được tại khải đan ở trên đảo có một cái di tích cái kia di tích tự là bên trên một đời mẫu văn minh nghiên cứu tâm trái đất trang bị cái này cổ cường đại mà bạo ngược lực lượng là cái tinh cầu này nhất bổn nguyên lực lượng chỉ cần lợi dụng tốt rồi là có thể hủy diệt thậm chí sáng tạo hết thảy đáng tiếc cổ năng lượng này quá mức táo bạo rất khó khống chế chúng ta Taro cùng ích lưỡng tổ chức lớn nghiên cứu vài thập niên, còn tham gia, xâm tham gia, xâm, vô số có quan hệ với bên trên một đời văn minh tư liệu, lúc này mới có chút nắm chắc một đinh điểm đầu mối. Đem cái này địa tâm nguyên lực tiến hành đơn giản nhất lợi dụng, tự giống như bây giờ, cổ lực lượng này có thể tùy ý cải biến gây dựng lại mặt thổ cơ bắp, còn có thân thể cốt cách. Nếu như lại phát triển, đem có thể thông qua cổ lực lượng này khống chế thân thể của mình hết thảy. Ví dụ như huyết dịch, tế bào, thậm chí là gen. Lý Đạt thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt, có chút xem thường nhìn quản dịch liếc, nói, người dùng vi chúng ta lý ra nhiều năm như vậy như thế ít xuất hiện là vì cái gì? Là bởi vì vi chúng ta đem sở hữu tất cả lợi nhuận có thể điều, đều điều đến đó tỏa ở trên đảo đối với địa tâm nguyên lực tiến hành nghiên cứu. Trong truyền thuyết ghi lại, chỉ cần khống chế địa tâm nguyên lực là có thể triệt để gây dựng lại trong cơ thể mình gen kết cấu, tỉnh lại gen đoạn ngắn chính giữa ẩn núp lấy, nhất lực lượng cường đại. Đến lúc đó, ta chính là thần ta có thể cùng cái tinh cầu này đồng dạng tuổi thọ, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí khống chế cả cái hành tinh. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn nắm giữ ở trong tay của ta, ta còn muốn điểm này tiễn làm cái gì? Quản dịch tức cười, tiếp theo cười nhạo nói, người nằm mơ. Đúng vậy, ta là đang nằm mơ. Lý Đạt cũng không tức giận, cười mỉm nhìn xem Trần Húc bọn người, nói, mẫu hủy diệt, để cho ta cơ hồ điên cuồng, rót chai gia tộc mấy trăm năm căn cơ, gia tộc bọn ta mấy chục năm cố gắng, đều bị ngươi làm hỏng, bất quá, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì đi vào ăn sạch đảo về sau chúng ta mới phát hiện, chúng ta thời gian dài như vậy phát triển, lại vẫn không sánh bằng ăn sạch đảo cái này 3 4 năm phát triển trình độ. Nhìn xem mấy năm này thế giới phát triển thế cục, chúng ta cùng ích phát triển con đường trải qua, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta phát triển con đường đi lên lạc lối, mà ăn sạch đảo phát triển phương hướng mới đúng. Địa tâm nguyên lực loại này năng lượng, thái quá mức bạo ngược cùng khó có thể khống chế rất dễ dàng dẫn phát tai họa thật lớn, ta có thể nói cho người biết, tại mẫu văn minh ghi lại ở bên trong, chúng ta đã được biết đến, trên cái thế giới này đã từng tồn tại qua bốn cái văn minh, ngoại trừ đời thứ nhất cự nhân bên ngoài, mặt khác đời thứ ba văn minh đều là vì nghĩ đến đến địa tâm nguyên lực mà bị hủy diệt đấy. Ta vốn cho rằng dùng dưới mắt chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực, có thể kéo dài bên trên một đời văn minh nghiên cứu, nhưng là khải đan đảo chìm nghỉm để cho ta biết rõ, loại ý nghĩ này chỉ sợ là quá mức vớ vẩn, cho nên, ta buông tha cho chỉ cần đạt được ăn sạch đảo khoa học kỹ thuật dưới mắt chúng ta hay vẫn là thế giới đệ nhất hơn nữa địa tâm nguyên lực lớn nhất một chỗ tốt tự là có thể khôi phục thanh xuân trường xanh bất lão tại điểm này lên ta cũng theo các ngươi ăn sạch đảo khoa học kỹ thuật bên trên thấy được hy vọng chỉ cần đem linh hồn chuyển rời đến mạng lưới chính giữa lại thông qua mặt khác thủ đoạn đem mạng lưới linh hồn một lần nữa rót vào một cái khỏe mạnh tuổi trẻ trong thân thể như vậy cũng có thể biến tướng đạt tới trường xanh bất lão mục đích đã như vậy chúng ta làm sao, tất mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, đi nghiên cứu địa tâm nguyên lực đáng sợ như vậy năng lượng đâu này. Trần Húc, người nói có đúng hay không à? Trần Húc khổ gật đầu cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nói, thế kỷ đại âm mưu, bày kế là diệt thế tai nạn, là có khả năng lại để cho thế hệ này văn minh đi vào trước mấy đời văn minh đồng dạng theo gót. Hiện tại hắn rốt cuộc biết rồi, vì vậy địa tâm nguyên lực, đây là cái tình cầu này nhất bổn nguyên lực lượng, bất luận cái gì văn minh đối với loại lực lượng này nghiên cứu thế tất sẽ đối cái tinh cầu này sinh ra thật lớn tổn thương. Cái này là thiên đạo quy tắc chính thức hàm nghĩa, cái kia cái gọi là thiên đạo, kỳ thật tự là địa cầu bản thân. Địa cầu chính là một cái cơ thể mẹ, hết thảy mọi người loại sở hữu tất cả văn minh đều sinh hoạt tại nơi này mẫu trên hạ thể tuy nhiên nhân loại vẫn đối với cơ thể mẹ tiến hành tổn thương, nhưng là địa cầu cũng là có mình khép lại năng lực, nó tại bị thương tổn thời điểm, chậm rãi khép lại, nhưng nếu như tổn thương quá rồi, cơ thể mẹ liền đem đối với nhân loại tiến hành trừng phạt. Mà xâm nhập đến tâm trái đất chính giữa chất lọc cái tinh cầu này nhất bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ sẽ là địa cầu cái này cơ thể mẹ tối kỵ, nó trực tiếp tổn hại đã đến cơ thể mẹ nhất bổn nguyên lực lượng, thậm chí có khả năng hủy diệt cơ thể mẹ. Như vậy, địa cầu cơ thể mẹ muốn đối với những này phạm sai lầm nhân loại tiến hành nghiêm khắc trừng phạt. Cái kia chính là thiên đạo quy tắc, trực tiếp gạt bỏ, Trần Húc lúc này thời điểm đột nhiên đã có một loại hiểu ra. Thế kỷ đại âm mưu, bảy kế phát triển đến hậu kỳ, chỉ sợ rất nhiều người cũng đều theo vốn là phong bế bên trên một đời văn minh trong tư liệu đã tìm được có quan hệ địa tâm nguyên lực tư liệu, hơn nữa đã bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cái này là thế kỷ đại âm mưu, bảy kế chính thức kết quả, mà chính mình chẳng qua là lại để cho cái này một con đường nói trước. Lý Đạt cái lúc này vẫn còn nói, chúng ta nhất cảm tạ, tự là Rothschild gia tộc. Cái này khải đan đảo, thì ra là mẫu văn minh truyền thừa hòn đảo, trước khi tự là Rothschild gia tộc phát ra hiện đấy. Hắn nhìn về phía quản dịch, tại lần thứ hai thế chiến trước khi, gia tộc bọn ta thế lực đích thật là cùng các người quản gia tương xứng, khống chế châu U. Loại chuyện này chỉ có thể ở trong mộng ngấm lại, thế nhưng mà, ai lại để cho gia tộc bọn ta tại nước nước có lực ảnh hưởng nhất định đâu này? Hitler tổng thống cùng gia tộc bọn ta quan hệ cá nhân là rất không tệ. Hắn phát phát động chiến tranh, chúng ta cũng giúp không ít bề bộn. Đương nhiên, những này bề bộn đều là nói lý ra đấy. Ngoại nhân căn bản không biết về sau Rothschild gia tộc bị Hitler giết chết thương thảm trọng, hết cách rồi, ai bảo bọn họ là người do thái đâu này. Về sau Rothschild gia tộc tộc trưởng bất đắc dĩ tìm gia tộc bọn ta cầu Việt, làm làm đại giá, bọn hắn bỏ ra một cái hòn đảo. Đúng vậy, tự là đoạn thời gian trước bị các người hại, chìm vào đáy biển chính là cái kia hòn đảo. Nơi đó là một cái thượng cổ văn minh, mẫu văn minh truyền thừa đấy, gia tộc bọn ta đã nhận được mẫu văn minh tư liệu, còn hấp thu Rothschild gia tộc, kế tiếp lại làm sao có thể phát triển không đâu này quản dịch sướng sờ, sau đó nhìn hầm hầm hướng Hoàng Thanh Tú Toa, mắng, Hoàng Thanh Tú Toa. Người tốt, người quả nhiên rất tốt, người bộ dạng như vậy, cũng là ngụy Trang A, người nằm đó cố ý để cho ta phát hiện, kỳ thật rất sớm thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy muốn đối phó chúng ta quản gia vậy sao, dùng quản dịch thông minh, chứng kiến lý đạt bộ dáng cải biến, lập tức liền nghĩ đến phương diện này, trong nội tâm căm hận không thôi. Hoàng Thanh Tú Toa khanh khách cười nói, ai nha nha, của ta quản đại tiểu thư, bất kể thế nào nói, ta cũng là phụ thân người cưới hỏi đàng hoàng thê tử à, ngươi có lẽ bảo ta một tiếng tiểu mụ, nếu không tế, cũng muốn kêu một tiếng a di à. Đứa nhỏ này, thật không có lễ phép đây này, kỳ thật việc này cũng trách ngươi, nếu như không phải ngươi một lòng muốn đi bên ngoài chạy, ta lại làm sao có thể sẽ có cơ hội này đem làm ngươi thế thân đâu này. Còn có, người ta có thể không gọi Hoàng Thanh Tú Toa. Tên của ta, gọi Helen, nhớ kỹ, nói xong, cái này tiểu nữ nhân tại trên mặt một vòng, cũng không có lại để cho người đã gặp nàng bộ mặt cơ bắp vặn vẹo giữ tợn bộ dáng, cứ như vậy giống như tôn ngộ không đồng dạng biến hóa nhanh chóng, tự biến thành một cái so với trước đẹp hơn, thiên kiều bá mỹ tây phương mỹ nhân. Tuy nhiên đối với nữ nhân này hận đã đến trong xương chính giữa, nhưng nhìn nàng hiện tại cái dạng này, coi như là quản dịch không thừa nhận cũng không được. Cái kia thật sự là thẩm mỹ kinh người rồi, nàng thậm chí suy nghĩ, nàng cho dù dùng như vậy vốn dung mạo đi đón gần phụ thân, phụ thân cũng rất có thể hội quỳ gối tại nàng váy quả lụa xuống, tuy nhiên trở ngại gia tộc quy củ không thể lấy ngoại quốc huyết thống con người làm ra chính thê, nhưng là chắc hẳn bí mật cũng sẽ dành cho nàng rất lớn gia tộc quyền lực. Helen, Trần Húc đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, chẳng lẽ gọi Helen, đều là mỹ nữ. Năm đó Hy Lạp trong thần thoại cũng có mỹ nữ Helen A, còn đã dẫn phát 10 năm cho chiến tranh, ngựa gỗ tàn sát hàng loạt dân trong thành nhớ, nói đến đây, tất cả mọi người là cười khổ, không sai, ngựa gỗ à ngựa gỗ, năm đó Hy Lạp người trá bại, để lại một cái cự đại ngựa gỗ, tướng sĩ binh đều giấu ở mộc nguyên nồ, kết quả choi người ngốc núc ních đem cái này ngựa gỗ chuyển vào nội thành, mà dưới mắt, chính mình chẳng phải là cùng năm đó choi người đồng dạng. Helen cười khanh khách nói, Trần Tiên sinh quả nhiên bác học à, vẫn còn biết tổ tiên danh tự. Tổ tiên, Lý Đạt cười đắc ý, các vị có chỗ không biết, trước mắt vị Mỹ nữ kia trên người, tự giữ lại choi cuộc chiến vị kia Mỹ thần trên người huyết dịch. Bất quá có một điểm ta hay vẫn là cần giải thích thoáng một phát, Truyền thuyết vị kia Helen là rất con gái, trên thực tế cái này thuyết pháp có tranh lệch chút ít có phần. Cái gọi là thần vương rớt, chắc hẳn các vị cũng biết. Cái kia chính là bên trên một đời văn minh một cái nổi danh thường giả, Helen trên người hoàn toàn chính xác có bên trên một đời chư thần huyết mạch, nhưng lại không phải cái kia rớt. Cái này là thần thoại truyền thuyết sai truyền. Còn có, vị này Helen tiểu thư, kỳ thật vốn chính là ích tổ chức thế hệ này người lãnh đạo. Bất quá, hiện tại đã không có ích tổ chức vừa nói như vậy rồi. Helen tiểu thư thân phận mới, là chúng ta Tarou hoàng hậu. Helen hay vẫn là đang cười, nhưng là cười vô cùng lạnh, cặp kia yêu mị con ngươi gắt gao chằm chằm vào Trần Húc, hận không thể đưa hắn nuốt sống sống lục. Trần Húc ngược lại là sướng sờ, Ích Tổ chức nhập vào Tarou rồi hả? Hắn ý niệm trong đầu xoay nhanh, khó trách dưới mắt hoàng đế nghĩ đến cầm xuống chính mình ăn sạch đảo tựu là thế giới đệ nhất, thậm chí còn nói muốn thả vứt bỏ đối với địa tâm nguyên lực nghiên cứu. Nguyên lai like, Ích Tổ chức đã không còn tồn tại. Trước khi Taro đã nhận được mẫu văn minh di tích, đã bắt đầu đối với địa tâm nguyên lực nghiên cứu, cái này Helen đã nói nàng có bên trên một đời văn minh huyết mạch, cái kia nói không chừng nàng cũng sớm đã biết rõ địa tâm nguyên lực loại chuyện này. Trước khi vài thập niên, Taro cùng ích giúp nhau cạnh tranh, chỉ sợ đều là sợ đối phương trước nắm giữ địa tâm nguyên lực huyền bí A, thật giống như Xô Mỹ quốc chiến tranh lạnh đồng giảng. Mà bây giờ kết quả thần kỳ tương tự, Xô giải thể rồi, chỉ cần tiêu diệt chính mình, trên thế giới hay vẫn là một nhà độc đại chỉ là nghe xong lý đạt giải thích trần húc cũng mới biết được ích tổ chức đã bị mình cả bị diệt rồi mà trần húc cũng tuyệt đối thật không ngờ lúc trước chính mình dùng cái kia hai cái độc giác thú Anicron cũng gần kề chỉ là muốn cho ích tổ chức chế tạo một chút phiền toái thế nhưng mà không nghĩ tới kết quả cuối cùng cạnh nhưng thần kỳ tốt triệt để đem bọn họ cho vũng hồ đã đến thậm chí không thể không chính mình tàn sát giết mình thật vất vả bồi dưỡng được đến tuyệt đại bộ phận gen cải tạo chiến sĩ cuối cùng rơi vào đường cùng nhập vào taro. Giờ khắc này, Trần Húc rất là tự hào, chứng kiến Trần Húc có chút đắc ý lên mặt bộ dạng, Lý Đạt thở dài, đúng vậy, ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách tự hào. Ngươi vốn là trên thế giới này một cái bình thường, tại chúng ta trong mắt phảng phất là con sâu cái kiến nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới, tại chính là 6 năm ở trong, người tựu đã vượt qua chúng ta, thậm chí, một cái nho nhỏ kế sách, trực tiếp bị diệt một cái đỉnh cấp tổ chức. Mà nếu như không phải nói, chúng ta còn có địa tâm nguyên lực một chiêu này, cho ngươi, thỉnh, chúng ta tới đã đến ăn sạch đảo, dùng dưới mắt thực lực của chúng ta. Là xa xa không đủ để cho ngươi cái này ăn sạch đảo chế tạo uy hiếp. Bất quá, cái này cuối cùng nhất kết quả, còn là chúng ta thắng. Lý Đạt ôm đồm hướng chạm tinh, cười lạnh nói, chỉ cần đã khống chế SMMS chúng ta tự là đệ nhất. Chứng kiến trạm tinh bị nắm, chộp đi qua, tất cả mọi người là một tiếng thét kinh hãi, nhưng khổ nổi không thể di động, đều là trong nội tâm lo lắng như lửa đốt trạm tinh lại hai mắt nhắm nghiền nói người giết ta đi lý đạt cười nói ta sao cam lòng cho giết ngươi ta về sau còn toàn bộ cần ngươi giúp đỡ đây này trạm tinh lạnh lùng đáp lại ngươi nằm mơ nằm mơ lý đạt nở nụ cười quay đầu nhìn về phía trần húc nếu như ngươi không đáp ứng cái kia đồ đệ của ngươi kiêm tiểu tình nhân muốn xong đời trạm tinh có chút tức giận ngươi tại nói bậy bạ gì đó ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào Nói bậy, Lý Đạt cười ha ha, bên cạnh Helen cũng cười ha ha, kiều mị mà nói, tiểu muội muội, người tự đừng mạnh miệng rồi. Người đường đường mạng lưới chi thần SMMS, lại đem sở hữu tất cả thành quả cùng mâu ích còn nổi danh âm thanh đều bị cho tên tiểu tử này, người không là ưa thích hắn, hay vẫn là cái gì đâu này. Người nói bậy, nàng đi tới, một bà nhắc tới trần hút cổ áo, trên tay lập tức nhiều hơn một thanh sáng loáng đấy. Thủ, chỉ vào trần hút con mắt, kiều mị đối với chạm tinh cười nói, cho ngươi một cái cơ hội, ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Nếu như ngươi nói không phải, như vậy thằng này đối với chúng ta tự vô dụng, hắn làm hại ta tân tân khổ khổ tổ kiến ích tổ chức tan thành bong bóng ảnh, ta cũng không thể khinh địch như vậy buông tha hắn a. À. Nếu như ngươi nói không phải, ta trước hết đào hắn mắt trái, sau đó là mắt phải, sau đó là lỗ tai, còn có một cây ngón tay. ngươi mình lựa chọn a, à, ta thế nhưng mà nói được thì làm được nha. Ta ngược lại đếm ba tiếng, ba, hai. Quản dịch cùng cao hiểu tiết đều kinh gọi, nhìn xem cái kia dao găm khoảng cách Trần Húc con mắt càng ngày càng gần. Ngược lại Trần Húc chính mình trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng, chỉ là lẳng lặng nhìn Trạm Tinh. Trạm Tinh cắn răng, khuôn mặt vô cùng tái nhợt, nhìn về phía Trần Húc con mắt lúc lại chứng kiến một bước vô cùng bình tĩnh ánh mắt. Tốt, ta thích hắn, có thể đi à nha? Trạm Tinh cơ hồ là khóc nói ra những lời này. Người đem dao găm buông. Helen khanh khách cười, mà một câu nói kia lại làm cho quản dịch cao hiểu tiết còn có trần húc đều là trợn mắt há hốc mồm nàng nàng thật sự yêu thích ta lý đạt lúc này thời điểm băng giúp trần húc hỏi a à, người thật là ưa thích hắn cũng đừng chỉ là vì cứu hắn mà nói dối nha hắn và helen đối mặt cười cười hai người đều rất hài lòng loại này mèo vờn chuột cục diện vâng trạm tinh nhắm mắt lại hai hàng thanh nước mắt chảy dài người giết ta đi người thật sự yêu thích ta lúc này trần húc đột nhiên hỏi trạm tinh không có trả lời nhưng lại có chút cơ hồ không dễ dàng phát giác đấy. Nhẹ gật đầu, Trần Húc nở nụ cười, nhìn xem trạm tinh mở mắt ra con ngươi, hai người bốn mắt tương giao, tại thời khắc này, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt tình cảm, đó là không làm được giả dối à. Năm đó, cái kia lần thứ nhất mới gặp gỡ, cái kia có một rúm nhà tóc màu lam nữ hải nhi, điềm tĩnh ngồi ở chỗ kia. Năm đó, lần thứ nhất tiến vào giả thuyết ảo cảnh, cái thứ nhất xuất hiện, cũng là cái kia có một rúm nhà tóc màu lam nữ hải nhi, Trần Húc một mực đang trốn tránh loại này tình cảm, đem làm hắn đã có cao hiểu tiết, còn đã có quản dịch về sau, đã có cái này hai cái cô gái xinh đẹp nhi, hắn lại ở đâu lại có thể được voi đòi tiên? Mà chạm Tinh chỉ sợ cũng là ý nghĩ như vậy a. À. Hắn đã có quản dịch, đã có cao hiểu tiết, chính mình còn đúc kết tiến đi làm cái gì? Đáp ứng Trần Húc giả mạo SMS thân phận, càng nhiều nữa trình độ lên, là muốn tận lấy lực lượng của mình, vì hắn là một chút sự tình a. À. Nguyên lai. Like, hai người đều tải áp lực trong lòng cảm tình. Trần Húc nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn cũng chút ít ấy náy nhìn quản dịch cùng cao hiểu tiết liếc, phát hiện hai nữ hơi chút suy tư một chút, cũng đúng Trần Húc khen ngợi cổ vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, coi hắn lưỡng thông minh, cũng sớm liền phát hiện cái này giữa hai người một ít vi diệu cùng mập mờ rồi. Dù là dưới mắt tất cả mọi người đang ở tuyệt cảnh chính giữa, Trần Húc nhìn xem chạm tinh con mắt, vô cùng nghiêm túc từng chữ từng chữ nói, tinh tinh y lớp yêu chạm tinh cũng cười nước mắt cùng dáng tươi cười đồng thời nở rộ đây là nàng lần thứ nhất cười như vậy sáng lạt như vậy trói mắt cái loại này hào quang thậm chí liền một bên helen đều đè ép xuống dưới chật chật thật làm cho người cảm động lý đạt lúc này thời điểm có chút nhìn không được rồi muốn nói gì có thể trần húc đột nhiên mặt âm trầm quát câm miệng ngươi nói cái gì ta cho ngươi câm miệng trần húc lạnh lùng nhìn về phía hắn còn có helen các ngươi thật sự tự cho rằng các ngươi thắng sao có ý tứ gì, Lý Đạt cùng Helen trong nội tâm, sinh ra một tia báo động. Trần Húc cười đắc ý, quát to, hai mập, con mẹ nó người tự ở một bên miễn phí xem kịch vui có phải hay không. Điện ảnh đã xong, tranh thủ thời gian cho lão tử bật đèn dọn bãi. Ở đây ngoại trừ Trần Húc, tất cả mọi người sửng sốt. Lập tức, mọi người thấy hoa mắt, chung quanh tràng cảnh lập tức thay đổi, không còn là vừa rồi cái kia đen kịt một mảnh, mà là. Mọi người đang ở một cái đại sảnh chính giữa, mà bên này, Trần Húc, quản dịch, cao hiểu tiết, chạm tinh, còn có dịch hủy hàn bọn người, ngoại trừ Trần Húc bên ngoài đều là vẻ mặt mờ mịt không liệu. Tại trước mặt bọn họ, là đồng dạng mờ mịt không liệu Helen cùng Lý Đạt, chỉ là bộ dáng của bọn hắn, lại hay vẫn là quản lão gia tử cùng Hoàng Thanh Tú toa bên ngoài. Tại trong mấy người, có một tầng cực lớn rắn chắc trong suốt thủy tinh, đem hai tổ người ngăn cản ra. Cao Hiểu Tiết Hoàng sợ nói, đây là giả thuyết tưởng tượng đại sảnh. Đây là có chuyện gì? Thủy tinh bên ngoài quản lão gia tử phát ra gào thét, hung hăng đâm vào thủy tinh lên, nhưng là thủy tinh không chút sức mẻ. Đại sảnh mét khối, trong phòng lái, tráng niên sớm mập vui cười gặp răng không thấy mắt, tiếng cười theo loa trong truyền đến, đại sư huynh, vừa rồi đùa giỡn có thể coi như không tệ úi trà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Helen cũng muốn nổi điên rồi, bởi vì vì bọn họ hoàn toàn bị vây ở một cái nhỏ hẹp trong không gian, vô luận như thế nào dày vò, đều đánh không phá tầng này lồng thủy tinh. Không riêng gì nàng, ngoại trừ Trần hút bên ngoài, tất cả mọi người sửng sốt, chạm tinh trên mặt còn rưng rưng nước mắt, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, hung hăng khoét trần húc liếc. Tráng niên sớm mập cần ăn đòn thanh âm truyền đến, hoan nghênh taro hoàng đế, hoàng hậu quang lâm ăn sạch đảo đi thăm gặp gỡ, nơi này là giả thuyết tưởng tượng đại sảnh, là giả thuyết ảo cảnh hệ thống càng cao cấp đầu cuối bộ phận kết nối. Tiến vào giả thuyết tưởng tượng đại sảnh về sau, không cần thông qua nón trò chơi ảo có thể trực tiếp thông qua thôi miên sóng điện tiến vào đến rất thật thế giới giả tưởng chính giữa. Vừa rồi, các vị kỳ thật đã đến tại đây đi thăm rồi, thế nhưng mà đâu rồi, chúng ta giám sát và điều khiển ngành lại phát hiện, quản gia lão gia tử sóng điện não hoàn toàn không phù hợp trong tư liệu chỗ ghi lại số liệu. Cho nên, kế tiếp các vị chỗ kinh nghiệm đi thăm, hoàn toàn là ở thế giới giả tưởng chính giữa chỗ tiến hành đấy. Chúng ta cũng thừa lúc cơ hội này, dùng vòng phòng hộ đem mấy vị ngăn cách. Sư huynh ai, vừa rồi đùa dẫn còn coi như không tệ à, ta nơi này có thu hình lại, các người muốn hay không ôn lại một lần vừa rồi đều là tại thế giới giả tưởng chính giữa. Đừng nói là Lý Đạt cùng Helen rồi, mà ngay cả quản dịch bọn hắn những ngày này thiên tiếp xúc thế giới giả tưởng, đều không có cảm giác được. Vừa nghĩ tới vừa rồi thời khắc cuối cùng chuyện đã xảy ra, mấy người trên mặt một hồi đỏ bừng, lúc này thời điểm, tráng niên sớm mập cái thằng kia phảng phất là đem thu hình lại mở ra ôn lại rồi, loa trong truyền đến Trần Húc thâm tình thanh âm, tinh tinh, y lấp yêu. Trần Húc giận dữ, hai mập, người cho lão tử đi chết, quản dịch cùng cao hiểu tiết liếc nhau, sau đó cười chạy đến chạm tinh bên người đi kéo tay của nàng, mà chạm tinh đã sớm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không chịu dơ lên. Các người đều đi chết đi, lúc này, bị giam giữ Lý Đạt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người chúng ta đồng quy vô tận. Đón lấy, tự chứng kiến Lý Đạt thân thể đột nhiên bành trướng, giống như một cái cự đại khí cầu, một bên Helen sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng gõ lấy thủy tinh, cuồng loạn hô, cứu mạng à. Hắn muốn tự bạo, ta không muốn chết à. Trần Húc, thả ta, van cầu ngươi, ta nơi này có sở hữu tất cả ích tổ chức tư liệu, có bên trên một đời văn minh tư liệu, ta còn có thân thể của ta, ngươi cứu cứu ta, ta đối với ngươi mà nói rất có giá trị đấy. Lý Đạt điên cuồng cười to, thân thể của hắn đã bành trướng đã đến gấp hai lớn nhỏ, điên cuồng hô, chết đi. Mọi người cùng nhau chết đi, ta lợi dụng bìa tâm nguyên lực bạo tạc, đủ để phá hủy một tòa cao ốc, chính là một cái chống đạn lồng thủy tinh, căn bản ngăn không được của ta bạo tạc. Helen thét to, không. Anh, một tiếng vang thật lớn, Trần Húc chắn ba nữ tử phía trước cũng không phải đi ngăn cản bạo tạc trùng kích, bởi vì Lý Đạt tự bạo, căn bản liền cái kia lồng thủy tinh đều không có dung chuyển thoáng một phát đây chính là nhất hoàn toàn mới phần từ khoa học kỹ thuật tạo thành lồng thủy tinh, mà ngay cả tiểu đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc đều không thể đánh vỡ, đừng nói là cái kia chính là tự bạo rồi. Hắn ngăn trở, chỉ là ba nữ tử ánh mắt, bởi vì thủy tinh bình bên trong, hôm nay huyết nhục mơ hồ, Lý Đạt đã phấn thân toái cốt, mà Helen Nửa thân thể đều bị tạc không có, nhưng còn có một hơi, gắt gao nhìn xem Trần Húc, bờ môi lật qua lật lại, hai chữ, cứu ta, thực xin lỗi. Trần Húc lạnh lùng nhìn nàng một cái, người đối với ta mà nói, không có bất kỳ giá trị. Helen ánh mắt, đã mất đi sáng giỏi, Taro, X, cuối cùng còn thừa lại một đôi người lãnh đạo, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại ăn sạch đảo khoa học kỹ thuật sản phẩm chính giữa. Hoàng đế cùng Helen đều chết hết, X tổ chức cùng Taro đã mất đi cuối cùng có sinh lực lược, cái kia giả thuyết chương trình mễ ngóa đức, cũng rốt cuộc bị Trần Phỉ Tại trên mạng bắt lấy hắn, nhốt vào một cái ổ cứng HDD chính giữa, triệt để phá hủy. Tại Caribbean một cái đảo nhỏ biệt thự chính giữa, ăn sạch đảo các chiến sĩ kịp thời đuổi tới. Đánh chết sở hữu tất cả cải tạo người, cứu ra gia bị giam lỏng quản lão gia tử cùng tạ chiến chờ quản gia hạch tâm. Lão gia tử thở phì phì, hoàng thanh tú toa tiện nhân này, vậy mà phản bội ta. Lần này đến đây nghĩ cách cứu viện chiến sĩ đứng đầu đội trưởng, tự là năm đó phương đông thần kiếm, bộ đội đặc trùng bài xuất bảo hộ Trần Húc Lang Nha, Lang Nha miệng một phát. Cười nói, quản tiên sinh, sắc là cạo xương đau à. Nữ nhân kia mưu đồ đã lâu n, bất quá tranh thủ thời gian lên phi cơ A, ngài con gái phải xuất giá rồi. À, lão gia tử sửng sốt, nàng không phải nói muốn cùng cái kia họ cao nữ hải cùng nhau gả người sao. Ta còn không có đồng ý đây này, còn có, hai nàng nếu cùng nhau gả, cái này quốc gia dư luận đều mặc kệ. Lang Nha cười gặp răng không thấy mắt, đó cũng là người con rể có bản lĩnh. Ăn sạch đảo hôn nhân đặc biệt dự luật đã thông qua được, không khỏi nam nữ kết hôn số lượng, nhưng là, nếu như lấy, hoặc là gả hai cái đã ngoài, cần đi trước tiến hành tài sản công chứng, hôn nhân đối phương tài sản toàn bộ công tác thống kê bình quân phân. Quản lão gia tử lại càng hoảng sợ, bà mẹ nó. Tiểu tử này Nhiêu à, tán gái phao ngâm trực tiếp đem ăn sạch đảo tài sản đã đưa ra ngoài 2 phần 3. Là 3 phần 4, lang nha cười nói, không có ý tứ, tân nương lại bỏ thêm một cái, hiện tại có ba cái. Mà mẹ mày, ăn sạch ở trên đảo, một mảnh răng đèn kết hoa. Quản dịch cùng cao hiểu tiết đều đổi lại màu trắng áo cưới, đang tại giúp nhau diếu cợt, mà ngoài cửa mặt, toàn bộ thế giới thoáng có chút danh khí truyền thông đều đã tới cái này có thể là lần đầu tiên tại phương đông quốc gia này như thế gióng chống khua chiêng cử hành một cái lấy ba cái như vậy hôn lễ. Hơn nữa ba nữ tử đều là như thế kiểu mị động lòng người, thật sự là lại để cho toàn bộ thế giới nam nhân đều hận nghiến răng ngứa. Đúng rồi, tinh tinh đâu này, cao hiểu tiết cùng quản dịch đi vào trạm tinh gian phòng, lại chứng kiến cái kia lạnh nhạt nữ hài đang ngồi ở phía trước cửa sổ sướng sờ, thế nhưng mà áo cưới lại vỡ không thay đổi lên, liền trang đều không có bên trên. À, tinh đỉnh, người như thế nào còn không có có bên trên trang à, thời gian không nhiều lắm nữa à. Trạm tinh chậm rãi quay đầu, cười khổ một tiếng, hiểu tiết, quản dịch, ta. Ta không lấy chồng rồi à vì cái gì nói ra những lời này không phải quản dịch cùng cao hiểu tiết mà là vừa đi đến cửa khẩu chuẩn bị dình coi tân nương tử thay quần áo trần húc chứng kiến luyện húc tiến đến chạm tinh mặt đỏ lên nói thật sự trần húc ta thực xin lỗi nàng còn chưa nói lời nói nước mắt tựu rất xuống cái này trần húc có thể luống cuống tay chân kêu lên không phải đâu tinh tinh đến cùng chuyện gì xảy ra à như thế nào đột nhiên lại không lấy chồng rồi hả chạm tinh chỉ là rơi lệ lắc đầu thật lâu mới nói, trước khi ta nói, ta nói ta thích ngươi, là ta không biết lúc ấy tất cả mọi người tại thế giới giả tưởng ở bên trong, Người kỳ thật không có gặp nguy hiểm, ta chỉ là vì cứu ngươi mới nói như vậy. Quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều là cô bé tốt, một cái tình yêu hai người phân đã rất ít rồi, ta không muốn lại thêm tiến vào. Thực xin lỗi, Tinh Tinh à, không muốn cái dạng này, Cao Hiểu Tiết cùng quản dịch cũng gấp, đem Trần Húc đá qua một bên, khuyên nhủ, kỳ thật không có gì, ngươi không muốn muốn quá nhiều. Trạm tinh xoa xoa nước mắt, cười lớn nói, cái này luôn ta cưỡng ép tham gia, ta không muốn như vậy. Trần Húc, coi như hết, được không? Tự để cho ta một mực làm lão sư của người A, để cho ta tiếp tục sắm vài SMMS cái này nhân vật A, đây là ta duy nhất có thể vi những chuyện ngươi làm rồi. Ta không cần ngươi lại sắm vai cái này nhân vật rồi. Trần Húc có chút hồn hển bộ dạng, nhìn nhìn cao hiểu tiết cùng quản dịch, đối với nàng lưỡng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái này cái ánh mắt ý tứ hai nữ xem rất rõ ràng, Trần Húc là muốn một mình ok nàng. Hai nữ liếc nhau một cái, đi đi ra ngoài. Trần Húc đi kéo chạm Tinh tay. chạm Tinh vốn là rút rút, nhưng Trần Húc kéo vô cùng nhanh, nàng rút ra không được, vì vậy tựu bất động rồi. Trần Húc nhìn xem ánh mắt của nàng, tinh tinh, y lấp yêu, ta thật sự yêu ngươi. Ngươi không yêu ta sao? Chạm Tinh hai mắt đẫm lệ mông lung, muốn cự tuyệt, nhưng rốt cuộc lại hay vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không lấy chồng đâu này? Thế nhưng mà thế nhưng mà ta thật sự không thể tưởng tượng chúng ta ba cái đều gả cho bộ dáng của ngươi, thực xin lỗi, ta rất truyền thống. Trần Húc, ngươi hãy bỏ qua ta đi, hiện tại ăn sạch đảo đang tại phát triển không ngừng, ngươi cũng bề bộn nhiều việc, không muốn đem thời gian lại phân đã cho ta. Ta có thể đủ dùng SMMS thân phận tại sự nghiệp bên trên đến giúp ngươi, ta cũng rất thỏa mãn. Bề bộn cái dám à, Trần Húc nhịn không được phát nổ cái nói tục, lôi kéo chạm tinh tay, phóng tại ngực của mình, tinh tinh, kết hôn về sau chúng ta tự đi chu du thế giới, ăn sạch đảo sự tình, tự giao cho dịch thủy hàn quản lý là được rồi. Ta lại không muốn làm cái gì thế giới thứ nhất, hiện tại tiền của chúng ta đã đủ chúng ta tùy tiện tiêu xài cả đời, cũng không thể luôn lãng phí ở công tác lên đi. Ta lúc đầu thành lập ăn sạch đảo, một phương diện mục đích là đối phó Taro cùng ích tổ chức, một phương diện khác. Chính là vì cái kia hôn nhân đặc biệt dự luật, vì các ngươi. Như thế nào đến cuối cùng trước mắt, người phản mà lùi bước rồi. Ta ta cùng các ngươi đã từng nói qua, tân hôn ngày đó. Ta sẽ đem ta cuối cùng bí mật nói cho các ngươi, SMMS chính thức tồn tại, hiện tại, ta có thể nói. Đó là tại ta đại nhất vừa mới tiến trường học thời điểm, ngươi còn nhớ rõ sao. Ngày đầu tiên, chúng ta phòng ngủ đã bị ăn trộm cho trộm. Của ta laptop ném đi, vì vậy ta tự, chứng kiến Trần Húc lấy ra cái kia đến từ tương lai laptop, nghe hắn nói lấy một cái cọc cái cọc sự tình, chạm tinh trợn mắt há hốc mồm sự tình, dĩ nhiên là như vậy đấy. Không hợp thói thường, khó trách Taro cùng ích, còn có toàn bộ thế giới đoán đến đoán đi đều đoán không được Trần hút át chủ bài. Nếu như không phải hắn chính miệng nói ra, cái kia mình cũng vĩnh viễn đoán không được, bây giờ đang ở ăn sạch đảo phòng máy nội, khống chế được tam đài siêu cấp máy vi tính, tự là cùng tiểu mẫn đồng dạng một cái ngụy trí tuệ nhân tạo, là cháu của ta Trần Phỉ dùng tính cách của hắn khuôn mô hình cơ cấu đấy. Ngươi nói, chạm tinh một bộ đau đầu bộ dạng, người tựu là đã viết tờ giấy, sau đó tương lai tựu cho ngươi gửi một cái siêu cấp máy tính trở lại. Trần Húc trịnh trọng điểm, gật đầu, cái kia tờ giấy bây giờ đang ở Thụy Sĩ Ngân hàng Bảo hiểm kho bên trong. Chạm tinh khẽ cắn môi, nói, ngươi đi ra ngoài trước a, à, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, cho ta 5 phút đồng hồ được không, tựu 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ về sau ta cho ngươi trả lời thuyết phục. Trần Húc gãi gãi đầu, rốt cục vẫn gật đầu, nhìn xem Trần Húc đóng cửa lại, chạm tinh theo bao trong bọc lấy ra một căn bút, một trang giấy, lẩm bẩm nói, tự là ghi một tờ giấy là được rồi sao? Vì vậy nàng trên giấy viết, của ta tử tôn, ta là các người tổ tiên trạm tinh, hiện tại thời gian là năm 2012 tháng 10 ngày 7 giờ Bắc Kinh 9 điểm 03 phân. Hôm nay ta muốn gặp được nhân sinh một cái cự đại chuyển hướng, ta không biết có phải hay không là có lẽ gả đưa cho người kia, cùng mặt khác hai cái nữ hài tử cùng một chỗ, đồng thời gả cho hắn. Nếu như ngươi là của ta hậu bối, đã giúp ta làm chút chuyện A. À. Nếu như các người thời đại kia đã xuất hiện trong truyền thuyết máy thời gian, như vậy, tự cho ta gửi đến một đáp án A, đến ta hiện tại nơi này đoạn. Địa chỉ phải, viết xong cái này tờ giấy. Chạm tinh trong nội tâm đột nhiên một hồi khẩn trương. Nàng nắm cái này tờ giấy, phảng phất là nắm vận mệnh của mình đồng dạng. Khẩn trương bất an hơn 10 giây ở bên trong, Trạm tinh phảng phất có thể nghe được tim đập của mình âm thanh đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên trên đầu nàng đau xót, một cái nho nhỏ cái hộp đột nhiên không hề lý do đập vào trên đầu của nàng, chạm tinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại ngoại trừ trần nhà, không có cái gì à. Chẳng lẽ cái này cái hộp, Trạm tinh cố nén trong lòng đích kích động, đem cái này cái hộp mở ra đóng gói, mở ra nắp hộp. Bên trong, là một quả thất sắc kim cương màu chiếc nhẫn. Dưới mặt nhẫn mặt còn có một phong thơ, của ta thân nãi nãi à. Ta là cháu của ngươi tiểu phỉ à. Thân nãi nãi ngài là muốn cùng đại nãi nãi, tam nãi nãi cùng nhau gả cho ra ra sao cái này cái kim cương màu sẽ đưa cho ngài làm kết hôn lễ vật á. Nhớ rõ về sau muốn cho nhiều ta tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt à. Còn có ra ra về sau muốn đánh ta bờ mông thời điểm ngài nhất định phải hỗ trợ đem hắn kéo ra à. Ký tên là, yêu nhất ngài cháu nội ngoan trần phỉ. Mà ở tín phía dưới, còn bổ sung một chương niên đại đã có chút đã lâu, có chút ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh, ba cái ăn mặc áo cưới xinh đẹp nữ hài một chữ ngồi mở miệng bên trái nhất cái kia là quản dịch bên phải nhất cái kia là cao hiểu tiết, chính giữa cái kia. Không phải mình là ai, ba cái thuần khiết xinh đẹp, một thân màu trắng áo cưới hình như là thiên sứ đồng dạng nữ hài sau lưng, đứng đấy một cái cười ngây ngô ra hỏa. Lộ ra sáu khỏa tuyết trắng răng hàm, thật là sát phong cảnh. Chạm tinh bưng kín có chút nóng lên khuôn mặt, bất đắc dĩ dáng tươi cười chính giữa. Mang lên trên cái kia cái nhẫn, xem ra, ta đời này thật sự muốn với người dây dưa cả đời. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chuyện. Siêu cấp máy tính, Trần Húc. Lời cuối sách, một năm rưỡi thời gian, siêu cấp máy tính rốt cuộc bản hoàn tất rồi. Kỳ thật ghi quyển sách này, vừa mới bắt đầu là muốn hồi ức thoáng một phát mất đi cuộc sống đại học, trong đó rất nhiều chuyện, đều là hai băng đại học thời điểm tự mình kinh nghiệm đấy. Còn có rất nhiều thư hữu cũng biết, hai băng đã từng nói về, sách này trong ba cái nhân vật nữ chính, quản dịch, trạm tinh, cao hiểu tiết danh tự đều là theo thực trên thân người bộ đồ, tính cách phương diện, cũng không sai biệt lắm, chỉ là nắm chắc còn vô cùng như nhân ý. Mà quyển sách phồn thể muội mặt, cũng là ta cố ý yêu cầu họa sĩ, dựa theo ba người ảnh chụp vẽ ra đến đấy. Cái kia, ngoại trừ ngực hơi bị lớn bên ngoài, trên đại thể hay vẫn là rất giống đấy. Đây là hai băng tại đại học lúc, quan hệ tốt nhất ba cái bờ tính bằng hiếu, không nên hiểu lầm, kỳ thật quan hệ của chúng ta rất thuần khiết. Chỉ trước mắt tốt nghiệp đại học cũng đã ta năm, trong sách vô cùng nhiều câu chuyện, càng là phát sinh ở 6 7 năm trước khi ngẫm lại lúc kia hồn nhiên, sử dụng một câu trang bức cái kia là của ta hoàng kim thời gian. Có đôi khi nửa đêm mộng oanh, có bao nhiêu lần suy nghĩ đều về tới thời đại kia, cái loại này hồn nhiên cùng ngây thơ, nhưng thật ra là quý giá nhất tài phú. Tại viết sách thời điểm cũng có loại cảm giác này, đem làm cảm giác vô cùng mãnh liệt thời điểm, ngược lại không dám lại đi hồi ức rồi. Người có đôi khi thật là không dám trực diện chính mình nội tâm chính thức cái kia phần tình cảm. Tốt nghiệp 3 năm, kiến thức xã hội, xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái lúc này, trong nội tâm lại là vô cùng hư không. Trạch Nam trở thành 3 năm, cảm tình loại vật này khoảng cách ta càng ngày càng xa xôi. 3 năm thời gian của ta giao hữu vòng cơ hồ không có biến hóa. Nhận thức nữ hài tử cũng không còn có như cái kia ba cái như vậy giá trị đến làm cho ta đi quý trọng trả giá xúc động đừng hiểu lầm giữa chúng ta thật sự rất thuần khiết kỳ thật hai băng ta là trên mặt cảm tình rất hàm xúc người đối với quanh thân bằng hiếu nhất là bằng hiếu khác phái ta sẽ phi thường chiếu cố nhưng là canh giữ cửa ngõ hệ quen thuộc về sau dù là trong nội tâm sinh ra một ít nghĩ cách cũng không dám đơn giản nói ra tựa như trong sách nhân vật chính như vậy sợ không nghĩ qua là nói ra sẽ đem phần này cảm tình phá hư sợ đến cuối cùng liền bằng hiếu cũng làm không thành trong hiện thực hai băng tự nhiên không có trong sách nhân vật chính như vậy may mắn. Kỳ thật nhiều khi nửa đêm mộng oanh, thường xuyên suy nghĩ. Nếu như ta xuyên Việt về đến lớn tiết học đời thay thật là có thật tốt, có chút cảm tình là cần chính mình tranh thủ. Hơn nữa, xuyên Việt có rất nhiều chỗ tốt, hoàn toàn thấp phong hiểm cao hồi báo, như vậy cũng không cần nói. Chỉ là, xuyên Việt dù sao chỉ là tồn tại ở tiểu thuyết chính giữa tưởng tượng, dưới mắt, cái này ba nữ hài tử đều muốn kết hôn lập gia đình. Quản dịch gần đây, ngay tại năm nay tháng 11 ngày, Cao Hiểu Tiết cùng chạm Tinh, tắc thì đều là sang năm. Làm vi bạn tốt của các nàng, mượn tên của các nàng cùng tính cách để hoàn thành quyển tiểu thuyết này, đã thuộc đường đột, nói thực ra. Ta còn thật lo lắng lão công của các nàng sau khi thấy sẽ tìm ta phiền toái đây này. Ta chỉ có thể ở cái này chúc phúc các nàng về sau sinh hoạt hạnh phúc, cũng hy vọng các vị chúc phúc hai băng chính mình, về sau sinh hoạt cũng có thể hạnh phúc. Quyển sách này, tuy nhiên trên đường đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng rốt cục hay vẫn là đã xong, hai băng hạ một quyển sách cũng đã tại kế hoạch chính giữa dự tính rất nhanh là có thể cùng các vị gặp mặt sách mới là một cái toàn bộ chuyện xưa mới một cái hoàn toàn mới bối cảnh hoàn toàn mới hệ thống tinh khiết đô thị văn ghi quá mệt mỏi hạ một quyển sách bối cảnh là phương đông huyền huyễn câu chuyện hai băng đùa cái thứ nhất trò chơi là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện xem đệ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp là thần điêu hiệp lữ xem đệ nhất bản web lạc tiểu thuyết là chu tiên hai băng vẫn cho rằng nhất suy mỹ hồn nhiên cảm tình có lẽ tại đây dạng một cái xuất trần thoát tục phương đông cổ đại bối cảnh trong bày ra. Bởi vì hiện đại thế giới phù hoa, đã rất khó bất quá như vậy hồn nhiên thoát tục tình cảm rồi. Có chút không có ý tứ chính là, sách mới danh tự còn chưa lập thành. Bất quá, tháng sau, sách mới sẽ nhìn thấy rốt cuộc, các vị ủng hộ hai băng các học sinh, kính xin tiếp tục ủng hộ hai băng sách mới. Thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu cảm tạ, kính các vị thư hữu ta yêu các ngươi. 해.